tráng niên sớm mập đang chuẩn bị xông đi vào, nào biết được hắn vừa vào tới một nửa đối phương tựu đóng cửa lại rồi, làm hại tráng niên sớm mập tranh thủ thời gian lui ra ngoài, thiếu chút nữa rơi xuống một cái bị đóng cửa đánh chó kết cục. Đám người kia thật sự là quá không trượng nghĩa rồi, tráng niên sớm mập khí hừ hừ, vậy mà chơi như vậy tuyệt. Chủ yếu là hắc thiên ma thần địa đội ngu e ngại chạm tinh. Điểm ấy tráng niên sớm mập cũng là biết đến, nhưng chạm tinh hiện tại ánh mắt vẫn nhìn trần hút máy vi tính, hắn cũng không nên nói cái gì chỉ có thể chính mình cố gắng. Chạm tinh là ở chú ý đến Trần Húc hướng đi. Trần Húc hiện tại vốn là vận hành một cái nhuyễn kiện, cái kia nhuyễn kiện giao diện tuy nhiên nàng không có xem qua nhưng là công năng nhưng lại vừa xem hiểu ngay địa phương. Tự là quan sát cảng, điều này cũng không có gì cùng lắm thì, chạm tinh kế tiếp lại chứng kiến Trần Húc mở ra thịt gà khống chế nhuyễn kiện. a, à, đây hết thảy cách làm là theo hắn mấy lần trước tiến công đều là giống nhau. Hắn còn có cái gì ẩn giấu tuyệt chiêu, hiện tại quan sát đã đến 4835, 902 cảng là cởi mở lấy, hơn nữa đều biết theo lưu địa đưa vào phát ra khá lớn, đây là bọn hắn tiến vào đến server cảng. A, à, vô luận như thế nào bọn hắn là không thể nào đem sở hữu tất cả cảng đều phong bế, vậy cũng không phù hợp máy vi tính nguyên lý. Ngô Nguyên, Bánh Trưng, hai người các người hiện tại bắt đầu riêng phần mình quấy rối một cái cảng, coi chừng đừng để bên ngoài đối phương tiêu diệt. Có thể rất nhanh liền phát hiện đối phương nhập trú cảng đó cũng không phải cái gì không dậy nổi địa sự tình chỉ có thể nói hệ thống máy quét so sánh tiên tiến một ít có thể bộ hoạch đáo số liệu lưu. Trạm tinh tiếp tục xem hắn, xem hắn có thể có cái gì tiến thêm một bước động tác. Trần Húc nói tiếp, phi phi người phụ trách tiếp tục chọn dùng du kích chính sách, trạm tinh, chú ý bảo hộ ta. Ta muốn bắt đầu tiến công, tiến công, Trần Húc điều động thịt của mình gà, bắt đầu hướng đối phương server gửi đi xin, à, đây là đơn giản nhất đi đó, hồng thủy công kích. Trạm tinh không rõ Trần Húc dụng ý, bởi vì hồng thủy công kích, đối với hồng khách liên minh địa sát cấp đã ngoài cao thủ mà nói đều không tính là cái gì. Huống chi tại đây còn có hai cái thiên cương cấp bậc cao thủ tại. Cho nên những công kích này rất nhanh đã bị đối phương cho che đậy mất, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Nhưng cái lúc này, Trần Húc lại ra một cái virus. Con virus này cũng không phải SMS cho hắn, bởi vì chạm tinh thấy được con virus này là Trần Húc lúc ấy lợi dụng hán ngữ nói mà chính mình biên soạn đấy. Loại này tạm thời biên soạn virus là có nhất định được tính nhắm vào, nhưng là virus uy lực khẳng định so ra kém cái loại này lan tràn toàn bộ thế giới ác tính virus. Hắn cái lúc này ra virus làm gì? Hắn có thể đem virus đưa vào đối phương phòng vệ trong địa server bên trong sao? Nhưng là rất nhanh, chạm tinh lại trợn tròn trong mắt. Bởi vì trần hút con virus này cũng không có thông qua thủ đoạn gì tác dụng tại đối phương server lên, mà là gửi đi đã đến thịt của mình gà chính giữa. Hắn dĩ nhiên là muốn lây tất cả của mình bộ thịt gà. Trần Húc cảm giác được chạm tinh ánh mắt, quay đầu lại cười nói, chuẩn bị bảo hộ ta đi, hiện tại tiến công mới vừa mới bắt đầu. Trạm tinh rốt cuộc nhịn không được hỏi, người cái kia virus rốt cuộc là làm cái gì dùng hay sao? Tác dụng rất tiểu, nhưng tụ tập hợp uy lực tụ khá lớn rồi. Người nên biết cái này LIUNIX hệ thống có một cái phi thường rõ ràng lỗ thủng, cái kia chính là người sử dụng có thể thông qua FTP là phương thức tiến hành thượng truyền, con virus này ngay tại trải qua điên cuồng mà phục chế đối với server bắt đầu thượng truyền công kích. Hơn nữa con virus này virus mã là căn cứ một tổ công thức tính toán đi ra đấy. Virus mã sẽ kéo dài cải biến, trừ phi đối phương đóng cửa FTP thượng truyền phương thức. Nếu không những này virus sẽ dốc sức liều mạng bắt đầu thượng truyền. Do đó tiêu hao đối phương hệ thống tài nguyên. Nhưng là như nếu như đối phương đem FTP đóng cửa, như vậy bọn hắn tự phạm quy rồi. a à, cho nên hiện tại bọn hắn muốn không tiếp thu virus đều không được như vậy tối thiểu có thể làm cho bọn hắn phân ra một người đến phòng thủ cái này virus. Ha ha, chúng ta có thể nằm đối với bốn rồi. Dùng chạm tinh máy vi tính kỹ thuật rất dễ dàng sẽ hiểu Trần Húc ý tứ. Nàng trước khi thật không ngờ là vì lực chú ý của nàng đều tại Trần Húc trên người mà không có suy nghĩ. Hiện tại Trần Húc vừa nói như vậy chạm tinh lập tức sẽ hiểu. Ý của ngươi là, như quả đối với phương tưởng giải quyết hết cái này virus như vậy nhất định phải muốn đem ngươi cho giải quyết. Nếu không virus sẽ một mực thượng truyền. Đúng vậy, Trạm tinh có thể nghĩ đến điểm này Trần Húc một chút cũng không ngoài ý, nói tiếp đi, bọn hắn hiện tại cùng con rùa đen tựa như núp ở trong vỏ, mặc dù có rất nhiều phương pháp có thể giải quyết nhưng là ta không muốn làm trễ nãi công phu, đây là đơn giản nhất mau lẹ nhất phương pháp, buộc hắn nhóm, đám bọn họ cùng ta tiến hành chiến đấu. Trạm tinh im lặng, suy nghĩ một chút nàng mới nói, như vậy ngươi sẽ không sợ cái này virus tản đi ra ngoài. Yên nào, không sao cả á, Trần Húc quái kêu một tiếng, cái này virus chỉ có dấu hiệu cùng rất nhiều virus mã đồng dạng, nhưng sẽ không đối với hệ thống tạo thành bất luận cái gì tổn thương, thuộc về tốt virus. Tối đa chiếm dụng điểm giải thông mà thôi, ngao, có người công kích ta rồi, ha ha, tiểu tử. Rốt cuộc chịu đi ra ngươi, nhìn xem Trần Húc nhanh chóng ở trên bàn phím bắt đầu phát ra, chạm tinh trong nội tâm khẽ động nói, rốt cuộc đã tới. Vì vậy thời điểm, Trần Húc đã cùng đối phương đã bắt đầu đọ sức, mà hắn đưa vào phương thức tắc thì không còn là trước khi nàng chỗ quen thuộc anh văn chỉ lệnh, mà là tiếng Trung. Hán ngữ nói, đối với hán ngữ nói chạm tinh hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì nàng còn chưa kịp xâm nhập đi học tập, nhưng nhìn Trần Húc nhanh chóng tại trên bàn phím gõ, không ngừng phát ra chỉ lệnh như chiếu dọi ổ đĩa cứng cs Mở ra cảng 3028 chờ các loại, nàng cũng có thể minh bạch những cái kia mệnh lệnh ý tứ. Còn có thể sử dụng loại thủ đoạn này đến tiến hành thao tác sao? nhưng là trạm tinh rất nhanh tựu lại phát hiện, Trần Húc Địa mệnh lệnh phát ra phi thường nhanh. Nói như vậy, như tiếng trung đưa vào một cái văn tự phải dùng mấy cái anh văn ấn phím đến tiến hành phát ra, nếu như sử dụng ghép phần như vậy còn cần chọn lựa văn tự. Cho nên khi một người đối với bàn phím đã thuần thục đến nhất định được trình độ lúc, như vậy hắn phát ra tuyệt đối là anh văn tốc độ lớn hơn tiếng trung. Nhưng bây giờ Trần Húc nhưng lại phá vỡ điểm này, hắn phát ra mệnh lệnh tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ cũng đã là đạt đến nhất định địa cực gây nên. Hơn nữa Trần Húc phát ra mệnh lệnh thời điểm cơ hồ sẽ không có phạm sai lầm qua, quan trọng nhất là hắn hiện tại căn bản là không cần đi khó khăn theo như những cái kia đặc thù ký tự. Tiếng Trung hacker đưa vào cú pháp, dùng chạm tinh nhãn lực rất nhanh sẽ hiểu trong đó địa chỗ ảo diệu, khó trách Trần Húc thậm chí có như thế tự tin, nguyên lai like hắn sử dụng chính là một cái nàng chưa từng có bài kiến tiếng Trung hacker đưa vào cú pháp. Một đạo mệnh lệnh. Trần Húc chỉ cần phát ra ba cái mấu chốt chữ là có thể tự động tạo ra nguyên vẹn chỉ lệnh hơn nữa chuyển hóa phát ra loại tốc độ này so Trần Húc trước khi nhanh hơn. Hơn nữa chạm tinh có thể chú ý tới Trần Húc đưa vào thủ pháp, thì ra là đánh bàn phím phương pháp phản phất có kỳ quặc. Không sai, cái này là Trần Húc ngày hôm qua trong vòng một đêm cố gắng thành quả. Học tập tương lai hán ngữ nói hacker đưa vào cú pháp cùng với đưa vào thủ pháp. Đưa vào thủ pháp là phi thường có chú ý, giống như là hiện tại bàn phím phương thức sắp xếp, là hôm nay nhất khoa học đưa vào hình thức. Kỳ thật khoa không khoa học cũng tự không sao cả rồi, quan trọng nhất là mọi người đã thành thói quen hiện tại bàn phím phương thức sắp xếp. Tại loại này bàn phím địa tổ hợp phương thức lên, ngón tay như thế nào phóng, ví dụ như theo như quy khóa chỉ dùng để tay trái ngón út, g là sử dụng tay trái ngón trỏ chờ chờ đều là có an bài đấy. Nhưng là loại này đưa vào hình thức còn có thể càng tiến một bước. Loại này đặc thù thủ pháp là có thể khiến cho hacker tại đưa vào ấn phím thời điểm nhỏ hơn tâm tránh cho theo như sai cái nút, hơn nữa này đưa vào cú pháp tại đưa vào chỉ lệnh thời điểm một khi theo như sai như vậy đưa vào cú pháp sẽ không biểu hiện sai lầm chỉ lệnh mà vào đi tự động làm cho thẳng. Nhưng phải biết rằng, loại này tự động làm cho thẳng đích thủ đoạn có nhiều khó. Tự động làm cho thẳng tại hiện tại rất nhiều đưa vào cú pháp chính giữa đều là tồn tại, nhưng những cái kia đều là bình thường đưa vào cú pháp, ví dụ như Sogo, ứng dụng QQ, Google ghép phần chờ chờ bên trong đều có mơ hồ âm địa thiết trí, ví dụ như đưa vào từ tổ lúc không cẩn thận theo như sai một cái ấn phím nếu như là thường dùng từ tổ tựu sẽ tự động làm cho thẳng phát ra chính xác từ tổ. Nhưng là phải biết rằng hacker địa chỉ lệnh có bao nhiêu đầu. Hơn nữa hiện tại hacker chỉ lệnh còn đang không ngừng bị nghiên cứu khai quật, nếu như là một đầu mới đích chỉ lệnh, mà hệ thống từ kho chính giữa tắc thì không có cái này đầu chỉ lệnh, quá độ làm cho thẳng sẽ sử cái này đầu chỉ lệnh căn bản là không cách nào phát ra. Cái này ngay tại lúc này hacker đưa vào cú pháp vấn đề lớn nhất. Theo không kịp thời đại, nhưng là vấn đề này đối với Trần Húc đến bảo hoàn toàn tựu không là vấn đề rồi. Bởi vì hắn sử dụng chính là 2045 năm đưa vào cú pháp, tương lai 40 năm hacker chỉ lệnh toàn bộ đều ghi chép, chỉ có hắn không biết chỉ lệnh. Không có hắn đánh không đi ra chính xác mệnh lệnh. Hơn nữa, Trần Húc theo tiểu mẫn chỗ đó đã được biết đến một cái phi thường lại để cho người dở khóc dở cười kết quả, cái này hắn ngữ nói hacker đưa vào cú pháp biên soạn người không phải người khác, đúng là tương lai chính mình. Thiên này làm sao tính toán à mà lại để cho trạm tinh nghi hoặc còn một điều tự là trần húc đưa vào tốc độ trạm tinh có thể để xác định chính là trước đó trần húc không có tiến hành qua bất luận cái gì tốc độ tay huấn luyện thậm chí liền hacker đưa vào cú pháp đều kiến thức nửa vời như thế nào trong vòng một đêm hắn sẽ đối với một cái hoàn toàn mới đưa vào cú pháp như vậy thuần thục vấn đề này tự nhiên không thể dùng thiên tài hai chữ để giải thích đấy bởi vì thiên tài tối đa cũng tự là học một lần sẽ mà không có khả năng học một lần tự tinh loại này thuần thục trình độ không phải tùy tùy tiện tiện là có thể nắm giữ địa phương. Chỉ có một chữ bí quyết, luyện, siêng năng luyện tập, không có bất kỳ mặt khác thủ đoạn có thể học cấp tốc. Giống như bán dầu ông như vậy, chỉ có một câu bí quyết, không có hắn, duy người chuyên nghiệp. Trần Húc hiện tại đối mặt địa đối thủ tất nhiên cầu tinh hèn mọn bị ổi Husky. Tuy nhiên địa cầu tinh tại 72 địa sát trong bài danh nhất kế cuối. Lương Sơn 108 đem trong cũng chỉ là đoạn cảnh trụ cái này củi mục, nhưng là hèn mọn bị ổi Husky thực lực kỳ thật cũng không kém, sở dĩ phủ lên cái này danh xương tắc thì là vì tên của hắn. Ai bảo hắn là Husky hay sao? Nói thực ra Hắc Thiên Ma Thần mấy người phi thường phiền muộn. Bởi vì bản cuộc tranh tài bọn hắn vốn sẽ không có cho là mình có thể thắng được qua cỏ huyên táo Giang Ly, cho nên ngay từ đầu tự áp dụng thấp tư thái tiến hành phòng ngự. Nhưng rất nhanh tự bị virus công kích, bọn hắn cái đó sẽ biết cái này virus là một điểm nguy hại đều không có địa. Nhưng theo virus mã hóa đi lên phân tích, wow, đối phương ra tay thật ác độc à. Nhiều như vậy virus, hơn nữa virus mã hóa đều là đại danh đỉnh đỉnh, ví dụ như màu đen thứ sáu, gấu trúc thắp hương, kỳ khí cẩu. Vân vân, nhưng bọn hắn không biết, cái này kỳ thật tự là trần húc một cái thủ đoạn, hắn là trực tiếp theo chính mình phần mềm diệt virus trong lấy ra virus mã hơn nữa đóng gói tạo ra một cái virus tạo ra khí, chế tạo ra đến virus đều là chỉ tốt ở bề ngoài, từng virus chính giữa dẫn theo một đoạn nổi danh virus địa virus mã, cho nên đối phương phần mềm diệt virus một cha sẽ ngộ nhận là lý quỷ là lý quỷ. Cái này một bộ virus công kích thế nhưng mà đem hắc thiên ma thần năm cái lũ ra xúc bị hù kinh hồn táng đảm, nghĩ thầm cái này cỏ huyên tiểu em em như thế nào ra tay như thế độc ác. Nhưng bọn hắn không biết đây là Trần Húc làm dễ dàng. Cho nên hắc toàn phong tựu canh dư ở FTP nghiệm chứng cẳng lên, dốc sức liều mạng đỗ lại đoạn virus. Kế tiếp tắc thì tựu lại để cho ảnh tại cuối cùng tỏa chấn, mặt khác ba cái địa sát sẽ giết đi ra thế tất muốn đem đối phương virus công kích cho đình chỉ ba cái địa sát chính giữa hèn mọn bỉ ổi husky là người thứ nhất đã tìm được trần húc đấy nhưng là hắn tuyệt đối thật không ngờ vừa gặp được địch nhân tự bị cơ hồ là cực kỳ tàn ác quần ẩu tại hacker công thủ chính giữa ngoại trừ đối phương tự giới thiệu hoặc là phân tích địa chỉ ip nếu không là không thể nào biết rõ đối phương là ai cho nên bị công kích mãnh liệt như vậy về sau husky tự lập tức cho là mình gặp cỏ huyên táo giang ly vì vậy lớn tiếng hô quát gọi mặt khác hai cái địa sát đều đến gia nhập vòng chiến. Trong lúc nhất thời, Trần Húc tự cùng ba gã địa sát đụng vào nhau, tập trung vào 40 cảng cái này nhỏ hẹp trong thông đạo. Từng cái cảng đều tương đương với máy vi tính cùng ngoại bộ kết nối địa một cái lối đi, những thông đạo này có lớn có nhỏ, cũng có thể chính mình đi thiết trí. Mà cái này 40 cảng, tắc thì là phi thường tiểu nhân một căn nước tiểu quản. Tự tương đương với một cái rãnh trời, chỉ cho phép tối đa một mẹ nó bước quá chứ số liệu đồng thời thông qua. Trần Húc lựa chọn cái này cảng, cũng chẳng khác nào là buông tha cho thịt của mình gà đại quân, nhưng đồng dạng, đối phương thịt gà cũng không có khả năng tiến vào. Cho dù tiến vào, cũng chỉ có thể lục tục ngo ngoe, mấy cái mấy cái tiến đến. Mà như vậy tiến vào phương thức, hoàn toàn tự là muốn chết. Cái này cùng nước tiểu quản tựu là đã hạn chế đối phương phát huy, bước đối phương đến cùng chính mình tiến hành quyết đấu. Trần Húc bên này địa tình hình chiến đấu rất nhanh đã bị tráng niên sớm mập bọn hắn biết được, tráng niên sớm mập vừa định đi lên hỗ trợ. Trần Húc Tụ nói, tại đây chỉ cần ta cùng chạm tinh là được rồi. Phi Phi ngươi bây giờ nhiệm vụ tự là thừa lúc cơ hội này nhìn xem có thể hay không tiến vào chiếm giữ đến đối phương server bên trong, mở ra lỗ hồng. Trần Húc vừa nói như vậy, tráng niên sớm mập hiểu được, hôm nay đối phương một người phụ trách virus, ba người đi lên chém giết, đối phương địa server chính giữa chỉ còn lại một người tại đóng ở. Mà cái này thì là tốt nhất một cơ hội, vì vậy tráng niên sớm mập mà bắt đầu bốn phía chạy, tìm kiếm không đương mà lúc này đây Trần Húc Tắc thì cùng đối phương ba người đã giao thủ. Tuy nhiên không biết ba người này là ai nhưng tối thiểu có một cái thiên cương cấp cao thủ, đi lên chính là một cái đánh lén muốn đoạn Trần Húc đường lui. Hacker chiến đấu cùng tiểu thuyết võ hiệp trong cao thủ so chiêu cũng là có hiệu quả như nhau, hèn mọn bị ổi Husky chiêu số hèn mọn bị ổi âm tàn, chiêu chiêu muốn tánh mạng người, ví dụ như hắn tự ưa thích vốn là một cái kính quấy rối dùng thỉnh cầu liên tiếp, kết nối phương thức đến làm cho đối phương tiến hành liên tiếp, kết nối, đem đối phương như vậy nửa vời về sau tựu rũi ra một đao, trực tiếp đoạn khai server liên tiếp, kết nối hoặc là sử dụng hắn thủ đoạn của hắn cho đối phương tiến hành một kích chí mạng. Tại hồng khách trong liên minh, cái này đầu hèn mọn bị ổi địa Husky chính là một cái rất khó giải quyết nhân vật. Hắn tổng hợp thực lực có lẽ không cao lắm, nhưng là hắn giảo hoạt hay thay đổi cùng hèn mọn bị ổi hạ lưu lại là đã ra tên địa phương. Dùng tráng niên sớm mập một câu đến đánh giá, thằng này tựu là cái đỉnh đầu chảy mủ lòng bàn chân nát đau nhức phương bát đản. Trần Húc vừa lúc mới bắt đầu cũng ăn hết người này một cái thiệt thòi nhỏ. Bởi vì hắn chứng kiến đối phương sử xuất một chiêu lão hán đẩy xe. Cái tên này nhưng thật ra là ác làm, tựu là chỉ tại hacker công kích thời điểm sử dụng số liệu lưu ngụy trang thành Java trong mệnh lệnh một cái cự tuyệt server công kích chỉ lệnh. Vì vậy chỉ lệnh tác dụng là nhẹ nhàng mà đem đối phương đẩy đi ra ngoài, cho nên bị người ác làm lấy xưng là lão hán đẩy xe. Cự tuyệt server công kích cơ chế nhưng thật ra là sàng chọn số liệu lưu đem đối phương ném tới rác rưởi ngăn cản ở bên ngoài chứng kiến husky dùng mệnh lệnh này về sau trần húc bản năng muốn đem chính mình số liệu lưu cho ngụy trang thành bình thường liên tiếp kết nối server số liệu mà đã lừa gạt đối phương địa phòng ngự nhưng không nghĩ tới husky chiêu này kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang ngay tại trần húc vừa ngụy trang tốt số liệu lưu gửi đi về sau hắn lập tức đã đến một cái tập kích một chiêu này lập tức đánh chính là trần húc luống cuống tay chân mà một lúc sau này hai người cũng đồng thời hướng phía trần húc đã phát động ra công kích cũng may hiện tại Trần Húc tốc độ tay đã rất nhanh, liên tục tay động khu trục số liệu lưu mới đã tránh được một kiếp này. Cái này Trần Húc tự lập tức coi chừng, vừa rồi thật sự là hắn có chút coi thường rồi, hắn cho rằng hiện tại chính mình kỹ thuật lại tăng lên một cái cự đại bậc thang, nhưng là cái lúc này chính mình lại là đồng thời đối mặt ba gã hồng khách liên minh địa cao thủ à. Nhưng Trần Húc vừa rồi thao tác cũng dọa đối phương một thân mồ hôi lạnh. Husky bọn hắn phối hợp đã rất nhiều lần rồi, dựa vào thủ đoạn này không biết âm bao nhiêu người nhưng là lại cứ tại thời khắc cuối cùng bị đối phương cho hóa giải rồi, điểm ấy đối với lòng tin của bọn hắn đã kích là rất lớn. Hơn nữa thông qua vừa rồi Giao Phong có thể nhìn ra, hiện tại theo chân bọn họ giao thủ người này hơi thao rất cường, vừa rồi cơ hồ tựu là cứng đối cứng, chính mình mấy cái chỉ lệnh ngạnh xanh xanh bị đối phương cho gặp chiêu phá chiêu hóa giải rồi. Điểm ấy lại để cho bọn hắn cực kỳ khiếp sợ, cỏ huyên. Husky bọn hắn cho rằng hiện tại theo chân bọn họ giao thủ địa người nhất định chính là cỏ huyên táo Giang Ly. Bởi vì tráng niên sớm mập còn không có có cái này trình độ, còn đối với phương vài người khác. Tại Husky cái này ba cái địa sát trước mặt trên cơ bản có thể không đáng kể rồi. Nhưng là bọn hắn thật không ngờ chính là, hiện tại theo chân bọn họ giao thủ người nhưng lại Trần Húc. Vừa rồi Trần Húc thao tác tại trạm tinh xem ra cũng rất ngạc nhiên. Bởi vì tuy nhiên hiện tại không có nguyễn kiện tiến hành khảo thí Trần Húc tốc độ tay, nhưng rất rõ ràng vừa rồi Trần Húc tuy nhiên luống cuống tay chân, nhưng là lấy một địch ba hay vẫn là chặn đối phương tiến công cái này đặt ở trước kia là tuyệt đối không có khả năng đấy. Tay của hắn nhanh chóng hiện tại có bao nhiêu? 50, 60, chạm tinh trong nội tâm đánh giá tính toán một cái, tối thiểu tại 55 đã ngoài, mà hữu hiệu thao tác tốc độ tắc thì càng là vượt qua 15 đầu. Hắn lúc nào đã có như vậy trình độ rồi hả? Nhưng Trần Húc lại để cho người địa kinh ngạc hiển nhiên còn không chỉ như vậy. Kế tiếp Trần Húc vậy mà đồng thời hướng phía đối phương hai người phát khởi công kích, hướng phía một người tiến hành quấy rối sau đó đối với một người khác đánh ra thỉnh cầu nắm tay. Nắm tay là hacker cơ bản nhất nhưng là cũng thường dùng nhất thủ đoạn công kích, nhưng là lại để cho người ngạc nhiên hơn là Trần Húc vậy mà đồng thời thao túng lấy hai cái chỉ lệnh đến công kích hai gã đối thủ. Đây là song tuyến thao tác, không có nhất định trình độ hacker là căn bản không có khả năng làm được đấy. Bởi vì song tuyến thao tác khó xử ở chỗ đồng thời ứng phó lưỡng địch nhân, lưỡng cái công kích của địch nhân phương thức đều không giống nhau, mà xử lý hai chủng bất đồng công kích tự nhiên là cần đưa vào hai cái mạng lệnh, nói cách khác Trần Húc cái lúc này phải nhất tâm nhị dụng. Nhất tâm nhị dụng đến cùng có nhiều khó, thử qua sẽ biết, nhưng đó cũng không phải hacker cực hạn. Trong truyền thuyết Mitnick có thể đồng thời tiến hành 5 tuyến, thậm chí là trong truyền thuyết 6 tuyến thao tác. Cái này chẳng những cần hacker có cực kỳ phản ứng nhạy cảm lực cùng sức phán đoán, còn cần có uyên bác tri thức cùng với mau lẹ thao tác. Nhiều tuyến thao tác hàng đầu yêu cầu là được hữu hiệu phát ra tuyệt đối cao hơn, bởi vì nhiều tuyến thao tác rất khó bền bỉ, nếu như không thể tại trong ngắn hạn giải quyết hết đối thủ như vậy gặp nạn chỉ có thể là chính mình, cho nên nhiều tuyến thao tác bình thường hacker chỉ dùng để không đi ra, cũng không dám đơn giản sử dụng. Mà bây giờ Trần Húc đồng thời một cái ứng phó ba người, cho nên rơi vào đường cùng chỉ có thể sử xuất xong tuyến thao tác. Nhưng còn có một địch nhân là hắn khống chế không nổi đấy. Cái lúc này chạm tinh rốt cuộc kịp phản ứng, tiến vào chiếm giữ 40 cảng. Trần Húc không nở ở chính là cái kia địch nhân là thời kỳ cuối đại long thần, hắn chống chính mình hai cái đồng đội cuốn lấy Trần Húc thời điểm thông qua Trần Húc kết nối sở tới, hiện tại đang tại tháo rỡ Trần Húc máy vi tính chính giữa địa bức tường lửa. Nếu như bức tường lửa khẽ cởi tái, như vậy Trần Húc máy vi tính tựu sẽ biến thành dê đợi làm thịt. Thời kỳ cuối đại long thần hiện tại trong lòng rất là kỳ quái, vì cái gì có huyên hệ thống dễ dàng như vậy đã bị xâm lấn rồi hả? Cùng nàng vừa rồi lạnh thấu xương địa công kích so sánh với loại này phòng thủ thật sự là không chịu nổi một kích. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên máy vi tính bắn ra ping mệnh lệnh, ping mệnh lệnh tác dụng tựu là tìm kết nối đến bản cơ IP. Đây là tuyệt đối làm không phải giả vờ, cho nên thời kỳ cuối đại long thần địa chỉ IP thoáng cái đã bị bại lộ đi ra. Còn có người tại đây đài máy vi tính chính giữa phòng thủ. Địa chỉ IP cho hấp thụ ánh sáng cũng không có lại để cho thời kỳ cuối đại long thần cảm thấy kinh hoàng, bởi vì hắn sử dụng cái này đài máy vi tính là đài thịt gà, mà rất rõ ràng đối phương sử dụng cũng là thịt gà. Thịt gà bị bạo lộ là hacker tranh đấu chính giữa rất bình thường, nhưng là kế tiếp cái kia đang tại bị tháo dỡ địa bức tường lửa vậy mà đình chỉ tháo dỡ công tác mà đổi thành chữa trị. Chữa trị tác dụng tựu là một lần nữa lắp đặt bị tháo dỡ nhuyễn kiệt, rất rõ ràng cái lúc này có người đang giúp hắn chữa trị cái này đài thịt gà. Cái kia rốt cuộc là ai? Thời kỳ cuối đại long thần không dám trì hoãn, cái lúc này song phương so đấu đúng là tốc độ, là hắn trước hủy diệt cái này đài thịt gà hay là đối với phương trước đem hắn đuổi đi ra tựu xem ai thao tác tốt rồi. Cái lúc này thời kỳ cuối đại long thần rất có chút ít hiểu lầm, bởi vì hắn một bên tình nguyện cho rằng phía trước cái kia công kích sắc bén hơn là chạm tinh, kế tiếp cái này server chính giữa hẳn là tráng niên sớm mập. Về phần tráng niên sớm mập, hai người bọn họ mặc dù không có đã giao thủ nhưng là cảm giác trên thực lực hẳn là không sai biệt lắm, cho nên lúc này thời điểm cũng tự căn cứ đọ sức tâm tư, thời kỳ cuối đại long thần không có lùi bước mà là lấy hết cuối cùng liều mạng. Nhưng là hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, tại đây đài thịt gà chính giữa ở lại đó địa không phải tráng nhiên sớm mập, mà là chạm tinh, bọn hắn sợ nhất cỏ huyên táo giang ly. Thời kỳ cuối đại long thần rất nhanh liền phát hiện không được bình thường, bởi vì hắn vừa mới mở ra máy vi tính cộng hưởng tự phát hiện mình kế tiếp thao tác hoàn toàn đều không có tác dụng. Cái này thật sự lại để cho hắn là kinh hãi, bởi vì đối phương phản ứng tốc độ thật sự là quá là nhanh. Cơ hồ là lập tức tụ phủ kín lên đường lui của mình tuyệt đối không phải tráng niên sớm mập, nhưng là đối phương lại cũng không có hướng hắn phát động tiến công. Thời kỳ cuối đại long thần có thể để xác định chính là như nếu như đối phương nguyện ý, dùng hắn vừa rồi thao tác hoàn toàn có thể đủ lập tức phản xâm lấn chính mình địa thịt gà sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm được chính mình. Lần này tự lại để cho hắn nghi ngờ, nghĩ thầm đối phương chẳng lẽ lại là lợi dụng nào đó phòng ngự nguyễn kiện đến chấp hành đặc biệt chương trình. Mà không phải nói là hắn chân nhân bổn sự, vì vậy thời kỳ cuối đại long thần lại bắt đầu điều chỉnh, Đổi một loại phương thức đến tiến hành công kích Vừa rồi hắn không cách nào thao tác là vì đối phương đóng cửa hắn xâm lấn sử dụng phục vụ Nhưng là cái tiếc mặc kệ hắn sử dụng thủ đoạn gì đối phương giống như đều có thể phi thường đơn giản hóa giải Điều này sao có thể Một cái ý nghĩ đột nhiên hiển hiện tại thời kỳ cuối đại long thần trong đầu Hắn lập tức tự kinh ra một thân mồ hôi lạnh Hắn muốn bây giờ đang ở cái này đài thịt gà chính giữa phụ trách phòng ngự Không phải là cỏ huyên táo Giang Ly A cái kia nếu như nơi này là cỏ huyên táo giang ly, cái kia bên ngoài là ai? Cái lúc này đột nhiên hèn mọn bị ổi husky cùng uốn éo bờ mông ngân heo đồng thời quát to một tiếng, ngóa. Thời kỳ cuối đại long thần vô ý thức địa quay đầu đi. Tự chứng kiến hai người địa trên màn hình một mảnh đen kịt. Bọn hắn được giải quyết rồi hả? Đại long thần vô ý thức hỏi một câu, các người địa đối thủ là ai? Nói nhảm, nhất định là cỏ huyên em em à. Husky phát điên kêu lên, một đôi hai à, hoàn mỹ song tuyến thao tác. Người cảm thấy tráng nhiên sớm mập có cái kia trình độ sao. Nhưng là, thời kỳ cuối đại long thần rất muốn nói nếu quả thật chính là nàng vậy cũng có thể cũng không phải là song tuyến thao tác mà là ba tuyến, hoàn mỹ ba tuyến. Đồng thời ở bên ngoài đối phó hai người thời điểm cũng tại nội bộ đối phó chính mình, hoàn mỹ ba tuyến thao tác. Dùng cỏ huyên táo giang ly thực lực cùng tên tuổi, làm được xác thực rất có thể. Mà lúc này đây, thời kỳ cuối đại long thần hét thảm một tiếng, hắn máy tính cũng hắc bình rồi. Ngay tại hắn vừa rồi ngây người thời điểm, Trần Húc giải quyết xong hai gã đối thủ về sau nhanh chóng giết trở lại, đem cái này ngẩn người bất động ra hỏa cho chém. Thậm chí thời kỳ cuối đại Long Thần đều không biết mình tại sao thua đấy. Ba cái địa sát đã bị toàn bộ giải quyết, Hắc Thiên Ma Thần bên này cũng không thế nào ngạc nhiên. Nhưng là chạm tinh nhưng lại đã giật mình tới cực điểm, rất rõ ràng ngoại trừ cuối cùng Trần Húc cái kia hồi mã thương giải quyết hết địa đối thủ là vì đối phương không có phòng ngự bị hắn một đao chém. Nhưng mặt khác hai cái đối thủ là Trần Húc dùng lực lượng một người cho giải quyết hết đấy. Hơn nữa là xong tuyến thao tác, đồng thời sâu lâu hai gã địa sát, Trần Húc hữu hiệu phát ra tuyệt đối vượt qua mỗi phút đồng hồ 25 đầu. Nếu không hắn không có khả năng đồng thời giải quyết hai gã địa sát. Hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, đột nhiên tiến bộ lớn như vậy. Kỳ thật rất đơn giản, đối với sở hữu tất cả người địa cầu mà nói đích xác chỉ là quá khứ mười mấy giờ nhưng là đối với trần húc mà nói tuy nhiên trần húc cũng là địa cầu người nhưng hắn trong vòng một đêm nhưng lại đã qua một tháng trần húc lại một lần nữa lợi dụng giả thuyết ảo cảnh tinh thần thời gian công năng nên công năng tác dụng tựu là tinh thần thế giới thời gian có thể chậm lại chảy xuôi ở bên trong qua một tháng đối với bên ngoài mà nói cũng không quá đáng chỉ là một cái trước mắt tại một tháng ngày nội Trần Húc tự là hết ngày dài lại đêm thâu bắt đầu huấn luyện mới đích đưa vào cú pháp cùng thủ đoạn công kích. Tiểu Mẫn tuy nhiên không thể giáo Trần Húc hacker kỹ thuật nhưng lại có thể mô phỏng ra rất nhiều công kích phương thức đến cùng Trần Húc tiến hành đọ sức luận bàn, tuy nhiên NPC trò chơi địa chỉ số thông minh cũng không cao, nhưng rất nhiều công kích hình thức còn là phi thường sắc bén hơn nữa cường đại đấy. Một tháng này đến lại để cho Trần Húc học được rất nhiều thứ, tiến công trình độ cũng cao mấy cái bậc thang. Xong tuyến thao tác Trần Húc hiện tại cũng có thể sử dụng ba tuyến thao tác rồi. Chỉ bất quá hắn ba tuyến làm còn bất hoàn mỹ, thường xuyên hội luống cuốn tay chân, nhưng là xong tuyến thao tác đã là không nói chơi rồi. Có thể nói, Trần Húc hiện tại công kích trình độ, đã có thể làm cho hắn cùng với bình thường thiên cương cấp cao thủ một tranh giành cao thấp rồi, nhưng là trình thể trình độ còn không bằng một gã địa sát. Rất đơn giản à, bởi vì Trần Húc phòng ngự năng lực cơ hồ là không, hơn nữa hắn căn bản là không luyện tập phòng ngự. Một cái tiến công phi thường sắc bén nhưng là phòng ngự cơ hồ là không thái điểu, tại chiến đấu chính giữa nhất định phải cho hắn an bài một cái phụ trách hoàn toàn phụ trách hắn phòng thủ địa người. Nhưng vấn đề là nói như vậy phòng thủ năng lực cường Hãn Hacker không có khả năng tiến công năng lực chênh lệch, có thể xứng đôi đến Trần Húc tiến công thực lực, tối thiểu cũng muốn một cái thiên cương, nhưng thiên cương tổng cộng tựu 36 người. Như thế nào có rảnh đến chuyên môn chiếu cố Trần Húc. Nhưng Trần Húc không sợ, hắn có tiểu mẫn, tiểu mẫn phòng thủ thiên hạ vô song. Trần Húc căn bản là không cần phải đi luyện tập phòng thủ. Có lẽ có người nói, cái kia chưa tính là Trần Húc thực lực chân thật. Thật giống như hiện tại rất nhiều người chỉ trích một ít 90 sau đích tiểu hài tử khoe của đồng Giạc, nói bọn hắn hoa chính là gia trưởng tiến, mà chính bọn hắn căn bản là lợi nhuận không đến tiến. Nhưng kỳ thật, xã hội này phi thường sự thật một điểm tựu là, nhân sinh đến cũng không phải là tại một cái hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, bên trên đấy, có tài nguyên không đi lợi dụng mới thật sự là kẻ đần. Mà không phải nói một người sanh ra ở một cái nhà đại phú nhưng là còn cần đi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng gian khổ gây dựng sự nghiệp bên ngoài nhân tố vốn cũng là thành công một bộ phận thật giống như ỷ thiên đồ long ký bên trong diệt sạch lão ni cô cầm trong tay đem ỷ thiên kiếm diễu võ dương oai nhưng vấn đề là người ta có rượu về phần chu điên chi lưu kêu gào lấy lại để cho diệt sạch lão ni buông ỷ thiên kiếm thay đổi bình thường binh khí bất quá là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh mà thôi diệt sạch thực bị như vậy khích tướng nàng cũng cũng không phải là Nga mi trưởng môn rồi. Đương nhiên, tại đây cũng không phải chỉ những cái kia gia đình điều kiện tốt hài tử khoe của là kiện quang vinh sự tình, dù sao ỷ thiên kiếm chỉ dùng để tới giết người, dùng ỷ thiên kiếm vô địch thiên hạ cũng là người ta thực lực. Nhưng cầm ỷ thiên kiếm khắp nơi đi dạo nói cái này ỷ thiên kiếm là ta địa phương. Nhưng cái gì hiện thực đều làm không được, cái kia chính là thuần khiết địa một ngu thật rồi. Trần Húc tự nhiên không phải như thế ngu thật, hắn cũng sẽ không có tốt như vậy địa tài nguyên mà không công không đi lợi dụng hơn nữa hiện tại theo trần húc thực lực dần dần tăng cường hắn cũng không cần muốn đi tiếp tục giấu giếm mình cùng smms quan hệ trong đó lúc này đây hán ngữ nói tựu cho rất nhiều người một cái tín hiệu cái kia chính là trần húc là smms đồ đệ như vậy sư phụ cho đồ đệ một ít thứ tốt sẽ không khiến người hoài nghi a à. chỉ cần smms thường xuyên ở bên ngoài làm một sự tình là được rồi đồ đệ cái này thân phận nhưng thật ra là cái che giấu tốt lắm đương nhiên, cũng có uy hiếp, nhưng Trần Húc hội nghĩ biện pháp đem hết thảy uy hiếp bóp chết tại cái nôi chính giữa. Cho nên hay vẫn là câu nói kia, Trần Húc chỉ cần làm tốt tốt nhất mâu là được rồi, thuẫn sự tình hắn căn bản là không cần đi quản. Còn thừa lại cuối cùng hai cái, một cái là Hắc Toàn Phong, một cái là ảnh. Hắc Toàn Phong bây giờ đang ở giải quyết virus còn đằng không ra tay, nhưng chắc hẳn dùng hắn kỹ thuật rất nhanh là có thể phát hiện loại này virus kỳ thật chẳng qua là một cái gạt người siếc, mà lúc này căn cứ Trần Húc đến suy đoán, đổi lại hắn chính mình không sai biệt lắm 10 phút là có thể phát hiện, nhưng có thể rất tự ngạo nói một câu, Trần Húc máy vi tính trụ cột hiện tại phi thường vững chắc, đổi lại Hắc Toàn Phong khả năng muốn nhiều ra đến 5 phút đồng hồ. Như vậy trước khi chiến đấu tiêu hao 10 phút, nói cách khác, nếu như Trần hút tại kế tiếp không thể tại 5 phút đồng hồ ở trong giải quyết ảnh, muốn lọt vào hai cái thiên cương đồng thời giáp công. 5 phút đồng hồ, nhìn trời nhanh tinh, ảnh, ảnh tốc độ tay là hồng khách liên minh cao nhất, nhưng là tay của hắn nhanh chóng tuy nhiên cao đáng sợ, Mỗi phút đồng hồ tại 70 cái mệnh lệnh đã ngoài, có thể hắn hữu hiệu phát ra nhưng lại rất thấp, thậm chí so về thiên cương cấp cao thủ mà nói cũng không có gì ưu thế. Cho nên ảnh cũng có ngoại hiệu gọi là chứng động kinh tay, chỉ chính là hắn một thao tác cùng được tắc máu não tựa như gặp ai cũng hết sức run rẩy, nhưng run rẩy không xuất ra cái gì như thế về sau. Nhưng trên thực tế ảnh cũng chỉ là giao đấu hồng khách liên minh đều biết vài tên cao thủ lúc tay của hắn nhanh chóng hoàn toàn phát huy không đi ra tác dụng, nhưng là người bình thường muốn thắng hắn cơ hồ là chuyện không thể nào tốc độ tay quá là nhanh, hiện tại ảnh đã gặp được Trần Húc, tuy nhiên Trần Húc cũng không biết trước khi tự mình giải quyết mấy người đều là ai, nhưng là dựa theo thực lực đối phương tiêu chuẩn đến xem nên là ba cái địa sát. Nhưng là hiện tại vừa cùng đối phương một phát thượng thủ, Trần Húc tự lập tức biết rõ hiện tại cùng chính mình giao thủ người là ai. Ảnh, đối phương chỉ lệnh phát ra hiện tại đã đạt đến mỗi phút đồng hồ 70 đầu, có thể nói hắn hiện tại cơ hồ là một sông lên liền khiến cho ra toàn thân thế võ. Bởi vì hắn tin tưởng đối thủ của mình là cái kia nổi danh thiên tuệ tinh cỏ huyên táo Giang Ly, cho nên hắn căn bản là không dám khinh thường. Nhưng là cái này lại khổ Trần Húc, lập tức tầm đó, Trần Húc là có thể cảm giác được đối phương hướng chính mình đâm ra hơn 10 đao, tuy nhiên không dám nói là đao đao châm đối với chỗ yếu hại của mình nhưng lại lại để cho hắn một hồi luống cuống tay chân. Đồng thời cũng lập tức đem tay của mình nhanh chóng bão tố thăng, một đầu một đầu đi ứng đối với công kích của đối phương ảnh cho trần húc mang đến áp lực so về trước khi hai người đồng thời công kích còn muốn lớn hơn mấy phần vừa lên đến ảnh tiểu áp dụng hung mãnh bạo kích chính sách hắn tuy nhiên dưới mắt chỉ có một người lại cho người một loại cùng loại với thiên quân vạn mã cảm giác trần húc lần thứ nhất gặp được đối thủ như vậy hắn hảo thắng tâm cũng bị hoàn toàn kích phát ra rồi tốt người tốc độ nhanh như vậy chúng ta sẽ tới một lần ai tốc độ nhanh hơn đương nhiên trần húc biết rõ muốn hoàn toàn so tốc độ là rất khó so qua được ảnh đấy dù sao mỗi phút đồng hồ 70 thậm chí 80 đầu phát ra tốc độ tuyệt đối không phải người bình thường có thể hiểu rõ đấy. xưng là một câu cầm thú hoàn toàn là danh xứng với thực. Nhưng Trần Húc lại cùng hắn so hữu hiệu phát ra tốc độ. Ảnh liên tục phát ra bốn cái mệnh lệnh, một đầu công kích Java kịch bản gốc, một đầu công kích bức tường lửa bên ngoài liệp, dây xích, một đầu công kích PSP còn có một đầu công kích dây SP. Bốn cái mệnh lệnh phân biệt công kích bốn cái bất đồng địa phương, thật giống như một người đồng thời ra bốn chiêu, một chiêu dẫn đầu một chiêu khom lưng một chiêu đá chân một chiêu thậm chí vượt qua đến đánh phía sau lưng vừa chứng kiến đối phương công kích phương thức thời điểm trần húc lại càng hoảng sợ bốn tuyến thao tác đồng thời công kích chính mình bốn cái địa phương nhưng rất nhanh trần húc liền phát hiện cái này bốn tuyến thao tác bất quá chỉ là hào nhoáng bên ngoài bởi vì hắn thực sự không phải là nguyên vẹn trên ý nghĩa bốn tuyến cũng không phải nhằm vào cái này bốn cái địa phương công kích không ngớt không dứt muốn thật sự là như vậy Trần Húc hiện tại tự hoàn toàn không có có hy vọng có thể tới chống lại rồi. Hắn cái này bốn tuyến, hết tất cả đều là hư chiêu, giống như là trên núi võ đang địa thanh dực bức vương vi nhất thiếu. Đối với triệu mẫn mấy tên thủ hạ tất cả ra một chiêu, nhưng một người đều không có đánh tới. Bất quá ảnh bốn chiêu này ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì này chiêu thế nhưng mà ảnh luyện hồi lâu độc môn tuyệt kỹ, ỉ vào tay của hắn nhanh chóng nhanh dùng bốn chiêu này hư chiêu với tư cách hiểm hộ lại đồng thời sử dụng thủ đoạn vụng trộm mở ra đối phương SQL phục vụ. Từ nơi này cái phục vụ chính giữa là có thể chứng kiến đối phương vận tác kịch bản gốc, cái này là tương đương với Red Alert, StarCraft những trò chơi này chính giữa mở ra địa đồ, chứng kiến đối phương vận tác phương thức. Ảnh đối với mình một chiêu này còn là phi thường tự tin, bởi vì hắn đối với cái này một bộ thủ đoạn công kích nghiên cứu qua rất nhiều lần. Đồng thời công kích đối phương bốn cái địa phương chính là vì làm cho đối phương luống cuống tay chân bởi vì này bốn chiêu cũng không phải là hoàn toàn địa hư chiêu, mà là làm cho đối phương thấy được. Nằm cạnh đến, chú ý lực tự nhiên mà vậy đã bị hấp dẫn, lúc này thời điểm là hắn có thể lén lút làm chuyện của mình. Hắn bản tính đánh chính là cố nhiên là vô cùng tốt, cũng giấu giếm được Trần Húc, nhưng vấn đề là Trần Húc địa sau lưng đã có cái chạm tinh đang giúp hắn. Chạm tinh thông qua hệ thống quản lý thấy được SQL phục vụ bị mở ra, lập tức sẽ hiểu đối phương ý tứ. Nhưng nhìn xem Trần Húc còn mờ mịt chưa phát giác ra. Trạm Tinh liền chuẩn bị mở ra một cái nhuyễn kiện, cái này nhuyễn kiện tác dụng là ngụy trang SQL phục vụ, tự là làm cho đối phương chứng kiến đồ vật cũng không phải cái này đài máy vi tính chính giữa chính thức vận hành kịch bản gốc. Nếu như hắn dựa theo loại này kịch bản gốc đến áp dụng tính nhắm vào chiến thuật, cái kia chính là một cái chữ chết rồi. Nhưng là coi như Trạm Tinh chuẩn bị đắp bậc click con chuột địa thời điểm đột nhiên do dự, bởi vì nàng biết rõ mình làm như vậy kết quả. Đối phương cũng không biết nơi này có hai người tại đồng thời thao tác, hắn đối với tình báo giả tin tưởng không nghi ngờ kết quả chính là hội tạo thành hắn đối với tình báo phân tích sai lầm, như vậy Trần Húc trận đấu này chẳng khác nào là tất thắng. Dùng lúc trước hắn đồng thời song tuyến thao tác đối phó hai gã địa sát thực lực để phán đoán, tỷ số thắng trên cơ bản ngay tại 90% đã ngoài rồi. Nhưng như vậy, tự nhìn không tới Trần Húc thực lực chân tránh. Trạm tinh hiện tại phi thường đặc biệt hiếu kỳ, hiếu kỳ Trần Húc địa thực lực chân thật đến cùng đạt đến một loại cái loại gì trình độ độ. Cho nên muốn muốn, nàng liền trực tiếp đóng cửa sql phục vụ như vậy đối phương tự muốn không nhận ra không đến rồi chứng kiến chính mình tỉ mỉ bày ra một chiêu lại bị đối phương tùy ý tự phá giải bởi vì ảnh có thể chứng kiến đối phương thế công không có dừng chút nào đốn nhưng lại có thể vươn tay ra đóng cửa hệ thống phục vụ cái này nhưng làm ảnh cho bị hù không nhẹ thật sự là hắn cũng là thật không ngờ hiện tại chính mình đối mặt chính là hai người mà không phải một cái mà đơn thuần cho rằng như vậy sắc bén địa thế công không thể nào là tráng niên sớm mập làm địa đi ra cho nên hắn tự một bên tình nguyện địa nhận thức làm đối thủ tự là cỏ huyên táo giang ly Chi kỳ không biết kia à đáng đời ảnh muốn thua trận trận đấu này rồi trần húc hiện tại tốc độ tay cũng càng biểu càng nhanh cơ hồ tự là gặp chiêu phá chiêu đối phương thông qua cookie đến thẩm thấu hắn tự phản kích trở về thông qua psp kịch bản gốc đến phát ra hắn cũng chỉ thấy thế đem hắn sửa chữa nói ngắn lại hiện tại Trần Húc đánh chính là là phi thường cao hứng bởi vì hắn rất ngạc nhiên phát hiện thực lực của mình cùng đối phương là không tương sản sản nhau. Trần Húc sử dụng Misty 5 tiêm vào phương pháp lợi dụng g nhục cô nát hàm số đến bạo đối phương người sử dụng tên cùng mật mã. Cái này hàm số có thể biểu hiện đối phương kho số liệu phiên bản cùng bạo ký tự đoạn số liệu thậm chí có thể phát nổ kho số liệu bề ngoài tên cùng với mẫn cảm số liệu chờ chờ khiến cho dùng tốt rồi tuyệt đối là một kiện vô cùng sắc bén đại sát khí đem làm Trần Húc liên tục phát nổ đối phương địa mấy cái mấu chốt số liệu về sau. Ảnh lúc này mới kịp phản ứng, wow, vậy mà bạo ta. Phi thường trùng hợp chính là, g nhục cô hàm số cũng là ảnh thích nhất sử dụng phương pháp. Trên thực tế, tốc độ tay nhanh đến mọi người ưa thích sử dụng loại này hàm số, bởi vì này loại hàm số tác dụng uy lực rất lớn, nhưng là vì hàm số bay quá dài phát ra so sánh phiền toái, cho nên đối với người sử dụng có rất lớn yêu cầu tại đây là có thể nhìn ra Trần Húc sử dụng hán ngữ nói dễ dàng. Một đạo gờ nhục cô nát hàm số nói như vậy đều là cùng loại với NWS, PSI, ơ cao, như vậy đấy. Có thể tưởng tượng thoáng một phát như vậy địa hàm số phát ra cần cỡ nào khó khăn. Coi như là ảnh tốc độ tay, phối hợp hắn đưa vào cú pháp một phút đồng hồ có thể phát ra 10 đầu hàm số đã là cực kỳ khủng khiếp sự tình. Mà Trần Húc sử dụng hán ngữ nói phát ra, một phút đồng hồ có thể bên trên 15 đầu cái này là tranh lệch à, chớ xem thường cái này năm đầu tranh lệch, năm đầu mệnh lệnh đầy đủ Trần Húc bạo chết đối phương năm cái mấu chốt số liệu, cái này năm cái mấu chốt biệt số liệu chính giữa nói không chừng có thể bao hàm lấy đối phương người sử dụng tên, mật mã. Thậm chí là hệ thống mấu chốt tiến trình số liệu, ảnh là biết rõ cỏ huyên táo Giang Ly cũng không phải lấy tay nhanh chóng tăng trưởng, cho nên vừa mới bắt đầu gặp đối phương sử dụng gờ nhục cô nát hàm số hắn còn rất hưng phấn, ngao kêu gào nói cỏ huyên em em động kinh rồi, dùng mình ngắn công ta chi trưởng nhưng là cái này vừa mới dứt lời đã bị bên cạnh Husky gõ một cái hạt rẻ mắng, người cái vương bát đản không muốn dùng loại tên lưu manh này ngôn ngữ đến vũ nhục cỏ huyên em em, bằng không thì lão tử tươi sống cắn chết ngươi. Nói xong về sau thời kỳ cuối đại long thần cùng uốn éo bờ mông ngân heo cũng nặng nề mà gõ hắn thoáng một phát, mà ngay cả một lòng phân tích virus, đều đã có chút hít lông mày mục đích hắc toàn phong cũng chạy tới đạp hắn một cước. Ảnh bị đánh đích muốn khóc, ta nói cái gì ta? Nhưng là trái ngược ứng hắn mới muốn, à, Nữ nhân đoàn, nam nhân trường, hôn mê, cái này mấy cái ra hỏa thật xấu xa rồi. Ảnh có thể chỉ trời sập địa thề mình tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Nhưng trước mắt thời gian, ảnh nhưng căn bản không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì chính mình phát ra mấy cái hàm số toàn bộ bị đối phương ngăn cản xuống dưới, nhưng là mình bên này người sử dụng tên cùng mật mã lại bị bại lộ đi ra. Đây là vì cái gì? Người ở chỗ này rất nhanh liền nghĩ đến, bởi vì tốc độ của đối phương so ảnh còn nhanh ảnh phát ra toàn bộ bị đối phương cứng đối cứng ngăn cản xuống dưới, nhưng là đối phương phát ra lại không bị ảnh ngăn cản hết. Cái này rất giống là hai người nắm đấm đối với nắm đấm mãnh liệt oanh, ảnh đánh ra 10 quyền, nhưng là đối phương lại đánh ra 12 quyền. 10 quyền cùng 10 quyền triệt tiêu, như vậy còn lại, học sinh tiểu học cũng sẽ biết tính toán. Cỏ Huyên em em mạnh như vậy, bất quá lại nói trở lại, nghe nói Cỏ Huyên địa tốc độ tay tuy nhiên không khoái nhưng là hữu hiệu công kích sát suất nhưng lại rất cao. Có thể là nguyên nhân này nhưng là hèn mọn bị ổi Husky lại đột nhiên nói một câu, không phải cỏ huyên. Những lời này lại để cho tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Husky nhìn màn ảnh, vẻ mặt thành thật nói, với người giao thủ người này tuyệt đối không thể nào là cỏ huyên. Không thể nào, tráng niên sớm mập không có cao như vậy đích trình độ à. Cũng không phải tráng niên sớm mập, Husky nói, mọi người thấy lấy Husky, không rõ ý của hắn. Bởi vì lúc trước điều tra, bọn hắn biết rõ cái này cỏ đuôi chó đội chính giữa có cỏ huyên táo giang ly cùng tráng nhiên sớm mập, mà đổi thành bên ngoài ba người cũng không phải cái gì cao thủ. Chẳng lẽ nói chi đội ngũ này đột nhiên nhờ người ngoài rồi hả? Hèn mọn bị ổi Husky sở dĩ bị mệnh danh là địa cầu tinh, ngoại trừ tên của hắn bên ngoài còn có chính là hắn địa khứu giác. Husky cùng lần trước cái kia không cẩn thận phát hiện ác ma chi ca địa tiểu bạch mông đồng dạng, điều tra năng lực đều phi thường cường. Tiểu Bạch che tại hồng khách trong liên minh địa ngoại gào to làm mạng lưới phi cơ trinh sát, mà Husky tắc thì đã bị gọi là chó săn. Thực lực của hắn tuy nhiên không tính rất cao, nhưng là khứu giác rất linh mẫn, nếu như hắn nói không phải, vậy cũng có thể thật không phải là rồi. Nhưng nếu như không phải cỏ huyên, là ai? Husky khứu giác phi thường nhạy cảm, trước khi tại tiến vào đối phương hệ thống thời điểm hắn cũng cảm giác được có chút không đúng, lúc này thời điểm nghĩ đến, có lẽ đối với phương thật không phải là cỏ huyên, mà là một người khác nhưng rất rõ ràng, hôm nay đối phương bạo phá hàm số công kích căn bản không phải tráng niên sớm mập cái này cặn bã người có thể dùng đi ra đấy. Như vậy nói cách khác, đối phương ngoại trừ có huyên cùng tráng niên sớm mập bên ngoài còn có người thứ ba. Một cái thực lực trình độ không thua gì người của bọn hắn. Người này sẽ là ai? Nhưng là hiện tại ảnh rõ ràng không có truy cứu người là ai vậy này ý tứ. Hắn bị đối phương liên tục bạo phá mấy cái mấu chốt ký tự xuyến. Trên tay hắn một vài theo lưu ngụy cài phần mềm đã không dùng được rồi đem làm không cách nào sử dụng số liệu lưu ngụy trang thời điểm ảnh chỉ có thể lựa chọn mặt đối mặt cùng đối phương ngạnh kháng nhưng đem làm hắn biết rõ người này không phải cỏ huyên thời điểm ảnh trong nội tâm ngược lại dễ dàng một ít không phải cỏ huyên được rồi vậy ngươi lại mãnh liệt mãnh liệt qua cỏ huyên em em vừa nghĩ như thế ảnh ngược lại sẽ không sợ rồi ngươi bảo đúng không trước khi ta nghĩ đến ngươi là cỏ huyên ta còn kiêng kỵ ngươi ba phần nhưng ngươi không phải cỏ huyên vậy thì đừng trách ta không khách khí ảnh tốc độ tay lập tức gõ đánh giống như vô ảnh thủ đồng dạng tại trên bàn phím bùm bùm cách cách đập vào dùng hàm số đến bạo kích là hắn thành danh thủ đoạn công kích cái lúc này nếu bại bởi một cái vô danh tiểu tốt hắn ở đâu có thể tiếp thụ được ảnh một lần phát lực trần húc bên này lập tức cũng cảm giác được cố hết sức rồi hắn vừa mới chuẩn bị bạo kích đối phương hệ thống phục vụ nhưng lại phát hiện công kích của mình đâm vào trên tường rất rõ ràng đối phương hiện tại cùng chính mình liều được rồi liều tự liều trần húc cũng không sợ chút nào nếu như lúc này thời điểm thông qua số liệu kiểm tra đo lường có thể chứng kiến, song phương số liệu lưu một lớp đón lấy một lớp giống như đạn đạo đồng dạng hung hăng đụng vào nhau, nhưng là ai đều không có có thể không biết làm sao được rồi ai. Nếu như số liệu lưu có cặn, như vậy song phương giúp nhau oanh kích chỗ sinh ra cặn tựu sớm đã đem cái này càng cho chất đầy rồi. Nhưng càng cũng thực sự không phải là hoàn toàn không có có ảnh hưởng. Bởi vì song phương đều là loại này tấn công mạnh, phi thường tiêu hao server địa số liệu tài nguyên, tăng thêm 40 cảng vốn tựu không lớn, cho nên lúc này thời điểm cảng cho phép thông qua số liệu tắc thì lại ít đi một chút. Tự tương đương với bị bế tắc đồng dạng, mà tại lúc này, Hắc Toàn Phong đột nhiên quát to một tiếng, mẹ, bị lừa rồi. Husky bọn người nhìn về phía hắn, tự chứng kiến Hắc Toàn Phong hổn hển vỗ bàn phím, mẹ, lão từ trước khi một mực phòng ngự lấy những này virus công kích, sợ những này virus phá hủy hệ thống, kết quả không có nghĩ đến những này virus toàn bộ đều là giả dối chẳng qua là có một đoạn virus mã ngụy trang, phát hiện mình bị chơi sỏ hắc toàn phong quả nhiên là phiền muộn cực kỳ. Nếu như không phải những này đáng chết giả virus, lúc trước hắn là có thể gia nhập vòng chiến, như vậy Husky bọn hắn cũng sẽ không biết bị sớm như vậy tự đào thải ra khỏi ván cục. Hơn nữa hắn cũng nên sớm liền phát hiện những này virus là giả dối rồi. Nhưng là trước kia một mực có ba cổ số liệu lưu tại vây công hắn, trong đó một cổ số liệu lưu sử dụng phương thức hắn nhận ra là tráng niên sớm mập, cái này ba cái ra hỏa không ngừng quấy rối chính mình, lại để cho hắn phí hết lớn như vậy công phu mới phát hiện những này virus nguyên lai là lý quỷ. Chết tiệt, đã không có virus quấy rối hắc toàn phong thể hiện ra hắn thiên cương cấp địa sức chiến đấu, chỉ là hai cái đối mặt, hắn tự giải quyết ngô nguyên. Nếu không là tráng niên sớm mập thấy tình thế không ổn chạy tới bảo hộ, trọng tử ngữ cũng sẽ bị hắn cho giải quyết hết. Mà bây giờ, tráng niên sớm mập cùng trọng tử ngữ chỉ có thể cùng hắc toàn phong tiến hành chiến đấu, mà không dám để cho hắn rắn rắn chắc chắc cùng chính mình đánh lên. Hắc toàn phong tiến công phương thức mở rộng ra đại hạp, ngược lại là thực cùng hắc toàn phong lý quỷ không sai biệt lắm. Cho nên tráng niên sớm mập không dám cùng hắn trực tiếp va chạm, mà chọn dùng quang co vòng vèo phương thức. Bên này đánh nghi binh thoáng một phát, bên kia thẩm thấu thoáng một phát, đem hắc toàn phong là nhanh chóng hoa hoa kêu to, nhưng chính là cầm đối phương không có biện pháp. Đây cũng chính là phong cách tương khắc rồi, giống như kim luân pháp phương long tượng ba nhược công, lực lượng vô cùng cực lớn nhưng là gặp được lão ngoan đồng địa không minh quyền về sau lại mềm nhũn không dùng được lực đạo nói thực ra hắn có lẽ thấy đủ không minh quyền đều như vậy cái kia nếu thái cực quyền hoặc là càn khôn đại na di các loại còn không đã muốn cái mạng già của hắn tráng nhiên sớm mập công kích vốn cũng có chút trượt không nương tay cũng khó trách hắc toàn phong hội phiền muộn thành bộ dáng như vậy bọn hắn tại đây chiến đấu đoán chừng không có cái nhất thời nửa hỏa nhi hơn là phân biệt không được thắng bại nhưng là Trần Húc cùng ảnh chiến đấu lại tiến nhập gai cấn. Trần Húc ngụy trang cũng đã bị ảnh cho bạo chết rồi. Nói cách khác, hiện tại hai người giao phong theo nói lý ra lén lút, song phương không ngừng đổi lấy bịp bợm đánh lén mà thăng cấp đến bên ngoài, mặt đối mặt sâu lâu. Loại này sâu lâu phương thức từng quyền đến thịt, lại để cho người nhìn xem cũng nhịn không được ngắt một bả mồ hôi lạnh. Ngô Nguyên cái lúc này đã bị đào thải ra khỏi ván cục. Hắn tự ở bên cạnh ghi chép lấy Trần Húc cùng ảnh giao phong số liệu lưu. Chỉ là quan sát, Ngô Nguyên tự nhìn một thân mồ hôi lạnh. Ảnh quá mãnh liệt, không hổ là hồng khách liên minh chính giữa 36 thiên cương chi thiên nhanh tinh. Ảnh tốc độ phát huy ra đến về sau, một mảnh dài hẹp địa chỉ lệnh lại để cho người không kịp nhìn. Coi như là hiện tại Trần Húc, cũng thời gian dần trôi qua đã rơi vào hạ phong, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Hai, một ký tự xuyến bị bảo, đó là Trần Húc dùng để hệ thống máy quét lỗ thủng nguyễn Kiệt, bị phát nổ về sau hiện tại tự không dùng được rồi. FF392GA ký tự xuyến lại bị bạo. Ảnh đấu pháp, chiêu chiêu chí mạng, mà Trần Húc liên tục đưa vào mấy cái mệnh lệnh đi bạo đối phương số liệu, nhưng đều bị ảnh đỡ được rồi. Ảnh thao tác có nhanh như vậy, Trạm tinh lập tức sẽ hiểu, cái này cũng không phải ảnh công lao, là bên cạnh hắn ba gã địa sát, cái kia ba gã địa sát hôm nay đã thối lui ra khỏi trận đấu. Nhưng là bọn hắn thối lui ra khỏi trận đấu không có nghĩa là bọn hắn không thể ở một bên cho ảnh làm chỉ đạo rồi. Tuy nhiên ảnh thực lực cao hơn ba người bọn hắn, nhưng là ba cái thối thợ dày còn đỉnh một cái chưa cắt lượng đây này. Ba người bọn hắn ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lập tức có thể chứng kiến Trần Húc địa ý đổ hơn nữa lại để cho ảnh làm ra tương ứng địa phán đoán, phát hiện Trần Húc lỗ thủng sau đó sử dụng tương ứng địa sách lược. Ảnh cái lúc này hữu hiệu phát ra, đã vượt qua mỗi phút đồng hồ 20 đầu. Đó cũng không phải ảnh công lao, mà là bốn cái cao cấp hacker liên hợp lên lực lượng nhưng là Trần Húc tự chỉ có một người. Trần Húc mắt nhìn mình số liệu lưu bị đối phương một đầu một đầu bạo chết, trong nội tâm cũng vô cùng cùng xuất hiện, hắn biết rõ chiếu vào cái này tình thế phát triển xuống dưới chỉ có thất bại một đường. Đem làm bức tường lửa số liệu lưu sàng chọn khí bị đối phương bạo chết về sau, Trần Húc thật đúng cho là mình là phải thua. Mà một mực đang xem cuộc chiến địa Ngô Nguyên cũng nhịn không được nữa phát ra thở dài một tiếng. Ngô Nguyên tuy nhiên kỹ thuật không sánh bằng Trần Húc, nhưng là hắn cũng biết, bức tường lửa số liệu lưu sàng chọn khí là hacker tranh đấu chính giữa trọng yếu phi thường một cái thẻ đánh bạc. Cái này sàng chọn khí tác dụng tựu là sàng chọn có tương ứng mấu chốt chữ số liệu lưu, không cho bọn hắn tiến vào. Một khi sàng chọn khí bị bạo chết, kế tiếp đối phương sử dụng DDoS hồng thủy công kích như vậy Trần Húc tựu chỉ có một con đường chết rồi. Cái lúc này Trần Húc nhịn không được muốn phát ra thở dài một tiếng đẩy ra bàn phím nhận thua. Hắn cảm giác được thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác rất là cường đại. Cái lúc này Trần Húc cũng thật không ngờ đối phương là bốn người liên hợp cùng một chỗ, dựa vào ảnh cái kia động kinh tay tốc độ mới đánh thành như vậy, nhưng là rất rõ ràng, hiện tại đại thế đã mất rồi. Trần Húc nhịn không được quay đầu lại, nhìn về phía Trạm Tinh. Cô bé kia nhi cái lúc này cũng nhìn về phía hắn. Theo Trạm Tinh trong mắt, Trần Húc thấy được nàng có chút thất lạc. Là thất lạc, không phải thất vọng, Trần Húc đánh thành như vậy, đã ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Kinh nghỉ cũng còn không kịp, thì như thế nào hội thất vọng? Nhưng là Trần Húc đều đánh thành như vậy, trận đấu hay là muốn thua trận, chỉ cần Trần Húc khẽ đảo, chạm tinh không phát huy, như vậy trận đấu này tựu đã xong. Cho nên chạm tinh trong mắt, có ẩn ẩn vài phần thất lạc. Còn có giấy dụa, nàng giấy dụa chính là, mình rốt cuộc muốn hay không toàn lực ra tay đến vãn hồi trận đấu này. Mà nếu như Trần Húc thất bại, nàng đem trận đấu này cho vịn trở lại, cái kia lại có cái gì ý nghĩa? Trần Húc xem hiểu nàng ý nghĩ trong lòng, phi thường kỳ quái đấy, Trần Húc Tựu là nhìn xem ánh mắt của nàng, lập tức sẽ hiểu nàng ý nghĩ trong lòng. Hắn nhớ tới đêm qua hắn đối với chạm tinh nói câu nói kia, ta sẽ thắng. Đã nói, cái kia thì nhất định phải làm được, tự là cái này lập tức, Trần Húc khí thế do đáy khóc lại thăng, hắn tại trên bàn phím đánh một hàng chữ, mở ra sở hữu tất cả cảng. Theo ở phương diện khác mà nói, hán ngữ nói so về anh văn máy vì tính ngôn ngữ càng trực tiếp, dù là không có học qua hán ngữ nói người chứng kiến những lời này về sau cũng có thể minh bạch hắn địa ý tứ hắn vậy mà cởi mở bản cơ sở hữu tất cả bên ngoài liệp dây xích cảng trong nháy mắt ngô nguyên thậm chí cảm thấy được trần húc điên rồi hắn làm như vậy chẳng khác nào là tháo xuống máy vi tính toàn bộ phòng ngự trần trụi cho hấp thụ ánh sáng tại đối thủ trước mặt trần húc lúc này thời điểm hướng về phía trạm tinh cười cười con chuột nhanh chóng ấn mở một sấp văn kiện cái kia cặp văn kiện ở bên trong có rất nhiều cái hữu ích thiết thực chương trình trần húc một cái toàn bộ tuyển về sau trực tiếp toàn bộ đồng thời mở ra chứng kiến trần húc động tác này về sau trạm tinh cũng kinh hô lên bởi vì nàng thấy được cái kia cặp văn kiện chính giữa toàn bộ đều là virus hàng mẫu đó cũng không phải trần húc chính mình biên soạn địa tính nhắm vào virus mà là làm làm một cái hacker theo trên internet bắt được nổi danh hoặc là không biết tên virus hàng mẫu tổng cộng tốt mấy trăm cơ hồ sở hữu tất cả nổi danh virus đều ở đây ở bên trong hắn muốn làm gì trạm tinh rất nhanh sẽ hiểu trần húc y tứ hắn là tại được ăn cả ngã về không rồi những này trên Internet virus, tuyệt đối không phải Trần Húc trước khi làm chính là cái kia giả virus như vậy chỉ có một đoạn mê hoặc đối phương bức tường lửa virus dấu hiệu mà thôi. Mà là chân chính có thể phá hư hệ thống hơn nữa truyền bá ác tính virus. Trần Húc đem càng toàn bộ mở ra, những này virus tự sẽ tự động bắt đầu thượng truyền hơn nữa theo mạng lưới truyền bá. Nói cách khác, những này virus cũng cùng lúc công kích ảnh. Đây là thất thương quyền à, trước thương mình, sau đả thương người giống như là một cái canh chừng một đám không nghe lời địa quái thú người tại gặp được nguy hiểm thời điểm không cố được nhiều như vậy đem những quái thú này phóng ra đồng dạng các quái thú mãnh liệt lấy hướng phía đối thủ của hắn đánh tới đương nhiên cũng có đánh về phía chính mình đấy trần húc hệ thống lập tức bị cuốn hút hơn một ngàn cái virus bởi vì những này virus một khi vận hành sẽ theo trên internet download càng nhiều nữa virus ngựa gỗ xuống nhưng là những này cũng không sao cả trần húc chỉ lưu lại một cái ổ ép là không có virus hắn nguyễn kiện toàn bộ đều tại ổ ép nội. Quyết nhất tử chiến thời khắc đã đến. Audio điện tử võ tấn bền. Đem làm một đài trong máy vi tính tràn đầy virus về sau sẽ như thế nào? Virus hội điên cuồng thông qua mạng lưới ra bên ngoài phát tán, do đó lây hết thảy có thể lây EXE văn bản tài liệu. Đối với ảnh mà nói, thật giống như đối phương lập tức bộc phát, hướng về hắn công kích vô số virus tổng số theo lưu, lần này tử liền đem ảnh đánh chính là luống cuống tay chân. Cái này chẳng khác nào là, ngoại trừ Trần Húc bên ngoài, có vô số số liệu lưu đang giúp Trần Húc thông qua cảng đánh lén, súng nắm ảnh, trợ giúp Trần Húc tranh thủ đã đến một bộ phận thời gian. Trong khoảng thời gian này tuy nhiên không dài, nhưng là đối với Trần Húc mà nói xác thực vậy là đủ rồi, bởi vì virus tuy nhiên là không khác nhau đó công kích, nhưng quyền chủ động lại nắm giữ ở trong tay của hắn. Trần Húc ngón tay cách 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 ở trên bàn phím gõ, liên tục phát ra hơn 10 làm được mệnh lệnh. Rất rõ ràng cái lúc này ảnh tiết tấu đã bị làm rối loạn hắn không biết rốt cuộc là có lẽ đi phòng ngự virus cần phải muốn đối phó trần húc phát tới mệnh lệnh hoặc là nói đem làm đang ở mưa bom bão đạn chính giữa thời điểm hắn đã phân không rõ ràng lắm cái đó viên đạn là trần húc bắn tới rồi cứ như vậy ảnh tại trần húc thất thương quyền phía dưới bị hắn tươi sống bắn cho giết tuy nói thua có chút không minh bạch nhưng đem làm màn hình đen kịt một mảnh về sau ảnh nhưng trong lòng cũng là chịu phục đấy dù sao vừa rồi có thể cùng trần húc đối bính cũng là bởi vì bên cạnh husky ba người lúc hướng dẫn dùng hắn lực lượng một người, khả năng sớm cũng tự ngăn không được rồi. Ảnh bị đánh lén về sau, thừa kế tiếp hắc toàn phong cũng không đủ gây sợ rồi, bởi vì dù sao Trần Húc cùng tráng niên sớm mập, trọng tử ngữ ba người liên thủ, hắc toàn phong cũng hoàn toàn chính xác không là đối thủ. Trận này top 8 thi đấu, đánh chính là quả nhiên là vô cùng địa thảm thiết. Cuối cùng coi như là chiến thắng một phương Trần Húc bọn hắn, trong nội tâm cũng nhịn không được nữa một hồi thổn thức. Nhất là Trần Húc, vốn hắn nhận thức phi thực lực của mình đã đột nhiên tăng mạnh rồi, nhưng dù sao hay vẫn là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Ảnh cùng hắc toàn phong thực lực đã như thế, cái kia rất cao một cấp chạm tinh bọn hắn, toàn lực phát huy sau sẽ là một loại gì dạng tình cảnh. Nhưng là Trần Húc hiện tại cũng không rảnh đi suy nghĩ nhiều quá, hắn cũng lặn xuống tu hệ thống rồi. Dù sao cái kia thất thương quyền cho mình địa tổn thương cũng là vô cùng trọng đấy. Nhiều như vậy nổi danh virus đồng thời vận hành, trần húc hiện tại trong máy vi tính đã là virus cỏ dại lan tràn rồi trạm tinh cũng không có lo cao vì vậy thời điểm lam sắc bảo bối tìm tới nàng phi thường kỳ quái hỏi nàng hôm nay ra tay đánh bại ảnh cùng hắc toàn phong mấy người bọn hắn người không phải ngươi bởi vì hôm nay bọn hắn trận kia hợp lý giá trị trọng tài là lion lion nhãn lực ra sao hắn độc ác nhìn một lúc sau đã cảm thấy có chút không đúng mà đợi đến lúc trần húc cuối cùng áp dụng lưỡng bại câu thương phương pháp đánh bại ảnh về sau Lion thì càng vững tin chính mình địa ý nghĩ trong lòng. Cỏ đuôi chó đội chủ công tay, tuyệt đối không phải cỏ huyên táo Giang Ly. Bởi vì cũng là Trần Húc cái loại này phong cách thật sự quá rõ ràng rồi. Chưa từng có từ trước đến nay, dứt khoát hẳn hoi. Nữ hài tử là không thể nào đánh ra như vậy phong cách đấy. Này sẽ là ai, mới ra địa cao thủ ư bởi vì tại Lion trong trí nhớ, năm gần đây vẫn chưa có người nào là như thế này phong cách thủ pháp. Bởi vì này loại đặc thù thật sự là quá rõ ràng rồi, nhất là đang quần đấu chính giữa. Chỉ cần cho hắn an bài tốt phòng thủ, hắn tiến công độ mạnh yếu là có thể xé nát hết thảy địch nhân. Bất quá Trần Húc hiện tại còn không có có thực lực như vậy là được, nhưng tiến bộ của hắn không gian lại còn có rất lớn. Cho nên Lion cũng có chút vội vàng địa muốn biết, người này hacker rốt cuộc là ai. Đối với rất nhiều hacker mà nói, có đôi khi thật sự tự ứng một câu, phong cách quyết định thành bại. Như Trần Húc loại này phong cách tại Lion bọn hắn xem ra thật là có lớn lao tiền đồ. Nếu như hắn kỹ thuật tri thức rất tốt, tốc độ tay nhanh hơn, như vậy hắn đem tất nhiên trở thành tương lai thế giới, giới hacker, một khỏa trói mắt ngôi sao mới. Về phần hắn phòng thủ tranh lệch, điểm ấy Lion bọn người ngược lại là cũng không ngại. Mỗi người đều có phong cách của mình, cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người là một cái khuôn mẫu khác đi ra, muốn tiến công có tiến công muốn phòng thủ hữu phòng thủ. Nhất là hiện tại rất nhiều hacker tác chiến, cũng đã không còn là cá nhân xính anh hùng địa thời đại rồi. Chú ý chính là đoàn đội phối hợp, giống như bóng đá đồng dạng, người không thể nhận cầu Ronaldo chạy về hậu trường liều mạng phòng thủ, cũng không có khả năng yêu cầu bố phùng, trách những này thủ môn một cuộc tranh tài tiến mấy cầu. Hài lòng phân công là một cái hacker đoàn đội trọng yếu phi thường thể hiện. Đây cũng là Lion đứng tại hắn cái này trên độ cao đến xem, bởi vì 10 năm này, Lion cơ hồ tựu là Trung Quốc hồng khách người lãnh đạo vật rồi, ý nghĩ của hắn tự nhiên cũng sẽ không giống hacker như vậy cực hạn tại cá nhân thực lực bên trên. Tối thiểu Trần Húc hiện tại cũng rất cực hạn tại cá nhân đích thực lực truy cầu phía trên, đương nhiên đây cũng là hắn hiện giai đoạn mục tiêu. Chứng kiến Lam Sắc Bảo Bối đặt câu hỏi, chạm tinh cũng không có dấu diếm. Tự nói cái này mấy cuộc tranh tài ra tay địa đều là ai, cùng nàng không quan hệ. Hơn nữa lúc này đây địa chiến đấu, ai sử dụng chính là hán ngữ nói địa phát ra, phi thường ra người bất ngờ. Đối với ai cái tên này Lam Sắc Bảo Bối cũng là biết rõ, nhưng là hắn sử dụng hán ngữ nói với tư cách phát ra tụ lại để cho Lam Sắc Bảo Bối rất là ngạc nhiên rồi. Bởi vì theo tráng niên sớm mập chỗ đó lấy được hán ngữ nói cũng không quá đáng tự là nửa tháng thời gian, nửa tháng thời gian, xem hết một lần không sai biệt lắm, nhưng muốn thuần thục vận dụng vậy thì kém xa lắc. Cái này ai như thế nào hội? Hắn tại hơn nửa năm trước kia tự lấy được phần này hán ngữ nói bắt đầu học tập. Hắn là SMMS lén thu đồ đệ sMS đồ đệ a à, tráng niên sớm mập sư huynh làm sắc bảo bối nghe xong wow, cái này địa vị lớn hơn còn cùng tráng niên sớm mập bất đồng đến hiện tại bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì smMS sẽ đến thu tráng niên sớm mập cái này cặn bã cặn bã làm đồ đệ chẳng lẽ là hồng khách liên minh sai lầm không có phát hiện tráng niên sớm mập nhưng thật ra là cái căn cốt kỳ tốt tuyệt thế thiên tài nhưng là cái này ai sớm như vậy trước khi liền trở thành smMS đồ đệ chắc hẳn tư chất đích thật là không. Hơn nửa năm, cái kia chính là SMMS mới xuất hiện thời gian à, hắn cùng SMMS trước khi quan hệ, cái kia cùng vượt qua xa là tráng niên sớm mập có thể so sánh đấy. Tự nhìn xem hắn sớm qua người bình thường thời gian dài như vậy tựu học tập hán ngữ nói sẽ biết, SMMS đối với hắn rất là coi trọng. Vì vậy Lam Sắc bảo bối lập tức tự hỏi, cái này cái ai hiện tại với người ở một chỗ sao? Người cảm thấy trình độ của người của hắn cùng tư chất như thế nào đây? Trần Húc Địa trình độ nha, bỏ qua hắn phòng thủ. Chỉ nói tiến công, trên cơ bản hiện tại đã có thể nổi tiếng hồng khách liên minh 36 thiên cương chính giữa rồi, coi như là tráng niên sớm mập so về hắn mà nói cũng muốn tranh lệch đi một tí. Rất khó tưởng tượng đây là một cái chính quy học tập máy vi tính chỉ có không đến một năm người, theo phương diện này đến xem, tư chất của hắn chẳng những là tuyệt hảo, hơn nữa tính toán bên trên là phi thường khó gặp rồi. Nhưng để cho nhất chạm tinh xem không hiểu hơn là, Trần Húc trình độ lại vẫn có thể hiện lên nhảy lên thức tăng trưởng. Bởi vì cho dù không theo tổng hợp thực lực mà nói, theo tiến công sắc bén nhìn lại, ngày hôm qua thời điểm Trần Húc cùng tráng niên sớm mập sâu lâu, tuyệt đối 10 lần chính giữa hội bại 9 lần. Nhưng là hiện tại, Trần Húc tối thiểu có thể thắng 9 lần. Nói cách khác Trần Húc tiến công thực lực ngày hôm qua tối đa còn bài danh địa sát, hôm nay thoáng cái tự nhảy đến thiên cương lên. Cái này cũng quá khoa trương đi, SMMS là thần sao có thể làm cho Trần Húc trong một đêm tiến bộ như thế cực lớn. Nhưng là sự tình này, Trạm tinh tựu chưa cùng Lam Sắc Bảo bối nói. Chắc hẳn tại SMMS trong mắt, như vậy cấp bậc đối thủ đều không đáng giá nhắc tới, cho nên băng giúp Trần Húc tăng lên thoáng một phát cái giai tầng này thực lực có lẽ là dễ dàng địa sự tình. Lý do này nói thật căn bản là không thể nào nói nổi. Bởi vì Trạm tinh thấy được, Trần Húc căn bản cũng không có sử dụng cái gì uy lực vô cùng lớn nguyễn kiện, tiến bộ của hắn là vì hắn thao tác phương diện cực lớn tăng lên, dùng SMMS năng lực, cho Trần Húc mấy cái thần cấp hách cơ tiến công nguyễn kiện là phi thường chuyện dễ dàng tình, nhưng là lại để cho hắn trong vòng một đêm thao tác trở nên cường đại, nhưng bây giờ là có chút đáng sợ. Bất quá những này chắc là có cái gì cơ mật hoặc là tự ẩn. Trạm tinh cũng không phải không biết điều người, cho nên chỉ cần Trần Húc không chủ động mà nói, nàng cũng sẽ không đuổi theo hỏi. Lam sắc bảo bối lúc này thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, cái này ai có phải hay không chính là ngươi lần trước nói với ta, người cái kia đồng học. Người đáp ứng hắn cho nên mới gia nhập bọn hắn cái này hacker tiểu tổ hay sao? Chạm tinh nghĩ nghĩ, trả lời đúng vậy, Lam sắc bảo bối nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nếu như cái kia ai là có huyên đồng học, tự cũng không cùng hồng khách liên minh đứng ở mặt đối lập lên. Tuy nói SMMS một mực cùng hồng khách liên minh cùng quân đội bảo trì phi thường tốt quan hệ, nhưng là vì kia mạng lưới chi thần thật sự là hành tung bất định, hơn nữa tính tình cũng rất cổ quái nhưng hắn đã thu tráng niên sớm mập làm đồ đệ còn lấy ra cái kia bản hán ngữ nói, hơn nữa một cái khác đồ đệ hay vẫn là cỏ huyên đồng học, như vậy bọn hắn về sau đối với hồng khách liên minh cùng với toàn bộ Trung Quốc khách cơ tổ chức trợ giúp đều có thể là rất lớn. Dù sao thân tại vị trí này, mọi thứ làm sắc bảo bối không thể không vi hồng khách liên minh tiền đồ suy nghĩ. Hơn nữa còn một điều lam sắc bảo bối mơ hồ biết đến là, trước khi nàng mời chính mình cái bảo bối đồ đệ gia nhập bọn hắn tiểu tổ lúc, lại bị chạm tinh cho từ chối nhã nhận rồi hiện tại nàng cùng chính mình mấy cái đồng học bằng hữu tạo thành tiểu tổ sát nhập vào bán kết. Nhưng có thể nói chính giữa cơ hồ không có nàng ra địa cái gì công lao. Nhất là vừa rồi cái kia cuộc tranh tài, Lion một mực tại đang xem cuộc chiến lấy. Dùng Lion trong mắt, tự nhiên là có thể phân tích ra cỏ huyên cho dù là tại nguy cấp nhất thời khắc, cũng không có tham dự đến tiến công chính giữa, mà là một mực tại cái đó ai sau lưng phòng thủ. Cứ như vậy đến nói, nàng tham gia lần này hacker giải thi đấu ý nghĩa chỉ sợ cũng tự không một loại. Lam sắc bảo bối tự muốn nói cho Trạm Tinh, làm cho nàng hỏi một chút cái kia ai, có hứng thú hay không gia nhập hồng khách liên minh. Bởi vì vừa rồi Lion đã khẩn cấp đi điều phối có quan hệ ai sở hữu tất cả tư liệu, phát hiện hắn là tại năm mới thời điểm mới tiến vào đến hồng khách chiến trường đấy. Lúc ấy hắn tự bề ngoài hiện ra chính mình phi thường vững chắc máy vi tính trụ cột, mà hacker địa công kích trình độ tắc thì càng là từng bước đi lên trên. 3 tháng địa thời gian theo một cái vừa hội xâm lấn thái điều biến thành bây giờ có thể đủ đánh bại thiên cương cấp địa cao thủ. Loại này tiến bộ chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung, cũng khó trách SMMS vừa ý hắn thu hắn làm đồ đệ rồi. Căn cứ Lion phân tích, hiện tại ai đã đạt đến một cái bình cảnh trạng thái, duy nhất có thể rất nhanh cho hắn để cao phương pháp tựu là lại để cho hắn cùng với các loại phong cách hacker cao thủ tiến hành chiến đấu, tại chiến đấu chính giữa tích lũy kinh nghiệm hơn nữa phát triển. Như vậy Hồng Khách Liên Minh là cái phi thường tốt lựa chọn, mà một người như vậy, gia nhập Hồng Khách Liên Minh, cũng sẽ biết đối với Hồng Khách Liên Minh có rất nhiều chỗ tốt. Cho nên như vậy vẹn toàn đôi bên sự tình, làm sắc bảo bối hy vọng trạm tinh có thể hỗ trợ thuyết phục thoáng một phát ai, cũng tốt tăng cường Hồng Khách Liên Minh cùng SMMS vì kia mạng lưới chi thần ở giữa liên hệ. Nhưng là đúng lúc này, làm sắc bảo bối máy tính màn hình đột nhiên biến bạch, cả cái màn ảnh trắng xóa một mảnh cái gì đều nhìn không tới. Mà cùng lúc đó, cùng phòng mấy người, hồng khách liên minh mấy vị đỉnh cấp cao thủ, Lion, phong truy ánh trăng, hải vận máy tính màn hình cũng đều biến thành như vậy kỳ quái bạch bình. Lam sắc bảo bối bọn hắn dù sao cũng là đỉnh cấp cao thủ, lập tức sẽ hiểu, chính mình trong máy vi tính độc rồi. Mà đúng lúc này hậu, màu trắng trên màn hình, xuất hiện một chuyến huyết hồng chữ. Lam sắc bảo bối bọn hắn hiện tại mới nhìn rõ ràng, đó cũng không phải màn hình trắng phao về sau xuất hiện văn tự, mà là một cái đột nhiên tự động vận hành FL tiệm uốn tóc ass. Cái này FL tiệm uốn tóc as tự động toàn bộ bình hóa, bao trùm cả cái màn ảnh hơn nữa không thể bị kết thúc, mà ở FL tiệm uốn tóc as trên tấm hình, màu trắng trên màn hình phương rất khủng bố chảy xuống máu tươi, tại màn hình chính giữa tạo thành dương nhanh múa vuốt một chuyến tiếng chung, SMMS cùng với sở hữu tất cả Trung Quốc đám hacker, các người trả giá thật nhiều thời khắc đã đến. Đây chỉ là một bắt đầu, trên màn hình chỉ có một câu như vậy lời nói, cùng cái kia huyết sắc giữ tợn văn tự, đặc biệt lại để cho người rung động. Cái lúc này chuông điện thoại di động đại tác, làm sắc bảo bối vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, Lion bọn người liếc nhau, chuẩn bị bắt đầu giải quyết con virus này, nhưng là đúng vào lúc này, làm sắc bảo bối trên mặt bá thoáng cái tựu thay đổi, người nói cái gì? Người nói các người sở hữu tất cả máy vi tính đều trúng độc. Bạch bình chữ bằng máu, tốt, ta đã biết, trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta tới phá được con virus này thử xem. Chuyện gì xảy ra, Lion hỏi mặt khác một ít hồng khách liên minh thành viên cũng trúng độc điện thoại là husky đánh tới bọn hắn máy tính cùng chúng ta bây giờ giống như đúc lam sắc bảo bối ngồi xuống dưới mắt việc cấp bách là muốn giải quyết con virus này không biết đây là cái gì virus như thế nào nhập trú chú đến chúng ta bức tường lửa chính giữa hay sao chúng ta vậy mà không có một điểm phát giác phong truy ánh trăng nói xem lời nói ý tứ hình như là ngoại cảnh tổ chức smms cầu nhân con virus này khuếch tán trình độ nhiều đến bao nhiêu hiện tại có tin tức sao? Còn không có có, Lam Sắc bảo bối nói, hải vận ngươi bây giờ liên hệ quản bình chiều, lại để cho hắn dùng thủ đoạn của hắn đi điều tra con virus này ảnh hưởng trình độ. Chỉ mong đây chỉ là một bộ phận virus mà không có tản đi ra ngoài. Lion, tại đây trước giao cho ngươi cùng phong truy ánh trăng rồi, tận mau nhìn xem cái này virus bịa cơ chế xem có thể hay không phá giải mất. Ta đi cấp hách ái quốc thông cái điện thoại, ta cảm thấy được chuyện này không có đơn giản như vậy, đối phương hướng về phía SMMS đến đấy. Chúng ta có lẽ thông chi hắn thoáng một phát, Lion gật đầu, bắt đầu chuẩn bị tiến vào hệ thống phá giải cái này virus, mà những người khác cũng riêng phần mình bắt đầu bề bộn chuyện của mình. Phong truy ánh trăng nói không sai, nhìn đối phương ngữ khí, cái này rõ ràng cho thấy ngoại cảnh tổ chức làm, hơn nữa hắn những lời này chẳng những là khiêu chiến SMMS, thậm chí tại đồng thời khiêu khích toàn bộ Trung Quốc hacker. Này làm sao có thể đơn giản địa tha thứ, cho nên Lion bọn người rất là căm tức bắt đầu ra sức phá giải cái này virus. Bất quá không thể không nói trong bọn họ con virus này phi thường biến thái. Đối với người bình thường mà nói bọn hắn thậm chí liền dưới mắt cái này tự động vận hành lên FL tiệm uốn tóc AS cũng không cách nào đóng cửa. Vì vậy FL tiệm uốn tóc AS vừa mở ra, tự cấm dùng cơ hồ toàn bộ hệ thống phục vụ, chỉ để lại mấy cái hạch tâm tiến trình. Sau đó xóa bỏ máy vi tính chính giữa một ít mấu chốt tiến trình ví dụ như là tối trọng yếu nhất một cái tự là Task Kilometer. EXE tiến trình, cái này tiến trình tự là nhiệm vụ quản lý khí, tiến trình bị thủ tiêu về sau không cách nào mở ra nhiệm vụ quản lý khí chương trình, tự không cách nào thông qua nên chương trình đến chấm dứt virus. Đồng dạng buồn nôn địa thủ đoạn còn có rất nhiều, cuối cùng Lion là dựa vào lấy sử dụng bên ngoài tiếp ổ cứng HDD một lần nữa khởi động mới đem cái này FL tiệm uốn tóc ass cho xóa bỏ, nhưng là hắn lại phát hiện, chính mình ứng phó nhu cầu bức thiết khởi động ổ cứng HDD cái lúc này cũng không cách nào mở ra. Bị cuốn hút rồi hả, cái này virus lây bệnh năng lực thật sự là đáng sợ. Mà cùng lúc đó, chạm tinh cũng đã bắt đầu đối với cái này virus công kích. Không riêng gì làm sắc bảo bối bọn hắn, sở hữu tất cả tham dự đến lần này hacker giải thi đấu máy vi tính toàn bộ đều chúng loại này virus. Loại này virus đáng sợ tính cùng tính nguy hại quả thực lại để cho người phát điên, chúng dốc sức liều mạng địa phục chế hơn nữa phá hư hệ thống, sau đó theo bất luận cái gì không đương mà bắt đầu truyền bá. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, bọn hắn sẽ không ngừng bắn ra cái kia có khiêu khích ý tứ hàm xúc FL tiệm uốn tóc as hơn nữa cái này FL tiệm uốn tóc as còn không cách nào bị xóa bỏ. Trần Húc bọn hắn công tác tiểu tổ mấy máy tính chính giữa. Chỉ có Trần Húc cái kia đài chúng vô số virus địa máy vi tính ngược lại không có việc gì. Bởi vì ở này cái không biết thần bí virus bộc phát trước khi, Trần Húc vừa mới tắt máy một lần nữa lắp đặt hệ thống, cho nên con virus này cũng không có cơ hội tải hắn máy vi tính chính giữa vận hành. Trạm tinh cái lúc này nhận được lam sắc bảo bối điện thoại, nghe xong điện thoại bên kia lam sắc bảo bối, coi như là trước sau như một bình tĩnh trạm tinh cũng nhịn không được nữa ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Trải qua vừa rồi quản bình chiều khẩn cấp điều tra, hồng khách liên minh sở hữu tất cả máy vi tính toàn bộ chúng độc. Cái này không biết virus nhanh chóng theo thịt gà mà khuếch tán ra. Lây nhiễm vô số địa võng đứng, mà vừa lúc này, có một đám không biết từ đâu tới đây đám hacker hướng phía Trung Quốc mấy đại web portal đã phát động ra công kích, Hiện tại Sohu, Sina đã rơi vào tay giặc, trang đầu bên trên cũng là cái kia khiêu khích FL tiệm uốn tóc as. Hôm nay quân đội ngự dụng hacker đã khẩn cấp tập hợp xuất động, nhưng là tất cả lưới lớn đứng virus áp dụng đồng thời đại bộc phát chính sách. Không biết này virus là từ đâu đến, rất nhiều server đội bay đã bị lây. Hơn nữa, bởi vì hiện tại mạng lưới toàn cầu hóa ảnh hưởng. Những thứ không nói khác, coi như là trần hút địa những cái kia thịt gà, trên cơ bản cũng đều là luân đôn địa phương. Cho nên thông qua mạng lưới, cái này virus nhanh chóng lan tràn, nước ngoài rất nhiều trang web cùng người sử dụng cũng bị lây. Nhưng là càng thêm có thể khí chính là, loại này virus phản phất có thể phân biệt thao tác hệ thống ngôn ngữ, tiếng Trung thao tác hệ thống hắn tự dùng tiếng Trung, anh văn thao tác hệ thống hạ đánh ra chữ nhưng lại anh văn đấy. Nhưng phản nhiều lần phục chính là một câu, SMMS cùng với sở hữu tất cả Trung Quốc đám hacker, các người trả giá thật nhiều thời khắc đã đến. Đây chỉ là một bắt đầu theo trước khi virus đột nhiên vận tác đến bây giờ cơ hồ toàn cầu tính đại bộc phát, gần kề chỉ dùng nửa giờ thời gian. Nếu như nói không có người ở sau lưng vận tác cái kia kiên quyết là không thể nào đấy. Nhưng rốt cuộc là ai, có lá gan này, có cái này lực lượng để làm ra việc này, con virus này khuếch tán lực, không thể so với phong hỏa virus phải kém. Trần hút khí chính là hai mắt phát xanh, hắn cảm giác được tiểu mẫn tại cổ tay bên trên chấn động. Nói rõ có người tại cùng hắn liên hệ. Còn đối với phương rất rõ ràng tựu là tìm tới hắn môn, điểm ấy lại để cho Trần Húc như thế nào không tức giận. Nhưng là cái lúc này hắn đi không được à, bởi vì hiện tại Trạm Tinh đã phát hiện một cái phương pháp, đang suy nghĩ biện pháp đối phó con virus này. Con virus này một khi phát tác như vậy hệ thống trên cơ bản tựu báo hỏng rồi. Trạm Tinh mới vừa rồi còn nguyên hệ thống nhưng là phát hiện con virus, này là cái ổ cứng HDD chú lưu thức virus, bình thường phương thức căn bản giết không hết mà hệ thống một vận hành virus cũng tự tùy theo vận hành làm theo đem hệ thống mấu chốt số liệu cho thanh trừ mất cái kia như thế nào đối phó con virus này hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là đạt được con virus này hàng mẫu phân tích ra virus vận hành cơ chế nhưng là đem làm virus đã bắt đầu vận hành tìm không thấy mới bắt đầu hàng mẫu vậy cũng thì phiền toái nhưng là thực sự không phải là hoàn toàn tìm không thấy chân hút địa trong máy vi tính thì có căn cứ làm xác bảo bối lấy được tình báo đến phân tích con virus này hàng đầu phán đoán cơ chế đã bị phân tích ra đã đến. Bởi vì hacker đối với virus thật là mẫn cảm, loại này mẫn cảm tuy nhiên không phải mỗi người đều có, nhưng là cao cấp hacker nhưng lại rất nhiều đều có ghi chép thời gian đích thói quen đấy. Cái này rất giống cảnh sát đồng dạng, tại phát hiện có người tử vong lúc đều làm ghi chép, ghi chép cụ thể tử vong thời gian, hoặc là phát hiện thi thể địa thời gian. Bác sĩ cũng có như vậy đích thói quen, mà căn cứ những này hacker ghi chép, những này virus thống nhất là ở giờ Bắc Kinh 21 điểm 37 tiến hành cùng lúc bộc phát đấy. Nói cách khác, con virus này trước khi đã bị trôn tại máy tính chính giữa, sau đó thiết lập tốt rồi lúc bộc phát ngay tại 21 điểm 37 phân đúng giờ phát tác. Nghĩ như vậy muốn con virus này không phát tác thì có một cái vô cùng đơn giản phương pháp. Sửa chữa máy tính thời gian, đem thời gian sớm đến virus phát tác trước khi, như vậy đem làm hệ thống vận hành về sau virus tạm thời tự cũng không phát tác sau đó có thể nghĩ biện pháp tìm được virus nguyên thể. Bởi vì này dạng một cái tự động vận hành virus, tuyệt đối không có khả năng trước đó không có mở ra. Cho nên chạm tinh tự đoạt lấy trần hút máy tính, vốn là trực tiếp tiến vào BIOS sửa đổi hệ thống thời gian. Đem thời gian rất dứt khoát đề xuất 2 năm, tháng cùng ngày cũng làm sửa chữa, thành công khởi động máy về sau. Quả nhiên hệ thống không có uổng phí bình, như vậy liền thành công bước đầu tiên, kế tiếp chính là muốn tìm kiếm con virus này đến cùng ở địa phương nào rồi. Trần hút máy tính tuy nhiên vừa mới tiến đi qua format sau đó một lần nữa lắp đặt thao tác hệ thống, nhưng là vì vậy virus là ổ cứng HDD chú lưu thức virus, cho nên cho dù loại này thấp độ format cũng thì không cách nào đem virus cho xóa bỏ đấy. Cho nên con virus này khẳng định tại hệ thống chính giữa, hơn nữa đã lén lút vận hành. Phải tìm con virus này, nếu như là tìm lượt sở hữu tất cả ổ cứng HDD cẩn thận kiểm tra nguyên một đám địa hệ thống văn bản tài liệu biết được đem người cho mệt mỏi bị điên. Nhưng là phải biết rằng, thường đại trở lại virus đều vĩnh viễn không có khả năng thoát ly máy vi tính quy tắc, cho nên nói cách khác, con virus này kỳ thật đã vội trộm dùng nào đó phương thức vận hành loại này vận hành hình thức rất ẩn nấp, ẩn nấp đã đến Trung Quốc hồng khách liên minh tất cả cao thủ đều không thể phát giác tình trạng. nhưng là chương trình dù sao cũng là chương trình, cái này ẩn nấp địa virus ẩn lúc lấy thời điểm có thể đã lừa gạt hệ thống bức tường lửa cái kia tự nhiên không có người sẽ đi chú ý, nhưng đem làm hắn xuất hiện về sau bất quá tâm đi tìm không có khả năng tìm không thấy. Thật giống như thần điêu hiệp lữ bên trong hoác đồ dùng tên giả thành gì sư ta đồng giặc, hắn như tại cái bang chính giữa đần độn không lộ diện cũng thì thôi, có thể hắn lại vẫn muốn đi tranh đoạt bang chủ cái bang, đây cũng là quá xem thường Hoàng Dung rồi. Trạm tinh cẩn thận siêu tầm sở hữu tất cả thêm tái tiến trình cùng DLL kho số liệu văn bản tài liệu, kiểm tra văn bản tài liệu vị trí cùng với hắn ký tên. Phải biết rằng, coi như là bình thường người sử dụng, máy tính đùa còn có thể cũng đã có thể nhận ra những cái kia thường dùng hệ thống tiến trình rồi. Mà như chạm tinh bọn hắn như vậy đìa cao cấp hacker, hệ thống chính giữa rất nhiều DLL kho số liệu tác dụng bọn hắn cũng đã ghi tạc trong nội tâm. Nhưng là con virus này lại không phải đơn giản như vậy có thể tìm được hơn nữa ok đấy. Nếu không cũng không có khả năng giấu giếm qua Lion, làm sắc bảo bối những này đỉnh tiêm hacker cao thủ cùng với trong tay bọn họ bức tường lửa. Trạm Tinh suy đoán con virus này nhất định là sử dụng một cái không có bị người phát hiện hệ thống lỗ thủng, nếu không không có khả năng tìm không thấy nó. Ta đến thử xem a. À. Ngay tại Trạm Tinh nhíu lại đẹp mắt lông mi một đầu một đầu cẩn thận tra tìm những này tiến trình cùng dll văn bản tài liệu địa thời điểm. Trần Húc đột nhiên nói, ta nghĩ tới một cái phương pháp có lẽ hữu dụng. Trạm Tinh nhìn xem hắn, tự chứng kiến Trần Húc chuyển cái ghế ngồi ở nàng bên cạnh, tiếp nhận con chuột của ta trong máy vi tính có sms lão đại cho ta một cái nguyễn kiện cái này nhuyễn kiện tác dụng chính là một cái hệ thống mô phỏng dùng để kiểm tra đo lường virus phát tác cơ chế đấy cái kia hệ thống mô phỏng là hoàn toàn độc lập ta đem cái này đài máy vi tính kho số liệu phim âm bản thoáng một phát đi vào thử xem cái này hệ thống mô phỏng cao hiểu tiết trước kia bái kiến cùng loại là ở lần kia trần húc phân tích gấu trúc thắp hương virus thời điểm lấy ra qua bất quá hiện tại trần húc sử dụng cái này hệ thống mô phỏng tắc thì càng cao cấp một bước bởi vì lúc trước cái kia hệ thống mô phỏng nội sắc cũng không đủ cường đại có chút virus có thể thẩm thấu đi ra, nhưng là hiện tại dùng cái này hệ thống mô phỏng, tuy nhiên giả thuyết bắt trước chính là WINDOWS XP, nhưng là nội xác cũng đã là vài thập niên sau đích mũi nhọn kỹ thuật, tối thiểu hiện tại không có khả năng có virus có thể thẩm thấu đi ra. Nghe Trần Húc nói như vậy, chạm Tinh Tựu mở ra một cái thân tương lai lại để cho Trần Húc tiến hành thao tác. Trần Húc vốn là đem dưới mắt hệ thống chấp hành văn bản tài liệu toàn bộ đều phục chế đã đến hệ thống mô phỏng chính giữa. Vì vậy hệ thống mô phỏng kỳ thật tự là tương đương với một cái họa trong họa đồng dạng đồ vật, là hệ thống chính giữa có thể chấp hành hệ thống. Hệ thống mô phỏng bên trong đích văn bản tài liệu chưa hẳn có chúng độc, nhưng hệ thống bên trong đích văn bản tài liệu nhưng lại chúng độc, cho nên loại thủ đoạn này chẳng khác nào làm một cái phục chế, sau đó lại tiến hành quan sát. Đã làm xong đây hết thảy về sau Trần Húc đem hệ thống mô phỏng thời gian thiết lập tại 21 điểm 36 chia lên, chỉ cần tiếp qua một phút đồng hồ là có thể chứng kiến virus là như thế nào phát tác được rồi. Cái này một phút đồng hồ thời gian thật là vô cùng dài rằng dặc tất cả mọi người chằm chằm vào màn hình con mắt cũng không dám nháy. Tuy nhiên còn có hắn phương pháp của hắn nhưng là phải biết rằng hiện tại mọi người tranh giành hơn là thời gian, đối với thời gian có thể nói là tranh thủ thời gian. Vì vậy virus đã bạo phát, nếu như không thể tại trong thời gian ngắn nhất đến giải quyết mất con virus này, như vậy tạo thành tổn thất là khó có thể đánh giá đấy. Huống chi, còn virus này người chế tác cùng tuyên bố người là ở hướng Trần Húc công khai khiêu chiến, tại hướng toàn bộ Trung Quốc đám hacker tiến hành khiêu chiến. Sử dụng loại thủ đoạn này, bọn họ là lướt qua Trần Húc địa giới hạn rồi. Một phút đồng hồ thời gian cuối cùng đã tới, Trần Húc gắt gao chầm chầm vào hệ thống mô phỏng bên cạnh số liệu ghi chép lan, tự chứng kiến đem làm kim phút biến thành 37 thời điểm, ghi chép lan bên trên đột nhiên bá thoáng một phát đổi mới vô số tin tức. Sở dĩ nói vô số, là vì những tin tức này đột nhiên thoáng cái đổi mới đi ra, khiến cho được bên cạnh hạ kéo menu càng ngày càng nhỏ, thì ra là số liệu càng ngày càng nhiều. Căn bản thấy không rõ lắm, tốt quyết việt virus, nhưng là con virus này lại thì không cách nào đột phá cái này hệ thống mô phỏng địa ngoại xác mà thẩm thấu đến chính thức máy vi tính chính giữa, nhưng là nó vận hành cơ chế nhưng lại lại để cho Trần Húc thấy rõ. Cái này xem xét phía dưới Trần Húc liền không nhịn được mắng một câu kháo. Số liệu là sẽ không gạt người. Còn virus này ngay từ đầu là nội khảm tại hệ thống phục vụ services. EXE tiến trình cấp dưới một cái DLL động thái kết nối kho chính giữa. Hơn nữa cái này kết nối kho ngụy trang địa phi thường phi thường tốt, không riêng gì lớn nhỏ, còn sửa đổi số liệu ký tên, sửa chữa ngày chờ chờ sở hữu tất cả có khả năng bị bức tường lửa hoặc là phần mềm diệt virus kiểm tra đo lường đến mấu chốt trên số liệu, làm giống như là thật sự đồng dạng. Mà cái này bên ngoài liệp dây xích DLL văn bản tài liệu cũng có thể là lợi dụng một cái lỗ thủng nếu không không có khả năng tiến vào đến chạm tinh làm sắc bảo bối lio chờ những cao thủ máy tính chính giữa nhưng cái này rốt cuộc là cái gì lỗ thủng tạm thời sẽ không công phu đi quản trần húc bọn hắn bắt đầu nghiên cứu con virus này địa phát tác cơ chế tranh thủ mau chóng làm ra con virus này chuyên giết theo trên tư liệu đến xem đem làm con virus này phát tác về sau tự sẽ tự động xóa bỏ hệ thống mấu chốt chương trình trên cơ bản đem có thể xóa bỏ chương trình toàn bộ đều cho xóa cái này cũng chưa tính virus không ngừng phục chế cùng công kích những thứ khác hệ thống chương trình, đem những này chương trình toàn bộ lây, đồng thời đóng cửa hệ thống đăng ký bề ngoài, rót vào hết thảy có thể rót vào địa phương, toàn bộ máy tính chính giữa, từng cặp phân kiện, thậm chí cặp phân kiện ở dưới từ cặp phân kiện, toàn bộ đều có nên virus thân ảnh. Hơn nữa bệnh này độc tiến vào hệ thống sau chuyện làm thứ nhất tựu là xóa bỏ tư liệu, mặc kể cái gì tư liệu hắn đều xóa. Như vậy nói cách khác, nếu như chúng con virus này mà lại đừng nói có thể hay không khởi động máy A. À. Coi như có thể khởi động máy mà nói. Vậy ngươi cũng sẽ phát hiện ngươi trong máy vi tính không không đáng đáng cùng bị cầu thè lưỡi ra liếm qua địa đồng dạng. Sở hữu tất cả tư liệu toàn bộ đều bị tiêu hủy. Cái này hoàn toàn là một cái phi thường ác ý virus, nó tồn tại mục đích đúng là phá hư. Không kiêng nể gì cả phá hư, khai phát ra cái này virus người tuyệt đối là cái tên điên. Trạm tinh vội vàng đem kiểm tra đo lường đi ra tư liệu chia lam sắc bảo bối bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đã đã tìm được máy vi tính hơn nữa có thể leo lên mạng lưới rồi, nhưng là bọn hắn trước khi sử dụng máy tính, nhưng lại triệt để báo hỏng rồi. Trạm tinh đem tư liệu cho bọn hắn địa mục biệt tựu là con virus này tuyệt đối không phải một người có thể độc lập giải quyết, cần mọi người địa chung sức hợp tác, nếu như trên cái thế giới này thật sự có một người có thể giải quyết con virus này, như vậy người này tự nhất định là SMMS, SMMS, hắn biết rõ chuyện này sao, N, ta là muốn đem những tài liệu này cũng chia sư phụ ta một phần. Trần Húc nói, ta hiện tại căn bản không lo lắng lão sư ta trong hội độc, ta lo lắng chính là hắn căn bản là tịch thu đến con virus này. đúng vậy a, à, đúng vậy a, à. tiểu Mẫn là không thể nào chúng độc nhưng là nàng hiện tại không có Trần Húc chỉ thị tiếp thu không đến con virus này à? cho nên Trần Húc nói, ta hiện tại muốn cùng lão sư ta liên hệ. Ân, lão sư nói rồi, cùng hắn liên hệ thời điểm chỉ có thể là ta một người. Các người chờ ở cửa a tin tưởng lão sư nhất định có thể giải quyết thứ này đấy trần húc rất tự tin hắn tự tin nguồn suối ở chỗ hắn tin tưởng tiểu mẫn bởi vì tại tiểu mẫn kho số liệu trong chứa đựng lấy cái này vài chục năm nay sở hữu tất cả virus kho con virus này khẳng định cũng ở trong đó nhìn xem trần húc đi vào phòng hơn nữa một mực khóa cửa lại cao hiểu tiết rất là không cam lòng biếu môi smms lão đại cũng quá bất công rồi ta thông minh như vậy lanh lợi nhu thuận đáng yêu hắn không thu ta làm đồ đệ Trạm tinh lắc đầu cười cười, tiếp tục bắt đầu chuyên tâm để đối phó con virus này. Mà Cao Hiểu Tiết sững sờ ở một bên vô sự có thể làm, tự nói, tinh tinh à, có cái gì không muốn ta hỗ trợ hay sao? Trạm tinh nghĩ nghĩ nói có, nhìn xem Cao Hiểu Tiết hưng phấn bộ dạng trạm tinh cười nhạt một tiếng, người bây giờ ra đi mua một ít ăn cùng Red Bull trở lại, buổi tối hôm nay chỉ sợ muốn chiến đấu hăng hái một cái suốt đêm rồi. Cao Hiểu Tiết, phá giải loại này cao cấp virus sự tình Cao Hiểu Tiết là một điểm bề bộn đều không thể giúp, mà lúc này đây Trần Húc cũng mở ra tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy tính, đem virus hàng mẫu cùng phân tích kết quả đưa vào đi vào về sau nói, tiểu mẫn, điều tra thêm đây là cái gì virus, lập tức chế tạo một cái chuyên giết cho ta. Trần Húc vốn đắc chí vừa lòng, nghĩ thầm tiểu mẫn lập tức có thể xuất ra một cái chuyên giết sau đó chính mình tuyên bố đến trên internet đi, như vậy mạng lưới tri thần SMMS đại danh tắc thì lại một lần khai hỏa, cũng làm cho đám kia có mắt không tròng lũ tiểu tử biết một chút về. Cái gì mới thật sự là mạng lưới tri thần, cũng dám cùng lão tử đối nghịch, không muốn sống chăng các ngươi. Nhưng là tiểu mẫn trả lời lại làm cho Trần Húc cái cầm đều nhanh rất xuống, tiểu mẫn nói, kho số liệu trong cũng không bệnh này độc tư liệu. Không thể nào, Trần Húc lắc đầu, không thể tin mà hỏi, tiểu mẫn, có phải hay không ngươi kho số liệu xảy ra vấn đề rồi hả? Kho số liệu hoàn hảo, virus kho tư liệu độ hoàn hảo vi 100%. Không có khả năng à, virus kho hoàn hảo dưới tình huống làm sao có thể hội không biết cái này virus. Chẳng lẽ nói, đây là một cái liền tương lai đều không có xuất hiện qua virus sao? Trần Húc lần thứ nhất đối với tiểu Mẫn tác dụng sinh ra hoài nghi, nhưng là hắn càng hoài nghi chính là, hiện tại làm sao có thể xuất hiện liền tiểu Mẫn đều không thể phân biệt virus đâu này. Nếu như có, như vậy cái này virus là ai chế tạo đây này? Cái lúc này tiểu Mẫn nói, xin hỏi phải chăng cần phá giải cái này virus? Ách, có thể phá giải, Trần Húc sừng sốt, không phải nói virus trong kho không có con virus này tư liệu sao? Tiểu Mẫn trả lời, là, nhưng là cái này cũng không đại biểu bản cơ không thể phá giải cái này virus. Bệnh này độc virus mã hóa cũng không có cùng kho số liệu trong bất luận cái gì một cái virus ăn khớp tư liệu, nhưng là có thể thông qua tương ứng đích thủ đoạn đến đem hắn tiến hành phá giải. Trần Húc vỗ đầu, choáng váng à chính mình. Vừa rồi hắn chỉ lo ngạc nhiên vì cái gì cái này virus trong tương lai máy vi tính chính giữa đều không có tư liệu, nhưng là hắn lại đã quên một cái cơ bản nhất đấy. Tiểu Mẫn là đài siêu cấp máy tính nàng tính toán năng lực vô cùng cường đại, hơn nữa chuẩn bị vượt lên đầu thời đại này 80 năm máy vi tính tri thức, tuy nhiên không phải chính tông trí chí tuệ nhân tạo, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất thi hành mệnh lệnh. Virus cũng chính là một cái chương trình rồi, người bây giờ lại vượt lên đầu địa virus. Cho dù tiểu mẫn kho số liệu trong không có tương ứng tư liệu, nhưng là bệnh này độc kỹ thuật hàm lượng còn có thể cao điểm qua tiểu mẫn hay sao? Vì vậy Trần Húc lập tức lại để cho tiểu mẫn bắt đầu phân tích hơn nữa nếm thử chế tạo ra bệnh này độc chuyên giết. Theo cái kia hệ thống mô phỏng có thể nhìn ra, con virus này uy lực xa xa không cách nào uy hiếp được tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy vi tính. Bởi vì bệnh này độc liền tiểu mẫn cung cấp một cái đối với nàng mà nói đã quá hạn địa nguyễn kiện đều không thể công phá, lại làm sao có thể cùng tiểu mẫn so sánh với. Con virus này một khi vận hành, cơ hồ một giây đồng hồ muốn chấp hành hơn 10 trên trăm đầu địa mệnh lệnh. Những này mệnh lệnh đối với nhân loại đại não mà nói là khẳng định không kịp từng cái xem xét phản ứng nhưng là đối với tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy vi tính tính toán tốc độ mà nói nhưng căn bản tựu không đáng giá nhắc tới tiểu mẫn phân tích về sau nói đã đã tìm được virus nguyên lai like ẩn thân văn bản tài liệu tại Windows hệ thống hạ nó trước khi vụng trộm thay thế lpk dll văn bản tài liệu những thứ khác hệ thống chính giữa cũng là lây nhiễm cùng loại với này văn bản tài liệu công tác tính chất kho số liệu văn bản tài liệu bởi vì nó che giấu phi thường ẩn nấp cho nên rất khó phát hiện hơn nữa bệnh này độc kết cấu là lập thể phục thức kết cấu, cho nên này kết cấu có thể khiến cho virus kết cấu càng thêm chặt chẽ thể tích nhỏ hơn hơn nữa uy lực càng thêm cường đại, trước mắt sử dụng hệ thống rất khó đối phó cái này virus. Nghe được lập thể phục thức kết cấu địa thời điểm Trần Húc trong đầu ông một tiếng rung động, kế tiếp tiểu mẫn nói đồ vật này nọ hắn đều nghe không vào rồi. Lập thể phục thức kết cấu là cái gì? Điểm ấy Trần Húc so bất luận kẻ nào đều tinh tường. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng không có ai so Trần Húc rõ ràng hơn rồi. Cái này chỉ chính là chương trình mô hình kết cấu, đại biểu máy vi tính giới chương trình phát triển sự kiện quan trọng. Là chương trình theo thẳng tắp đến lập thể một cái quá độ. Nhìn xem tiểu mẫn trên màn hình điều tra đến bệnh này độc chương trình kết cấu đồ, Trần Húc lập tức sẽ hiểu, vì cái gì con virus này có thể lập tức lây những cái kia đỉnh cấp đám hacker máy vi tính. Bởi vì này loại virus kết cấu, có thể nói đã vượt lên đầu tại thời đại này rồi. Đó là một cái vượt thời đại bay vọt đại biểu chương trình kết cấu theo mặt bằng hóa đến lập thể hóa địa quá độ. Đương nhiên, con virus này địa kết cấu tại Trần Húc trong mắt cũng căn bản tựu không tính là cái gì. Bởi vì Trần Húc trong tay nắm giữ lấy lập thể chương trình kết cấu địa nhất cao cấp mô hình. Xong đinh ốc dây truyền kết cấu, đương nhiên, Trần Húc trong tay xong đinh ốc dây truyền kết cấu cùng chính thức nhân thể DNA so còn kém rất nhiều, thậm chí trong tương lai có nhà khoa học lời tiên đoán. Nếu có một ngày song đinh ốc dây chuyển kết cấu chương trình có thể cùng nhân thể DNA cùng so sánh rồi, cái kia chính là nhân loại tận thế. Bởi vì lúc kia chương trình, sắp có được linh hồn của mình, cái kia chính là chính thức trí tuệ nhân tạo. Loại này lời ong tiếng ve tựu không cần nhiều lời rồi, tuy nhiên loại này phục thức kết cấu so về trần húc trong tay song đinh ốc dây chuyển kết cấu phải kém rất nhiều, thậm chí hoàn toàn tựu không đáng giá nhắc tới, nhưng trần húc trái tim cũng tại bất tranh khí nhảy lên. Bởi vì này loại phục thức kết cấu, là một cái cự đại bay vọt, một cái bay vào tính tiến bộ. Một cái sự kiện quan trọng, rốt cuộc là ai làm đi ra vật như vậy? Trần Húc Lâm vào suy nghĩ, mà ngay cả Tiểu Mẫn nhắc nhở nói đã hoàn thành bệnh này độc chuyên giết hắn đều không có nghe được. Đối với Tiểu Mẫn mà nói, đây chỉ là một rất cấp thấp, thấp đấy. Vừa mới theo mặt bằng tiến vào lập thể virus mô hình mà thôi, tuy nhiên đối với thời đại này máy vi tính mà nói loại này mô hình đại biểu ý nghĩa vô cùng cực lớn, nhưng là đối với nàng mà nói tựu là một bữa ăn sáng. Chỉ cần phân tích ra virus cơ chế là có thể rất nhẹ nhàng đem virus bóp chết trong trứng nước, đối với tiểu mẫn mà nói chẳng qua là tổ hợp nàng cơ sở dữ liệu chính giữa một ít khuôn mô hình mà thôi. Trần hút cái lúc này suy nghĩ rốt cuộc là ai làm ra con virus này? Chẳng lẽ là X, X căn cứ hắn cung cấp chính là cái kia thế kỷ đại âm mưu, bày kế vậy mà làm ra nhất định được thành phẩm. Cái này cũng không kỳ quái, người ta U Dương Phong luyện quét tính viết chính tả loạn thất bát tao cửu M chân kinh còn luyện được một thân vô cùng thần diệu công phu tuy nhiên cuối cùng luyện điên điên khùng khùng, nhưng không chừng ích có thể làm ra cùng loại đồ vật. Vì vậy Trần Húc lập tức leo lên thông tin Nguyễn Kiện, tìm được ích cùng chính mình đối thoại người, húc đầu tựu là một câu, các người muốn làm gì? Ích tổ chức là có chuyên gia 24 tiếng đồng hồ trông coi máy truyền tin, dù là cái này máy truyền tin bên trên S thời gian rất lâu mới có thể lộ bên trên một mặt. Cho nên bên kia phản ứng rất nhanh, thỉnh hỏi xảy ra chuyện gì? Chúng ta không có làm gì à? Trần Húc ngây ra một lúc, không phải ít người của tổ chức làm. Này sẽ là ai? Vì vậy Trần Húc đem cái kia virus phát tới, chuyện này không phải các ngươi làm địa sao. Có một cái virus đang tại điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tại trong phạm vi toàn thế giới khiêu chiến SMMS cùng Trung Quốc hacker sự tình, dùng ít mạng lưới tình báo không có khả năng không biết. Bọn hắn đụng thiên giống như địa kêu lên khuất đến, đây tuyệt đối không là chúng ta làm đấy. Chúng ta cũng không biết chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra à. Thỉnh tin tưởng thành ý của chúng ta, không phải bọn hắn, Trần Húc không có rảnh lại theo chân bọn họ giật xuống đi, đem chuyên giết cho bọn hắn về sau tự liên lạc với hách ái quốc, hiện tại tình thế như thế nào. Rất không xong, hách ái quốc nói, con virus này địa truyền bá tốc độ phi thường địa nhanh. Chúng ta rất nhiều thiết bị đều trúng độc, hơn nữa hiện tại có một đám đám hacker tại công kích quốc gia của ta tất cả đại web portal, nhân thủ của chúng ta không đủ. Hơn nữa đối phương phi thường âm hiểm, căn bản là không cùng chúng ta giao thủ. Đi lên tựu tản virus, Hiện tại chúng ta máy vi tính là lớp 10 độc không thể công tác. Đối phương là ai biết sao, còn không rõ ràng lắm, nhưng theo chúng ta tại đây tra được tư liệu, những ngày dốc sức liều mạng công kích chúng ta đám hacker đại bộ phận đến từ nước Mỹ, còn có một bộ phận đến từ chính Ấn Độ. Chúng ta có tuyên báo, hôm nay mặt khác rất nhiều quốc gia hacker cũng biết sự kiện lần này, Nhật Bản, Hàn Quốc chờ này địa phương hacker đã bắt đầu bỏ đá xuống giếng, cũng đối với chúng ta phát khởi công kích. Bọn này vương bát đản. Trần Húc hung hăng địa vỗ một cái cái bàn, tổn thất như thế nào đây? Còn không rõ ràng lắm, nhưng hôm nay Soho cùng Sina, Yahoo Trung Quốc cũng đã mở không ra rồi, cao thủ của chúng ta nhóm, đám bọn họ hôm nay tại võng dịch địa trên sân thượng đang tại đánh lén, súng ngắm thế tất không thể để cho đối phương tới xính. SMMS, thỉnh ra tay đi, chúng ta đều nhanh duy trì không được rồi. Trần Húc nói, ta biết đến, ta hiện tại rất tức giận, quốc gia đối với chuyện này nói như thế nào? Thượng diện không có tỏ thái độ, bởi vì này chỉ có thể coi là là dân gian hacker hành vi, quốc gia cũng không nên làm cái gì tỏ thái độ, chỉ có thể nhìn tự chúng ta rồi. Chúng ta quân đội hacker đã toàn thể xuất động, nhưng là con virus này không có phá giải rất khó có cái gì biện pháp tốt, chúng ta hoài nghi hồng khách liên minh chính giữa có nội gian. Nội gian, Trần Húc con mắt sáng ngời, đúng rồi, nếu như không có nội gian, làm sao có thể tập thể tuyển tại lúc này tiến hành công kích. Còn có làm sao có thể khiến cho hồng khách liên minh tất cả cao thủ tập thể chúng chiêu thậm chí là quân đội đám hacker cũng trúng chiêu rồi hả? Rất nhiều mấu chốt server đội bay đều bị sắp đặt virus, rất có thể thật là nội gian làm đấy. Mà lúc này hack ái quốc đang tại một cái kính tiếp thông điện thoại, mẹ nó bước qua chứ. Nước Mỹ mấy đại hacker tổ chức đều xuất động, vì cái gì chúng ta trước khi không có nhận được tin tức. Ra sờ lũ tiểu tử cũng tới đúc hết sao, bọn họ là lính đánh thuê hay vẫn là cái gì? Chết tiệt, ta hiện tại yêu cầu các ngươi lập tức tra rõ ràng đến cùng là bởi vì sao? vì cái gì toàn bộ thế giới địa hacker đều đem mục tiêu liếc về phía chúng ta lúc này đây sự tình là cùng một chỗ trước đó chưa từng có địa trung quốc it giới nguy cơ ai cũng thật không ngờ tại sao phải có nhiều như vậy hacker chọn tại nơi này thời đoạn đồng thời hướng phía trung quốc phát động công kích hơn nữa lớn như vậy quy mô địa công kích vậy mà trước khi cũng không có bất kỳ dấu hiệu điều này không khỏi làm cho quân đội cực độ tức giận hơn nữa phiền muộn tình báo của chúng ta công tác làm có phải hay không quá kém nhưng là Trung Quốc nhân viên tình báo dù sao cũng không phải ăn chay đấy. Rất nhanh tự có tin tức truyền tới, lần này hacker sự kiện làm đội trưởng người còn không biết là ai, nhưng là ngay tại 5 phút đồng hồ trước khi, nổi tiếng thế giới tính hacker trang web www. Hacker, con bị người xâm lấn, người xâm nhập xuyên tạc đầu trang web, triệu tập thế giới hacker sở hữu tất cả hacker tổ chức hướng Trung Quốc phát động công kích, hơn nữa tại trên website ban bố một đoạn dấu hiệu, này dấu hiệu tinh giản tính cùng công năng có thể nói là phi thường cường đại, lập tức đưa tới thế giới hacker tổ chức chú ý. Mà Trần Húc nhìn cái này đoạn dấu hiệu về sau lập tức sẽ biết, cái này là phục thức kết cấu chương trình vận tác dấu hiệu. Trên website công bố, nếu như ai có thể đủ đem SMMS bước đi ra hơn nữa đánh bại, như vậy sẽ đem loại này kiểu mới dấu hiệu không ràng buộc kính dâng cho hắn. Lời vừa nói ra, toàn bộ giới hacker lập tức sinh ra hành động cực lớn. Phải biết rằng, đối với hacker mà nói một loại hoàn toàn mới, vượt lên đầu dấu hiệu biên soạn phương thức tụ không thua gì tiểu thuyết phó hiệp bên trong đích một bản cao cấp phó công bí kíp. Cho nên vì cái kia đoạn dấu hiệu, trên thế giới nhận được tin tức hacker tổ chức cũng bắt đầu hướng phía Trung Quốc tiến công. Vương Bát Đản, dám bỏ đến lão tử trên đầu, Trần Húc nhịn không được nổi giận mắng, nhưng vào lúc này, một tin tức lại để cho Trần Húc sắc mặt đều thay đổi. Thượng Hải thành phố mất điện. Toàn bộ Thượng Hải thành phố lâm vào một phiến hắc ám. Mà bây giờ buổi tối 10 giờ, đúng là Thượng Hải sống về đêm vừa mới chuẩn bị lúc mới bắt đầu. Mà lúc này đây đại mất điện khiến cho toàn bộ Thượng Hải lâm vào một phiến hắc ám. Mất điện, cái này đối với rất nhiều thành thị người đến nói đều là hơn một cái lâu không có trải qua sự tình. Ngẫm lại tại hơn 10-20 năm trước thời điểm, lúc ấy rất nhiều mạch điện bất ổn hội tạo thành mất điện, vì vậy một đoàn người tử người cầm cây quạt đi ra bên ngoài một bên hóng mát một bên nói chuyện phiếm một bên đánh con mũi. Mà đối với Thượng Hải cái này phồn hoa đại đô thị mà nói, ngừng một lần điện sẽ tạo thành nhiều tổn thất lớn. Sẽ khiến cho bao nhiêu người cùng một chỗ thống mạ, những chuyện này Trần Húc hiện tại cũng quản không được nữa. Tuy nhiên điện lực hiện tại đang tại sửa gấp đại khái 2 chừng 10 phút đồng hồ có thể khôi phục, nhưng là 20 phút mất điện thời gian cũng thật là đáng sợ. Lần này mất điện sự kiện rất rõ ràng là có hacker xâm lấn quốc gia điện lực hệ thống. Đây quả thực đáng chết à. 2003 năm Florida châu cùng với hắn Đông Nam Bộ đã tạo thành đại mất điệt, nước Mỹ chính phủ cho rằng đây là Trung Quốc hacker gây nên, nhưng trên thực tế là ngay lúc đó một cái kỹ sư phi pháp thao tác tạo thành đấy. Nhưng là hiện tại, tuy nhiên còn không biết rốt cuộc là quốc gia nào hacker, nhưng có thể để xác định chính là đây tuyệt đối là một hồi ác ý hacker hành vi. Trần Húc thật sự phẫn nộ rồi. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, Trần Húc khí tay đều đang phát run, là không phải mình cho tới nay quá ôn hòa rồi hả? lại để cho những người kia đều cho rằng SMMS là cái rất dễ dàng bị khi phụ sỉ nhục thái điểu. Bằng không thì tại sao có thể có người liên tiếp biệt tìm tới tận cửa rồi. Đến tìm phiền toái cho mình, dấu hiệu, hư, một đoạn rác rưởi dấu hiệu có thể lại để cho các ngươi chạy theo như vịt sao. Cái loại này đơn giản phục thức kết cấu tuy nhiên đại biểu địa ý nghĩa trọng đại, nhưng là tại Trần Húc trong mắt hoàn toàn là cặn bã thật giống như luyện cửu M cửu dương loại này cấp bậc thần công cao thủ chướng mắt những cái kia rác rưởi ngũ hổ đoạn môn đao, kỳ môn tam tải kiếm các loại địa võ công đồng dạng. Đối với Trần Húc mà nói, không chút nào khoa trương địa phương. Tranh lệch thì có lớn như vậy, các ngươi muốn chơi, được rồi, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Trần Húc là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất như thế phẫn nộ, cho dù là trước khi sở nếch. Còn có chơi võ đạo ra lúc những cái kia tự đại Hàn Quốc đang gây hấn với lúc Trần Húc đều không có như vậy phẫn nộ qua một lần duy nhất có thể cùng hiện tại đánh đồng đấy. Đại khái tựu là ngô nguyên gặp chuyện thời điểm, nhưng lần đó cùng lúc này đây cảm giác hoàn toàn không giống với. Toàn bộ thế giới hacker đều đem ánh mắt nhìn phía Trung Quốc. Cái kia tốt, phàm là đối với chúng ta người xuất thủ, ta đều lại để cho các ngươi trả giá thật nhiều đấy. Cái này một cái giá lớn, thậm chí có thể sẽ lan tràn đến các ngươi địa quốc gia. Cho tới nay, có lẽ là nhận lấy ích ảnh hưởng, trần húc cũng không có nghĩ như thế nào lấy xuất ra một ít vượt mức quy định địa khoa học kỹ thuật đến ảnh hưởng hiện ở thời đại này đối với ích tổ chức sứ mạng trần húc một mực ôm không ủng hộ không bài xích thái độ bởi vì dùng trần húc hiện tại lịch duyệt hắn rất khó kết luận ích hiện tại cách làm đến cùng là đúng hay sai hay hoặc là nói cái thế giới này kỳ thật cũng không có tuyệt đối ý nghĩa đối với sai cho nên ích tổ chức cách làm có hắn tích cực một mặt đây cũng là không để cho gạt bỏ đấy cho nên tại tiềm thức chính giữa Trần Húc cũng sẽ không biết đem rất nhiều siêu thời đại đồ vật lấy ra. Như võ đạo gia như vậy địa trò chơi không có gì, cũng không đối với hiện tại địa khoa học kỹ thuật tạo thành cái gì trùng kích, nhưng là có chút những vật khác lấy ra về sau tựu không giống với lúc trước. Nhưng những vật kia Trần Húc đều không có khiến nó xuất hiện ở thời đại này. Hắn tuy nhiên chuẩn bị tuyên bố một cái hán ngữ nói, nhưng cũng là vì Trung Quốc máy vi tính nghiệp cân nhắc, dù sao lấy hắn địa học tập kinh nghiệm đến xem, hán ngữ nói có thể làm cho càng nhiều nữa người rất nhanh nắm giữ máy vi tính, vi Trung Quốc phát ra thêm nữa. Rất cao chất lượng hacker, nhưng là động tác của hắn rõ ràng chậm một bước, bây giờ đối với Phương dĩ nhiên cũng làm bắt đầu hạ thủ. Trần Húc rất bình tĩnh đem con virus này chuyên giết truyền cho hack ai quốc. Hắn càng là sinh khí, biểu lộ lại càng là bình tĩnh, điểm này rất nhiều giải Trần Húc người cũng biết, đón lấy Trần Húc cho ích tổ chức phát một đầu tin tức, tuy nhiên chuyện này không phải các ngươi làm, nhưng dù sao có người đang làm cho tới nay ta nhìn chung quý tổ chức tôn chỉ mà cũng không có lợi dụng năng lực của mình đến cải biến cái thế giới này, nhưng là hiện tại ta phát hiện được ta quốc gia quá yếu ớt rồi, yếu ớt ra ngoài quốc những này đám hacker cũng dám đem chủ ý đánh vào quốc gia của ta bên trên. Như vậy, ta phải muốn cho quốc gia làm chút chuyện rồi. Phát xong về sau Trần Húc đã đi xuống tuyến, mặc kệ đối phương như thế nào đi lý giải chính mình đoạn lời nói. Trần Húc đăng nhập lên võng dịch, hiện tại võng dịch trang đầu mở ra tốc độ phi thường chậm chạp, đây là bởi vì đám hacker đang tại công thủ nguyên nhân, tiêu hao đại lượng server tài nguyên. Trần Húc hừ một tiếng, tiến vào chiếm giữ đã đến võng dịch server chính giữa. Năm đó cùng Sonic tranh đấu thời điểm, Trần Húc muốn vào nhập hồng khách liên minh server còn cần đối phương đến cho đi, nhưng là hắn hiện tại đã không cần làm như vậy rồi. Server rất nhiều cảng số liệu phát ra đưa vào số lượng nhiều kinh người, hiển nhiên là song phương hacker đang tiến hành gian khổ chống lại, Trần Húc sử dụng một cái hệ thống lỗ thủng tiến vào chiếm giữ đã đến server bên trong, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chỗ sơ hở này là lúc ấy Trần Húc tiến vào chiếm giữ đến quân đội server ở bên trong sử dụng, là hiện tại phần cứng thiết bị tạo thành một cái phi thường ẩn nấp lỗ thủng hơn nữa không có người phát hiện. Trần Húc mặc kệ bên ngoài chiến hỏa bay tán loạn, tiến vào chiếm giữ đến server trong sửa chữa trang web trang chủ. Các người mục đích không phải sửa chữa trang web trang chủ do đó hướng SMMS tuyên chiến sao như vậy ta sẽ tới tuyên chiến cho các ngươi nhìn xem bởi vì trần húc xâm lấn chỗ sơ hở kia phi thường ẩn nấp cho nên căn bản không có người chú ý tới hắn trần húc vốn là đem bệnh này độc chuyên giết liên tiếp kết nối phủ lên sau đó tại trang chủ thông cáo bên trên đưa vào một hàng chữ đối với hacker mà nói có một số việc có thể làm có một số việc không thể làm có một số việc có thể được tha thứ có một số việc thì không pháp tha thứ ta rất tức giận ta sẽ không tha thứ các ngươi những công kích này quốc gia của ta trang web hơn nữa tản virus mọi người một cái đều không tha thứ ký tên smms mà ở thông cáo phía dưới thì là một cái siêu kết nối liên tiếp kết nối nội dung là được hán ngữ nói sơ cấp tài liệu giảng dạy tài liệu giảng dạy địa đoạn thứ nhất lời nói trung quốc máy vi tính giới tổng hợp thực lực không sánh bằng một ít nguyễn kiện đại quốc cũng không phải người châu á đần mà là vì người châu á không có một cái thích hợp chính mình máy vi tính ngôn ngữ Đem làm ABC loại này cấp thấp văn tự ký hiệu trở thành máy vi tính địa chủ lưu lúc chúng ta nhất định phải tốn hao công phu đi học tập loại này hình tượng tính quá kém ngôn ngữ. Nếu như có thể có một cái tiếng mẹ đẻ máy vi tính ngôn ngữ, ta muốn Trung Quốc khách cơ học tập sẽ càng thêm đơn giản dễ dàng hơn nữa trực quan. Bản thân bất tài, sáng lập trong cái này văn máy vi tính ngôn ngữ. Đem hắn mệnh danh là Hán ngữ nói, hy vọng cuốn sách này có thể trợ giúp thêm nữa. Địa người hoa máy vi tính kẻ yêu thích hiểu rõ máy vi tính, chinh phục máy vi tính hacker địa sứ mạng, không phải là bị máy vi tính chinh phục, mà là chinh phục nó, làm xong đây hết thảy, nhìn xem mãnh liệt số liệu lưu công kích, Trần Húc cười lạnh một tiếng, mở ra mấy cái nguyễn kiện. Những điều này đều là hacker công kích nguyễn kiện, nhưng cũng không phải thời đại này sản phẩm. Trong đó chỗ lợi dụng đến hệ thống lỗ thủng, máy vi tính phần cứng lỗ thủng chờ các loại, đều là trong tương lai một số giữa năm mới bị chậm rãi phát hiện đấy. Loại công kích này Nguyễn Kiện Trần Húc cũng không là lần đầu tiên sử dụng, nhưng lại là lần đầu tiên đang cùng người giao thủ thời điểm sử dụng. Bởi vì trước đây Trần Húc vì rèn luyện chính mình công thủ năng lực, đều không có sử dụng những này siêu thời đại nguyễn kiện, bởi vì những này nguyễn kiện sẽ để cho Trần Húc đối với nguyễn kiện tạo thành ỷ lại. Tự là Trần Húc câu nói kia, như vậy, chẳng khác nào người bị máy vi tính chinh phục, mà không phải người chinh phục máy vi tính. Nhưng là hiện tại, đang mang khẩn cấp, Trần Húc đã có tương đương địa công kích tiêu chuẩn, phối hợp những này nguyễn kiện tuyệt đối là một mực thông sát. Hơn nữa, Trần Húc hiện tại không có thời gian tại cùng đối phương tiến hành dây dưa. Quản Bình Triều, Lion còn có rất nhiều quân đội đám hacker đang tại liều mạng địa cùng người công kích tiến hành đọ sức. Tại trước tiên đạt được hách ái quốc truyền cho bệnh độc của bọn hắn chuyên giết về sau, cái này chết tiệt virus rốt cuộc sẽ không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì rồi. Nhưng vấn đề là thực lực của đối phương cũng rất mạnh, hơn nữa phải biết rằng, nước Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Những quốc gia này vô cùng nhiều cao cấp hacker đều tại công kích, bọn này vương bát đản, mắt nhìn mình bên này cũng sắp chịu không được rồi, với tư cách trong nước cuối cùng một cái còn không có có rơi vào tay giặc web portal, võng dịch chiến trường hôm nay trở thành song phương đám hacker tranh đoạt tiêu điểm, bởi vì võng dịch một khi được giải quyết. Như vậy Trung Quốc web portal liền đem toàn diện rơi vào tay giặc. Cái kia chính là Trung Quốc, giới hacker, vô cùng nhục nhã rồi. Vừa lúc đó, một cổ mãnh liệt địa số liệu lưu giống như đến từ hồng hoang chính giữa địa một đầu thượng cổ thần thú đồng dạng vọt ra hắn mỗi đến một chỗ, chỉ có một đối mặt, liền đem người công kích chém ở dưới ngựa. Hắn giống như là tây sở bá vương đồng dạng, lực nhổ núi này, không người có thể ngăn. Thoáng một phát chính là một cái, thoáng một phát chính là một cái. Cái này cổ số liệu lưu rất có thể phân rõ sở đến cùng ai là địch nhân ai là minh hiếu, hắn mỗi ra một chiêu đều chém dụng một địch nhân, nhưng lại không có thương tổn đến một cái người một nhà. Chỉ có điều không đến một phút đồng hồ thời gian, server địa áp lực lập tức nhỏ một chút nhiều hơn phân nửa. Tính cả thịt gà ở bên trong, tựu cái này một phút đồng hồ, tối thiểu có trên trăm cái IP bị hắn một đao chém đứt. Quản bình chiều bọn hắn đều hào không ngoại lệ nghĩ tới cái tên này. Như thế hung mãnh ra tay, như thế thực lực cường đại, phóng nhãn toàn bộ thế giới, duy nhất có thể nghĩ đến người, ngoại trừ SMMS bên ngoài nếu không làm người thứ hai có thể muốn. Lập tức, quản bình chiều bọn hắn kích động lệ nóng doanh trọng. Vị này Trung Quốc, cũng là thế giới mạng lưới chi thần rốt cuộc xuất thủ. Hơn nữa, đây là tất cả mọi người lần thứ nhất thấy hắn chính thức ra tay ra tay công kích trước khi smms mấy lần lộ diện đều là lấy ra một cái nhuyễn kiện liền trực tiếp giải quyết toàn bộ vấn đề không có người xem tới được thực lực của hắn không có ai biết ngọn sơn phong này đến cùng cao bao nhiêu có thể hắn hiện tại như vậy ra tay tắc thì càng làm cho người thấy không rõ rồi đó là đã vượt qua toàn bộ thời đại đã vượt qua toàn bộ thế giới không sai quản bình triều bọn hắn tuy nhiên không cho là mình có thể là thế giới đệ nhất hacker nhưng tối thiểu bọn họ đều là đứng ở kim tự tháp siêu cao quả nhiên một nhóm người. Mà đối thủ của bọn hắn, cũng là theo chân bọn họ một cấp bậc, chưa chắc là đỉnh phong, nhưng tối thiểu là siêu cao cấp một nhóm người. Nhưng là không nghĩ tới nhóm người này tại SMMS trên tay vậy mà giống như tiểu hài tử đồng dạng, bị tùy ý tạo thành dẹp, tạo thành tròn đấy. Dù sao không có bất kỳ chống đỡ chi lực, cái kia SMMS thực lực, đến cùng cao bao nhiêu. Hắn hiện tại thủ đoạn công kích chỉ một nhưng là vô cùng hữu dụng. Cái gọi là trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. Loại công kích này đích thủ đoạn tự chỉ cần một chiêu, nhưng không ai có thể chống đỡ được một chiêu này. Cái kia dưới đời này, có người có thể đủ làm cho hắn ra đệ nhị chiêu sao? Tối thiểu hiện tại không có, cái kia thực lực của hắn đến cùng đạt đến một loại cái loại gì trình độ độ. Cũng không người nào biết, mọi người duy nhất biết đến là, đối với bọn hắn những này người mà nói, SMS thật là hoàn toàn xứng đáng mạng lưới chi thần, hắn là chân chính thần. Trần Húc là lần đầu tiên công kích như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, thống khoái vô cùng. Hắn thật sâu cảm nhận được tương lai khoa học kỹ thuật cho hắn mang đến tuyệt đại chỗ tốt, hắn hiện tại giống như là chơi trò chơi thời điểm sử dụng sửa chữa khí sửa ra một cái vô cùng biến thái đích nhân vật, đối phương bất kể là tiểu binh hay vẫn là chủ tướng toàn bộ đều chỉ muốn một đao. Dù là ngươi đã tiến hành phòng ngự cũng không sao cả, ta chỉ muốn một đao. Một đao là được, phóng dịch server từ bên ngoài đến IP toàn bộ bị Trần Húc chém rớt hắn chẳng những chém, còn lại để cho tiểu mẫn nhớ kỹ những này IP chân thật địa chỉ. Nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ đấy, các ngươi chờ, cái gọi là đến mà không hướng phi lễ vậy. Các ngươi lại để cho Thượng Hải thành phố mất điện, được rồi, ta không quản các ngươi rốt cuộc là ai, là ai công kích Trung Quốc lưới điện hệ thống, nhưng đã Thượng Hải thành phố bị cúp điện, cái kia quý phương cũng cần trả giá một ít một cái giá lớn. Những này IP Trần Húc đều nhớ kỹ, hiện tại không vội, một hồi nói sau. Giải quyết hiện tại đối thủ còn có vô số IP chen trúc tiến lên, Trần Húc chẳng muốn theo chân bọn họ từng cái chiến đấu, hắn việc cần phải làm còn rất nhiều. Cho nên hắn liền đem lần trước cho quân đội chính là cái kia thần cấp bức tường lửa trực tiếp rót vào võng dịch server lên, đã có cái này bức tường lửa tại, dưới đời này có thể công phá người không có mấy người. Thần cấp bức tường lửa một trang, những công kích kia IP lập tức sẽ không đùa dẫn rồi, cho dù là bọn họ chính giữa có rất nhiều so sở nét cường đại hơn hacker, nhưng là cái này kỹ thuật vượt qua một năm cũng không phải là người có thể tưởng tượng, huống chi cái này bức tường lửa kỹ thuật vượt lên đầu hiện tại khoa học kỹ thuật tối thiểu 5 năm trở lên. Lại để cho các người tiện, Trần Húc bề bộn đã xong đây hết thảy, một câu chưa nói, liền từ võng dịch server ở bên trong lui lại rồi, bắt đầu công kích Sohu, Sina chờ chờ đã rơi vào tay giặc server. 3 phút về sau, Sohu khôi phục, trang đầu bên trên xuất hiện SMMS tuyên chiến tuyên ngôn. Câu kia một cái đều không tha thứ lại để cho Trung Quốc đám bạn trên mạng bắt đầu kinh hô, tiếp theo phát ra hoan hô. Bọn hắn rất nhiều người còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là hiện tại sở hữu tất cả thông tin nguyễn kiện bên trên cũng đang thảo luận việc này, rất nhiều người đã biết rõ, bây giờ là trên quốc tế rất nhiều quốc gia hacker đang tại liên thủ đối với Trung Quốc phát động công kích. Đây là chiến tranh, cái này là một hồi liên lụy toàn bộ thế giới hacker đại chiến. Lại 3 phút, Sina khôi phục, Tencent khôi phục, Yahoo Trung Quốc khôi phục, một hồi sẽ qua, cấp thế giới hacker trang web www hacker, com bị xâm lấn, trang đầu tuyên ngôn đồng dạng đổi thành SMMS, hơn nữa bổ sung một đoạn dấu hiệu. Cái này đoạn dấu hiệu kỹ thuật hàm lượng so với lúc trước cái thần bí nhân tuyên bố dấu hiệu còn muốn tiên tiến. SMMS có nói, ai có thể cung cấp chuyện này kẻ sai khiến, một khi xác định, bất luận chết sống. Miễn phí vì hắn cung cấp dấu hiệu, tiền thưởng 100 triệu đô la. Trần Húc thật sự tức giận rồi. Trải qua khẩn trương sửa gấp, Thượng Hải điện lực hệ thống rốt cục khôi phục, mà lúc này đây Trần Húc cũng đã đem những cái kia vây công Trung Quốc tất cả đại web portal đám hacker đuổi đến đi ra ngoài. Nhưng là sự tình đến vậy cho dù đã xong sao, đương nhiên không phải, Trần Húc cảm giác mình SMMS thân phận khả năng cho tới nay cho người cảm giác quá ôn hòa rồi, bởi vì lúc trước hắn không có công kích năng lực tự là một mặt đang tiến hành phòng thủ, lại để cho người cảm thấy hắn hình như là cái hảo hảo tiên sinh đồng dạng, chọc tới mình cũng không có gì. Khả năng tự là loại ý nghĩ này, mới khiến cho những cái kia nước ngoài đám hacker dám đến Trung Quốc tìm phiền toái. Cho nên Trần Húc hiện tại muốn cho bọn hắn biết rõ một việc, cái gì gọi là dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Trần Húc đã bắt đầu công kích, đã có tiểu mẫn cung cấp cái này mấy khoản tương lai công kích nguyễn kiện, Trần Húc công kích năng lực đã không còn là nguyên một đám người có thể được chống đỡ được được rồi. Cũng không phải một cái hacker tổ chức có thể chống đỡ được đấy. Coi như là hiện tại siêu nhất lưu bức tường lửa, đối với Trần Húc mà nói cũng không quá đáng chỉ là từng phút đồng hồ sự tình. Trần Húc mục tiêu thứ nhất là Microsoft, Microsoft One à, bọn hắn sự tình gì đều không làm, nhưng hết cách rồi, nói lên nước Mỹ máy vi tính ngành sản xuất, thậm chí thế giới máy vi tính ngành sản xuất, cái thứ nhất lại để cho người nghĩ đến đúng là Microsoft. Trần Húc xâm lấn chính là Microsoft chính thức trang đầu, không thể không nói, Microsoft phòng ngự năng lực hay vẫn là rất cường, dù sao người ta làm đúng là thao tác hệ thống, nghiệp nội long đầu, thủ hạ server đều là IBM cùng đeo chuyên môn cung cấp, cơ hồ là tốt nhất server rồi, tốt nhất địa phần cứng phòng hộ năng lực. Nhưng là bọn hắn phần cứng bức tường lửa bị Trần Húc ngạnh xanh xanh cho nện mở. Đúng vậy, tựu là nện, Trần Húc thông qua bạo phá phương thức trực tiếp bạo chết bức tường lửa bên trên sở hữu tất cả ủng hộ địa chương trình, ngạnh xanh xanh đem Microsoft server cho đánh thành một cái không có tường thành không thành. Sau đó Trần Húc đem chính mình cái kia đoạn động ở Microsoft trang chủ bên trên. Chỉ có điều đằng sau lại cùng một câu, phạm ta trung hoa thiên uy người, mặc dù xa tất chu. Cái này là năm đó hoắc khứ bệnh nói, ngày xưa cổ nghị qua tần luận bên trên viết, chính là sử mông yên ổn bắc trúc trường thành mà thủ rào, lại hung nô hơn 700 ở bên trong. Người hồ không dám xuôi nam mà nuôi thả ngựa, sĩ không dám dương cung mà báo oán. Đây là đang tán thưởng tần thủy hoàng cùng với dưới tay hắn đại tướng mông yên ổn địa huy hoàng võ công. Đáng tiếc cổ thái phó không thể vãn sinh 50 năm, tận mắt nhìn đến làm cho người địa cầu rung động, nhân loại quân sự sử thượng đỉnh phong chi tác, nếu không hắn tự cũng không vi chính là một cái mông yên ổn mà lãng phí văn chương cùng kích tình. Lại hung nô hơn 700 ở bên trong tính là cái đếch ấy. Hoặc khứ bệnh trảm hung nô hơn 2000 ở bên trong. Không phải lại, không cần trúc trường thành mà thủ rào, là đuổi theo hung nô giết, không phải hơn 700 ở bên trong, mà là chạy thật nhanh một đoạn đường dài hơn 2000 ở bên trong. Coi như là nay thiên địa cơ giới hóa bộ đội cơ động. Đều là một cái kỳ tích phiêu kỵ tướng quân hoắc khứ bệnh sư hơn vạn đội ngũ ra lũng tây qua yên chi núi hơn nghìn dặm chém đầu hơn tám nghìn được hưu chư vương tế thiên kim nhân một tòa lại ra lũng tây bắc địa hai nghìn dặm qua cơ kéo dài công kỳ liên sơn trảm hung nô ba vạn bắt được tiểu vương mấy chục toàn bộ hành lang hà tây toàn bộ vi hán sở hữu tất cả trốn chi trên đường người hung nô bi ca nói mất ta kỳ liên sơn mặc ta lục xúc không sống đông đúc mất ta yên chi núi xử ta gả phụ không mặt mũi nào sắc hoắc khứ bệnh thành công thực hiện phạm ta cường hán thiên uy người, mặc dù xa tất chu khẩu hiệu. Mà hôm nay lúc cách gần 2.000 năm, phần này hào hùng lại để cho người một khi nhắc tới tự nhiệt huyết sôi trào. Trần Húc không thể nói là biết rõ lịch sử, nhưng hắn vẫn biết rõ hoắc phiêu kỵ lần này sự tích, mà hôm nay, Trung Quốc hiện tại mạng lưới địa vị chẳng phải là cũng cùng lúc ấy hán vũ đế vào chỗ trước tương tự. Người hồ hung hăng ngang ngược, diếu võ dương oai, Trung Quốc tại trên thế giới bị người chỗ xem thường cái gì A Miu A Cẩu cũng dám nhảy đến thăm tới gọi dầm dĩ một phen. Sao có thể lại để cho bọn hắn như thế hung hăng càn quấy? Nói xâm lấn tự xâm lấn, nói sửa trang đầu tự sửa trang đầu, nói mất điện tự mất điện, Trần Húc hiện tại ngực trong hào tình vạn trượt, đem làm học hoác phiêu kỵ. Trọng trấn đại hán hùng vĩ, đuổi giết những này hồ man bọn đạo trích, lại để cho bọn hắn kiến thức lợi hại. Trần Húc nghĩ như vậy, hắn cũng như vậy đi làm. Xâm lấn hết Microsoft địa võng đứng về sau, Trần Húc thẳng đến nước Mỹ Nhà Trắng trang đầu. Nhà Trắng trang đầu nước Mỹ chính phủ địa chính thức trang đầu, đối với từng cái dùng nước Mỹ là địch hacker tổ chức mà nói, công hãm Nhà Trắng trang đầu là lớn nhất mục tiêu. 2001 giữa năm Mỹ hacker đại chiến, Trung Quốc Hồng khách một lần hành động công hãm nước Mỹ Nhà Trắng trang đầu đã trở thành nhất thời giai thoại. Hôm nay, Trần Húc muốn dùng lực lượng một người đến chế truy cập. Nhà Trắng phòng ngừa kỳ thật cũng không có thể so Microsoft hiếu thắng nhưng dù là nó đủ cường cũng không phải Trần Húc đối thủ. Trần Húc hay vẫn là sử dụng nền đích thủ đoạn, ngạnh xanh xanh nền mở nhà trắng bức tường lửa, lần này hắn tại nhà trắng trang đầu bên trên ngoại trừ lưu lại cái kia hai đoạn lời nói bên ngoài, còn lưu lại một câu, quản tốt các ngươi cầu, cầu phạm sai lầm, chủ nhân cũng muốn đã bị trừng phạt. Lúc này đây chỉ là hơi thi khiển trách, tiếp theo ta điểm mục nhãn hiệu cũng không phải là nhà trắng, mà là lầu năm góc cùng quý phương không chung phòng vệ hệ thống cùng với khác, trừ phi các ngươi không sử dụng mạng lưới, nếu không tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi ta. Phát xong đoạn văn này về sau, Trần Húc tiềm nhập Washington khu địa điện lực hệ thống. Vừa báo còn vừa báo, ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15. Hiện tại đúng là nước Mỹ phía đông thời gian buổi sáng 10 điểm nhiều, từng cái công ty cũng đã bắt đầu vận tác. Hơn nữa hiện tại thì khí trời rất nhiệt, mọi người tại sử dụng lấy thuận tiện đồ điện. Đèn điện, điện thoại, máy tính, điều hòa thời điểm đều muốn nhịn không được cảm kích đem dòng điện vận dụng đến người bình thường sinh hoạt nhà khoa học, rất khó tưởng tượng, cái thế giới này nếu như đã không có điện năng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nhưng là cái lúc này, toàn bộ Washington lại lâm vào một mảnh luống cuống chính giữa. Vì vậy thời điểm bị cúp điện, mất điện thời điểm toàn bộ Washington lâm vào khẩn cấp đề phòng trạng thái, đang tại tổ chức hội nghị nước Mỹ Quốc sẽ nhanh chóng rút lui khỏi, bởi vì vì bọn họ lo lắng trận này mất điện là một lần khủng bố hoạt động. Mà trang chủ bị xuyên tạc nhà trắng vô cùng tức giật, lầu năm góc nhanh chóng hành động, điều tra lần này sự kiện. Nhưng Trần Húc hiện tại đã không thèm nghĩ nữa chuyện này đến cùng hội làm thành lớn bao nhiêu. Ngoại trừ cắt điện, Trần Húc xâm lấn cung cấp điện hệ thống đem mấy cái tại Washington IP cụ thể địa chỉ điều đi ra, trực tiếp đem cung cấp điện điều đã đến một vạn vôn. Cường đại địa điện áp lập tức đục lỗ bọn hắn sở hữu tất cả thiết bị. Theo địa chỉ bên trên xem nơi đó là một cái máy vi tính sở nghiên cứu, về phần lớn như vậy điện áp có thể hay không tạo thành nhân viên thương vong liên quan gì ta washington mất điện rằng có suốt một giờ trong lúc fbi toàn thể xuất động tiểu bút khí mãnh liệt vỗ bàn nhưng là cái lúc này tổng thống văn phòng lại nhận được một chiếc điện thoại điện thoại hệ thống dùng điện cùng thành thị dùng điện cũng không phải một đầu tuyến đường cho nên tuy nhiên toàn thành cắt điện nhưng điện thoại lại vẫn có thể đủ đả thông địa phương tiểu bút nhận điện thoại về sau tự yên ba rồi bởi vì điện thoại là ích tổ chức đánh tới Đối với nắm giữ toàn bộ nước Mỹ khoa học kỹ thuật mạch máu ích tổ chức, không có bất kỳ một cái chính khách dám tại trước mặt bọn họ nói chuyện lớn tiếng, coi như là nước Mỹ tổng thống đều không được. Bởi vì chỉ cần bọn hắn thoáng thả ra một ít tiếng gió. Tất cả đại tập đoàn tựu sẽ lập tức chống lại hiện tại hội nghị, phải biết rằng khoa học kỹ thuật cổ tại NASDA khắc phân lượng. Cái này hiểm bọn hắn bốc lên không dậy nổi. Ít người của tổ chức chỉ nói một câu nói, SMMS nói đúng vậy. Quản tốt chó của ngươi, người kia ngươi không động đậy được, chúng ta đều không động đậy được, đừng chọc giận hắn, nếu không coi chừng kế tiếp sẽ có đạn hạt nhân chỉ hướng nhà trắng. Mạng lưới chi lực lượng của thần thật sự thật là đáng sợ. Ít người của tổ chức có thể để xác định SMMS Việt đối hữu lực lượng xâm lấn nước Mỹ không chung phòng vệ hệ thống do đó hạ đạt công kích chỉ lệnh, đến lúc đó nhắc lên một hồi thế chiến cũng có thể. Về phần đạn hạt nhân, tuy nhiên đạn hạt nhân mật mã là hoàn toàn độc lập đấy. Hơn nữa chỉ nắm giữ ở nước Mỹ Tổng thống địa trong tay, nhưng vấn đề là bọn hắn thật sự không dám xác định smms làm không đến đạn hạt nhân mật mã chỉ cần có mạng lưới địa phương tự ngăn không được hắn những lời này hắn cũng không có đang khoác lác đối với smms hiện tại là một chuyện ích một mực ở vào độ cao chú ý chính giữa bọn hắn biết rõ hiện tại smms tuyệt đối đã phát hỏa mà lúc này đây văng ra mấy cái người chịu tội thay là hoàn toàn có tất yếu đấy huống chi nước mỹ chính phủ thái độ hoàn toàn chính xác lại để cho bọn hắn căm tức ngoại nhân không biết ít tổ chức còn có thể không biết sao lần này công kích trung quốc hacker chính giữa tự có không ít là ở lầu năm góc ở bên trong phủ lên tên đấy quản tốt chó của ngươi trần húc lần này đích thật là hơi thi tiểu trừng phạt nói thật hắn lúc ấy quả thực có nghĩ cách xâm lấn nước mỹ phòng vệ hệ thống đi tới đạt một ít mệnh lệnh địa phương nhưng là nghĩ đến đây dạng tạo thành hậu quả có thể sẽ không cách nào ngăn cản trần húc đành phải buông tha cho cái này mê người mà nghĩ pháp mà ngoại trừ washington bên ngoài ấn độ new delhi nhật bản đông kinh hàn quốc seoul đều đã xảy ra đại quy mô mất điện sự kiện hơn nữa những địa phương này xảy ra sự kiện cùng washington so sánh với tự hoàn toàn không phải một cấp bậc đối với washington thì ra là thực lực quân sự vô cùng cường đại nước mỹ trần húc phải là phải có điều cố kỵ hắn như một chút cũng không cố kỵ như vậy hắn tự là lỗ mãng rồi nhưng là đối với mặt khác mấy cái địa phương nói thật trần húc thật đúng là không để vào mắt kỳ sách lưới Cả lý để cung cấp khách ái quốc lén đều nói với hắn rồi, chỉ cần không quá phận, thích sao làm thế nào làm. Chuyện lần này khiến cho quốc gia đều phi thường tức giận, đã hiện tại có người hữu lực lượng giáo huấn bọn hắn, vậy thì không ngại giáo huấn thoáng một phát. Đông kinh công ty điện lực mấy cái máy phát điện tổ bị cao áp đục lỗ, trong đó có 5 tên công nhân tại chỗ tử vong, Hàn Quốc công ty điện lực 15 cái độc lập nhà máy điện có một nửa đình chỉ công tác, toàn bộ Nam Hàn Lâm vào một phiến trong hắc ám, mấy cái chạm biến thế bạo tạc, tuyến đường hành lang hư hao. Ấn Độ New Delhi nhà máy điện phát sinh nổ lớn sự kiện bởi vì điện áp lập tức cất cao, chết thương thảm trọng. Khách cơ lực lượng có đôi khi tựu là cường đại như vậy. Hơn nữa cái này hay vẫn là Trần Húc hạ thủ lưu tình kết quả. Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ chính phủ chính thức trang đầu bị xâm lấn xuyên tạc, hết thảy để lại một câu, làm cầu, muốn có làm cầu giác ngộ. Hừ, những cái thứ này bất quá tựu là nước Mỹ chính là tay sai mà thôi. Nói thực ra vấn đề này náo hoàn toàn chính xác có chút đại, Trần Húc nhất thời kích động làm thời điểm còn không biết là có cái gì, nhưng là làm xong về sau trong nội tâm khó tránh khỏi có chút nghĩ mà sợ. Cái này dù sao cũng là đồng thời khiêu khích mấy cái quốc gia. Nhưng là Ích phát tới một câu lại để cho Trần Húc tâm để xuống. Ích nói, khí ra đã xong, cái kia chuyện này xin mời khiến nó đi qua đi, cảm tạ thủ hạ của ngài Lưu Tình. Nhưng chúng ta đều hy vọng, về sau tốt nhất không muốn tái xuất hiện loại chuyện này rồi. Trần Húc biết rõ ích tổ chức lời nói này chính giữa đựng hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất chính là bọn họ về sau sẽ cố gắng không cho loại này hacker thống nhất công kích Trung Quốc sự tình xuất hiện, mà thứ hai, cũng là SMMS ngài về sau cũng không muốn xúc động như vậy rồi. Hôm nay sự tình chúng ta giúp người chịu trách nhiệm, vốn lấy sau cũng đừng lại chơi cái này vừa ra rồi. Nói thực ra ích đối với chuyện này cũng rất phẫn nộ. Cái này phẫn nộ là song phương, một mặt là không biết bị ai châm ngòi lên các quốc gia hacker, một mặt tựu là SMMS, nhưng bọn hắn cũng biết loại chuyện này đặt ở ai trên người cũng chịu không được hơn nữa bọn hắn càng sợ chính là vạn nhất smms thật sự tức giận rồi đã dẫn phát một hồi chiến tranh làm sao bây giờ đối với hắn loại này cấp bậc hacker mà nói cái thế giới này bất luận cái gì có mạng lưới địa phương với hắn mà nói đều là nhà mình hậu viện quân mỹ hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ hoàn toàn chính xác rất cao nhưng là cũng bởi vì cao như thế cho nên mới phiền toái chỉ cần smms xâm lấn dưới internet đạt một cái mệnh lệnh Đương nhiên, lại để cho quân Mỹ điều anh tạc Nhà Trắng mệnh lệnh như vậy chắc chắn sẽ không bị chấp hành, nhưng vạn nhất hắn hạ lệnh lại để cho nước Mỹ chú Iraq, Afghanistan những địa phương này xuất động cái vài khung máy bay ném bom điêu anh một chỗ. Cái kia chuyện này sau này ai có thể giải nghĩa sở? Khách cơ lực lượng quá cường đại, có thể hết lần này tới lần khác nước Mỹ quân đội không có khả năng buông tha cho mạng lưới như vậy thuận tiện đồ vật, cho nên thực làm, đây tuyệt đối là song phương đều không có lợi sự tình. Cho nên chuyện này cứ như vậy đi qua đi. N, cứ như vậy đi qua đi, không thể có như vậy không hài hòa sự tình xuất hiện. Tại là sự tình này cứ như vậy bị đè ép xuống dưới, các quốc gia đối với truyền thông tuyên truyền cũng đều là nhằm vào lúc này đây ngoại cảnh hacker tự dưng công kích Trung Quốc mạng lưới, nhưng bị Trung Quốc hacker chỗ đánh bại. Về phần Thượng Hải, Washington, Đông Kinh những địa phương này đại mất điện đều không có làm bất luận cái gì tuyên truyền, đương nhiên cũng sẽ không biết đưa tin ra người nào viên thương vong số liệu. Nhưng đối với giới hacker từ cùng với các quốc gia địa ngành tình báo, những này đưa tin hoàn toàn vô nghĩa. Lần này hacker sự kiện trực tiếp đã tạo thành Washington suốt một giờ đại mất điện. Tổn thất nổi mã hơn 1.000 vạn đô la, Washington công ty điện lực bị vô số điện thoại đánh bại, danh dự sụt. Nhưng cái này coi như tốt rồi. Nhật Hàn Ấn Độ Tam Quốc chỉ cần là nhà máy điện thiết bị hư hao tựu đã tạo thành hơn trăm triệu đô la tổn thất. Hơn nữa chuyện này đã tạo thành cái này ba cái quốc gia tổng cộng 537 người tử vong, hơn ngàn người bị thương. Phải biết rằng Ấn Độ cái kia loại địa phương, địa điểm như vậy nhỏ, miệng người nhiều như vậy, tùy tiện ném một viên gạch đầu nói không chừng có thể đập chết 5-6 người. Lần này Trần Húc công kích trực tiếp đưa đến hai cây điện cao thế lãm đứt gãy, tại chỗ đập chết điện giật chết hơn 300 người. Nhưng là vì nước Mỹ áp lực, cái này mấy cái quốc gia chỉ có thể đánh nát hàm răng lưu thông máu nuốt. Chỉ bất qua đối với những cái kia tham dự đến ngày hôm qua đối với Trung Quốc tập kích hacker, bọn hắn chính phủ tự nhiên tự không có gì hảo sắc mặt rồi. Mẹ nó, nếu như không phải mấy người các người bị coi thường sao có thể tạo thành như vậy tổn thất lớn, còn lần này sự kiện cũng thực sự không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu toàn bộ thế giới hacker cùng với ngành tình báo rốt cuộc xác định một việc. Chỉ cần có mạng lưới địa phương, tự không khả năng chống đỡ được SMMS, mạng lưới chi thần, không thể dị nghị, hắn là chân chính địa võng lạc chi thần. Tham dự đến lần này tiến công đấy, kỳ thật có rất nhiều phi thường cao cấp hacker, thậm chí là đỉnh cấp. Như Sonic như vậy thế giới hàng thứ nhất tên hacker tổ chức, kỳ thật chưa hẳn tựu là chân chính thế giới đệ nhất. Trước khi đã từng nói qua, Sonic sở dĩ có được cái bài danh này tựu là lúc trước địa thế giới hacker trên đại hội đoạt giải nhất, nhưng vấn đề là, như vậy thế giới hacker đại hội cũng không chuẩn bị cái gì quyền uy tín. Bởi vì rất nhiều cao cấp địa hacker tổ chức căn bản là không thèm để ý người cái kia hơn 10 vạn đô la tiền thưởng, bọn hắn vì cam đoan an toàn của mình căn bản là chẳng muốn tới tham gia loại này cấp bậc trận đấu. Thậm chí, có chút cao cấp hacker phi thường chán ghét hacker trận đấu, cho rằng đó là đối với hacker một loại vũ nhục, hacker không động thủ thì thôi, vừa động thủ thế tất phải có điều thành công. Cho nên ngày hôm qua tham dự đến tiến công có ít người thực lực, tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm đấy. Đương nhiên bọn hắn có người thì xuất phát từ hiếu kỳ, có người thì là không phục, chuyên môn đi theo SMMS giao thủ một lần thử xem. Nhưng kết quả rất rõ ràng rồi, hôm qua thiên phàm là cùng SMMS giao thủ địa người. Tuy nhiên bọn hắn lúc ấy không biết tới giao thủ hơn là SMMS, nhưng về sau nhất định có thể đoán được. Cùng hắn giao thủ người, toàn bộ đều tại trong vòng nhất chiêu tựu được giải quyết. Bất kể là đỉnh cấp hay vẫn là thái điểu, đối với SMMS mà nói, cái kia đều là thái điểu. Nước Mỹ an toàn chuyên gia, thế giới đỉnh cấp hacker một trong địa eo tại đối với sự kiện lần này đưa tin trong viết, SMMS dùng hắn sức một mình nhục nhã toàn bộ thế giới hacker. Bởi vì ở trước mặt hắn, chúng ta đều là học sinh tiểu học, nếu như nói trước khi SMMS là thông qua hắn xuất ra mấy cái nguyễn kiện cùng phòng ngự của hắn năng lực tại giới hacker từ chính giữa bị khoe, còn có rất nhiều người cũng không tâm phục. Nhưng là lúc này đây, không có người còn dám nói một câu nhiều lời. Mà SMMS phản kích xâm lấn hacker, khôi phục trong nước web portal hơn nữa phát biểu tuyên ngôn, tiếp theo công chiếm Microsoft, công chiếm nhà trắng trang web phát biểu tuyên ngôn sự tình đều bị Trung Quốc đám hacker chặn lại hình ảnh, bắt đầu ở tất cả đại diễn đàn ở bên trong phát bài viết cùng truyền bá. Tính cả Washington, Đông Kinh, New Delhi cùng với toàn bộ Hàn Quốc mất điện sự tình. Chân trời xa xăm, mèo phốc chờ tất cả đại trên forum có quan hệ đêm qua Trung Quốc mạng lưới chi thần SMMS dùng sức một mình solo toàn bộ thế giới hacker sự tích bị phát lại phát. Từng cái ứng dụng QQ Group nội bắt đầu truyền lưu lấy những này thiếp mời, bài viết địa chỉ, vô số Trung Quốc bạn trên mạng chấn động theo. Đêm qua Thượng Hải mất điện sự tình căn bản giấu giếm bất trụ người, Đương nhiên chính thức truyền thông đối với cái này tuyên truyền không có khả năng nói là bị ngoại cảnh hacker công kích chỗ làm cho, mà là dùng một cái phi thường chính thức viết pháp tự là đội bay xuất hiện trục trặc nhưng ở sửa gấp hạ rất nhanh có thể một lần nữa đầu nhập sử dụng. Đây là Trung Quốc lễ cũ, rất nhiều chuyện sẽ không để cho dân chúng biết rõ. Nhưng nếu quả thật dựa theo loại này lễ cũ, có quan hệ đêm qua hacker đại chiến sự tình, có quan hệ SMS thiếp mời, bài viết cũng có thể bị tất cả đại bản khối toàn bộ xóa bỏ hài hòa. Nhưng tại sao phải xuất hiện hiện tại loại này toàn bộ mạng lưới cũng đang thảo luận việc này tình huống đâu này. Hơn nữa, chân trời xa xăm mèo phốc, thậm chí là võng dịch, Sina, Sohu, Yahoo đều đặc biệt đẩy ra SMS cùng với hacker chuyên mục, hơn nữa nhân viên quản lý đều vụng trộm đem những này thiếp mời, bài viết cho đưa đỉnh thêm tinh hoa, hấp dẫn càng nhiều nữa bạn trên mạng tiến đến quan sát. Đây cũng chính là chính sách rồi, dù sao đem làm loại này hacker hành vi đã đã tạo thành như thế ác liệt hậu quả thời gian đó là tuyệt đối không thể thông qua chính thức cách đến tuyên truyền hơn nữa khuya đại đấy. Nhưng vấn đề là lúc này đây là rất khó được đánh thắng hơn nữa là toàn thắng một hồi khoa học kỹ thuật trận chiến, không hết chuyện thoáng một phát thực xin lỗi mình cũng thực xin lỗi vị kia SMMS. Hơn nữa vốn việc này tựu là nước ngoài thế lực khiêu khích. Người trong nước hacker đánh cho như vậy một hồi hoàn mỹ thắng trận tự nhiên muốn hảo hảo tuyên truyền thoáng một phát. Như vậy cũng có lợi cho đề cao người trong nước địa dân tộc vinh dự cảm giác cùng tự hào cảm giác. Đương nhiên loại này tuyên bố khẳng định không thể thông qua chủ lưu truyền thông cách, cho nên tự thay đổi một loại phương thức, nếu không sẽ khiến ngoại giao khác nhau. Nhưng chuyện này, trên cơ bản cảm kích người cũng đều tin tưởng, hơn nữa tại SMMS thực lực cường đại cùng với ích tổ chức ba phải phía dưới, cũng không có ai lại đi truy cứu rồi. Cái kia đám bạn trên mạng như thế nào đối đãi đâu này? Người ủng hộ, hoan hô người tự nhiên là tối đa đấy. Nhưng là cũng có chút cái gọi là tinh anh phần tử, bọn này tinh anh phần tử lý luận tự là phủ định hết thảy phàm là truyền thông đưa tin toàn bộ đều cho rằng là giả phàm là người khác cho rằng nhất định là sai địa cái này là thường xuyên tại chân trời xa xăm mèo phốc những này diễn đàn hốn địa một cái đặc thù quần thể tự cho là nhiều đọc hai năm sách phi thường kiên trì cái này hai cái phàm là tinh anh tại các tinh anh trong mắt smms là cái chê cười bởi vì vi chính bọn hắn không đạt được loại trình độ này cũng tự nhận thức vì người khác cũng không đạt được cái gì mạng lưới tri thần trung quốc khả năng xuất hiện mạng lưới tri thần sao đám người kia rất lớn một cái tôn chỉ là được, ánh trăng là ngoại quốc tròn, nhưng là thêm nữa, địa võng hữu tắc thì đứng dậy, trước đừng nói sự kiện lần này mạng lưới truyền thông cùng chủ lưu truyền thông tầm đó loại này mâu thuẫn biểu hiện, nhưng là tại hôm qua thiên 9 giờ rưỡi tối tả hữu, cái kia khoản bị mệnh danh là cảnh ban đêm địa virus bộc phát, đồng thời nước ngoài hacker hướng Trung Quốc đã phát động ra công kích. 10 giờ Thượng Hải thành phố mất điện, như vậy giữa hai người này có liên lạc hay không? Được rồi, cho dù không có liên hệ, như vậy đón lấy, 10,10 ,10 tả hữu SMMS ra tay, khôi phục phóng dịch. 10 điểm 17 phân cuối cùng một cái web portal Yahoo Trung Quốc khôi phục bình thường. 10 điểm 20 Microsoft trang đầu bị xuyên tạc, 10 điểm 23 phân Nhà Trắng trang đầu bị xuyên tạc, 10 điểm 25 Washington đại mất điện. Giờ Bắc Kinh 10 điểm 30, Đông Kinh mất điện. 10 điểm 32 phân toàn bộ Hàn Quốc đại mất điện. 10 điểm 35 phút New Delhi nhà máy điện bạo tạc, cao tuyến dây điện đứt gãy tạo thành cực lớn nhân viên thương vong. Những sự tình này kiện đều là trùng hợp, hiện tại người châu Á xuất ngoại đã không phải là cái gì mới lạ, tươi xuất sự tình rồi, tại Washington, Đông Kinh, Hàn Quốc, New Delhi đấy. Cái đó cái địa phương không có người châu Á, bọn hắn làm chứng đem cái này cả chuyện này sâu chuỗi lại với nhau, tăng thêm truyền thông loại này rất lập lờ nước đôi thái độ, cái này còn không cách nào nói rõ vật gì không. Hơn nữa, càng làm cho người khiếp sợ chính là, cái kia bản hán ngữ nói Đây là SMMS tại tất cả đại web portal bên trên treo lên đến chỗ này SMMS lấy ra đồ vật này nọ Hiện tại ai còn dám xem thường Cho dù là một ít lại bưng cái giá đỡ máy vi tính chuyên gia Tại SMMS trước mặt nhiều nhất cũng tự là một cái tiểu học sinh Hơn nữa kỹ thuật càng cao Biết rõ địa sự tình càng nhiều Đối với đêm qua chuyện đã xảy ra bọn hắn đều so người bình thường muốn tinh tường Cái này còn có gì để nói Cho nên Tuy nhiên Hán ngữ nói đã tại một cái không lớn hacker trong hội bắt đầu truyền lưu, nhưng đối với càng nhiều nữa máy vi tính nghiên cứu viên mà nói, bọn hắn là lần đầu tiên chứng kiến cái này đều trúng văn máy vi tính hợp ngữ. Đều trúng văn máy vi tính ngôn ngữ, nếu như là người khác lấy ra đồ gây chê cười mà thôi, bởi vì hiện tại cũng không phải nói không có tiếng chung máy vi tính ngôn ngữ, cái kia khoản o ngôn ngữ có bao nhiêu người tại dùng. Mà ngay cả Baidu bách khoa giới thiệu cái này o ngôn ngữ thời điểm đều bất đắc dĩ nói, nghĩ cách là tốt nhưng là rất rõ ràng kỹ thuật không đủ, dùng bất tiện. Nhưng là cái này hán ngữ nói đâu này, SMMS xuất phẩm, há là phàm phẩm. Cơ hồ toàn bộ Trung Quốc máy vi tính chuyên gia ngày hôm qua đều là một đêm không ngủ, tại đã trải qua hacker sự kiện dư ba, thảo luận SMMS vĩ đại về sau bắt đầu nghiên cứu cái này hán ngữ nói. Mà kết quả là, toàn bộ Trung Quốc IT giới, biên cuồng. 1983 năm tháng 12 ngày năm. Vương Vĩnh Viễn Dân và thủ hạ nghiên cứu tiểu tổ thứ nhất sáng chế đời thứ nhất máy vi tính hán ngữ đưa vào cú pháp. Được gọi là Vương Mã Năm bút đưa vào cú pháp, này đưa vào cú pháp vừa ra, toàn bộ Trung Quốc máy vi tính giới chịu chấn động. Bị Tân Hoa xã bốn bản nội tham gia, xâm định giá. Không thua gì Intopi thuật phát minh vĩ đại, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Vương Vĩnh Viễn Dân giải quyết lúc ấy bao phủ tại toàn bộ Trung Quốc máy vi tính ngành sản xuất đỉnh đầu một cái cự đại nan đề như thế nào đối với trong máy vi tính đưa vào chữ hán. Chữ hán đưa vào trước khi vẫn là cái cự đại nan đề. Bởi vì ngay lúc đó máy vi tính ngành sản xuất Trung Quốc mới vừa vặn cất bước, sử dụng đều là anh văn bản phím với tư cách đưa vào. Mà ngay lúc đó thao tác hệ thống tắc thì càng là không ủng hộ tiếng Trung đưa vào. Tại hôm nay chúng ta tùy tiện lựa chọn 5 bút, chỉnh mã, ghép phần, hơn nữa ghép phần trong vô luận là cũ trí tuệ nhân tạo ABC, hay vẫn là hiện tại lưu hành Sogo, Google, ứng dụng QQ, thanh hòa ánh sáng tím chờ chờ đưa vào cú pháp thời điểm, có từng biết rõ, đã từng có bao nhiêu nhà khoa học vì có thể đem chữ hán đưa vào máy vi tính chính giữa, mà hao tốn chính mình cả đời tâm huyết. Lúc kia Trung Quốc máy vi tính ngành sản xuất tiến nhập một cái lầm lẫn, chính là muốn sử dụng đặc thù chữ hán đại bàn phím mà cũng không phải là hiện tại tiêu chuẩn bàn phím. Thử nghĩ một chút đi, nếu như hiện tại mỗi trong tay người ôm một cái so 28 thốn màn hình còn muốn lớn hơn bàn phím sẽ là một loại gì tình huống. Tại hiện tại khoa học kỹ thuật thủy triều chính giữa, vương vĩnh viễn dân cực kỳ vương mã năm bút đưa vào cú pháp cũng sớm đã không cách nào dẫn dắt thủy triều rồi. Nhưng là hắn làm ra cống hiến lại thì không cách nào phai mở đấy. Không thể phủ nhận chính là, vương mã đưa vào cú pháp là Trung Quốc máy vi tính sử thượng một cái sự kiện quan trọng. Mà hôm nay, một cái khác sự kiện quan trọng xuất hiện. Nhân dân Nhật Báo trang đầu đầu đề, hán ngữ nói, Trung Quốc máy vi tính nghiệp một cái mới đích sự kiện quan trọng văn vẻ ngón giữa ra, trải qua suốt đêm kiểm nghiệm, cái này hán ngữ nói chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Hoàn mỹ, rất khó tưởng tượng tại như vậy một cái hoàn mỹ chữ hán máy vi tính ngôn ngữ hội dùng như vậy một loại phương thức tuyên bố đi ra. Đến bây giờ chúng ta cũng không biết vị này mạng lưới chi thần SMMS địa thân phận. Hắn là chân chính trên ý nghĩa hacker đại biểu, có được cao tuyệt thực lực nhưng một mực tuân thủ lấy hacker địa chuẩn tắc. Có thể không ràng buộc địa đem chính mình nghiên cứu ra đến đồ vật công bố tại chúng, đề cao toàn bộ quốc gia địa máy vi tính thực lực. Tân Hoa xã nội tham gia, xâm, đồng thời cũng đưa ra. Mau chóng tại trường cao đẳng phổ cập hán ngữ nói hơn nữa liệt vào cuộc thi khoa mục. Bởi vì này khoản ngôn ngữ thích hợp hơn người châu Á học tập. Có thể khiến cho bồn tẻ máy vi tính tri thức lại càng dễ bị người châu Á chỗ tiếp nhận hơn nữa hấp thu. Hết thảy, tự nhiên là tiếng mẹ đẻ tốt. Nhân dân giáo dục nhà xuất bản đã bắt đầu toàn diện in ấn hán ngữ nói sơ cấp tài liệu giảng dạy đệ nhất bản. Tranh thủ trong vòng một tháng xuất ra thành phẩm hơn nữa cấp cho đến cả nước tất cả kể chuyện điếm. Về phần cái này tiền kiếm được nha, nói thực ra có ít người thật sự rất muốn nuốt riêng, bởi vì không cần cho tác giả bản quyền thuế là một kiện cỡ nào thoải mái sự tình. Có thể dự đoán địa đến bộ này sách bán tuyệt đối không phải hơn 10 vạn sách tự có thể giải quyết, một sách sách định giá vi 23 khối tiền, cái kia có thể lợi nhuận bao nhiêu. Cho nên quân không thấy hiện tại tránh bản trong sách tứ đại tác phẩm nổi tiếng là ấn lại ấn. Vì sao? tác giả sớm treo rồi, 60 năm bản quyền bảo hộ kỳ cũng không biết qua đã bao lâu. Không cần cho tác giả tiến à, nhưng là có chút người tiến có thể tham, có ít người tiến lại không thể tham. Cuối cùng dựa theo bản quyền điều lệ, dùng 20% nhuận bút cho SMMS. Như thế nào cho, nói thực ra Trần Húc trước khi căn bản là không muốn qua dùng hán ngữ nói đến lợi nhuận, nhưng không nghĩ tới có thể thêm vào vét lên một số. Hán ngữ nói đi vào tất cả kể chuyện điếm, thậm chí là tương lai đi vào tất cả đại viện trường học đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Phải biết rằng hiện tại trong đại học chú ý bốn chứng nhận, chứng nhận tốt nghiệp, học vị chứng nhận, tứ cấp chứng nhận cùng máy vi tính nhị cấp có muốn tứ cấp chứng nhận. Nói cách khác cho dù không phải khoa máy tính cũng muốn học tập máy vi tính, dù sao đây là tương lai thời đại thủy triều. Cái kia những học sinh này có thể bán đi bao nhiêu? Mặt khác địa nhà xuất bản chỉ có thể ai thán, không có người nào nhân dân nhà xuất bản nhãn hiệu đại. Tiếp không được việc này. Đương nhiên, cũng thực sự không phải là một điểm canh thang đều phân không đến. Phải biết rằng hàng năm địa sinh viên đều có năm 600 vạn thậm chí đã ngoài. Nhóm người này mỗi người một vốn là nhiều lắm thiểu, hơn nữa hàng năm đều muốn ấn. Cái kia nói thật, số tiền kia thật là quá khả quan rồi. Một quyển sách Trần Húc có thể kiếm được tiền bốn khối tiền, 100 vạn bản là hắn có thể lợi nhuận 400 vạn, cái này một năm tối thiểu thì có cái năm 2.000 đến 3.000 vạn nhập sổ sách. Hơn nữa chỉ là một năm, Tuy nói Trần Húc hiện tại cũng không phải rất quan tâm chút tiền ấy rồi, nhưng đã nhiều hơn một số tiền lời tự nhiên cũng là tốt rồi. Năm 2.000 đến 3.000 vạn đối với quốc gia mà nói tuy nhiên cũng không coi là nhiều, nhưng vấn đề là coi như là một số khả quan thu nhập. Nhất là năm thứ nhất, tuyệt đối không phải năm 2.000 đến 3.000 vạn có thể giải quyết sự tình, cái số này tối thiểu muốn lật lên 4 lần. Như vậy nhiều tiền như vậy nếu như đánh tới Trần Húc Thụy Sĩ tài khoản ngân hàng bên trong, vậy thì tương đương với quốc gia lớn tài sản dẫn ra ngoài bởi vì vậy thì chờ vì vậy cho thụy sĩ ngân hàng làm cống hiến à cho nên vì vấn đề này còn chuyên môn thành lập một tiểu tổ thảo luận thảo luận nhìn xem có thể hay không có phương pháp gì lại để cho smms đem tiền lưu ở trong nước phải biết rằng tiền đẻ ra tiền là phi thường lợi hại nhiều tiền như vậy phóng ở trong nước có thể sinh ra phản ứng dây chuyền tự nhiên là nếu so với ném đi ra bên ngoài tốt cuối cùng hách ái cuối cùng trần húc liên hệ trần húc nghĩ nghĩ cũng hiểu được không sao cả đương nhiên hắn là không thể nào ở trong nước tính sổ số cho nên hắn liền đem những số tiền này toàn bộ đều ném cho dịch thủy hàn S công ty. Cái này tương đương với hàng năm có năm 2.000 đến 3.000 vạn tài chính tại rót vào hà. Mà chuyện này còn không có có như vậy chấm dứt, Thanh Hoa Đại học chính thức tuyên bố, tại kế tiếp đại nhất khoa máy tính trong mở rộng hán ngữ nói, hủy bỏ ngôn ngữ C học tập. Hơn nữa chân thành mời SMMS trở thành Thanh Hoa Đại học ghế khách giáo sư. Cái này nghe giống như một chuyện cười, bởi vì SMMS chỉ là một cái mạng lưới nhân vật, không có ai biết hắn thân phận chân chính, nhưng là thanh hoa đại học tin tức học viện viện trưởng cũng rất nghiêm túc đối với truyền thông tỏ vẻ không hiểu hiện thực thân phận cũng không là vấn đề, hắn hoàn toàn có thể thông qua mạng lưới mà nói khóa. Bởi vì hiện tại trừ hắn ra không có người đối với hán ngữ nói vô cùng quen thuộc, dù là cho dù hắn không muốn giảng bài như vậy cũng hy vọng hắn có thể cùng thanh hoa liên hệ lớn như vậy ra tại học tập hán ngữ nói thời điểm gặp được cái gì chỗ khó cũng có thể có con tin hỏi ý kiến. mà nhất hí kịch tính chính là cùng Trần Húc đã tiến hành bên trên một hồi giao thủ Hắc Thiên Ma Thần hacker tiểu tổ chính giữa 5 người đều là Thanh Hoa Đại học chính học sinh. Mà bọn hắn cũng biết đánh bại bọn hắn ai sử dụng chính là hán ngữ nói với tư cách phát ra đấy, hơn nữa đã chứng minh là đúng hắn là SMMS địa phá núi đại đệ tử. Bọn hắn đem chuyện này nói cho Thanh Hoa Đại học tin tức học viện viện trưởng về sau, lúc ấy trong học viện mười mấy tên đang nghiên cứu hán ngữ nói tiến sĩ, viện sĩ lập tức tự điên cuồng. Vì vậy ai địa thân phận cũng không khó tra rất dễ dàng có thể tra được người này tựu là hợp hiệp đại học Trần Húc. Tính toán cũng đích thật là hắn, bởi vì lúc trước SMMS có mấy lần ra tay hắn đều tham dự, nhất là lần kia võ đạo gia đánh bại Hàn Quốc sự tình. Càng là cơ hồ sở hữu tất cả võ đạo gia địa người chơi cũng biết. Vì vậy Thanh Hoa Đại học tự lập tức binh chia làm hai đường, một mặt đi theo Trần Húc liên hệ, tỏ vẻ hy vọng hắn có thể chuyển trường đến Thanh Hoa đến. Tuy nói dưới bình thường tình huống trong đại học chuyển trường thật là hiếm thấy, thậm chí có thể nói là hiếm thấy nhưng là dù sao cũng là có chính sách đấy bộ giáo dục ra sân khấu địa chuyển trường điều lệ chính giữa thì có minh xác một đầu đệ tử tại trường học học tập trong lúc có dưới đây tình huống một trong đấy có thể chuyển chuyên nghiệp chuyển trường một đệ tử thật có năng khiếu chuyển chuyên nghiệp chuyển trường càng có thể phát huy kỳ đặc lớn lên nếu như nói trần húc còn chưa đủ có năng khiếu người đó có mặt khác thanh hoa tự nhiên cũng là muốn đi liên hệ hợp hiệp đại học hy vọng bọn hắn có thể thả người bất quá đối với chuyện này Thanh Hoa người đều không có đối ngoại đã từng nói qua, bởi vì vạn nhất trường học khác cũng đỏ mắt thế nào xử lý, cho nên Trần Húc cũng rất không hiểu nhận được Thanh Hoa đại học mời. Hơn nữa là tin tức học viện viện trưởng tự mình đến đến Hòa Hải City, cái này có thể thật là thụ sủng như kinh rồi. Đây chính là nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn viện sĩ à? Nhưng là Trần Húc cũng không muốn đi Thanh Hoa. Nếu như là tại một năm trước, đem làm Trần Húc còn chưa có tới đến hợp hiệp đại học, còn không có được cái này đài siêu cấp máy tính thời điểm. Muốn nói Thanh Hoa cho hắn phát một phần miễn thử thư thông báo, hắn có thể vui cười đĩa ngất trời. Nhưng là hiện tại, đến lớn học cũng đã trải qua gần một năm địa thời gian, đối với đại học cái này trước khi một mực rất hướng tới rất ước mơ địa phương. Trần Húc đã không có trước khi mới tốt kỳ cùng vô cùng hướng tới. Dùng một câu lưu hành mà nói, ở đâu không phải không lý tưởng à? Thực cho rằng Thanh Hoa bác đại đệ tử tự không trốn khóa à? Khi còn bé gia trưởng yêu cầu hài tử đều muốn lên thật lớn học, tại sao phải tốt nhất đại học, tốt đại học tổ đại biểu một phần thành tích cao, đây thật là đúng vậy đấy. Cầm thanh hoa bác đại văn bằng đi tìm việc làm, cái kia khẳng định so bình thường đại học trường đại học muốn dễ dàng nhiều. Nhưng là hiện tại đây hết thảy đối với Trần Húc mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn hiện tại căn bản là không cần dựa vào bằng cấp đến kiếm cơm ăn, thanh hoa chiêu bài lại đại đối với Trần Húc cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn. Chỉ cần hắn muốn, hắn hiện tại có thể đi trên thế giới bất luận cái gì một nhà nổi danh đại học đi du học, nhưng vấn đề là Trần Húc hiện tại đối với những này cũng không có gì hứng thú. Hán ngữ nói hắn lấy ra rồi, hơn nữa Hồng Khách Liên Minh cũng thành lập chuyên môn hán ngữ nói khối, Trần Húc đã đáp ứng chạm tinh, thường xuyên đi vào trong đó nhìn xem. Sư phó lĩnh vào cửa, tu hành tại cá nhân, người xem người ta trương vô kỵ không phải là đối với bí kíp tự học thành tài nha, cho nên lại làm những chuyện này, Trần Húc cảm thấy không có ý nghĩa. Hơn nữa, trọng yếu nhất một nguyên nhân hay vẫn là lý do kia. Nơi này có hắn không cách nào bỏ qua người à. Đương nhiên, cự tuyệt thanh hoa cũng là muốn phí bên trên một phen nước miếng, điểm này cũng không cần mệt mỏi thuật rồi. Nhưng cuối cùng Trần Húc cũng làm cho thanh hoa bên kia đáp ứng, không đem thân phận chân thật của hắn cùng mình là SMMS đồ đệ sự tình nói cho truyền thông. Lần này hán ngữ nói sự kiện ở trong nước nhắc lên ngập trời sóng lớn, nhưng là tại trên quốc tế cũng không có khiến cho rất lớn tiếng vọng. Bởi vì đối với người ngoại quốc mà nói, cái này chẳng phải gần kề chỉ là một cái tiếng chung máy vi tính ngôn ngữ sao. Đối với người châu Á ảnh hưởng, hoặc là nói đối với sử dụng hán ngữ người ảnh hưởng là rất lớn, nhưng là tối đa cũng tự lan đến gần Singapore bên kia. Bởi vì hán ngữ nói chẳng những ủng hộ giản trong cơ thể văn, đồng dạng ủng hộ phồn thể. Nhưng là đối với U Mỹ những quốc gia kia mà nói, bọn hắn cũng không có ý thức được chuyện này sẽ cho Trung Quốc máy vi tính ngành sản xuất mang đến biến hóa. Nhưng là kế tiếp một việc, lại làm cho U Mỹ những cái kia sử dụng Anh ngữ làm chủ thể ngôn ngữ quốc gia, triệt để điên cuồng. Tháng 6 20 số, khoảng cách SMMS tuyên bố Hán ngữ nói thời gian chỉ có 3 ngày. 3 ngày này chính giữa đã xảy ra rất nhiều chuyện, các phương diện chuyên gia đều nhằm vào Hán ngữ nói triển khai thảo luận cùng thí nghiệm, bởi vì Trần Húc tính cả Hán ngữ nói biên tập khí nguyên mã cùng một chỗ ban bố đi ra ngoài, cho nên Hán ngữ nói loại này lập trình ngôn ngữ có thể rất dễ dàng bị học tập hơn nữa sử dụng. Tất cả lưới lớn đứng đều mở chuyên môn Hán ngữ nói khối, nhưng những này không phải chuyên nghiệp trang web lưu lượng tuy nhiên cường đại, có thể nhằm vào người sử dụng quần thể cũng rất ít hội bên trên bọn hắn trang web nhìn. Phải biết rằng hiện tại sử dụng máy tính người mặc dù nhiều, toàn bộ Trung Quốc tối thiểu có vài tỷ người tại sử dụng máy tính. Nhưng là cái này vài tỷ người chính giữa, học tập hơn nữa truy cầu lập trình có bao nhiêu? Hán ngữ nói xong lại không phải một loại trò chơi, mà là một loại học tập. Cho nên đối với quảng đại bình thường dân mạng mà nói, chuyện này trùng kích lực kỳ thật cũng không có lớn như vậy đấy còn chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ đều thông qua nhất định được cách tìm tới hồng khách liên minh diễn đàn chuyên môn hán ngữ nói khối hơn nữa mọi người đều biết smms cùng hồng khách liên minh quan hệ chặt chẽ mà ở trong đó cũng tự nhiên mà vậy đã trở thành hôm nay mọi người thảo luận học tập hán ngữ nói thánh địa dù sao có cái gì không hiểu đồ vật chỉ cần hỏi đi lên rất nhanh đã có người hỗ trợ giải đáp bởi vì hồng khách liên minh chính giữa lập trình cao thủ nhiều lắm Thu quy đường cái, hán ngữ giảng hòa ngôn ngữ xe nói đều là máy vi tính ngôn ngữ, cũng là vì thao tác máy vi tính mà sử dụng đấy. Cho nên bọn hắn tại học tập hán ngữ nói lúc trừ đi một tí thao tác thói quen cùng thủ pháp không quá thích ứng bên ngoài, mặt khác đều tiếp nhận vô cùng nhanh đến. Mà hồng khách liên minh cái kia chàng hacker giải thi đấu cũng tiến hành không nổi nữa. Bởi vì dù sao trước khi địa hacker sự kiện ảnh hưởng quá lớn, hiện tại muốn ít xuất hiện một ít, dù sao cũng đã quyết ra cuối cùng ngũ cường, coi như là đã có cái kết quả tranh cãi nữa đệ nhất, nói thực ra, đêm hôm đó SMMS đại phát thần uy. Quả thực kích thích một đám đỉnh cấp hacker, bình thường hacker ngược lại là không có gì, khi bọn hắn xem ra SMMS cường đại giống như Everest, mà như lam sắc bảo bối thực lực của bọn hắn cũng là cả đời mình đều không đạt được địa phương. Cái kia đã như vậy, đứng tại địa ngục xem thiên đường. Cái kia rốt cuộc là 33 tầng thiên hay vẫn là 58 tầng thiên đều là không sao cả. Nhưng là như lam sắc bảo bối, Lion, còn có Argentina hacker nữ Vương Sigma cái này cấp bậc hacker lại bất đồng. Theo trên thực lực mà nói, bọn hắn hôm nay chính đứng ở cái thế giới này đỉnh. Dù là trên thế giới có so với bọn hắn còn cường đại hơn hacker, nhưng là cái loại này hacker cũng không phải không thể chiến thắng địa phương. Có lẽ hắn tại một loại hạng kỹ thuật bên trên vượt lên đầu chính mình một bước. Nhưng một bước này cũng không lớn, tối thiểu như chạy cự ly dài thời điểm đồng dạng. Thấy được đối phương địa bóng lưng, còn có đuổi theo động lực nhưng là vị kia SMMS. Được rồi, coi như là Sigma cùng dưới tay nàng tiểu tổ, hôm nay cũng không dám nói có thể tùy tùy tiện tiện đem nước Mỹ quân đội mạng lưới coi như chính nhà mình đích hậu hoa viên. Nhưng là vị kia SMMS có thể, tuy nhiên hắn cũng không có làm, nhưng theo xuất thủ của hắn Sigma là có thể phán định, chỉ huy đạn hạt nhân oanh tạc Nhà Trắng, với hắn mà nói bất quá tựu là động động ngón tay sự tình. Này làm sao tính toán, căn bản là nhìn không tới đối phương bóng lưng à, được rồi, cho dù ngẫu nhiên kinh hồng thoáng nhìn thấy được, nhưng này cũng không biết là người ta quăng chính mình bao nhiêu vòng về sau lại từ bên cạnh mình nhàn nhã đi ngang qua. Cho nên còn tranh giành cái gì đệ nhất à? Có ý nghĩa sao? Coi như hết, cứ như vậy coi như hết. Cái gì hacker đệ nhất à? Có vị kia thần tại, tất cả mọi người đừng cãi cọ, không có điểm ý nghĩa. Mà Lam sắc bảo bối bọn hắn học tập cái này bản hán ngữ nói thời gian. Dùng bọn hắn máy vi tính rèn luyện hàng ngày tắc thì nhìn ra một ít người bình thường nhìn không ra đồ vật này nọ. Cái này cũng không chỉ là một bản bình thường địa máy vi tính lập trình ngôn ngữ, cũng không hề chỉ chỉ là một bản lại để cho người châu Á nhanh hơn lại càng dễ học tập đến chính thức địa máy vi tính kỹ thuật tài liệu giảng dạy. Nó trong đó vô cùng nhiều chi tiết, tỉ mỉ cẩn thận cân nhắc, rất có thể đều cho máy vi tính giới tạo thành nhưng trời lệch đất ảnh hưởng. Cũng tỉ như trong đó đối với kiểu mới truyền thâu khống chế hiệp nghị lưới tế hiệp nghị tưởng tượng. Cái hiệp nghị này tựu là thường dùng TCP, IP hiệp nghị, là hiện tại mạng lưới trụ cột. TCP IP bị gọi là dắt tay hiệp nghị, chúng ta bây giờ thường dùng địa chỉ IP toàn bộ căn cứ vào lưới này lạc hiệp nghị. Nhưng là đám hacker cũng biết, TCP IP lỗ thủng cũng là rất lớn, đơn giản mà nói đi DOS hồng thủy công kích tự là căn cứ này hiệp nghị lỗ thủng mà sinh ra đấy. Loại này mạng lưới hiệp nghị tại hiện tại xem ra đã cũng không an toàn, hơn nữa là trọng yếu hơn là, theo máy vi tính nghiệp phi tốc tấn mãnh phát triển, TCP IP hiệp nghị địa chỉ IP chỉ sợ nhanh không đủ dùng. Mà Liên minh châu Âu EU cái lúc này cũng đưa ra mới một đời IPv6 hiệp nghị, này hiệp nghị tại hiện tại đã dự rót vào tất cả đại thao tác hệ thống, cùng với Nokia điện thoại cùng với Cisco System Company công ty phát ra bán router chính giữa. Nhưng là mới hiệp nghị đầu tư còn rất xa xôi, bởi vì đây tuyệt đối là một kiện ảnh hưởng toàn bộ thế giới máy vi tính cực lớn công trình. Nhưng là hán ngữ nói trong đối với một loại mạng lưới mới hiệp nghị tưởng tượng, lại là xa xa vượt qua hiện tại đang tại kế hoạch đầu tư IPv6. Bởi vì hôm nay IPV6 hiệp nghị cũng bất hoàn mỹ, kể cả rất nhiều nổi danh thế giới an toàn chuyên gia đều tỏ vẻ, IPV6 cũng không có khiến cho Internet an toàn hơn, hơn nữa rất có thể làm cho tốc độ đường truyền biến chậm. Đáng sợ hơn chính là, dù sao không phải sở hữu tất cả máy tính người sử dụng đều là máy vi tính chuyên gia, đem làm IP hiệp nghị thăng cấp về sau, IPV6 cũng không thể kiêm dung hôm nay sử dụng IPV4, thì ra là TCP IP hiệp nghị, như vậy sẽ làm cho trên cái thế giới này tồn tại lưỡng cái thế giới phạm vi tính cực lớn mạng lưới, mà cái này hai cái mạng lưới chính giữa cũng không thể đủ trao đổi lẫn nhau. Hán ngữ nói trong nâng lên kiểu mới mạng lưới hiệp nghị bị mệnh danh là IPS, tuy nhiên chỉ có đôi câu vài lời, nhưng lại lại để cho những này đám hacker xem hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ nói, SMMS trên tay đã có hoàn mỹ, đổi mới đời sau IP hiệp nghị thứ tốt. Mà tin tức này truyền đi về sau, vốn cũng không bị U Mỹ quốc gia chỗ coi trọng hán ngữ nói, lập tức lưu rơi xuống vô số nước ngoài hacker trong tay. Nước Mỹ CIA, Anh quốc quân tình 5 chỗ, Russia KGB tổ chức gián điệp liên xô chờ chờ tổ chức tình báo, lương cao thuê Trung Quốc hacker đến phiên dịch bộ này ngôn ngữ. Bởi vì bình thường phiên dịch là căn bản vô dụng đấy, bọn hắn cho dù nhận thức chữ. Nhưng không biết máy vi tính, mà phiên dịch kết quả, có quan hệ IPX giới thiệu địa đôi câu vài lời chính giữa. Những tổ chức này lấy được rung động là vô cùng cực lớn, mà rung động về sau, tự là khủng hoảng. Bởi vì nếu như IPX quả thực là loại này gần như tại hoàn mỹ hiệp nghị, như vậy nó phổ cập chính là tất nhiên đấy. Loại này mới một đời mạng lưới hiệp nghị nhanh hơn, dễ dàng hơn, an toàn hơn. Thậm chí có thể nói như vậy, một khi IPX phổ cập, như vậy trên cái thế giới này sở hữu tất cả hacker. Đều phải muốn toàn bộ trở về bồi dưỡng, bởi vì vì bọn họ trước khi tải TCP, IP thượng sử dụng địa chiêu số, tại mới một đời mạng lưới hiệp nghị chính giữa dùng không đi ra rồi. Nhưng là cái thế giới này có hoàn mỹ vô khuyết địa thuẫn sao? Có không hề lỗ thủng hệ thống cùng chương trình sao? Không có khả năng đấy. Như vậy, biết rõ IPX lỗ thủng cũng chỉ có nó khai phát người SMMS. Kể từ đó, từ 1983 năm tháng một ngày một lên. Cái này hơn 20 năm gần đây U Mỹ đám hacker tích lũy tri thức, đem hoàn toàn trở thành một chương giới lộn. Trung Quốc đám hacker cất bước điểm đem sâu sắc cao hơn U Mỹ hacker. Đây là một việc vô cùng chuyện đáng sợ. Một khi IPS đầu nhập sử dụng, như vậy có thể cam đoan hơn là Trung Quốc cùng nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Russia những này IT đại quốc địa máy vi tính đối lập thực lực đem triệt để điên đảo. Đây là một cái người lực lượng sao dùng sức một mình thay đổi toàn bộ thế giới máy vi tính kỹ thuật địa cách cục. Đây không phải một người, đây là một môn kỹ thuật. Một môn đỉnh phong đã đến cực hạn kỹ thuật cho nên đây cũng là ích cho tới nay cũng không có so e ngại đấy. Bởi vì đem làm kỹ thuật đạt đến nhất định được cấp độ cùng đẳng cấp về sau, cái thế giới này không ai có thể ngăn cản hắn. Rất rõ ràng, SMMS nắm giữ loại này siêu việt thời đại kỹ thuật. Như vậy nếu như nói U Mỹ những này nguyễn kiện đại quốc không thích hợp loại này kỹ thuật đâu này. Lại để cho người châu Á chính mình đi sử dụng tốt rồi. Nhưng loại này IPX là kiêm dung hiện tại TCP IP hiệp nghị đấy. Nói cách khác sử dụng IPX máy vi tính người sử dụng cũng không độc lập thành là một cái mạng lưới, nếu như Trung Quốc thống vừa sử dụng loại này kỹ thuật, mà quốc gia khác cũng còn tại sử dụng rất lại phía sau đấy. Trước thế kỷ những năm 80 phát minh TCP IP hiệp nghị, như vậy hậu quả tựu là Trung Quốc mạng lưới càng thêm an toàn. Giống như là chắc chắn thành lũy đồng dạng, mà quốc gia phương Tây máy vi tính tại Trung Quốc hacker trước mặt. Bất quá tựu là một ít vừa đẩy liền đổ cỏ tranh phòng. Vậy đại khái cũng có thể giải thích SMMS tại sao phải cường đại như vậy rồi, bởi vì song phương sử dụng bình đài đã không phải là một cái cấp bậc bên trên được rồi. Nhưng là loại này giải thích kỳ thật chỉ là xinh đẹp hiểu lầm mà thôi, Trần Húc sử dụng thế nhưng mà chính tông ADSL mạng lưới, chỉ có điều tiểu mẫn tương đối mạnh đại mà thôi. Hiện tại chỉ có thể hy vọng cái này bản hán ngữ nói trong nâng lên IPX là cái ngày cá tháng tư chê cười. Nếu là lúc trước, dù là ngay tại ba ngày trước, chứng kiến cái này cái gọi là ipx nhất định đều có một đám internet security chuyên gia đứng ra nhiều bức hò hét nói nãi nãi cái chân người châu á lại gạt người rồi chúng ta đều không có nghiên cứu ra loại này thứ tốt bọn hắn làm sao có thể cầm đi ra nhưng là trải qua ba ngày trước một dịch đã được công nhận là đương kim thế giới mạng lưới chi thần SMMS xuất ra vật như vậy chỉ sợ cũng không đủ a à. lâu năm góc báo cáo cho boost tổng thống văn bản tài liệu trong đối với cái này loại kiểu mới ipx làm đánh giá chắc đánh giá chắc kết quả là, một khi IPX bị cấp cho thị trường, ý nghĩa nghĩa không thua gì 195 năm tháng 7 2 ngày 7, quân Mỹ ký tên Triều Tiên ngưng chiến hiệp nghị. Đó là người Mỹ lần thứ nhất tại không có đánh thắng ngưng chiến hiệp nghị bên trên ký tên. IPX một khi đưa lên, đối với toàn bộ Trung Quốc mạng lưới cùng với máy vi tính nghiệp thôi động là vô cùng cực lớn đấy. Phải biết rằng, tại hiện nay TCP IP hiệp nghị xuống, Trung Quốc mạng lưới operator có thể nói là mẹ kế hai tử quả nhiên là ủy khuất một bả nước mũi một bả nước mắt. TCP IP hiệp nghị là căn cứ vào đời trước kỷ 70 niên đại IPv4, Trung Quốc mạng lưới đưa vào hoạt động so sánh tại U Mỹ thời gian đã khuya. Một cái có được lấy mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu dân mạng quốc gia, đến tay địa chỉ IP mới bất quá cũng chỉ có hơn 900 vạn cái. Thậm chí không bằng nước Mỹ MIT như vậy một chỗ đại học. Nếu như mới đích hiệp nghị xây dựng, hơn nữa là do Trung Quốc đến thôi động, như vậy wow, Toàn bộ thế giới mạng lưới operator đều không thể không hướng người châu Á cúi đầu, đều không thể không lại để cho người châu Á đến bóc lột. Bóc lột cái từ này tuy nhiên nghiêm trọng một chút, nhưng nói thật, cái kia chính là bóc lột, Trung Quốc nếu như đã thành lập nên chính mình độc lập vực tên phân tích can server. Như vậy trên internet liền đem triệt để thoát ly nước Mỹ khống chế, thậm chí nước Mỹ muốn phản chế cùng người. Về phần mặt khác kỹ thuật phương diện vấn đề, vậy thì càng không cần phải nói rớt lại phía sau quả thực không chỉ một bậc nửa trù mà trung quốc địa võng lạc thiết bị sinh sản sản xuất thương bởi vì có thể có được tiên cơ như vậy là có thể chế định tiêu chuẩn phải biết rằng tiêu chuẩn cái từ này đại biểu cái gì cái gọi là nhất lưu xí nghiệp chế tiêu chuẩn nhị lưu xí nghiệp làm nhãn hiệu tam lưu công ty làm sản phẩm tiêu chuẩn một khi xây dựng như vậy toàn bộ thế giới đều chịu lấy chế ở trung quốc thật giống như hiện tại sở hữu tất cả router máy vi tính phần cứng sinh sản sản xuất thương đều phải muốn nghiêm khắc dựa theo lập tức tiêu chuẩn kiếp sau sản vì thế trung quốc xí nghiệp tại trên quốc tế đã bị địa bạch nhãn cùng chua sót thật sự là chưa đủ vi ngoại nhân nói lâu năm góc phân tích báo cáo đưa lên đi về sau nghe nói tiểu bút lúc ấy tự sốc cái bàn sau đó thiếu chút nữa bị trên mặt bàn nóng hổi địa cà phê bị phỏng đã đến tiểu đệ đệ hỏi có cái gì không biện pháp giải quyết đáp án có ba cái thứ nhất hoặc là nước mỹ hiện tại tranh thủ thời gian nghiên cứu ra đến mới có thể vượt qua hoặc là so sánh cái này IPX kiểu mới hiệp nghị hơn nữa nhanh chóng đưa lên. Thứ hai, tìm lấy cớ cùng Trung Quốc khai chiến đi. Thứ ba, không tiếc bất cứ giá nào đối với Trung Quốc thực hành kinh tế chế tài, nhưng như vậy rất có thể hội làm cho vị kia SMMS lại sinh ra cái gì điểm quan trọng. Điều thứ hai tuy là không thể nào, Trung Quốc không phải quả hồng mềm, thực đánh đi lên nước Mỹ cũng không chịu nổi. Hiện tại đại gia chủ muốn đều là cầu ổn định, không dám tùy tiện đánh, có trời mới biết một trận thực đánh hội tạo thành cái gì hậu quả. Trung Quốc một cái thiếu tướng nói tất cả, thật muốn cùng các ngươi nước Mỹ đánh. Chúng ta buông tha cho Tây An dùng đông toàn bộ tuyến địa thành thị. Nhưng có thể bảo chứng đem Bắc Mỹ đại lục đánh chính là không có một ngọn cỏ. Khác địa không cần phải nói, nước Mỹ quân đội hiện tại cũng có thể xác định chính là Một khi khai chiến như vậy Trung Quốc hoàn toàn có năng lực tại 24 tiếng đồng hồ ở trong phá hủy quân Mỹ sở hữu tất cả quân dụng cùng với gián điệp, thậm chí là dân dụng vệ tinh. Đến lúc đó toàn bộ thế giới đều là mù loà, ai cũng nhìn không tới ai quân sự điều phối, mà thói quen công nghệ cao chỉ đạo nước Mỹ quân đội ở phương diện này cũng có chút yếu đi. Phải biết rằng, Trung Quốc đạn đạo binh có thể không tá trợ bất luận cái gì công nghệ cao nhắm trúng hệ thống, trực tiếp đem đạn đạo theo Tây An đánh tới nước Mỹ bản thổ. Sai số không cao hơn 2.000 km chỉ cần có một phát đạn đạo đánh vào thánh Andreas nứt gãy lên, như vậy dẫn phát động đất cũng đủ để đem nước Mỹ một nửa lãnh thổ biến thành phế tích. N. Kéo địa xa. Hiện tại đại quốc tầm đó địa chiến tranh ít khả năng phát sinh, tối đa tựu là làm một ít bộ phận chiến tranh. Cho nên một chiêu này là hoàn toàn không có ý nghĩa. Mà về phần kiểu mới mạng lưới hiệp nghị, hiện tại nước Mỹ quân đội sử dụng hơn là cao hơn IPV-4, IPV-5. IPV-5 kỳ thật cũng sớm đã nghiên cứu thành thục, Tính năng cùng tính an toàn phương diện đích thật là xa xa cao hơn IPv4, mặc dù so với hiện tại IPv6 phải kém điểm, nhưng dù sao IPv6 cũng không có nghiên cứu thành thục, không có khả năng dùng cho quân đội sử dụng. Nhưng là IPv6 bề ngoài giống như đều không có được sức cạnh tranh, như vậy IPv5 lại có thể quản có gì hữu dụng đâu. Cho nên hiện tại người Mỹ thật sự rất sầu muộn, sầu muộn không biết đến cùng nên làm thế nào mới tốt. Mà đồng dạng, Liên minh châu Âu EU người đã ở sầu muộn bởi vì nếu như IPX đưa lên thị trường, như vậy bọn hắn tân tân khổ khổ đầu tư nghiên cứu IPV6 tắc thì hoàn toàn trôi theo dòng nước, nhưng lại trở thành một cái trò cười. Tương đương với đệ nhị thế chiến, Maginot phòng tuyến đồng dạng trò cười. Mà lúc này đây, lại để cho những này phát đạt quốc gia cũng không có so e ngại vô cùng đau đầu mạng lưới chi thần bản tôn đã ở sầu muộn. Trần Húc rất sầu muộn ngồi ở trong trường thi, trong nội tâm không ngừng buồn chồn Lo lắng cuộc thi gây khó dễ. Không không không, có tiểu mẫn tại, còn có cái gì cuộc thi là Trần Húc gây khó dễ hay sao? Hắn bồn chồn chính là, như thế nào lại để cho mô Nguyên qua? À, đã quên nói, hôm nay là tháng 6 20 ngày, đối với rất nhiều sinh viên mà nói, ngày hôm nay hoàn toàn chính xác chính là một cái ác mộng tồn tại, bởi vì hôm nay... Khảo thi tứ cấp, anh ngữ tứ cấp, nói thực ra Trần Húc thật sự tự không rõ, vì cái gì đường đường người châu Á muốn đi học anh ngữ. Nhưng lại nhất định phải là toàn dân đều học. Hơn nữa có ít người chỉ sợ cả đời đều chưa hẳn có thể sử dụng bên trên anh nữ cùng người khác tới nói chuyện với nhau đối thoại, nhưng cũng muốn đi học vật này. Hơn nữa không học vẫn không được, cuộc thi không thông qua, liền học vị chứng nhận đều lấy không được. N, hiện tại bề ngoài giống như đã hủy bỏ học vị chứng nhận cùng tứ cấp chứng nhận móc nối. Nhưng nhìn xem những cái kia thông báo tuyển dụng tin tức lên, cơ bản nhất yêu cầu thì có một điểm yêu cầu tứ cấp giấy chứng nhận. Đại đa số hay vẫn là lục cấp người châu á học anh nữ có lớn như vậy địa tầm quan trọng sao ngày đó trần hút cùng vương đống cho tới vấn đề này thời điểm vương đống lão đại tiểu hút thuốc phun vòng khói nói bởi vì vì quốc gia cần cùng quốc tế nối đường dây mà chúng ta tám linh sau thế hệ này lời nói không dễ nghe chúng ta là vật hy sinh lời này mặc dù có chút cực đoan nhưng là tám linh sau đích thật là chứng kiến quốc gia cải cách cởi mở mãi cho đến phú cường một đời cũng là quốc gia rất nhiều vô vị chính sách chỗ hy sinh địa một đời nói là vật hy sinh khả năng quá mức nhưng không thể nghi ngờ chúng ta là quá độ địa một đời ở vào quá độ một đời thân tại xã hội này bối cảnh phía dưới đang ở có trung quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội khoa học đại kỳ lục lọi xuống thật sự của chúng ta là vật thí nghiệm đương nhiên tám linh sau cũng là may mắn một đời so về chúng ta địa bậc cha chú cuộc sống của chúng ta điều kiện rất tốt nhưng là rất nhiều chuyện chúng ta địa đã rất lâu quang tuy nhiên cũng bị lãng phí kỳ thật không ngớt theo đặng tiểu bình bắt đầu ngoại trừ cái kia 10 năm dung chuyển, Trung Quốc tại thành lập đất nước đến nay mà bắt đầu rồi không tiếc hết thảy cầu phát triển con đường. Đây là ngay lúc đó tình hình trong nước quyết định đấy. Không có biện pháp, nói thí dụ như chữ giản thể sinh ra đời, bởi vì chữ phồn thể rất khó khăn ghi khó nhận thức, cho nên vì phổ cập văn hóa giáo dục. Hủy bỏ chữ phồn thể mà đại lực phổ biến đơn giản hóa chữ thì ra là chữ giản thể. Chữ giản thể thực sự không phải là mới Trung Quốc thứ nhất sáng chế. Nhưng ý nghĩa ở chỗ này nhưng hôm nay lại có đại biểu nhân dân toàn quốc đưa ra khôi phục chữ phồn thể. Dù sao chữ phồn thể là chịu tải người Hán tộc mấy ngàn năm văn hóa truyền thừa, không thể tùy tiện vứt bỏ. Đề nghị này nếu như thực hành, như vậy từ năm 6 từ năm đó phổ biến chữ giản thể, tắc thì liền trở thành một cái truy cầu rất nhanh phát triển mà làm một cái thời đại địa đại biểu. Còn có hiện tại trường Giang Hoàng Hà địa nước chất ô nhiễm, những năm này thống trị coi như tốt. Nhưng là mấy năm trước, lúc ấy địa công nghiệp rác rưởi, sinh hoạt rác rưởi, y dược rác rưởi toàn bộ hướng trong sông ngược lại, cái kia nước tạng bẩn đấy. Tiểu băng tựu là tại sông Hoài bên cạnh lớn lên, khi còn bé sông Hoài rất thanh rất sạch sẽ, đừng nói bơi lặn, cái kia nước dùng để rửa rau cũng không có vấn đề gì. Có thể đến đầu thập niên 90 cái kia vài năm, nước sông bị ô nhiễm một mảnh đen nhánh, cùng vương hy chi giặt rửa mực trì tựa như. Anh nữ kỳ thật cũng là như thế, cải cách cởi mở, tiến cử đầu tư bên ngoài, cần đại lượng đối ngoại trao đổi nhân tài không tệ nhưng là không cần phải bay lên đến toàn dân đều phải muốn học anh ngữ tình trạng. Nói thực ra, hiện tại anh ngữ cuộc thi chế độ, thật sự là hiện tại đệ tử trên đầu một tòa đại sơn. Cho dù là học hán ngữ, người đều được khảo thi qua anh ngữ tư cấp, có tất yếu hở. Anh ngữ với tư cách một loại quốc tế hóa ngôn ngữ, tự nhiên là có dùng đấy. Có thể rất nhiều người cả đời chưa hẳn có thể cùng cái nào đó người nước ngoài trò chuyện hơn mấy câu anh ngữ, học cái kia làm chi. Mà anh ngữ nặng nề gánh nặng, khiến cho hiện tại nhà trẻ hài tử cũng bắt đầu học tập. Loại này văn hóa xâm lược so cái gì Kentucky Fried Chicken McDonald còn có Nhật Bản manga đáng sợ hơn. Hiện tại anh ngữ học tập, đã rất là đã qua, đối với rất nhiều đệ tử mà nói, châm đối với cuộc thi, anh ngữ so hán ngữ quan trọng hơn. Như thế lẫn lộn đầu đuôi, thật sự là lại để cho học sinh thời nay nhóm, đám bọn họ lưng đeo áp lực quá lớn. Phải biết rằng quang học anh ngữ lưng phát từ đơn muốn tốn bao nhiêu thời gian. Đem những thời giờ này cho giải phóng, đây mới thực sự là trên ý nghĩa giảm phụ. Đương nhiên, cái này cũng là không thể nào đấy, bởi vì hiện tại quốc gia kinh tế quốc tế hóa hình thức, tự là cần đại lượng ngoại giao nhân tài. Quốc gia còn chưa đủ phú cường, nếu như là như hán thời nhà đường kỳ, vạn quốc triều bái lúc, hư, bọn ngươi hồ man tự toàn bộ thành thành thật thật cho ta học tập hán ngữ đi thôi. Đối với anh ngữ, Trần Húc cũng không bài xích, dù sao đây là quốc tế hóa ngôn ngữ, hiện tại lại để cho người nước ngoài nhóm, đám bọn họ đều đến học hán ngữ thật sự là khả năng không lớn. Nhưng là Trần Húc hoàn toàn chính xác đối với ở hiện tại toàn dân học Anh ngữ hiện trạng phi thường bất mãn. Hắn không khinh bỉ Anh ngữ người tốt, nhưng lại khinh bỉ những cái kia, không có việc gì lúc nói chuyện trong miệng không nên nhảy mấy cái từ đơn tiếng Anh, ví dụ như cho ta một chương paper, bà mẹ nó, người không thể chính nhi bát kinh thật dễ nói chuyện à. Trần Húc Anh ngữ trình độ là thuộc về rất, điển hình cao cao không tới, thấp không xong. Tuy nhiên không đến mức một tờ bài thi cũng chỉ khảo thi cái 2-30 phân, nhưng thì ra là đạt tiêu chuẩn nhiều một chút. Dùng hắn năng lực của mình khảo thi tứ cấp khả năng có chút khó khăn, nếu như trước khi đột kích thoáng một phát cũng tựu không sai biệt lắm, nhưng vấn đề là Trần Húc Điều đến thời gian đến học Anh ngữ. Mà Ngô Nguyên tựu mạnh hơn, hắn kỳ thi đại học Anh ngữ 63 phân đều không có đạt tiêu chuẩn. Dùng hắn chính mình mà nói tựu là ABCD tùy tiện điền đấy, hơn nữa bài thi bên trên cùng đáp đề tạp bên trên địa đáp án cũng đều không giống với. Cái này đều bị hắn mông đã đến 63 phân coi như là nhân tài rồi. Mà 63 phần đích anh nữ thi đậu hợp hiệp đại vậy thì càng nhân tài rồi. Phóng nhãn toàn bộ hợp hiệp đại bao năm qua đến tân sinh, sẽ không một cái anh nữ là 63 phân phía dưới địa phương. Cho nên mà ngay cả khoa máy tính chủ nhiệm đều thở dài nói. Ngô Nguyên người nếu anh nữ tốt đi một chút, người bây giờ cũng không phải là tại hợp hiệp đại khoa máy tính rồi, mà là thanh hoa khoa máy tính rồi. Anh ngữ tứ cấp nếu như bất quá rất gấp người địa phương. Bởi vì đại học càng về sau thật sự cũng không sao truy cầu. Đã qua tứ cấp, tất cả đều vui vẻ. Có thể qua lục cấp, vậy thì mọi sự không lo. Nhưng nếu như qua không được tứ cấp, nhìn xem hàng phía trước những cái kia đại tam, đại học năm ba, đại học năm bốn dân pro nhóm, đám bọn họ A, à, những điều này đều là khảo thi N lần tứ cấp đều không có qua gia súc à, nói lên anh ngữ đến đều hận không thể nghiến răng nghiến lợi sau đó một bả nước mũi một bả nước mắt đấy. Cho nên Trần Húc nhiệm vụ hôm nay tựu là cho Ngô Nguyên chuyện đáp án. Bởi vì Ngô Nguyên an vị tại hắn phía trước, đối với Trần Húc mà nói, anh ngữ tứ cấp quả thực là không có bất kỳ độ khó. Bởi vì anh ngữ tứ cấp muốn khảo thi thính lực, này sẽ địa thính lực cũng không giống như trường cấp 3 lúc như vậy, từng lớp lão sư kháng cái radio phóng băng từ. Lúc này thính lực đều là trường học thống nhất phóng, sau đó mỗi người cầm khai giảng lúc phát tai to cơ mang trên lỗ tai ngài cũng nghĩ đến rồi trần húc tự thường xuyên sử dụng loại này tai to cơ đeo tại trên lỗ tai tiến giả thuyết ảo cảnh đấy cho nên trần húc hôm nay tự nghinh ngang đem tiểu mẫn biến thành tai nghe đeo tại trên lỗ tai mà có đệ tử thi xong thính lực về sau cũng không đem tai nghe cầm xuống đến cũng sẽ không biết khiến người hoài nghi đây là trần húc phát hiện mới chiêu số bởi vì tiểu mẫn có thể đọc đến hắn trong đại não tư duy tin tức hắn chứng kiến đề mục về sau chẳng khác nào là tiểu mẫn cũng nhìn thấy đề mục sau đó là có thể tự động đáp lại ai nha nha quá đơn giản rất đơn giản nhất là anh ngữ loại này logic tính rất cường nhưng là nội hàm tính rất yếu đổ vật anh ngữ có nội hàm được rồi xin hỏi có thể sử dụng anh ngữ đến phiên dịch thoáng một phát cái gì là phát do mom sao cho nên trần húc làm thật sự là nhẹ nhõm tự tại đem làm thính lực địa thời điểm tiểu mẫn cũng có thể tiếp thu sóng điện nhưng là trực tiếp tự phiên dịch thành tiếng chung đến lại để cho trần húc trả lời căn bản là không cần tiểu mẫn vội tới đáp án trần húc nếu liền loại này đơn giản thậm chí có thể nói nhược trí địa đề mục đều trả lời không được vậy thì đừng sống rồi tứ cấp anh nữ thính lực tụ khó tại một cái nghe lên vấn đề đều là rất yếu trí đồ vật ví dụ như một nam một nữ hàn huyên vài câu hỏi như vậy người nam nhân này vừa rồi nói gì đó thứ đồ vật a hắn muốn đại tiện nhưng không mang giấy b kỳ thật hắn là đói bụng c hắn nói trên mặt bàn cái kia bản đồ ăn lớn lên như đại tiện. "D, kỳ thật hắn thì có cái đặc thù yêu thích ăn đại tiện." Đem làm anh ngữ câu nói phiên dịch thành tiếng Trung về sau, Trần Húc nếu liền loại vấn đề này đều trả lời không được vậy thì thật sự có thể tuyển đê rồi. Nhưng là viết viết, Trần Húc đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Một cái phi thường phi thường vấn đề trọng yếu, tiểu mẫn là như thế nào phiên dịch hay sao? Trước khi nói, Trần Húc anh ngữ trình độ kỳ thật còn có thể loại này đơn giản anh ngữ thính lực cho dù không cần ăn gian hắn kỳ thật cũng có thể trả lời đi ra đấy. Mà phát ra anh ngữ thính lực thời điểm, đều là anh ngữ nói thẳng hết một câu sau tiểu mẫn lập tức tự đuổi kịp một câu tiếng chung phiên dịch. Được rồi, kỳ thật quen thuộc tiểu mẫn công năng Trần Húc cũng không biết là đây là một việc sao sao chuyện khó khăn, cái này cùng phiên dịch đồng dạng. Nếu tiểu mẫn liền điểm ấy vấn đề đều không giải quyết được vậy thì vọng là siêu cấp máy tính rồi. Có thể kế tiếp Trần Húc lại đột nhiên phản ứng đi qua. Không đúng, Tiểu mẫn cũng không phải là người nào công trí tuệ nhân tạo à, mà tự là một loại so so sánh cao cấp chương trình mà thôi. Nhọt gáy phiên dịch, trực tiếp đem anh ngữ phiên dịch thành lưu loát tiếng Trung. Hiện tại còn không có bất kỳ chương trình có thể làm được điểm này. Cái gì Kim Sơn từ bá à các loại, ân, phiên dịch cái từ đơn coi như cũng được, tạo thành một câu sau có ngữ pháp nó tự phiên dịch không đi ra rồi. Phải biết rằng hiện tại cái gọi là phiên dịch nguyễn kiện đều là như thế này, chính thức phiên dịch dựa vào là người. Nhưng tiểu mẫn vừa rồi phiên dịch lại là phi thường mà nói, Trần Húc nghe một điểm không lưu loát cảm giác đều không có. Chẳng lẽ nói, có tinh khiết chương trình là có thể làm được loại này hoàn toàn trên ý nghĩa nhọt gáy phiên dịch sao? Giống như chân nhân phiên dịch đồng dạng, không sợ ngữ pháp, không chuẩn bị bất luận cái gì không lưu loát cảm giác phiên dịch. Trần Húc lập tức ở trong đầu đem vấn đề này đề cho Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn trả lời, đề cử 21 thế kỷ phát minh vĩ đại, Liên Hiệp Quốc đề cử sử dụng địa ba biệt tháp phiên dịch ra nhuyễn kiện ba biệt tháp có thể khiến cho bất đồng địa vực, bất đồng chủng tộc, bất đồng ngôn ngữ mọi người không hề chướng ngại địa tiến hành trao đổi. Nên Nguyễn Kiện thúc đẩy thế giới liên hợp cùng trao đổi. Ngài có thể thông qua mạng lưới, nói chuyện phiếm, tùy tâm sở dụng cùng bất luận cái gì ngôn ngữ địa người sử dụng tiến hành trao đổi. 99,99% ,99, ,99 đã ngoài phân tích phân biệt xuất, lại để cho ngài cống ngầm thông không chướng ngại. Ba biệt tháp, Trần Húc chính thống học vấn không có học được quá nhiều thiểu, nhưng đường ngang ngõ tắt thượng vàng hạ cám sách ngược lại là xem qua không ít. Hắn lập tức sẽ hiểu ba biệt tháp ý tứ, thánh kinh hiệp ước xưa sáng thế kỷ trong nâng lên, ngay lúc đó mọi người liên hợp kiến tạo một đầu thông thiên chi lộ, cái này đầu thông thiên chi lộ tên chữ tự kêu là ba biệt tháp. Tại cổ Hebrew, Hy Bá Lai, ngữ trong, ba ý tứ gì khác là biến loạn, mọi người muốn liên hợp thành thần, đối với thần linh mà nói tự là biến loạn. Vì ngăn cản nhân loại địa cái này một điên cuồng hành động, Jehovah đi vào nhân gian, hắn nói, xem cái đó. Bọn hắn trở thành một người như vậy dân, đều là giống nhau ngôn ngữ. Hôm nay đã làm khởi việc này đến, về sau bọn hắn sở muốn làm sự tình. Sẽ không không hề thành tựu được rồi. Chúng ta xuống dưới, tại đâu đó biến loạn khẩu âm của bọn họ, sự ngôn ngữ của bọn hắn lẫn nhau không thông. Vì vậy Jehovah mưu kế thành công rồi, hắn biến loạn người trong thiên hạ ngôn ngữ, xử mọi người phân tán ở các nơi lên, ba biệt tháp cũng theo đó không cách nào kiến tạo xuống dưới mà cái này nguyễn kiện bị mệnh danh là ba biệt tháp ý tứ tự là jehovah kế sách đã thất bại ba biệt tháp lại kiến thành rồi mà sở dĩ kiến thành tắc thì là vì mọi người tầm đó cống ngầm thông không có bất kỳ địa chướng ngại rồi trần húc kích động hỏi nói cách khác chỉ cần có cái này nguyễn kiện cho dù không có học qua abc địa người cũng có thể rất trôi chảy cùng người nước ngoài tiến hành trao đổi đương nhiên là có thể đấy ba biệt tháp trong đã bao hàm rộng lượng ngôn ngữ tin tức kho thậm chí không riêng gì các quốc gia chính thức tiếng chuẩn nói, còn có thể phiên dịch là các nơi phương ngôn hoặc là có chứa địa phương ngữ khí ngôn ngữ. Phiên dịch xác suất thành công vi 99,99% ,99 đã ngoài. Hơn nữa ba biệt tháp lớn nhỏ chỉ có một 89GB, thậm chí không cần chứa ở trong máy vi tính, lắp đặt tại ủng hộ ba biệt tháp trên điện thoại di động cũng có thể bình thường sử dụng, thuận tiện trao đổi. Tiểu Mẫn nói cái này tiếng địa phương tự lại để cho Trần Húc nhớ tới một miệng địa đạo mà nói Luân Đôn Khang, cái kia nếu quả thật có cái này Nguyễn Kiện còn muốn học Anh ngữ làm gì vậy? Như vậy, từng Trung Quốc đệ tử đem có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian? Quả thật, máy móc dù sao tựu là máy móc, chương trình cũng dù sao tựu là chương trình. Chương trình lại hoàn mỹ cũng là sao ra kém người, cái này Nguyễn Kiện được xuất bản cũng không phải nói tất cả mọi người không muốn học Anh ngữ rồi, nhưng lại có thể thật lớn giảm bớt phần lớn người gánh nặng. Nghĩ tới đây Trần Húc đột nhiên tựu đối với những cái kia anh ngữ chuyên nghiệp, hoặc là bỏ ra vài chục năm thậm chí càng thời gian dài xâm dâm tại ngoại ngữ chuyên nghiệp người cảm thấy bi ai. Bởi vì nếu như bọn hắn phát hiện mình vài chục năm thậm chí vài thập niên thời gian học tập đến đồ vật hoàn toàn là được vô dụng, bọn hắn hội nghĩ như thế nào? Bọn hắn có thể tìm được hắn công tác của hắn sao? Cái này là Trần Húc hiện tại suy nghĩ đến bi ai rồi. Quá độ sản phẩm à, thực tế hiện tại rất nhiều viện trường học, ngoại ngữ chuyên nghiệp thế nhưng mà đứng đầu, thoáng cái không chấp nhận của hắn nhóm, đám bọn họ tất cả mọi người cố gắng, làm như vậy. Được không, nhưng là Trần Húc tự nói với mình, cái này là hy sinh. Bởi vì này khoản nguyễn kiện phát hành đối với toàn bộ thế giới mà nói ý nghĩa đều là vô cùng trọng đại, có chỗ hy sinh, không thể tránh được. Lợi nhiều hơn hại, cho nên, tổn hại đi một tí người lợi ích, dù là những những người này rất người vô tội, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Mười năm trước cải cách cởi mở, rất nhiều vùng duyên hải nhà xưởng làm vốn liếng tích lũy thời điểm, lừa được không biết bao nhiêu làm công dân công, hủy một thế hệ hạnh phúc, nhưng đó cũng là không thể làm gì sự tình. Chẳng trách mác nói, bất luận cái gì vốn liếng tích lũy đều là huyết tinh đấy. Trần Húc rất nhanh tự đem ý nghĩ này ném tới sau đầu, bắt đầu kích động. Tốt như vậy một thứ gì miễn phí phát thả ra thật sự là quá phá sản rồi. Coi như mình không có ở cái này nguyễn kiện bên trên ra bất luận cái gì một chút khí lực, nhưng là cái này nguyễn kiện muốn đem bán, tuyệt đối cũng không phải là Trung Quốc một quốc gia được lợi rồi một phần nguyễn kiện bán bao nhiêu đâu này n quy củ cũ trong nước tiện nghi một chút nhưng là không thể quá tiện nghi tự bán cái 80 khối tiền tốt rồi trên quốc tế 800 như thế nào hay vẫn là đô la chật chật lần này lại có thể kiếm bao nhiêu à tuy nhiên trần húc đối với tiến không có khái niệm nhưng là có thể vét lên rất nhiều hắn sẽ không để ý dù sao ai hội ngại chính mình nhiều tiền à mà về phần cái này nguyễn kiện đến cùng cho ai đến vận tác Trần Húc nghĩ nghĩ hay vẫn là cho dịch thủy hàn so sánh tốt, dù sao cái này Nguyễn Kiện còn muốn dùng chính mình SMMS danh khí đến khai hỏa thoáng một phát, hơn nữa dịch thủy hàn hắn tín qua. Nghĩ đến đây Trần Húc tự kích động toàn thân run rẩy sau đó giám thị lão sư tựu dùng một loại nhìn xem ăn gian người ánh mắt đến xem lấy hắn. Đoán chừng giám thị lão sư cũng rất kỳ quái à, như thế nào người học sinh này sớm như vậy tựu muốn ăn gian đây này. Cái này thính lực còn không có chấm dứt đây này, chẳng lẽ nói tứ cấp bài thi tiết đề rồi hả, lúc trước hắn mua được tiết đề bài thi sau đó hiện tại xem xét đề mục cùng bài thi bên trên đồng dạng cho nên mới kích động như vậy. ách à, vị lão sư này thật sự có thể đi khởi điểm ghi tiểu thuyết bằng không thì như vậy phong phú muốn tượng lực thật sự là lãng phí. vì vậy lão sư này đi tới gõ gõ trần húc cái bàn thấp giọng nói vị bạn học này an tĩnh chút. trần húc tháo xuống tai nghe rất là mê mang nhìn xem vị lão sư này à xong thoáng một phát càng làm tai nghe mang lên trên. Nhìn xem Trần Húc cái dạng này lão sư kia cũng có chút sinh nghi, đập vỗ bàn nói, vị bạn học này ta muốn kiểm tra ngươi một chút tai nghe. Vì cái gì à, dựa vào cái gì à, Trần Húc nghe xong tựu nóng này, cái này tai nghe có thể không, đây là tới từ 80 năm sau máy tính à. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cho ngoại nhân đụng. Dù là hắn phát hiện không được tiểu mẫn cũng không được à. Xem Trần Húc cái này bước bộ dáng lão sư kia càng cho là hắn tại ăn gian rồi, lời lẽ chính nghĩa nói, ta hoài nghi ngươi có khả năng ăn gian, cho nên để cho ta kiểm tra ngươi một chút tai nghe. Những lời này vừa nói Trần Húc Tụ khó chịu rồi, tuy nhiên thật sự là hắn là ở ăn gian, vì vậy hắn đem tai nghe cầm xuống mà nói, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ta ăn gian à? Ta làm cái gì tệ ta? Lão sư không thuận theo không buông tha, vậy ngươi để cho ta kiểm tra thoáng một phát. Trần Húc nơi nào sẽ cho hắn, liếc mắt không nhìn hắn, lão sư kia nóng nảy, thò tay tự muốn bắt, nhưng là hắn vừa thò tay một bà đã bị trần húc bắt lấy thủ đoạn này ta cảnh cáo ngươi đây là ta tư nhân thứ đồ vật còn ngươi nữa không muốn quấy dày ta cuộc thi lần này toàn lớp đều nhìn về trần húc bên này lão sư kia trên mặt không nhịn được kêu lên ngươi hoặc là cho ta kiểm tra hoặc là tự đi ra ngoài hủy bỏ ngươi cuộc thi tư cách hủy bỏ cuộc thi tư cách trần húc khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh lập tức anh nữ tự không dùng được rồi ngươi hủy bỏ ta tư cách được rồi vậy thì hủy bỏ a à vì vậy trần húc một cầm tay nghe nói được a à, vậy ngươi hủy bỏ a à, lão tử ta còn không hầu hạ nữa nha nói xong cũng đem bài thi đẩy trực tiếp đi ra ngoài lão sư kia cũng sửng sốt hắn thật không nghĩ tới trần húc như vậy một cái sinh viên năm nhất vậy mà thực có can đảm như vậy lúc này thời điểm tự nhìn xem trần húc nghênh ngang đi ra môn mấy cái lão sư hai mặt nhìn nhau các học sinh cũng nguyên một đám trong nội tâm tán thưởng nghiêu à đây mới là nghiêu nhân à nhưng đúng vào lúc này Trần Húc lại đột nhiên lại vòng vo trở lại, trực tiếp đi đến bục giảng. Ngươi làm gì thế? Một cái lão sư không biết hắn muốn làm gì, nhưng tự chứng kiến Trần Húc Lý đều không để ý hắn, cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen đã viết một đoạn lời nói, ta là người châu Á, làm gì học ngoại văn? Không học ABC, nghe theo người nối nghiệp. Những lời này kinh diễm toàn trường, nhưng thực sự không phải là Trần Húc thứ nhất sáng chế. Thứ nhất sáng chế cái này bốn câu vẻ đồn đãi có hai cái, một cái là văn cách lúc hoàng xoái, một cái khác cũng là văn cách thời kỳ một người nữ sinh. Cái này bốn câu thơ tuy nhiên không thể nói là nổi tiếng, nhưng trên cơ bản rất nhiều sinh viên cũng biết, ngày bình thường lấy ra nói nói chơi, nhưng cho tới bây giờ không ai dám kiêu ngạo như vậy. Tại tứ cấp cuộc thi lúc, đang tại toàn lớp thí sinh cùng lão sư mặt, công khai tại trên bảng đen viết như vậy. Mấy cái lão sư đều sửng sốt, trước khi muốn đi siêu trần húc tai nghe lão sư kia khí toàn thân phát run. Nhưng không ai có thể nói ra một câu. Trần Húc cầm bốc lên trên mặt bàn cái kia tiểu ong mật thì ra là mini loa phóng thanh, ho khan một tiếng, cứ như vậy đang tại tất cả mọi người mặt nói, thường ngày chúng ta học tập anh ngữ cuối cùng nhất mục đích là vì quốc gia cường đại về sau lại để cho người nước ngoài nhóm, đám bọn họ đều đến học tập hán ngữ, nhưng là hôm nay anh ngữ cùng hán ngữ địa vị nhưng lại điên đảo rồi tới, như thế lẫn lộn đầu đuôi, thật sự là toàn bộ dân tộc bi ai. Trần Húc ánh mắt đảo qua toàn trường, ở chỗ này ta hướng các vị lộ ra một tin tức, nhất nhiều một tuần lễ về sau, toàn bộ Trung Quốc đều không cần học tập Anh ngữ rồi, dùng thầy của ta, SMMS danh tiếng. Nói xong Trần Húc quay đầu tựu đi, mà toàn bộ phòng học lâm vào một mảnh chết đồng dạng yên lặng, nhưng vài giây đồng hồ về sau, lập tức lại giống như tại dầu trong nồi rót một chậu nước đồng dạng tạc. Ngô Nguyên dẫn đầu cầm qua bút, tại bài thi bên trên đem câu kia ta là người châu Á vẻ viết lên về phía sau, thu dọn đồ đạc rời đi rồi phòng học. Dù sao Trần Húc đi hắn sao không đến rồi, lưu lại cuộc thi cũng sẽ không biết qua. Đón lấy, top 5 top 3 người đứng đã đi ra trường thi. Những điều này đều là đại tam đại học năm 3, dân pro, nhìn xem lần này giám thị như vậy nghiêm khắc, biết rõ chính mình muốn sao cũng sao không lên, còn không bằng đi đây này. Hơn nữa nguyên nhân trọng yếu nhất tựu là Trần Húc theo như lời SMMS. Hôm nay SMMS đại danh cũng không có gì người chưa từng nghe qua rồi, rất nhiều người cũng biết Trần Húc cùng SMMS quan hệ chặt chẽ, về phần hắn theo như lời lão sư một từ, ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn hơn nữa tại nơi này trường thi chính giữa đấy đều là khoa máy tính đệ tử nghĩ thầm smms đã đều có thể làm ra hán ngữ nói loại này nghịch trong trời đất văn máy vi tính ngôn ngữ như vậy có lẽ hắn thật sự có phương pháp không cho mọi người đến học tập anh ngữ đâu này đối với smms cái chủng loại kia gần như sùng bái mù quáng khiến cho được rất nhiều người dứt khoát buông tha cho anh ngữ cuộc thi phản chính mình không phải là học anh ngữ liệu vậy dứt khoát không học được đây là hợp hiệp đại học trong lịch sử kiêu ngạo nhất một lần tứ cấp cuộc thi. Về sau chứng minh là đúng Trần Húc chỗ tại cái đó trường thi địa tứ cấp điểm đều hơi thấp. Có thể không hơi thấp sao, khảo thi lấy thính lực thời điểm trong trường thi náo. Rất nhiều người đều không có nghe rõ đằng sau địa đề mục, kế tiếp rất nhiều người đều muốn lấy Trần Húc nói câu nói kia. Nào có cái gì tâm tư đến cuộc thi, câu kia toàn bộ Trung Quốc đều không cần học Anh ngữ thật sự là quá rung động rồi, nếu như là một cái Trần Húc nói ra cái kia không có gì, nhưng khoa máy tính không người không biết trần húc cùng smms đi vô cùng gần thầy của hắn smms nói cái kia những lời này tuyệt đối cũng không phải là cái gì không khẩu nói linh tinh rồi cuộc thi đã xong về sau một đám người đều đến tìm trần húc không biết ai thông chi phóng viên đối với tin tức địa mẫn cảm tính giống như cậu cái mũi đồng dạng linh mẫn địa các phóng viên nhanh chóng tìm tới môn nhưng là trần húc lại trốn tại chính mình cho thuê trong phòng đóng cửa không thấy tuy nhiên không có phỏng vấn đến trần húc nhưng là các phóng viên cũng cũng không phải là không có thứ đồ vật có thể ghi. Nhanh chóng, mấy đại web portal bên trên tựu trang đầu đăng xuất rồi SMH muốn lấy tiêu anh nữ học tập quý danh cỡ lớn tin tức, thậm chí Tencent còn sử dụng tin tức cửa sổ bắn ra phương thức, lập tức lại để cho từng ứng dụng QQ người sử dụng đều nhận được tin tức này. Trong lúc nhất thời, trên Internet xôn xao, vô số dân mạng tham dự tiến đến thảo luận chuyện này tính là chân thật. Mà liên hệ không đến Trần Húc, càng không khả năng liên lạc với vị kia SMS rồi, cho nên hiện tại tất cả mọi người tại đâu đó sâu bất ổn đấy. Chuyện này lực ảnh hưởng cực lớn, tự nhiên là kinh động đến quốc gia cùng với nước ngoài địa tổ chức tình báo, chuyên môn phụ trách SMMS địa quốc gia đặc công tiểu tổ nhịn không được gãi đầu. Nghĩ thầm vị gia này cũng quá thần thông quảng đại rồi. Nhưng là phiền toái ngày lần sau có cái gì rung động tính đổ vật lấy ra lúc, trước cùng chúng ta điện thoại cái được không nào? Tháng 6 ngày 23, suốt 3 ngày về sau Thượng Hải S công ty tổng giám đốc dịch thủy Hàn đột nhiên tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang. Có chút khứ giác địa các phóng viên lập tức giống như đánh cho máu gà đồng dạng phấn khởi, chen chúc tới. Cuối cùng làm cho buổi trình diễn thời trang chàng chen chúc liền con ruồi đặt chân địa cũng bị mất. Dịch thủy Hàn một thân đường giả ra chàng, tắc thì càng làm cho người phát giác được một tia không giống bình thường ý tứ hàm xúc. Dịch thủy Hàn cố ý xuất hiện đã chậm 5 phút đồng hồ, hắn đối với microphone nói câu nói đầu tiên là, thật xin lỗi làm trễ nãi mọi người thời gian, bởi vì vì chúng ta mỗi người thời gian đều là vô cùng quý giá đấy. Văn minh tiến bộ cùng phát triển là thành lập tại nhân loại đối với văn minh đối với thế giới nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu phía trên, chúng ta từng cái hài tử sinh ra đều hưởng thụ 9 năm giáo dục bắt buộc, kể cả tự chính mình cũng là theo trường học giáo dục đi đến bây giờ trình độ này. Nhưng là học tập của chúng ta hữu hiệu suốt sao, nhìn xem hiện tại bọn nhỏ, bọn hắn đều lưng cõng càng ngày càng nặng túi sách, đeo số độ càng ngày càng cao kính mắt, bọn hắn theo sinh ra bắt đầu đã bị các gia trưởng ký thác kỳ vọng dù sao bất kỳ một cái nào gia trưởng thậm chí nghĩ lại để cho hài tử tương lai trở nên nổi bật dùng năng lực của mình cho mình vượt qua hạnh phúc sinh hoạt bọn hắn học tập đã mất đi lúc nhỏ niềm vui thú chúng ta nhất định phải thừa nhận theo xã hội tiến bộ cạnh tranh tàn khốc hiện tại hài tử hoàn toàn chính xác cần trả giá thêm nữa mới có thể ở tương lai vượt qua rất tốt sinh hoạt nhưng chúng ta hy vọng có thể làm cho hiện tại bọn nhỏ lại để cho chúng ta học sinh thời nay nhóm, đám bọn họ có thể đem thời gian hoa tại càng hữu dụng địa phương, mà không phải đi làm một ít không có ý nghĩa sự tình. Dịch Thủy Hàn lời nói này nói xong, dưới đài lập tức một mảnh tiếng bàn luận xôn xao. Bởi vì này lần trình diện các phóng viên cũng đã đến có chuẩn bị, trong nội tâm đều muốn lấy lần này Dịch Thủy Hàn tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang có phải hay không cùng SMMS nói hủy bỏ anh ngữ học tập có quan hệ. Mà nghe Dịch Thủy Hàn, giống như hoàn toàn chính xác thì có như vậy vài phần ý tứ. Hắn theo như lời không có ý nghĩa sự tình, khả năng chỉ đúng là anh nữ học tập. Dám đem hiện tại cơ hồ là đệ tử coi trọng nhất anh nữ học tập nói thành là không có ý nghĩa sự tình, không hổ là mạng lưới chi thần SMMS nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối ở dưới công ty tổng giám đốc. Dịch thủy Hàn nở nụ cười thoáng một phát, nói tiếp, có lẽ phóng viên các bằng hữu lúc trước đều đã nhận được một ít tin tức, ta tại đây chỗ chỉ không có ý nghĩa sự tình rốt cuộc là cái gì. Đúng vậy, ta tại đây chỉ đúng là đối với anh ngữ địa học tập Kỳ thật đối với anh nữ, hiện tại ta sử dụng cũng rất nhiều, cùng hộ khách, cùng nước ngoài xí nghiệp tiến hành đàm phán trao đổi địa thời điểm. Khó tránh khỏi tự biết sử dụng đến cái này quốc tế thông dùng ngôn ngữ. Nhưng là vì loại này trao đổi tự lại để cho chúng ta sở hữu tất cả hài tử đều phải lên giá rất lớn một bộ phận công phu đến học tập cái môn này lạ lẫm ngôn ngữ, đích xác là lãng phí quá nhiều thời gian. Thậm chí ta hiện tại đã cảm thấy, lúc trước địa thời điểm ta bỏ ra nhiều thời gian như vậy đến lưng phát từ đơn. Quen thuộc ngữ pháp, đến cùng có không có ý nghĩa. Nếu như ta đem những thời giờ này dùng tại những chuyên nghiệp khác lên, ta hiện tại cá nhân tu dưỡng, thưởng thức có thể hay không rất cao. Các phóng viên kích động, quả nhiên, đùa giỡn thịt đến rồi, thật sự của chúng ta là cần một ít tinh thông nhiều quốc ngữ nói nhân tài. Nhưng không có tất yếu toàn dân đều hoa đại lượng thời gian đến học tập nó. Ta tại đây theo như lời địa nhân tài, tự là những cái kia nghiên cứu nước ngoài văn hiến, lịch sử cần có nhân tài, những này là thông qua đường tắt không cách nào đạt tới địa phương. Nhưng chúng ta tuyệt đại bộ phận người, học tập Anh ngữ mục đích chỉ là vì cùng người ngoại quốc tiến hành trao đổi, như vậy đã như vậy. Nếu có một cái đường tắt, có thể miễn trừ mọi người học tập cái môn này lạ lẫm ngôn ngữ thống khổ. Có thể vi con của chúng ta tiết kiệm mất đại bộ phận thời gian học tập, mà lại để cho bọn hắn đem những thời giờ này lợi dụng tại hắn học tập của hắn bên trên. Ta muốn điều này có thể đủ thật lớn để cao chúng ta địa bọn nhỏ địa tổng hợp tố chất chúng ta một mực đều tại đề xướng giảm phụ, giảm phụ. Chúng ta rất hâm mộ nước Mỹ giáo dục, bởi vì nước Mỹ bên kia địa bọn nhỏ không có áp lực lớn như vậy. Tại sao phải có tranh lệch lớn như vậy? Bởi vì vì chúng ta mỗi người cũng chỉ có một ngày 24 tiếng đồng hồ thời gian, cái này một khối là phi thường công bình đấy. Nhưng là nước Mỹ bên kia anh nữ tự là tiếng mẹ đẻ, bọn hắn không cần lãng phí thời gian đến học tập một môn mới, có lẽ tương lai đều không dùng đến ngôn ngữ, áp lực của bọn hắn tự nhiên so các hài tử của chúng ta muốn nhẹ. Như vậy, dịch thủy hàn nở một nụ cười, hoàn nghênh các vị đi vào ba biệt tháp phiên dịch ra đem bán hiện trường, thầy của ta, ân nhân của ta, mạng lưới chi thần SMMS, mượn miệng của ta hướng thế giới tuyên bố, từ hôm nay trở đi tất cả dân tộc ở giữa trao đổi. Sẽ không còn là chướng ngại, tại các phóng viên tiếng ẩm ý ở bên trong, buổi trình diễn thời trang trung ương hiện lên một cái đóng gói tinh mỹ cỡ lớn nguyễn kiện hộp. Cái hộp bên trên dùng tiếng Trung viết ba biệt tháp phiên dịch ra sáu cái thiếp vàng chữ to. Hơn nữa có triển lãm bán hàng tiểu thư mỉm cười đi tới, trước mặt của các nàng là một loạt laptop. Chắc hẳn các vị trước khi cũng đã nhận được tin tức, thầy của ta SMMS nói, muốn lấy tiêu toàn dân đối với anh ngữ học tập. Kỳ thật ý của hắn cũng không phải bảo hoàn toàn hủy bỏ đối với anh ngữ học tập. Mà là mượn nhờ cái này ba biệt tháp phiên dịch ra nhuyễn kiện, lại để cho những cái kia học tập Anh ngữ mục đích chỉ vì tương lai làm quốc tế hóa trao đổi mọi người tiết kiệm đến nhiều thời gian hơn đi học tập vật gì đó khác, dù sao thời gian của chúng ta có hạn. Ba biệt tháp phiên dịch ra, thầy của ta SMMS đắc ý tác phẩm. Khiến cho dùng này phiên dịch ra có thể gần như hoàn mỹ đang tiến hành anh văn giúp nhau phiên dịch, cũng không giống với hiện tại chỉ có thể đối với từ đơn tiến hành dịch thẳng cấp thấp tác phẩm. Ba biệt tháp phiên dịch ra phiên dịch trình độ cơ hồ có thể so với một gã đỉnh cấp phiên dịch. Như vậy hiện tại, Xin mời các vị phóng viên sự thật thí nghiệm thoáng một phát loại này phiên dịch hiệu quả. Hiện trường các phóng viên lập tức tự kích động, tranh nhau đi phía trước lách vào, ai cũng muốn cái thứ nhất thí nghiệm thoáng một phát à. Nhìn xem hội trường trật tự như vậy loạn, dịch thủy hàn cùng bên cạnh nhân viên công tác thấp giọng trao đổi thoáng một phát nói, được rồi, được rồi, mọi người không muốn lách vào, mọi người không muốn lách vào. Tự đứng ở nguyên lai trên vị trí, chúng ta nhân viên công tác đã đem phiên dịch ra nhuyễn kiện chuyển được chủ điện não lên, Mọi người có thể ngồi tại nguyên chỗ tiến hành thí nghiệm. Nghe xong lời này các phóng viên dừng lại rồi, giống như học sinh tiểu học trả lời vấn đề đồng dạng chen chúc nhấc tay. Đài CCTV phóng viên tới trước đi. Sở hữu tất cả phóng viên đều ao ước tươi đẹp nhìn xem đài CCTV phóng viên, ai không sánh bằng à, ai làm cho nhân ra là Trung Quốc no. Một đây này, đài CCTV phóng viên đứng, nhận lấy nhân viên công tác đưa qua đồng. Hỏi, cảm ơn quý phương cho ta cái này vấn đề cơ hội. Như vậy ta muốn hỏi chính là đến cùng như thế nào thí nghiệm đâu này? Có phải hay không rất hoàn mỹ âm thanh khẩu cùng dịch đâu này? Hắn vừa mới dứt lời, hội trường âm ly tự động truyền ra một cái có từ tính nam tính thanh âm, T S A N K S F O A. Tựa là vừa rồi đài CCTV phóng viên nói cái kia đoạn lời nói. Đám người đứng ngoài xem xôn xao một tiếng, lại tới đây phóng viên trên cơ bản không có mấy cái anh nữ trình độ tranh lệch, tất cả mọi người nghe được vừa rồi mặc dù chỉ là rất bình thường một đoạn phiên dịch nhưng là phiên dịch trình độ lại là không thể bắt bẻ Đài CCTV phóng viên kích động hỏi Cái kia xin hỏi cái này là ba biệt tháp phiên dịch ra âm thanh động đất khẩu cùng dịch sao Dịch Thủy Hàn mỉm cười không nói gì Nhưng phiên dịch ra lại tự động đem đoạn văn này phiên dịch trở thành anh văn Cái này đài CCTV phóng viên dũng cảm rồi Kêu lên, trời ạ, à, điều này thật sự là một kiện phi thường rất giỏi phát minh Cái này đủ để cải biến cả nhân loại địa lịch sử Đây là SMS phát minh đấy sao đem làm phiên dịch ra lại phiên dịch một lần lúc, các phóng viên theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Nhao nhao yêu cầu mình thử một lần, mà đài CCTV phóng viên tuy nhiên muốn nhiều thử mấy lần, nhưng cũng biết cái lúc này mặc dù mình nhãn hiệu lớn nhất, nhưng không thể phạm vào nhiều người tức giận. Cho nên liền đem microphone giao cho bên cạnh, kế tiếp tiếp nhận microphone hơn là Sina một gã phóng viên, có thể nhận được microphone địa thời điểm hắn cũng có chút chóng luôn, bởi vì này trong nháy mắt hắn vậy mà không biết mình muốn nói điều gì kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Nói thí dụ như một người yêu cầu một người khác ghi cái chữ cho hắn nhìn xem, nhìn xem chữ viết thế nào. Tiếp nhận người kia cầm lấy bút về sau, khả năng lập tức đại não chỗ trống, không biết ghi cái gì chữ tốt. Bất quá với tư cách một gã phóng viên, trường thi phản ứng là trọng yếu phi thường, Sina cái kia phóng viên vội vàng nói một câu, giao hẹ bao nhiêu tiền một cân à. Bên kia phiên dịch lập tức tự là, hào toàn trường cười to nhưng cười to đồng thời không người không tại ngạc nhiên cái này phát minh bởi vì đích xác như dịch thủy hàn theo như lời đã có cái này nguyễn kiện như vậy học ngoại ngữ nếu không là một kiện ắt không thể thiếu địa sự tình bởi vì này khoản nguyễn kiện thông qua trước mắt khảo thí công năng của nó đích thật là phi thường cường đại thậm chí có thể phân biệt tính danh cùng với rất nhiều lạ có thể nói đang ngồi rất nhiều người anh ngữ trình độ thật đúng là không nhất định có cái này nguyễn kiện cao cái này chẳng khác nào là một cái phi thường cao cấp phiên dịch đã có nó, câu thông sẽ không còn là hỏi đề. Như vậy ngoại trừ về sau một ít chuyên môn làm khoa học kỹ thuật nhân tài bên ngoài, những người khác hoàn toàn không cần phải lại học tập Anh ngữ rồi. Thật là, lãng phí thời gian, đồng thời ở đây địa các phóng viên trong nội tâm cũng bay lên một cổ bi ai. Bởi vì ở đây địa từng phóng viên đều là tối thiểu Anh ngữ lục cấp dùng đạt tiêu chuẩn, lúc trước vì học Anh ngữ không biết hao tốn bao nhiêu thời gian. Ở chỗ này đừng nói lãng phí, dù sao nắm giữ thành thạo một nghề coi như là năng lực nhưng là bây giờ nhìn lấy cái này Nguyễn kiện địa sinh ra đời. Thậm chí so với bọn hắn anh nữ trình độ cũng cao hơn, ở đây các phóng viên đều bị sinh ra một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác. Thật sự, thật sự lãng phí thời gian à, nhưng là mọi người cũng cũng biết, cái này nhuyễn kiện mang đến hiệu quả là vô cùng cực lớn, tuy nhiên thế hệ này người là nhận hết đau khổ, nhưng là đời sau, thậm chí về sau bọn nhỏ thật sự không cần chịu khổ. Nhìn xem hiện tại hài tử A, theo nhà trẻ bắt đầu muốn học anh nữ, nhiều mệt mỏi à. Anh ngữ trình độ so hán ngữ còn cao, bản thân tự là một loại dị dạng phát triển xu thế. Lúc này thời điểm thí nghiệm không sai biệt lắm, dịch thủy hàn nói đợi tí nữa sẽ cho từng phóng viên đưa tặng một bộ chân tàng bản ba biệt tháp phiên dịch ra Nguyễn kiệt, lại để cho các vị có thể trước tiên thí nghiệm. Lại đến vấn đề thời gian, Sohu phóng viên hỏi, ta muốn hỏi chính là ba biệt tháp phiên dịch ra Nguyễn kiện phải chăng cũng chỉ có thể đang tiến hành anh văn phiên dịch, hắn tiếng nói của hắn như nhật ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đức chờ chờ có thể phiên dịch sao? Có thể, dịch thủy hàn đáp, nhưng là chúng ta đem bán ba biệt tháp phiên dịch ra gần kề chỉ là châm đối với trong anh phiên dịch, bởi vì này phương diện nhu cầu là lớn nhất đấy. Về phần cần những thứ khác loại ngôn ngữ phiên dịch, thậm chí có thể kể cả tiếng địa phương, phiên dịch trong nhà tư liệu là rộng lược, kể cả cả nước các địa phương tiếng địa phương, phân biệt suất đã ở 90% đã ngoài. Phương diện này phiên dịch là cần mặt khác thu phí, căn cứ người sử dụng yêu cầu đến tiến hành thu phí. Cái kia thu phí tiêu chuẩn là bao nhiêu đâu này? Ba biệt tháp phiên dịch ra nhuyễn kiện ở trong nước phát hành giá cả là 288 nguyên một bộ, nếu như cần tăng thêm một môn loại ngôn ngữ cần mặt khác tiền trả 100 đồng nhân dân tệ. Trung Quốc phương ngôn bách khoa toàn thư đã thêm tại phiên dịch ra chính giữa, bởi vì căn cứ lão sư ta ý nguyện, cái này nhuyễn kiện lúc ban đầu mục đích là để cho tiện người trong nước. 288 nguyên giá cả, 100 đồng tăng thu nhập, số tiền kia chẳng những không thể nói quý, ngược lại quá tiện nghi. Bởi vì này khoản nguyễn kiện có thể phát ra nổi giá trị thật sự quá lớn, lớn đến không thể đo lường. Người ngẫm lại, mua một bộ ngoại ngữ sách vở đến học tập tự cần xài bao nhiêu tiền rồi hả? Phương diện này không nói tiết kiệm tiền rồi, tiết kiệm đến thời gian cũng là cự hơn. Dịch thủy hàn ho khan một tiếng, đợi chút nữa mặt an tĩnh về sau nói, ba biệt tháp phiên dịch ra mới bắt đầu lớn nhỏ vi một. 56GB thì ra là bao hàm trong anh văn từ kho bách khoa toàn thư là lớn như vậy tiểu. Nói cách khác, nhỏ như vậy thể tích nguyễn kiện thậm chí có thể chứa ở điện thoại, ghi âm bút chính giữa sử dụng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là điện thoại, ghi âm bút có ủng hộ nên nguyễn kiện bình đài. Chúng ta đang tại liên hệ một ít điện thoại sinh sản, sản xuất thương, hy vọng có thể cùng bọn họ tiến hành chiều sâu hợp tác, khiến cho về sau trao đổi càng thêm thuận tiện. Dưới đài các phóng viên một hồi nghị luận nhau nhau, mà lập tức liền có nước ngoài phóng viên hỏi, như vậy đã ba biệt tháp phiên dịch ra ủng hộ tiếng Trung đối với các loại loại ngôn ngữ phát ra, như vậy cũng có thể ủng hộ các loại nước ngoài loại ngôn ngữ giúp nhau phiên dịch. Ví dụ như tiếng Pháp cùng tiếng nước ở giữa phiên dịch, cái này theo trên lý luận mà nói là hoàn toàn có thể thực hiện, vậy sao? Không phải trên lý luận, mà là vì thầy của ta hoàn toàn chính xác đã vì chúng ta cung cấp cái này kỹ thuật. Khiến cho dùng ba biệt tháp phiên dịch ra, có thể hòng duy trì dùng tùy ý một loại loại ngôn ngữ đưa vào, Dùng tùy ý một loại loại ngôn ngữ phát ra, từ nay về sau toàn cầu mọi người, ngoại trừ cực cá biệt ngôn ngữ phi thường đặc thù dân tộc bên ngoài, cũng có thể tùy ý trao đổi. Như vậy xin hỏi loại này quốc tế hóa phiên dịch ra Nguyễn Kiện giá bán là bao nhiêu? 5.000 đô la, dịch hủy hàn trịch địa hữu thanh, yêu có mua hay không? Audio điện tử võ tấn bền Nói thực ra một cái chuyên nghiệp bản Nguyễn Kiện, 5.000 đô la tương đương với hơn 3 vạn nhân dân tệ kỳ thật không coi là nhiều quý tối thiểu cũng không phải nói quý đến một loại làm cho không người nào có thể tiếp nhận tình trạng. Nhưng vấn đề là tương đối với trong nước 288 giá cả, 5.000 đô la thật sự chẳng khác gì là đoạt tiền. Vốn Trần Húc đính giá tiền là 888 đô la, nhưng dịch thủy hàn công ty tài vụ thương thảo về sau, cảm thấy 5.000 đô la là cái cực hạn, hơn nữa là trọng yếu hơn là vì biểu hiện ra một cái thái độ. Trần Húc gần đây biết nghe lời phải, đã có chuyên nghiệp nhân sĩ đưa ra ý kiến, vậy hắn cũng không thèm để ý nhiều kiếm một điểm. Đương nhiên, cái này 5.000 đô la cũng không phải tựu là nhầm vào toàn bộ thế giới từng cái quốc gia giá cả. Như nước Mỹ, châu Âu những quốc gia kia còn có Nhật Bản, Hàn Quốc. Không phải đều nói mình có tiền nha, vậy thì quý một điểm, thế giới thứ ba quốc gia tổ tiện nghi một chút. Đương nhiên giá cả sẽ không thấp rất nhiều, 888 đô la tả hữu nhưng là so về nước Mỹ 5.000 đô la cái kia thật sự có thể tính toán bên trên là nửa bán nửa tặng. Bởi vì dịch thủy hàn thủ hạ phụ tá đoàn tính toán qua, tại trước tiên mua sắm loại này nguyễn kiện nhất định là cỡ lớn quốc tế công ty còn có tựu là những cái kia có quốc tế nghiệp vụ đám người. Trước tiền ấy đối với bọn hắn mà nói không tính là cái gì. Đương nhiên, ba biệt tháp phiên dịch ra không có khả năng tồn tại sách lậu, bởi vì cái loại này song binh ốc dây chuyển kết cấu nguyễn kiện hiện tại không ai có thể phá giải mất, một cái nguyễn kiện trang một máy tính, chật chật. Ngẫm lại tựu là một kiện rất thoải mái sự tình à. Kỳ thật thật muốn nói. Dùng U Mỹ khu tiêu phí trình độ 5.000 đô la cũng không tính cao, tương đương với nước Mỹ đại bộ phận thành phần chi thức 2 tháng thu nhập. Mua nổi hay vẫn là mua nổi, tự là đau lòng. Hơn nữa dùng cái này nguyễn kiện vô cùng cường thế địa vị cùng tác dụng, không lo không có người mua. Dịch thủy Hàn Phụ Tá Đoàn đã nói một câu như vậy lời nói, giá cả đính địa lại cao đều sẽ có người mua đấy. 5.000 đô la nói thật đều rất thấp, ở nước ngoài các phóng viên hấp khí thanh ở bên trong, dịch thủy Hàn đã xong lúc này đây buổi trình diễn thời trang. Mà đối với các quốc gia địa phóng viên mà nói, đây đều là một cái vô cùng cực lớn tin tức. Từ khi người này loại có thể tùy ý địa trao đổi, phát triển. Cái này đối với xúc tiến nhân loại đoàn kết cùng trao đổi là phi thường mới có lợi đấy. Ba biệt tháp phiên dịch ra tác dụng không hề chỉ cực hạn tại âm thanh khẩu cùng dịch, cũng kể cả văn tự phiên dịch, tương so mọi người đều biết văn tự phiên dịch so về âm thanh khẩu cùng dịch muốn càng đơn giản. Dễ dàng hơn, nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là, đối với thật thể sách hàng mẫu địa văn tự, ba biệt tháp phiên dịch ra không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Mà rất nhiều văn học sáng tác, ba biệt tháp địa phiên dịch tác thì sẽ có vẻ cứng nhắc ngốc trệ. Cho nên nói, hay vẫn là rất cần phải có chuyên môn học ngoại ngữ nhân tài đấy. Ai cũng biết, ba biệt tháp phiên dịch ra vừa ra, cho nhân loại mang đến vô cùng thuận tiện đồng thời. Cũng sẽ biết làm cho một bộ phận thất nghiệp, cho nên dịch thủy hàn tại buổi trình diễn thời trang bên trên tuyên bố, S công ty thu thập phiên dịch ra, đối với nước ngoài sáng tác, văn hiến, báo chí chờ thật thể văn án vật dẫn tiến hành phiên dịch. Đương nhiên là sẽ dựa theo phiên dịch kết quả đến phát lương nước, còn có tựu là đem những này nước ngoài văn án đưa vào trong máy vi tính với tư cách điện tử bản cung cấp ba biệt tháp phiên dịch ra tiến hành phiên dịch cùng truyền đọc, điểm ấy cũng là có thường đấy. Những này tựu là tương đương cho những cái kia ngoại ngữ chuyên nghiệp các học sinh một cái kiếm tiền công tác địa cơ hội, bằng không thì bọn hắn vài chục năm quả thực tựu là uổng phí rồi. Ba biệt tháp phiên dịch ra tại trên quốc tế cũng lập tức lấy được oanh động cực lớn dùng nước Mỹ một vị nổi danh ngôn ngữ học gia mà nói, thực hận không thể đây là một giấc mộng. Anh quốc BBC tấu vang lên nhạc buồn, xưng là mặt trời không lặn đế quốc ai ca. Bởi vì có thể đoán được chính là, anh ngữ quốc tế hóa ngôn ngữ địa vị, theo cái này nguyễn kiện phát hành mà bị cực lớn trùng kích. Sự thật tình huống cũng đích thật là như vậy. Ba biệt tháp phiên dịch ra vừa mới được xuất bản, nhận được tin tức các quốc gia, như nước Pháp, nước Đức, Tây Ban Nha còn có mặt khác một ít là tự nhiên mình loại ngôn ngữ nhưng là đã bị anh như áp thở không được tức giận quốc gia tựu nhau nhau cùng S công ty tiến hành liên hệ. Hỏi thăm hòa hợp đàm quốc tế bản công việc, có quốc gia dứt khoát trực tiếp phái đại biểu tới hiện trường khảo sát cái này nguyễn kiện thực dụng tính. Bởi vì S công ty là cùng Cisco System Company công ty hợp tác đấy. Cho nên trong lúc này bộ sản phẩm trực tiếp cũng tự cho Cisco System Company công ty hơn 10 phần cầm lấy đi sử dụng, mà sử dụng kết quả phi thường hoàn mỹ thành công phải biết rằng cisco system company công ty cũng là một cái công ty đa quốc gia bên trong nhân viên nghiên cứu rất nhiều đều là tới từ ở toàn bộ thế giới các nơi cái này nguyễn kiện một trang lập tức vấn đề tự giải quyết mọi người câu thông không còn là chướng ngại mà liên hiệp quốc vài tên người phụ trách lúc này thời điểm vừa vặn đến silicon valley cisco system company công ty hiệp đàm nghiệp vụ lần này tự mình cảm nhận được cái này nguyễn kiện mang tới tốt lắm chỗ về sau lập tức trở về đi đã viết đưa tin đề nghị liên hiệp quốc tiếp thu loại này nguyễn kiện cái đó cái cơ cấu trong các quốc gia miệng người tối đa nhất tạp cái kia tự nhiên là liên hiệp quốc rồi mà liên hiệp quốc thoáng một phát sống một mình đến cũng chẳng khác nào lập tức cho ba biệt tháp phiên dịch ra làm một cái cự đại quảng cáo trong lúc nhất thời tại liên hiệp quốc cổ động xuống rất nhiều tiểu quốc đều đến cố vấn có hay không bọn hắn loại ngôn ngữ linh kiện loại ngôn ngữ phương diện kỳ thật hoàn toàn là không cần lo lắng đấy bởi vì tiểu mẫn cái này ba biệt tháp phiên dịch ra là một cái rất thành thục nguyễn kiện, trong đó không riêng có thế giới chủ muốn mấy cái loại ngôn ngữ, thậm chí còn kể cả đi một tí địa vực phương ngôn, cơ hồ là ngoại trừ cực cá biệt phi thường tiểu phi thường nhỏ, khả năng chỉ có châu Phi một ít tương đối nguyên thủy bộ lạc ngôn ngữ không có bên ngoài, hắn tiếng nói của hắn đều có. Về phần quốc gia chính thức ngôn ngữ, vậy thì càng không cần phải nói. Anh nữ cường thế địa vị bị nghiêm trọng trùng kích hiện tại trên thế giới lưu hành nhất một vấn đề tựu là SMMS rốt cuộc là ai? Cái tên này đã đã trở thành một cái truyền kỳ, bởi vì đây là trong lịch sử lần thứ nhất, có đủ để cải biến cả nhân loại xã hội tiến trình đồ vật lấy ra về sau, hết lần này tới lần khác người chế tác tên là cái trên Internet ID. Thân phận chân thật của hắn đến cùng là người nào? Duy nhất đáp án tựu là SMMS đến từ Trung Quốc, cái kia cổ xưa mà thần bí quốc gia. Về sự kiện lần này, Tiểu bút còn có mấy cái quốc gia người lãnh đạo đều đối với dưới tay mình ngành tình báo rơi xuống liều mạng làm cho. Vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, tìm được SMMS, tìm được hắn, không chế hắn, hoặc là giết hắn đi, cái kia IPS sự tình cũng còn không có giải quyết, lại đi ra một cái phiên dịch ra, trời ạ, à, thằng này rốt cuộc là cái gì người à, hoặc là cái gì tổ chức à, nhưng là mệnh lệnh này thật sự là lại để cho ngành tình báo người phát điên, bởi vì vì bọn họ căn bản không biết đi đâu đi tìm SMMS. Nhưng đã Tổng thống hạ mệnh lệnh rồi, cái kia tự nhiên cần nghe theo, vì vậy, một ít kế hoạch cứ như vậy lén lút bị chế định ra rồi. Nói thật, lần này ba biệt tháp phiên dịch ra ngoại trừ lại để cho anh Mỹ hai nước phi thường phiền muộn bên ngoài, hắn quốc gia của hắn đều tại vụn trộm hò hét trợ uy. Bởi vì vì bọn họ bổn quốc ngôn ngữ tại trên quốc tế địa vị đã bị anh ngữ xa lánh không thành bộ dáng, rất nhiều quốc gia đều tồn tại cùng Trung Quốc đồng dạng nan đề tựu là bổn quốc hài tử nhất định phải hoa đại lượng thời gian đến học tập Anh Văn. Những thời giờ này nếu quả thật lợi dụng chính là vô cùng đáng sợ đấy. Cho nên đối với bà biệt tháp phiên dịch ra cái này Nguyễn Kiện giá bán tuy nhiên đau lòng nhỏ máu, nhưng thật là không mua không được. Ngắn ngủn trong một tuần lễ, bà biệt tháp phiên dịch ra ở trong nước tiêu thụ 300 vạn trương cái đĩa, sạch lợi nhuận 800 triệu nhân dân tệ đã ngoài. Mà cái số này còn đang nhanh chóng tăng vào chính giữa, mặt khác đáng sợ hơn chính là quốc tế thị trường. cùng quốc tế thị trường vừa so sánh với trong nước chút tiền ấy thật sự tự căn bản không tính là cái gì. một tuần lễ bà biệt tháp phiên dịch ra quốc tế lượng tiêu thụ đột phá trăm vạn, cái số này rõ ràng so trong nước muốn thiểu nhiều, bởi vì rất nhiều quốc gia đều tại đang trông xem thế nào, đang trông xem thế nào nhìn xem có thể hay không làm ra đến phá giải bản, lại để cho bọn hắn làm đi thôi, dùng hiện tại máy vi tính kỹ thuật là không thể nào phá giải loại này đinh ốc xong dây chuyển kết cấu chương trình đấy cái này trăm vạn chương CD, lại để cho S công ty cuồng mò 500 triệu đô la. Là đô la, gần bốn người mốt nhân dân tệ. Dịch Thủy Hàn đã nhận được Trần Húc chỉ thị, nói là nhân dân tệ tăng tỷ giá đồng bạc lửa xém lông mày, đô la tỷ suất hối đoái đem trên phạm vi lớn giảm xuống, nếu như tiếp tục kiềm giữ đô la vậy tương lai nhất định sẽ tổn thất rất nhiều tiến. Cho nên Dịch Thủy Hàn trực tiếp đem đô la hối đoái trở thành nhân dân tệ, khiến cho tài chính trên phạm vi lớn chảy vào trong nước. Đối với anh ngữ học tập, Trung Quốc chính phủ tuy nhiên còn không có có tỏ thái độ, nhưng là mặt khác một ít quốc gia chính phủ đều cơ hồ là ở trước tiên hủy bỏ đối với anh ngữ học tập. Kỳ thật Trung Quốc bên này bề ngoài không biểu lộ thái độ cũng không có vấn đề gì rồi, hiện tại lớp anh ngữ mới có lẽ đã không có đệ tử trình diện rồi, trừ phi những cái kia đặc biệt yêu thích học tập hài từ. Quảng đại anh ngữ giáo sư gặp phải lấy thất nghiệp nguy hiểm, đồng dạng gặp phải lấy nguy hiểm, còn có rất nhiều tiếng nước ngoài chuyên nghiệp đệ tử. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn hắn tự không biết mình ứng nên làm cái gì rồi. Lại học xuống dưới, còn có ý nghĩa sao? Trên cơ bản, tiếng nước ngoài học viện tại đại học chính giữa đều là Mỹ nữ tỷ lệ cao nhất học viện, tuy nhiên hợp hiệp đại tiếng nước ngoài học viện Mỹ nữ chất lượng cũng không cao, không có gì có thể có thể so với quản dịch trạm tinh cao hiểu tiết người chọn lựa, nhưng là đã trên trung đẳng cũng rất nhiều. Mà nữ hài tử thường thường muốn sự tình hội tương đối nhiều, áp lực cũng sẽ biết khá lớn. Có chút nữ hài tử nhận được tin tức này về sau lập tức sẽ khóc rồi, như vậy khiến cho Trần Húc phi thường có chịu tội cảm giác. Nhưng là cho dù có chịu tội cảm giác Trần Húc cũng hết cách rồi, hy sinh chính là một phần nhỏ người lợi ích, nhưng đổi lấy đích thật là toàn bộ ích lợi của quốc gia. Nhưng dọc theo đường, nhìn xem những nữ hài tử này xem ánh mắt của mình, Trần Húc trong nội tâm liền không nhịn được có chút hoang mang rối loạn đấy. Bởi vì hắn biết rõ trên cái thế giới này không thể, nhất đắc tội đúng là nữ nhân, có thể hết lần này tới lần khác, chính mình cơ hồ đem hợp hiệp đại nhất nhiều hơn phân nửa tiêu chuẩn mỹ nữ đều đắc tội. Bất quá những mỹ nữ này các nam bằng hữu phần lớn là khéo hiểu lòng người, nói lý ra cùng Trần Húc nói chuyện phiếm thời điểm đều nói, ai, cùng lắm thì về sau ta dưỡng nàng A, SMMS đại thần nói không sai à, toàn dân học anh ngữ, hoàn toàn chính xác không phải chuyện này con A. Nhưng là sự tình rốt cục hay vẫn là đi lên một cái cực đoan. Hôm nay Trần Húc đang tại căn ăn cơm, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài một hồi tiếng động lớn xôn xao, Trần Húc chính kỳ quái lắm, lúc này thời điểm ngô nguyên không kịp thở chạy tiến đến, một bà túm khởi trần húc tự vãng ngoại bào trần húc rất kỳ quái hỏi hắn làm sao vậy ngô nguyên đầu đều không hồi không kịp thở nói nhanh lên nhanh lên không tốt rồi tiếng nước ngoài học viện một tên nữ sinh chuẩn bị nhảy lầu tự sát tiếng người huyên náo à trần húc đi theo đám người liền đi tới đồ thư quán dưới lầu sau đó tự chứng kiến một người nữ sinh thần sắc chất phát ngồi ở đồ thư quán tầng cao nhất biên giới lên hai cái xanh nhạt bắp chân một trước một sau nhẹ nhàng đi lại trần húc mắt sắc chứng kiến nữ hài bộ dạng trong nội tâm liền không nhịn được kêu câu hỏng bét. Bởi vì nếu như nói nữ hài tử này là cái loại này khóc suốt mướt cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác trên mặt của nàng nhìn không ra biểu lộ, ánh mắt cũng trống giống hơn nữa mờ mịt. Người như vậy, chỉ sợ thực đúng là bắt đầu sinh tử trí rồi. Lời nói thật nói hiện tại sinh viên nhảy lầu kỳ thật không phải cái gì mới lạ, tươi xuất sự tình, trên cơ bản hàng năm đều có như vậy mấy cái nghĩ không ra đấy. Đối với những này nghĩ không ra người, Trần Húc kỳ thật cũng không có gì quá nhiều nghĩ cách, hắn cũng không cùng giải quyết tình lưu lại nước mắt cũng sẽ không biết nhìn có chút hả hê ở người đã chết về sau đối với thi thể của hắn dựng thẳng căn ngón giữa nói, loại ngu xuẩn. Hắn chỉ biết yên lặng phát ra thở dài một tiếng, đáng tiếc. Nhưng là nữ sinh này nhưng lại tiếng nước ngoài học viện đấy. Tại như vậy một cái mẫn cảm thời gian đoạn, một gã tiếng nước ngoài học viện nữ sinh muốn tự sát, cái kia tuyệt đối không phải một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Mà nghe dưới lầu người nghị luận nhau nhau, Trần Húc trên cơ bản cũng đã biết rõ đến cùng chuyện gì phát sinh rồi. Cái này muốn tự sát nữ hài tên là Trương Tuyền, là anh ngữ hệ đại học năm tên đệ tử, mắt thấy liền chuẩn bị tốt nghiệp. Trương Tuyền gia cảnh không thật là tốt, nhưng thành tích của nàng lại thật là tốt. Nghe nói nàng trước khi cũng đã bị hệ ở bên trong bảo vệ nghiên nhưng chính cô ta buông tha cho cơ hội này, bởi vì tại Trương Tuyền xem ra nàng hiện tại việc cấp bách là vì kiếm tiền nuôi gia đình, cung cấp đệ đệ đến trường mà không thể lấy thêm trong nhà địa tiến lại bên trên 3 năm nghiên cứu sinh rồi. Nhưng là ba biệt tháp phiên dịch ra xuất hiện lại khiến cho giấc mộng của nàng lập tức biến thành bọt xà phòng. Nàng vốn đã đã tìm được một cái phiên dịch công tác, tiền lương là 5.000 đã ngoài. Cái này đối với một cái tốt nghiệp đại học đệ tử mà nói đã là cái phi thường tốt rồi công tác. Nhưng là vừa lúc đó ba biệt tháp phiên dịch ra xuất hiện, chúng tuyển nàng chính là cái kia công ty bỏ ra hơn 200 khối tiền mua cái ba biệt tháp phiên dịch ra nhuyễn kiện, sau đó liền đem nàng cho từ đi chỉ bồi giao đi một tí trái với điều ước kim. Kế tiếp, Trương Tuyền cũng tìm không được nữa công tác. Vốn nghĩ đến tốt nghiệp về sau có thể tìm được một phần phi thường tốt công tác sau đó có thể rất có tiến đồ. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ liền công tác đều tìm không thấy rồi. Nữ hài tử tâm lý tố chất vốn tự tương đối kém, hơn nữa cố gắng của mình cũng đều trắng phao phí hết. Cho nên điều này cũng làm cho một cái nghĩ không ra liền chuẩn bị nhảy lầu tự sát. Dưới lầu một hồi nghị luận nhau nhau, ai, Cô bé này tâm lý tố chất cũng quá kém. Cũng không trách nàng à đều là cái kia ba biệt tháp phiên dịch ra, làm chúng ta ngoại ngữ chuyên nghiệp hiện tại cũng tìm không thấy công tác. Người đây là cái gì nói nhảm, ba biệt tháp phiên dịch ra có thể là toàn bộ thế giới tin mừng được không? Ai muốn các người hảo chết không chết đi học ngoại ngữ hay sao? Xính ngoại, nên, mắt thấy phía dưới đám người kia nói xong nói xong muốn đánh đi lên, Trần Húc nghe chính là trong nội tâm rất không là tư vị. Trên cơ bản tiếng nước ngoài học viện địa người là không có một cái nào nói phiên dịch ra xuất hiện là chuyện tốt, dù sao cái này ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn mà. Cái này cũng có thể hiểu được à, thật giống như có người đã đoạt ngươi trong túi quần địa tiến, ngươi cũng không thể còn khuôn mặt tươi cười đón chào a à. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người đến nói, ba biệt tháp phiên dịch ra tác dụng còn là phi thường rõ ràng hơn nữa hăng hái đấy. Cho nên đám người kia đối với cái này khoản nguyễn kiện thái độ chỉ có một chữ. ủng hộ, nhưng dưới mắt cục diện ứng nên như thế nào xong việc bằng tâm mà nói trần húc cũng không hối hận bởi vì hắn căn bản cũng không có cái gì có thể hối hận đấy tại đem bán cái này nguyễn kiện trước khi trần húc tự nghĩ tới rất nhiều vấn đề đúng vậy cái này nguyễn kiện đem bán về sau đích xác sẽ sử dụng được một nhóm người lợi ích lọt vào tổn thất nhưng cái này chỉ có thể nói là lịch sử nước lũ làm cho dù sao ai cũng không có biện pháp nhưng nếu như bởi vì này gây ra nhân mạng cái kia hoàn toàn chính xác sẽ không tốt Chân hút cảm giác mình thật giống như gián tiếp giết người địa tựa như. Phía dưới đã có người tại kêu to, Trương Tuyền ngươi ngàn vạn không muốn nghĩ không ra à. Sự tình gì không thể tốt thương lượng sao, ngươi muốn trước xuống nói sau. Trương Tuyền ánh mắt ngốc trệ, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là nàng hai cái đùi ngay tại trên nóc nhà du à du. Quả nhiên là lại để cho người lo lắng nàng tùy thời khả năng một cái té ngã đến rơi xuống. Dưới lầu không ít người đều tại hô làm cho nàng trước xuống khá tốt không có xuất hiện tại đại trên đường cái có người muốn nhảy lầu. Kết quả người vây xem đều tại kêu to lại để cho hắn tranh thủ thời gian nhảy, đừng chậm trễ thời gian đáng sợ cục diện. Cái này chứng minh các học sinh vẫn tương đối thiện lương đấy. Nhưng như vậy chờ đợi cũng không phải chuyện này à. Hôm nay phong không nhỏ, trên lầu cô bé kia quần áo bị gió thổi địa rầm rầm địa tiếng nổ, như vậy càng làm cho người cảm thấy sợ hãi, đã có người chạy lên trên lầu hy vọng đem nàng cấp cứu ra rồi. Nhưng là lúc này thời điểm trên lầu mấy người cũng không dám tới gần, sợ không nghĩ qua là ngược lại ra tóc tử vong của nàng. Ai, như vậy một nữ hài tử, thật sự là đáng tiếc, chuyên nghiệp chọn sai nữa à. Ngô Nguyên thở dài một tiếng, quay đầu xem Trần Húc, có thể lúc này thời điểm Trần Húc cũng đã không thấy rồi. Trần Húc lúc này thời điểm là ở hướng trên lầu chạy. Bởi vì hắn không thể như vậy trơ mắt nhìn một đầu tánh mạng biến mất tại trước mặt của mình. Ta không giết bá nhân, bá nhân bởi vì ta mà chết loại chuyện này trần húc không biết cũng thì thôi nhưng đã đã biết muốn cho hắn khoanh tay đứng nhìn vậy cũng là không thể nào đấy trần húc hôm nay chân mang tự là dịch thủy hàn vì hắn đặc chế từ năng đa dụng tăng cao dày bởi vì hiện tại trần húc cùng smms thầy trò quan hệ tại một cái cái vòng nhỏ hẹp chính giữa cũng đã biết cho nên vật này trần húc trực tiếp tìm dịch thủy hàn muốn thoáng một phát là được rồi bởi vì smms không nói dịch thủy hàn tự cũng không đem loại này sản phẩm với tư cách thương phẩm đến đem bán mà đều là giữ lại chính mình dùng đấy, mặc vào loại này từ lực tăng cao dày về sau Trần Húc Dũng mãnh vô cùng. Bởi vì này loại giày đặc thù xếp đặt thiết kế có thể cho hắn tại chạy bộ thời điểm tư thế càng thêm khoa học, do đó ít nhất trình độ lãng phí thể lực. Hơn nữa cái này giày mặc ở trên chân về sau phi thường nhẹ nhàng. Có lợi cho chạy trốn cùng bật lên, cho nên hiện tại Trần Húc được gọi là thân nhẹ như yến đều không đủ, rất nhanh chạy tới 5 tầng mái nhà mà lên lầu đỉnh về sau có mấy cái chính đang khóc nhưng không dám lên trước địa nữ sinh chứng kiến trần húc sắc mặt lập tức đều thay đổi hôm nay hợp hiệp đại học trong muốn tìm đến một cái không biết trần húc người rất khó nhất là mọi người đều biết lúc này đây smms tuyên bố ba biệt tháp phiên dịch ra Nguyễn kiện trần húc là đã sớm biết được đấy nếu không cũng sẽ không tại khảo thi tứ cấp địa thời điểm làm ra cái gì báo trước cho nên rất nhiều người yêu ai yêu cả đường đi hận phòng cũng vào ô Trần Húc hiện tại thế nhưng mà tiếng nước ngoài học viện không, nhất bị người chào đón người rồi. Dù sao mọi người là ích kỷ đấy, cái này không có biện pháp, cho nên Trần Húc chứng kiến mấy nữ sinh ánh mắt cũng không có làm để ý tới, trực tiếp đi lên phía trước nói, vị bạn học này, có lời gì không thể hảo hảo nói. Ta là Trần Húc, người nếu là có cái gì bất mãn, cứ mở miệng tốt rồi. Nữ hài đối với Trần Húc trước khi nói câu nói kia căn bản không có phản ứng, nhưng vừa nghe nói Trần Húc hai chữ này, nàng lập tức quét qua trước khi vẻ mặt mê mang, hung hăng quay đầu lại chừng đi qua. Cặp kia không tính lớn trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, gắt gao chằm chằm vào Trần Húc mặt, phảng phất hận không thể nhào lên cắn xé nàng. Người tựu là Trần Húc, câu nói kia phảng phất là theo trong kẽ răng nặn đi ra địa đồng dạng. Lại để cho Trần Húc nhịn không được thở dài, cái này là oán niệm à. Trần Húc gật gật đầu, đúng vậy, ta chính là Trần Húc. Cái kia khoản ba biệt tháp phiên dịch ra nhuyễn kiện, tựu là sư phụ của ta SMMS khai phát đấy. Ta cũng có tham dự, ngươi, nữ hài trương tuyền nghe được ba biệt tháp phiên dịch ra, sắc mặt lập tức lại là biến đổi, hàm răng chăm chú địa cắn, hận không thể tựu nhào lên trực tiếp cắn trần húc mấy khối dưới thịt đến. Thật lâu, trương tuyền mới oán hận nói, ngươi là tới xem ta chê cười đấy sao? Trần húc vốn muốn lắc đầu, nhưng tưởng tượng cái lúc này nếu như mình mềm nhũn không chừng hội tạo thành kết quả gì. Như vậy phản không bằng lại để cho cô bé này hận bên trên chính mình, chủ yếu là nàng hiện tại không có chút nào muốn sống dục vọng, mà mình bây giờ tựu cần đem nàng muốn sống dục vọng điều động. Cái kia chính mình cái lúc này mềm nhũn địa nói cái gì cho phải lời nói, chẳng kích nàng một kích. Bởi vì hiện tại cô bé này tựu là mình đã mất đi sống sót tin tưởng, cái lúc này cần chính là nàng đem sĩ khí cho đánh. Vì vậy Trần Húc tự gật đầu nói, đúng vậy, ta chính là muốn nhìn lại xem, nhìn xem là ai như vậy không có tiền đồ. Động một chút lại kiếm chết kiếm sống, ngươi Trần Húc rất nhạt nhưng đích nhìn xem nàng, nếu như ta không có đoán sai, người bây giờ nhất định rất hận ta cùng SMMSA. Nhất là sư phụ của ta, các người nhất định phi thường không hy vọng ba biệt tháp phiên dịch ra cái này Nguyễn kiện xuất hiện đi. Đó là đương nhiên, nữ hải oán hận nhìn về phía Trần Húc, người biết không? Vì học anh nữ ta hao tốn gần 20 năm thời gian. 20 năm, cũng bởi vì cái kia smMS hắn tùy tiện lấy ra một thứ gì tự bác bỏ ta 20 năm cố gắng xem nàng bộ dạng này nhịn không được nhắm người mà vệ đáng sợ bộ dáng chân hút một chút cũng không ý kỵ nhìn nàng một cái nói cái này hoàn toàn là ngươi tự tìm đấy a à, thật sự rất chê cười đường đường tiếng trung ngươi không đi hảo hảo học không nên đi học ngoại quốc ngôn ngữ nhưng lại bỏ ra nhiều thời giờ như vậy ngươi loại suy nghĩ này cũng đừng trách chính ngươi thất bại bởi vì ngươi hiện tại căn bản cũng không có bất luận cái gì lập trường đến chỉ trích ta cùng sư phụ của ta bởi vì ta lão sư địa phát minh vĩ đại là ở vi toàn bộ nhân loại làm ra cống hiến mà ngươi thì tại ý đồ dùng ngươi hèn mọn tánh mạng đến cho ta lão sư địa cả đời tên tuổi anh hùng bên trên chế tạo chỗ bẩn trần húc nhìn xem nàng muốn chết tự chính mình tìm không có người địa phương cắt cổ cũng tốt cắt động mạch cũng tốt không muốn đứng ở chỗ này bày làm ra một bộ lâm đại ngọc réo rắt thảm thiết bộ dáng đồ làm cho người ta phiền nói như vậy cái này khuyên can cũng là rất có học vấn đều nói vợ chồng son cãi nhau thời điểm là khuyên giải không khuyên giải cách, gặp được loại này nhảy lầu tự sát tối thiểu cũng là khích lệ sinh không khuyên giải chết, cho nên Trần Húc như vậy mới mở miệng, lập tức tụ chọc một đám người nhiều người tức giận. Đứng tại phía sau hắn mấy nữ hài từ lập tức tụ mở miệng mắng. Cái này nói rất đúng tiếng người sao? Trương Tuyền tuy cũng bị Trần Húc khí giận sôi lên, nàng nghĩ thầm tốt, ta cũng là bởi vì các ngươi thầy trò như vậy hiện tại bị buộc muốn nhảy lầu tự vận, kết quả ngươi ngược lại tốt, vậy mà còn ở nơi này nói ngồi châm chọc. Cái này là Trần Húc dụng ý chỗ rồi, bởi vì hắn nhìn xem Trương Tuyền ngược lại không giống như là cố ý bày cái thế tử tranh thủ mọi người đồng tình hoặc là mượn này lăng xê một loại, bởi vì con mắt là sẽ không nói dối. Vừa rồi Trương Tuyền con mắt chính giữa trống rỗng một mảnh, đây tuyệt đối là tâm như chết cho mới sẽ có được ánh mắt. Dùng như vậy cảm xúc làm cho nàng tại đâu đó ngồi, nói không chừng thật sự tự một kích động một đầu nhảy xuống. Nhưng là trải qua Trần Húc như vậy một kích, trong mắt của nàng ngược lại nhiều hơn như vậy vài phần thần thái ngươi nói là ta cố ý tại trang khiến cho mọi người đồng tình trương tuyền nhịn không được hỏi ngược lại Trần húc nhún nhún vai nói thực ra ta cũng không muốn dùng loại này lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác nhưng đầu năm nay mượn cơ hội lăng xê người thật sự là nhiều lắm ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi như vậy một nhảy đi xuống sau đó có thể đưa tới một đám người ủng hộ mọi người cùng nhau kháng nghị chống lại ba biệt tháp phiên dịch ra cái này nhuyễn kiện muốn cho thầy của ta sms gây áp lực hay vẫn là muốn cho quốc gia đến gây áp lực xin nhờ ngươi thanh tỉnh một ít a à. cái chết của ngươi không giải quyết được vấn đề gì đây là xã hội tiến bộ tất nhiên ngươi chỉ có thể bị một ít dụng tâm kín đáo người lợi dụng do đó cho ba biệt tháp phiên dịch ra cái này nguyễn kiện chế tạo một việc đầu mà thôi cái kia chiếu ngươi nói như vậy hay vẫn là ta làm sai vậy sao trương tuyền kích động địa gọi ý của ngươi là ta cầm các ngươi tới lăng xê vậy sao nói thật nàng mạnh mà đứng lên một khắc thực đem trần húc cho hù đến rồi bởi vì nàng phải dựa vào tại mái nhà biên giới không nghĩ qua là tổ thực té xuống rồi. Trần Húc vội vàng lơ đãng lui về phía sau hai bước. Hòa hoãn thoáng một phát ngữ khí nói, ta hay vẫn là câu nói kia, ta không thói quen bằng đại ác ý đi phỏng đoán người khác. Vị bạn học này, ta muốn có một số việc chúng ta có thể hảo hảo thương lượng một chút, bởi vì thầy của ta đang quyết định đem bán cái này nguyễn kiện thời điểm cũng đã nghĩ tới ba biệt tháp sẽ cho các người những này tiếng nước ngoài học viện chính học sinh nhóm, đám bọn họ mang đến cái dạng gì hậu quả nhưng là vì cái này nguyễn kiện tác dụng thật sự quá lớn cho nên không có biện pháp chỉ có thể hy sinh các ngươi đương nhiên ngươi đừng kích động lão sư ta hay vẫn là rất hy vọng có thể cho các ngươi mang đến một ít đền bù tổn thất đấy s công ty lúc đó chẳng phải làm đi một tí yêu cầu bản thảo hoạt động sao chỉ cần các người nguyện ý ta nghĩ nhiều như vậy điển tịch phiên dịch tới không đói chết ngươi đi nhưng là đây không phải là ta nhiều năm như vậy cố gắng giá trị ta không phải là vì học được nhiều năm như vậy ngoại ngữ cuối cùng đi làm một cái tên nhân viên đấy. Nhưng ngươi càng không thể cố gắng nhiều năm như vậy về sau vừa chết chi, ngươi không phụ lòng của ngươi người nhà sao. Trương Tuyền nghe được câu này sau đã trầm mặc, bởi vì nàng biết rõ, chính mình vừa chết, người đối diện ở bên trong hội tạo thành hơn một cái đại đà kích. Trần Húc chứng kiến sắc mặt của nàng do dự, vươn tay nói, đến, trở lại. Ta có thể đại biểu lão sư ta cho ngươi cam đoan. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi làm tốt an bài đấy người tốt nhất tin tưởng ta lão sư năng lực người như vậy vừa chết rất có thể thực đúng là bạch chết rồi nghe trần húc nói như vậy trương tuyền điệt sắc mặt do so dự xuống có chút do so dự sau này nhìn thoáng qua vô ý thức hướng phía trước đi hai bước đúng vào lúc này trần húc giống như con báo đồng dạng vọt ra ôm đồm lấy nàng sau này vùng trực tiếp tựu đem cô bé này cho ném tới sau lưng nàng mấy cái nữ đồng học trên người cái này vài cái hộp khởi thước rơi ai đều không có kịp phản ứng lại nhìn lúc trương tuyền đã bị nàng mấy cái đồng học một mực ôm lấy xem như tạm thời thoát ly nguy hiểm phía dưới các học sinh một hồi tiếng kinh hô bất quá khá tốt cuối cùng nhất không có tai nạn chết người ngoại trừ cực cá biệt tâm lý biến thái địa lắc đầu thở dài mắng trần húc bắt chó đi cày sen vào việc của người khác bên ngoài những người khác ngược lại thật sự thở dài một hơi trần húc lúc xuống lầu nghe được mấy nữ sinh đối với hắn nói cảm ơn mới vừa rồi còn một bộ hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi bộ dạng bất quá hiện tại mọi người đều biết trần húc mục đích là vì cố ý khích tướng dù sao kết quả cuối cùng nhất hay vẫn là cứu được một cái mạng đó a à. xuống lầu về sau trần húc tự chứng kiến trong đám người quản dịch giống như cười mà không phải cười khuôn mặt nghinh đi qua ơ ờ, anh hùng cứu mỹ nhân à trần húc cười khổ một tiếng trương tuyền lớn lên lại không xinh đẹp thuộc về cái loại này ném tới trong đám người trên cơ bản tự tìm không thấy đại chúng mặt hắn hỏi theo ngươi đến xem cái này phiên dịch ra đến cùng có nên hay không nên xuất hiện Quản dịch cười cười, cái này tự nhiên là không thể nghi ngờ địa phương. Phiên dịch ra địa ý nghĩa tự nhiên là chính diện xa xa lớn hơn mặt trái, nàng gom góp tới nhỏ giọng nói, kỳ thật hiện tại tất cả mọi người biết rõ, tạo thành hôm nay tiếng nước ngoài học viện đệ tử tìm không thấy công tác địa nguyên nhân thực sự là quốc gia chính sách sai lầm. Bởi vì cho dù SMMS đại thần không xuất ra đầu, tiếp qua cái 10 năm 20 năm, chỉ sợ cũng phải có thiên tài cấp lập trình viên làm ra cái này sản phẩm. Cho đến lúc đó, lại có tối thiểu một lượng thế hệ là triệt để hủy đấy. Trần Húc kinh ngạc nhìn xem quản dịch, vì vậy nữ nhân đúng là nói chúng rồi chuyện này yếu điểm. Hoàn toàn chính xác ba biệt tháp phiên dịch ra cái này nguyễn kiện tựu là trong tương lai vài thập niên nội phát minh đấy. Nhưng quản dịch cười cười, nói, kỳ thật quốc gia cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu chú trọng đến phương diện này. Hôm nay học vị chứng nhận không cùng tứ cấp chứng nhận móc nối tựu là quốc gia một cái chính sách thể hiện, chỉ có điều không nghĩ tới SMMS lão đại tốc độ nhanh như vậy mà thôi. Dừng thoáng một phát, quản dịch nhìn xem tại mọi người nâng chung hạ lâu trương tuyền, thở dài một tiếng nói, nhưng nói thật, thế hệ này đem tinh lực trọng điểm ra ngoài ngữ học tập bên trên bọn này đệ tử, trên cơ bản xem như toàn bộ hủy. Trần Húc cũng phát ra thở dài một tiếng, có cái gì không phương pháp có thể giúp bọn hắn một bà. Nhìn xem quản dịch nhìn thật sâu chính mình liếc, Trần Húc buông buông tay, bất kể thế nào nói luôn ta vị kia lão sư làm ra đến, một thế hệ cũng không thể nói cứ như vậy nói hủy sẽ phá hủy đấy. Quản dịch thở dài nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình hiện tại s công ty đẩy ra ở tuyến phiên dịch nhiệm vụ rất tốt tối thiểu có thể duy trì một thời gian ngắn dù sao rất nhiều nước ngoài sáng tác đều không có phiên dịch tới nhưng cái này cũng hoàn toàn chính xác không phải cái gì trường viễn đích phương pháp xử lý chính thức trên ý nghĩa trường viễn biện pháp hay là muốn bọn hắn học tập đến mới đích mưu sinh kỹ năng nhưng bọn hắn trước đây chỗ trả giá hết thảy đều chẳng khác gì là lãng phí một cách vô ích cái kia lại để cho bọn hắn một lần nữa học tập như thế nào Trần Húc nói: Dịch hủy hàn S công ty liền chuẩn bị áp dụng loại làm này, xuất tiền tài trợ một ít đại học, sau đó lại để cho những này tìm không thấy công tác tiếng nước ngoài chuyên nghiệp các học sinh một lần nữa đến những chuyên nghiệp khác đi học tập 2 năm, học phí phương diện tự do S công ty gánh chịu. Như vậy bọn hắn học tập về sau lại tìm không thấy công tác, vậy thì trách không được bất luận kẻ nào rồi. Quản dịch gật đầu nói: này cũng đích thật là cái phương pháp, dù sao hiện tại SMMS là lợi nhuận hồ lô bồn đầy bát rồi lấy ra một bộ phận tiễn làm làm loại chuyện này cũng có thể kiếm được rất lớn danh tiếng. Dù sao việc này hiện ở trong nước khá tốt, nước ngoài đều náo điên rồi. Trần Húc gật đầu biểu thị ra giải, trong nước hôm nay có dư luận quản chế hoàn toàn chính xác khá tốt, nhưng hiện tại chạy đến một ít diễn đàn đi lên xem, đều có thể chứng kiến rất nhiều người tại cuồng mắng. Thứ nhất là mắng cái này phiên dịch ra nhuyễn kiện, còn có tự là mắng chính phủ chính sách, tại sao phải đem anh ngữ mang lên cao như vậy đích trên vị trí về sau lại té xuống ở trong đó tự nhiên là không thể thiếu một ít lưới đặc ở sau lưng trợ giúp. Nhưng loại chuyện này, dù sao rất không hài hòa à. Mà ở nước ngoài sẽ không có đơn giản như vậy. Dù sao học tập thứ hai ngôn ngữ thật sự là một kiện phi thường đau đầu hơn nữa lãng phí thời gian sự tình, nhất là Á Châu những này không phải tiếng Latin hệ quốc gia. Cho nên hiện tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc kháng nghị âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước, hiện tại mỗi ngày đều có người tại chính trước cửa phủ du hành hoặc là tính tọa kháng nghị. Hoặc là kháng nghị chính phủ, hoặc là chống lại phiên dịch ra xâm lấn. Nhưng nói như thế nào đây, phiên dịch ra cái này nguyễn kiện ý nghĩa trên cơ bản cũng đã là chiều hướng phát triển, không có bất kỳ một quốc gia có thể bỏ qua cái này nguyễn kiện mang đến nhanh và tiện tính. Đây cũng là dịch thủy hàn bọn hắn sở dĩ dám đem cái này phiên dịch ra định giá cao như vậy nguyên nhân. Bọn hắn không mua không được, nghe nói trên quốc tế đã có người treo giải thưởng 100 triệu đô la, hy vọng có thể phá giải cái này nguyễn kiện, nhưng Trần Húc đối với có thể cho mình kiếm tiền đồ vật tính an toàn trước sau như một là phi thường mẫn cảm đấy. Tại ba biệt tháp phiên dịch ra sát ngoài bên trên lại ra cố một tầng, trên cơ bản cái thế giới này là không ai có thể phá giải đấy. Tối thiểu tại 40 năm nội là không thể nào có người có thể làm được. Về phần một ít quốc gia kêu gào lấy cái gì lũng đoạn các loại tội danh, dịch thủy hàn cũng bay bổng hồi phục một câu, nếu như các người cảm thấy là lũng đoạn, như vậy bên ta đem đình chỉ đối với quý quốc nguyễn kiện lối ra. Những lời này vừa nói, lập tức sẽ không thanh âm hiện tại nhất vấn đề quan trọng là phiên dịch gia nhuyễn kiện nhanh và tiện tính thật sự quá mạnh mẽ không có bất kỳ một cái hy vọng quốc tế trao đổi quốc gia hội cự tuyệt thứ này cho nên bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền hoặc là cũng đừng dùng cái này là kỹ thuật bên trên tuyệt đối cường thế thì ra là ích tổ chức vấn đề lo lắng nhất một khi xuất hiện loại này siêu thời đại kỹ thuật như vậy mà tụ không còn là bất luận cái gì tài phiệt gia tộc, thế lực có thể lợi dùng trong tay quyền lợi cùng tiền tài có thể giải quyết được rồi đấy. Bởi vì cái gọi là quyền lực, cái gọi là tiền tài, tại loại này siêu thời đại kỹ thuật trước mặt hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì người ta đã có được cái môn này kỹ thuật, tự có thể có được đại lượng tiền tài, rất cao quyền lực, ai vậy cũng không ngăn cản được đấy. Đem làm pháp bảng xếp hạng phá lệ đem SMMS danh tự ghi tại niên độ thập đại phong vân nhân vật bên trên lúc, mọi người rất chờ mong. Vị này không có thân phận chân thật, chỉ có một danh hào mạng lưới chi thần, tên của hắn lúc nào có thể vượt qua bây giờ còn đang trên bảng xếp hàng thứ nhất Bill Gates. Ba biệt tháp phiên dịch ra sự kiện tại kế tiếp quốc gia cùng ép công ty một loạt chính sách cùng thủ đoạn hạ rốt cục lắng xuống. Mặc dù nói đích thật là bởi vì vì quốc gia chính sách mà đưa đến suốt một thế hệ thụ hại, nhưng dù sau đó cũng là không có cách nào sự tình. Thời gian không thể đảo lưu, chỉ có thể từ phía sau bắt đầu đền bù. Cái này như bây giờ đối với hoàn cảnh chính sách, đều là trước tiên đem hoàn cảnh như vậy dối tinh dối mù về sau lại phế càng lớn khí lực đến thống trị. S công ty tuyên bố xuất ra phiên dịch ra thu hoạch được lợi ích. Nhất là nước ngoài lợi ích, thực hành một bộ nguyễn kiện băng giúp một tên đệ tử chính sách, khai sáng S học tập quỹ ngân sách. S học tập quỹ ngân sách tác dụng ngay tại ở đối với những cái kia tiếng nước ngoài học viện tốt nghiệp nhưng tìm không thấy công tác đệ tử cung cấp một cái bảo đảm, bang giúp hắn tiền trả 2 năm học phí lại để cho hắn tiếp tục lưu lại đại học học tập những thứ khác chuyên nghiệp, sau đó dùng thân phận mới tốt nghiệp tìm được công tác. Cái này cách làm cũng là nguyên ở quốc gia chính sách, quốc gia hạ đạt phân kiện đối với những cái kia tìm không thấy công tác tiếng nước ngoài học viện sinh viên, cho cùng bọn họ một cái có thể lựa chọn những chuyên nghiệp khác hơn nữa học tập cơ hội. Mà cái này học phí toàn bộ miễn, một bộ phận do trường học ra, một bộ phận thì là do S công ty đến gánh chịu. Về phần học viện phân phối tựu là căn cứ ý nguyện của mình. Kỳ thật nói như vậy loại này chính sách chưa hẳn tựu là công bình, bởi vì coi như là cùng một trường học, bất đồng chuyên nghiệp chúng tuyển điểm cũng là không đồng dạng như vậy. Nhưng là vì chiếu cố những này tiếng nước ngoài chuyên nghiệp đệ tử, cho nên không có cách nào, chỉ có thể để cho bọn họ tới tùy tiện tuyển. Nhưng là đối với những học sinh này tốt nghiệp trảo cũng rất nhanh, cái này là nói sau rồi. Bất quá những làm này hay vẫn là rất hữu hiệu quả, tối thiểu đại bộ phận đệ tử mờ mịt cảm xúc cùng vấn đề cứ như vậy được giải quyết rồi, về phần số ít vẫn còn kháng nghị, cái kia hết cách rồi, lại để cho bọn hắn đi náo a. À? Hãy nói lấy Trung Quốc dư luận quản chế trình độ, cũng nhắc lên không dậy nổi cái gì sóng cồn đến. Kỳ thật những người này tựu là vì quốc gia hạng nhất chính sách sai lầm tính tiền thằng xui xẻo, kỳ thật loại này thằng xui xẻo rất nhiều, các mặt đều có. Nói thí dụ như hiện tại làm vinh dự không có phòng ở các đồng chí. Quốc gia đem bất động sản làm làm một cái trụ cột tính địa sản nghiệp vốn cũng không phải là cái gì anh minh quyết sách nhưng các nơi chính phủ đều hy vọng dùng địa sản đến động địa phương GDP. Điều này sẽ đưa đến hiện tại giá phòng tiếp tục tăng cao, xa xa vượt qua hiện tại dân chúng bình thường mua sắm năng lực. Nhưng hết cách rồi, quốc gia cần, cho nên loại chuyện này tự không cần nói nữa, dù sao phiên dịch ra cái này Nguyễn Kiện mang tới tốt lắm chỗ là vô cùng cực lớn, tối thiểu các học sinh không cần lãng phí thời gian đi học tập hắn tiếng nói của hắn rồi, cái này đối với tương lai bọn nhỏ chỗ mang đến ý nghĩa cũng là vô cùng lớn địa phương quốc gia hiện tại đã tuyên bố hủy bỏ trường học đối với anh ngữ cưỡng chế tính học tập mà cải thành tự học. Nhưng hiện tại trên cơ bản đã không có người đi học được, bởi vì rất nhiều người bi ai phát hiện. Bọn hắn cho dù học cả đời, đều chưa hẳn có thể theo kịp ba biệt tháp phiên dịch ra phiên dịch trình độ. Đã như vậy, học cái môn này ngôn ngữ còn có cái gì ý nghĩa? Đây thật là anh ngữ loại này quốc tế hóa ngôn ngữ chỗ tao ngộ đến một hồi thảm trọng nhất thất bại, toàn bộ Anh quốc đối với SMMS đều hận địa nghiến răng ngứa. Có thể quang hận không có một chút biện pháp, toàn bộ thế giới hiện tại hận SMMS cùng S người của công ty nhiều hơn, còn giận nhiều hơn không sợ cắn, khoản nợ nhiều không áp thân, cũng tự không sao cả rồi. Đem làm cái này một trận gió sóng chậm rãi thở bình thường lại thời điểm, đã mắt thấy đã đến cả tháng 7. Nói cách khác, theo lập tức nghỉ, Trần Húc bọn hắn cuộc sống đại học cứ như vậy chính thức vượt qua một phần tư, đem nghênh đón bọn hắn cái thứ nhất đại học nghỉ hè. Đối với Trần Húc bọn hắn mà nói đây chỉ là đại nhất chấm dứt, nhưng là đối với đại học năm bốn địa tốt nghiệp mà nói, đây chính là bọn họ cuộc sống đại học chấm dứt. Mấy ngày nay mỗi lúc trời tối cửa trường học tiệm cơm ghế lô đều là đầy, mỗi lúc trời tối đều có thể chứng kiến một đám say khướt người tập thể rắt xíu lấy dọc theo đường. Còn có chút say khướt khóc lớn cười to kêu to đại náo địa phương. Cái này là ly biệt sao, nhìn xem một màn này màn cảnh tượng Trần Húc có chút hoảng hốt. Bởi vì hắn nghe vương đống lão đại nói, tự bổn viện một đôi đại học năm bốn tình lữ ngay tại ngày hôm qua phần đích tay, bọn hắn cơ hồ ngay tại đại nhất vừa khai giảng không bao lâu tựu ở cùng một chỗ. Nói chuyện nhanh 4 năm, trên cơ bản sự tình gì có thể làm cũng đều làm xong. Tất cả mọi người cho là bọn họ có thể cùng nhau đi đến hôn nhân cung điện bên trên lại thật không ngờ hai người bởi vì công tác vấn đề mà quyết tuyệt chia tay. Không thể không nói, Trần Húc đối với tại cuộc sống bây giờ còn bảo chỉ một loại gần như tại cổ tích giống như thành kính. Cổ tích câu chuyện đều là như thế nào hay sao? Vương tử công chúa, còn có áo rồng phối hợp diễn nhóm, đám bọn họ mọi người cuối cùng hoan hoan nhạc nhạc địa sinh hoạt lại với nhau. Thẳng đến vương tử già rồi biến thành hói đầu địa quốc vương. Công chúa biến thành ghen tị vương hậu, sau đó tiếp tục hãm hại đời sau địa vương tử đám công chúa bọn họ, hoặc là lại nuôi vài đầu ác long. N. Tây Phương viết lách nhóm, đám bọn họ chính là như vậy kéo số lượng từ đấy. Nhưng lời nói thật nói Trần Húc đối với ở hiện tại mọi người tách ra thật là có chút khó có thể tiếp nhận. Nhất là đem làm bên người đã không có quản dịch, đã không có cao hiểu tiết, đã không có chạm tinh thời điểm. Cái loại cảm giác này lại để cho Trần Húc cảm thấy trong nội tâm hoang mang rối loạn đấy. Hắn chán ghét ly biệt, nhưng hắn cũng biết, cái thế giới này không có không tiêu tàn yến hội. Cho nên Trần Húc rất sợ, không biết nên như thế nào đối mặt 3 năm sau hôm nay. Tiếp qua 3 năm, hắn cuộc sống đại học cũng muốn đã xong. Mà bây giờ, đã đã xong một phần tư, nghỉ hè tính thế nào, ngay tại mọi người chuẩn bị mua xe phiếu vé lúc trở về quản dịch đột nhiên bật đi ra hỏi, mọi người vội vã về nhà sao? Bằng không thì, cùng đi ra du lịch như thế nào? Xem quan, quản dịch cái này tâm tư của nữ nhân chắc hẳn các độc giả đều có lẽ có chỗ hiểu rõ. Nữ nhân này cùng Trần Húc bọn hắn bất đồng, nàng cùng phụ thân đã hẹn ở 4 năm tự do thời gian, tự nhiên là đem nghỉ đông và nghỉ hè cũng coi như bên trên đấy. Nghỉ hè dài dòng buồn chán 2 tháng, nàng cũng không muốn cứ như vậy sao lãng đi rồi, cho nên lúc này thời điểm nàng liền không nhịn được muốn ước bên trên Trần Húc cùng đi ra chơi. Hoặc là thẳng thắn điểm mà nói, tự là hảo hảo lợi dụng như vậy một cái hạ thiên. Lại nhìn quan, kỳ thật từ lần trước mế ngóa đức cùng từ phát thành đánh lén Trần Húc lần kia sự kiện về sau, Trần Húc cùng quản dịch quan hệ trong đó tự không hề đơn thuần. Nụ hôn kia tuy nhiên không có người trông thấy, nhưng người trong cuộc nhưng trong lòng đều là lòng dạ biết rõ đấy. Chỉ là kế tiếp, Trần Húc mẹ đột nhiên xuất hiện làm ra lớn như vậy một cái ô long về sau, hơn nữa Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết quan hệ trong đó cũng đồng thời gần như mập mờ, cho nên hai người này oan nghiệt dây dưa tự tạm thời đều tại giả bộ hồ đồ, mọi người còn dựa theo lấy trước kia loại quan hệ ở chung, cũng nhìn không ra cái gì đầu mối đi ra. Quản dịch lần này vốn là muốn một mình cùng Trần Húc vượt qua mùa hè này, nhưng nàng hiện tại lại có chút tại tâm không đành lòng rồi. Bởi vì này tự là tình yêu, quản dịch người này có chút lớn tiểu thư tính tình, dựa theo nàng thuyết pháp, nàng muốn có được đồ vật gì đó nơi nào sẽ đi để ý người khác cảm thụ nhưng là dần dần nàng phát hiện mình khả năng thực đúng là yêu mến trần húc rồi cho nên lúc này thời điểm tự khó tránh khỏi hội đứng tại trần húc góc độ đi lên muốn nếu như mình cùng hắn ở cùng một chỗ như vậy ba năm về sau tốt nghiệp đại học chính mình tự do đã đến giờ đầu rồi trần húc làm sao bây giờ cho nên hiện tại quản dịch tựu hãm tại thật sâu trong mâu thuẫn nàng có thể khẳng định chính là nếu như mùa hè này chính mình cùng trần húc một mình cùng một chỗ như vậy tuyệt đối sẽ phát sinh một ít thiếu nhi không nên sự tình đến lúc đó tự khó làm rồi. Cho nên nữ nhân này tự suy nghĩ một cái chiêu, này này, mọi người cùng nhau du lịch đi được rồi. Các ngươi nhìn xem, cơ hội khó được ai. Quản dịch làm ảo thuật đồng dạng biến ra bốn chương vé máy bay, đắc ý nói, bổn tiểu thư vận may vào đầu, chúng giải thưởng lớn, ha ha, hay vẫn là hai cái. Dubai xong phiêu thiên du, đi tới đi lui vé máy bay à, vừa vặn chúng ta bốn người mỗi người một chương, có đi không, có đi không. Cái này bốn cái người, tự nhiên chỉ đúng là trần húc cao hiểu tiết trạm tinh còn có quản dịch chính mình rồi về phần cái này vé máy bay là làm sao tới đấy n tự nhiên cũng không cần nói dù sao nữ nhân này không thiếu tiễn về phần tại sao là bốn người đâu này bởi vì đã đến nghỉ hè rõ ràng không có sinh ý cho nên công chúa bánh ngọt điếm tạm thời cũng không cần phải mở cửa rồi cho nên ngô nguyên tự không nên lôi kéo bích hiên cùng hắn cùng nhau về nhà cái này chẳng khác nào là trở về gặp cha mẹ chồng rồi Kỳ thật Ngô Nguyên mẹ đã gặp đường Bích Hiên rồi, đối với nàng ấn tượng đặc biệt tốt, như Bích Hiên xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ hài tử, lại không có gì tâm kế, rất dễ dàng đã bị người ưa thích đấy. Cho nên Ngô Nguyên mẹ cũng rất mạnh liệt yêu cầu Bích Hiên nghỉ hè cùng đi, cho nên cuối cùng nha, Bích Hiên tự cùng Ngô Nguyên cùng một chỗ đi trở về. Mà hai choáng nha nghỉ thời gian tương đối sớm, cũng trở về Tây An rồi, căn phòng này từ ở bên trong chỉ còn lại quản dịch Trần Húc bốn người bọn họ, đang tại thu thập hành lý, còn không có có ly khai. Về phần tại sao muốn bốn người cùng một chỗ, đây cũng là quản dịch điểm này tiểu tâm tư tại quấy phá rồi. Nàng hiện tại nghĩ cách rất mâu thuẫn, ưa thích Trần Húc rồi lại không dám cùng hắn cùng một chỗ, nhưng là không hy vọng hắn cùng cao hiểu tiết hoặc là chạm tinh chính giữa một cái thuận thuận lợi lợi, danh chính ngôn thuận trở thành người yêu. Cho nên nàng lúc này thời điểm là đem cao hiểu tiết cùng chạm tinh hai cái đều kéo lên, như vậy ba nữ tử đồng thời cùng hắn cùng một chỗ, tự cùng bình thường đồng dạng, bảo trì một cái hoàn mỹ hình tam giác kết cấu, như vậy Trần Húc cũng sẽ không biết cùng trong đó cái nào chính thức tốt hơn. Ai, cái này là tiểu nữ nhân một ít phi thường không hiểu thấu nghĩ cách, nói xong đều có chút buồn cười, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, đã có như vậy vài phần mâu thuẫn phiền muộn. Dubai tại Vịnh khu trung tâm, Vinh dự Vịnh Minh Châu, là trên thế giới nổi tiếng du lịch thắng địa cùng buôn bán thánh địa, cũng là Vịnh khu mậu dịch trung tâm. Trên thế giới một người duy nhất thất tinh cấp khách sạn. Thuyền buồm đồng dạng Ả Rập Tháp khách sạn là ở chỗ này. Kỳ thật thế giới thượng quan phương quy định cao nhất khách sạn cấp bậc cũng chỉ có 5 sao, nhưng là vì Ả Rập Tháp thật sự là quá xa hoa rồi. Tổng cộng sử dụng 40 tấn hoàng kim với tư cách trang trí, hơn nữa cũng là toàn bộ thế giới cao nhất khách sạn. So Eiffel của điện bằng sắt còn cao, độ cao đạt tới 321 một m. Khách sạn đối với khách nhân đưa đón thì là thuần một sắc xa hoa Rolls nếu như người nguyện ý, có thể cân nhắc cưới phi cơ trực thăng trực tiếp theo khách sạn tầng cao nhất xuất phát. Đương nhiên, khách sạn giá cả cũng sẽ không biết tiện nghi, bình thường gian phòng mùa ế hàng thời điểm đều cần 1.000 đô la một ngày, mà bây giờ cả tháng 7, đúng là thế giới du lịch giờ cao điểm, cái giá tiền này tự nhiên không cần nhiều lời. Bà mẹ nó, một vạn 8 đô la cả đêm, Trần Húc đếm trên đầu ngón tay, một vạn 8 đô la một ngày, ở một tuần lễ muốn 12. 6 vạn, một tháng tựu là 54 vạn, hay vẫn là đô la, bất quá, tiện nghi, 54 vạn đô la mà thôi, bán bên trên 108 trương phiên dịch ra Nguyễn kiện tự lợi nhuận trở lại rồi. Nói thực ra tại biết rõ Trần Húc Đính Dubai Arab Rập tháp khách sạn siêu hào hoa phòng sau quản dịch cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì chỗ đó giá phòng thế nhưng mà thật sự giá trên trời. Nàng vốn muốn đi Dubai mọi người tùy tiện tìm cũng không tệ lắm khách sạn ở ở coi như xong, nhưng nào biết được Trần Húc trực tiếp tự dự chi một tuần lễ tiền thuê nhà. Trần Húc Đính chính là Dubai Arab Rập tháp khách sạn phòng cho Tổng thống hay là hắn xin nhờ dịch hủy hàn hỗ trợ đính, nếu không dùng Trần Húc như vậy một đệ tử thân phận, cho dù có tiền, cũng đính không đến cái này khách sạn. Đương nhiên, Trần Húc lần này tìm dịch thủy hàn dùng đúng là Trần Húc thân phận của mình. Dịch thủy hàn hôm nay cũng hô SMMS gọi lão sư, cho nên hắn cũng muốn hô Trần Húc làm là sư huynh. Đối với tiểu sư huynh, dịch thủy hàn ngược lại là không có ý kiến gì, hơn nữa Trần Húc cũng không có lại để cho hắn đảo S công ty tiến. Dù sao dịch thủy hàn cũng không biết Trần Húc thân phận chân thật, nếu như Trần Húc dùng hắn sự thật thân phận đến hoạt động dùng ép công ty tài sản, dịch thủy hàn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bởi vì tại hắn xem ra, những này tài sản ngoại trừ SMMS, không có bất kỳ người có tư cách sử dụng, cho dù là chính bản thân hắn, cũng chỉ là dẫn tiền lương băng giúp SMMS quản lý số tiền kia, hơn nữa kiếm được tiền nhiều hơn mà thôi. Dịch thủy hàn ra mặt, tự nhiên là nhẹ nhõm dối tinh dối mù. Khách sạn phương diện thậm chí cấp ra khách quý cấp 80% giảm giá ưu đãi, cũng bởi vì hiện tại phiên dịch ra đại nhiệt. Phải biết rằng, Dubai là một cái du lịch thành thị, tới nơi này vấn đề lớn nhất tựu là ngôn ngữ, mà phiên dịch ra xuất hiện cố nhiên là khiến cho rất nhiều phiên dịch đã mất đi công tác của mình, nhưng lại cho bọn hắn hấp dẫn càng nhiều nữa du khách. Hiện tại du khách chỉ cần mang theo một đài laptop hoặc là điện thoại là có thể sử dụng thế giới các loại ngôn ngữ. Cái này đối với cái này cái du lịch quốc gia mà nói là phi thường thụ lợi đấy. Nhưng là 80% giảm giá xuống tiền này cũng không ít muốn nói đính khách sạn số tiền kia vườn hoa tâm không đau lòng. Nói thực ra Trần Húc còn thật sự có chút ít đau lòng. Tuy nhiên những số tiền này đối với hắn mà nói đã không tính là cái gì, nhưng dù sao giá tiền này hay vẫn là quá đắt à. Trần Húc đã lớn như vậy, đừng nói là một vạn 8 đô la một ngày khách sạn. Mà ngay cả một ngàn tám nhân dân tệ một thiên địa khách sạn đều không có ở qua. Nhưng Trần Húc tâm tình kỳ thật cũng có thể hiểu được. Tất cả mọi người là người bình thường, Trần Húc cũng không quá đáng tự là so người bình thường nhiều hơn một đài siêu cấp máy tính, sau đó nhiều buôn bán lời nhiều tiền như vậy mà thôi. Ách, cái này cũng không quá đáng khả năng có chút quá phận, dù sao hắn hiện tại sở được đến cơ hồ tựu là người bình thường cả đời địa mộng tưởng rồi. Nhưng là phải biết rằng, Trần Húc đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực, cũng không quá đáng tựu là một người bình thường. Người, từ nhỏ ngang hàng, đương nhiên lời này khả năng có người chọn đâm, tiếng người sinh hạ đến bởi vì gia đình điều kiện chờ chờ nguyên nhân khác, bản thân tựu không tại một cái hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy bên trên. Người có thể nói thế giới nhà giàu nhất hài tử cùng trong sơn thôn hài tử là hoàn toàn ngang hàng đấy sao? Lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng là người vô cùng nhiều bản tính, ví dụ như hướng tới tốt sinh hoạt, so sánh. N, ưa hưởng thụ đây đều là nhân chi thường tình. Cho nên, người bình thường đột nhiên đạt được một số tiền lớn về sau, còn có thể hội cam tâm hợp lý cái tiểu dân chúng, mỗi ngày màn thầu dưa muối như vậy địa sinh hoạt sao? cho dù có, cái kia cũng rất ít, mà Trần Húc cho là mình chính là một cái tục nhân, muốn cho hắn có tiền nhưng còn chứa cùng lấy trước kia dạng. Hắn cũng trang không đi ra, dù sao cũng không thể cùng rất nhiều oai oai trong tiểu thuyết vinh nhục không sợ hãi nhân vật chính nhóm, đám bọn họ đánh đồng hà. Mà lần này bỏ tiền rút không ít, Trần Húc cũng có một cái rất tốt lấy cứ tự là lần này ba biệt tháp phiên dịch ra nhuyễn kiện. Hắn là tự xưng chính mình giúp SMMS một ít chuyện nhỏ, cho nên đã nhận được lão sư cho một ít phân thành về phần cái này cụ thể con số là bao nhiêu, còn có hắn cái này chuyện nhỏ rốt cuộc là cái gì. Trần Húc tự một bộ thần thần bí bí bộ dáng, chưa đủ vi ngoại nhân đạo. Nghe nói Trần Húc đính chính là thế giới xa hoa nhất địa khách sạn xa hoa nhất một gian phòng, tuy nhiên mấy cái nữ hải đều oán trách Trần Húc xài tiền bậy bạ. Nhưng đã đính cũng đã đính rồi, cơ hội tốt như vậy nói không chừng tựu là đã qua cái này thôn sẽ không cái này điếm rồi. Vốn cao hiểu thiết cùng trạm tinh đều ý định thu thập hành lý về nhà, nhưng là lúc này thời điểm cũng đã rất có đi ra ngoài đùa xúc động rồi xuất ngoại chơi ai hay vẫn là ở thế giới xa hoa nhất phòng cơ hội này thật sự rất khó khăn được cũng không thể đơn giản buông tha coi như là chạm tinh như vậy lạnh nhạt điện nữ hài tử đều bề ngoài hiện ra một loại ước mơ cái này là người à nhân chi thường tình mà xuất ngoại hộ chiếu tiến hành tuy nhiên muốn phí bên trên một ít công phu nhưng là cũng không có làm trễ nãi bao nhiêu thời gian mấy ngày nay mấy nữ hài từ tựu đắm chìm sắp tới sắp xuất hiện quốc du lịch vui sướng chính giữa. Trần Húc gọi điện thoại về nhà cùng phụ mẫu nói mình nghỉ hè tạm thời trước không quay về, đi Dubai chơi bên trên một chuyến, ở ở trên thế giới xa hoa nhất khách sạn. Vừa nói như vậy mà ngay cả Trần Húc phụ mẫu đều có chút ghen ghét chính mình đứa con trai này rồi. Kháo, chúng ta còn chưa có đi qua đây này, nhưng Trần Húc phụ mẫu thực sự không thế nào hoài nghi. Bởi vì Trần Húc mẹ sau này trở về cũng đã nói có quan hệ quản dịch sự tình bọn hắn cũng đã tiến hành một ít điều tra trần húc phụ thân dược nhà máy hôm nay tựu là cùng lưu lăng thiên tra của hắn cùng một chỗ hợp tác đấy mà lưu lão bá tắc thì rất hàm xúc nói cho trần húc phụ thân quản gia cùng bọn họ hiện tại tài sản tuyệt đối không phải đồng nhất cấp bậc bên trên đấy cho nên trần húc phụ mẫu đã muốn làm nhưng địa nhận thức vì lần này dùng tiền là quản dịch vườn hoa nhưng trên thực tế nữ nhân này chỉ là đã ra mấy ngàn khối tiền mua bốn chương vé máy bay mà thôi kỳ thật trên thực tế quản dịch vốn là muốn mua vé tàu, bởi vì mấy ngày nữa thì có một chiếc xa hoa du thuyền theo Thượng Hải trên đường đi Dubai. Nếu như là ngồi loại này xa hoa du thuyền, cái kia tự nhiên là phong quang thích ý lãng mạn phi phàm, cái này một chuyến lữ hành tự nhiên cũng là như công chúa vương tử, tuy nhiên thực sự không phải là hai người một mình ở chung, nhưng lần này kinh nghiệm tại ba năm về sau chính mình ly khai trần húc thời điểm, cũng quả thực có thể hảo hảo suy nghĩ nhớ lại một loại. Nhưng đáng tiếc chính là, cái này đầu du thuyền bởi vì quá mức nổi danh lửa nóng, cho nên sớm đã bị đính không còn chỗ ngồi, cho nên hết cách rồi, chỉ có thể ngồi phi cơ đi. Lại nói trở lại, máy bay tốc độ nhưng là phải so du thuyền nhanh đến nhiều, nhưng vấn đề cũng ngay tại ở, máy bay mặc dù nhanh, nhưng nhanh đến không có chút ý nghĩa nào rồi. Ngồi ở du thuyền bên trên du lịch biển cả, đây mới thực sự là lãng mạn. Cho nên nói nữ nhân tựu là lãng mạn tù binh, có chút nữ nhân thậm chí hy vọng chính mình thà rằng có một đoạn Titanic tình cảm lưu luyến cũng không muốn cuối cùng một người cô độc sống đến sống quãng đời còn lại. N, ngôn tình tiểu thuyết cùng điện ảnh đã thấy nhiều, không có biện pháp. Cho nên nghe nói không có mua đến xa hoa du thuyền địa vé tàu. Ba nữ tử tính cả trạm tinh cũng nhịn không được tiếng buồn bã thở dài, lại để cho Trần Húc là trượng nhị hòa thượng sờ không tới ý nghĩ. Đem làm Trần Húc hỏi, quản dịch chỉ là bay bổng ném cho hắn một cái liếc mắt cầu nói, người lại không phải nữ nhân. Người sẽ không lý giải một chiếc xa hoa du thuyền lữ hành đối với tại chúng ta tới nói ý vị như thế nào. Nói thực ra Trần Húc đối với ngồi phi cơ hay vẫn là ngồi cano đều không có ý kiến gì cùng khái niệm. Bởi vì hắn đã lớn như vậy cũng chỉ ngồi quá tải xe cùng ô tô. Nhưng nhìn lấy tam nữ đều là cái này bộ dáng, Trần Húc trong nội tâm lại đột nhiên có loại muốn giúp các nàng thực hiện nguyện vọng địa xúc động. Cái này đại khái là là một loại phong hỏa đùa giỡn chưa hầu xúc động rồi. Xem quan, đây cũng không phải là là Trần Húc nhìn thấy Mỹ nhân tựu ngất đi. Mà trên thực tế, nếu như đổi chỗ mà xử, tin tưởng không có gì người có thể tại đây ba nữ hài tử trước mặt bưng lên cái gì cái giá đỡ. Nhất là Trần Húc cùng nàng ba người ở chung thời gian cũng có gần một năm, lẫn nhau tầm đó lại trải qua rất nhiều sự tình, tuy nhiên không có khả năng ba người đồng thời đều tính toán là mình người yêu, nhưng dùng một cái từ để hình dung tắc thì lại phù hợp bất quá. Hồng Nhan, Chu Lệ Vương phong hỏa đùa giỡn chư hầu, chỉ vì bác bao tử cười cười, đường minh hoàng một kỵ hồng trần phi tử cười, không người biết là cây vải đến, cũng không quá đáng chỉ là vì lại để cho Âu Yếm nữ nhân ăn được một ít mới lạ, tươi sốt bìa cây vải, Ngô Tam Quế sông Quan giận giữ vi hồng nhan. A, à, cái này nói tranh luận quá lớn, tự bất lực lệ rồi. Nhưng là một người nam nhân, tại chính mình có năng lực dưới tình huống, tự nhiên cũng là hy vọng có thể lại để cho Hồng Nhan chi kỳ của mình hoàn thành tâm nguyện đấy. Đây là một cái nam nhân ứng việc, cho nên nhìn xem ba nữ tử hướng về phía cái kia chiếc gọi là Alexu thuyền ảnh chụp than thở thời điểm, Trần Húc Phụng trộm triển khai hành động. Alex số đích thật là một chiếc rất lớn du thuyền. Đương nhiên, so về thế giới đỉnh cấp địa mấy chiếc xa hoa du thuyền, cái này chiếc thuyền còn không tính là cái gì. Alex số là một chiếc 10 vạn tấn cấp bậc cỡ lớn du thuyền, tổng cộng có tầng 15 bong tàu. 800 tên thuyền viên, trên thuyền gian phòng có được 1.200 cái, dài đến gần 300 mét. Đây thật là một cái vô cùng đốt tiền đồ vật, phải biết rằng quang hàng năm bảo dưỡng phí phải hơn mấy chục, thậm chí mấy trăm vạn đô la. Đương nhiên, thành phẩm như vậy cao, sử dụng lên một cái giá lớn tự nhiên cũng là vô cùng đại địa cái này một cái giá lớn tự phản ứng tại vé tàu bên trên bất quá những số tiền này đối với trần húc mà nói không tính là cái gì đem làm phiên dịch ra cái này nguyễn kiện toàn cầu đại nhiệt về sau trần húc phát hiện mình cũng đã có thể chế tạo một đầu xa hoa du thuyền rồi bất quá cái này hoàn toàn không cần phải so sánh dưới trần húc đối với hàng không mẫu hạm hứng thú càng lớn hơn một chút nhưng vấn đề là Trung Quốc kẻ có tiền cũng rất nhiều, đối với rất nhiều kẻ có tiền mà nói điểm này vé tàu cũng coi như không thể cái gì, cho nên cái này chiếc Alex số sớm đã bị đính phiếu vé đính không còn. Phải biết rằng du thuyền không giống với chuyến bay, Alex số tuy nhiên không coi là nhiều nổi danh, nhưng cũng là Trung Quốc tiến về trước Dubai tốt nhất địa một chiếc du thuyền rồi, chỉ là một chuyến thời gian tự cần nửa tháng, lúc bình thường còn cần nghỉ cả. Cho nên cái này chiếc du thuyền vé tàu bán thế nhưng mà vô cùng nhanh. Trần Húc đến trên mạng tìm thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không tìm được bò đảng, nhưng thấy có người tuy nhiên tại bán ra vé tàu. Nhưng chỗ thương vị cũng không tốt, đã như vậy còn không bằng thành thành thật thật ngồi phi cơ đi qua. Trần Húc còn xin giúp đỡ dịch hủy hàn, nhưng dịch hủy hàn tỏ vẻ mình cũng không có biện pháp. Bởi vì hắn cũng không thể đi theo mấy cái đính qua phiếu vé các phú hảo nói, các người đừng đi rồi, đem vị trí lưu cho ta đi. Cho nên mắt thấy Alex số hậu thiên muốn xuất phát rồi, Trần Húc lúc này thời điểm lại một chút biện pháp đều không có. Đương nhiên hắn muốn đính vé tàu sự tình cũng không có nói cho quản dịch các nàng. Cái này ba nữ tử nhi tuy nhiên bởi vì không cách nào ngồi trên xa hoa du thuyền mà có chút tiếc nuối. Nhưng kỳ thật cũng cũng không có như thế nào đặc chớ để ở trong lòng. Mắt thấy vé máy bay ngày đã ở tức, cho nên ba người hiện tại cũng rất nóng bỏng địa tại thu thập chuẩn bị xuất ngoại địa hành lý. Mà đúng lúc này hậu, một cái chuyển hướng đã xảy ra. Ngay tại Trần Húc bọn hắn đã đối với du thuyền tuyệt vọng, chuẩn bị ngồi phi cơ tiến về trước Dubai thời điểm đột nhiên một đầu tin tức truyền đến, vì cảm tạ S công ty đẩy ra ba biệt tháp phiên dịch ra nhuyễn kiện vi Dubai mang đến cực lớn cống hiến cùng tiện lợi tính. Dubai vương tử Hamdan ma tó ẩm chân thành mời S công ty cao cấp người phụ trách tiến về trước Dubai du lịch hơn nữa tiến hành chiều sâu hiệp đàm, dùng tăng cường song phương hợp tác quan hệ. Đến lúc đó, ma tó ẩm vương tử đem tự mình điều khiển trên thế giới xa hoa nhất Dubai số tư nhân du thuyền tiến về trước Thượng Hải, hơn nữa nghênh đón khách quý đi Dubai nghỉ phép. Mà ma, ma tó ẩm vương tử đến thời gian, tự là ba ngày sau đó. Tin tức này thật sự là quá kịp thời rồi. Dubai số là hôm nay Dubai kẻ thống trị tạ hách mà tó ẩm món tiền khổng lồ chế tạo trên thế giới xa hoa nhất tư nhân du thuyền. Toàn trường 525 thước Anh, tương đương với 157 mễ chiều dài. Giá trị chế tạo cao tới 2 tỷ đô la, cùng 2005 năm chính thức xuống nước. Tại nước Nga dầu mỏ trùng, thì ra là Josie lão bản A bố kéo Abramovic mới thuyền nhật thực số còn không có có thành công kiến tạo hoàn tất trước khi Dubai số tự là hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất. Có thể nói, Dubai số thật sự là so Alex số cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc, có thể leo lên cái này chiếc thuyền, cái kia không chỉ có riêng chỉ là tiền tài vấn đề, còn có thân phận, cao cao tại thượng thân phận. Nhưng là Trần Húc bọn hắn tự dính cái này quang. Dubai số tiến về trước Thượng Hải sự tình hay vẫn là dịch thủy hàn chuyên môn gọi điện thoại cùng Trần Húc nói, trong điện thoại trước sau như một nghiêm túc dịch thủy hàn dùng một loại rất là nghiền ngẫm hình như là huynh trưởng cố ý kích thích ấu để cái chủng loại kia ngữ khí nói tiểu sư huynh ta không thể không thật đáng tiếc hỏi ngươi các ngươi lên phi cơ đi dubai sao n nếu như không có ta tại đây băng giúp các ngươi cho tới bốn chương hào hoa khoang thuyền vé tàu bất quá là một gian phòng cho tổng thống à ngươi cùng cái kia ba nữ tử nếu như còn tại thượng hải vậy ngày mai ta tự đi đón các ngươi bởi vì một vị SMMS đã từng nói qua trước nhập môn người vi trường, cho nên dịch thủy hàn tuy nhiên không so trần húc lớn hơn vài tuổi, nhưng cũng là muốn kêu một tiếng tiểu sư huynh. Kỳ thật chính thức cùng trần húc cái này nhập thất đệ tử tương so, dịch thủy hàn cũng không thể xem như SMMS môn đồ, bởi vì SMMS không có đã dạy hắn bất luận cái gì đồ vật, mà là kéo hắn một bả về sau thấy hắn người không tệ. Tự dứt khoát đem công ty giao cho hắn quản lý, nhưng cái này một quản lý Tự là vài tỷ, thậm chí tương lai trên trăm ước đô la chướng à. Mặt khác loạn thất bát tao đồ vật này nó tự căn bản không cần phải nói rồi Chỉ là cái này ba biệt tháp phiên dịch ra, căn cứ tài chính quyền uy nhóm Đám bọn họ dự đoán, cái này nguyễn kiện có thể cho s công ty mang đến lợi nhuận Tối thiểu nước ngoài khu có thể bán đi 100 triệu bộ đồ Thậm chí thêm nữa, 5.000 đô la một bộ, 100 triệu bộ đồ đâu này Cái này so đoạt tiền đến còn nhanh à, nhưng nhiều như vậy địa tiễn SMS không hỏi một tiếng, trực tiếp lưu cho hắn công ty làm phát triển. Sĩ là chi kỷ người chết, đi ngược chiều núi đại đệ tử, dịch thủy hàn tự nhiên là cũng muốn bảo trì tối thiểu tôn kính. Đương nhiên hắn cái này tôn kính là không có bất kỳ sai lầm, vì vậy cái gọi là đại đệ tử, chỉ là ngụy trang mà thôi. Trần Húc hiện tại tiểu tại Thượng Hải, hơn nữa chuẩn bị ngày mai sẽ đi sân bay rồi, bởi vì tiến về trước Dubai, theo Thượng Hải ngồi A liên tù hàng không, 9 giờ có thể đến. Hơn nữa A à, liên tù hàng không nhiều lần đạt được cấp 5 sao công ty hàng không, phi hành an toàn, tiếp viên hàng không xinh đẹp, nhưng lại một miệng lưu loát tiếng chung, rất cảm thấy tình thiết. Bất quá hiện tại Trần Húc bọn hắn tự tự nhiên không cần ngồi phi cơ rồi. Ba nữ nhân tại nhận được tin tức về sau, cao hiểu tiết cùng quản dịch ôm cùng một chỗ kêu to đại náo, chạm tinh tuy nhiên rụt rè, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra đối với Dubai số hướng tới. Có thể ngồi trên như vậy một đầu xa hoa du thuyền, cái kia thật là cả đời cũng khó khăn được thể nghiệm hơn nữa là toàn miễn phí địa phương nhìn xem tam nữ biểu lộ trần húc nghiêng cổ suy nghĩ sau này mình muốn hay không cũng làm một chiếc du thuyền đâu này nghe bề ngoài giống như rất không tệ bộ dáng đương nhiên hắn càng có khuynh hướng chính mình làm một chiếc hàng không mẫu hạm nhưng đoán chừng quốc gia không để cho trải qua một đêm kích động không có nghỉ ngơi vừa dạng sáng ngày thứ hai dịch thủy hàn tự tự mình lái xe tới đến trần húc bọn hắn ngủ lại cửa tửu điếm tới đón bọn hắn bởi vì Trần Húc bọn hắn muốn tới Thượng Hải ngồi phi cơ, cho nên tự tại Thượng Hải tìm ra khách sạn ở lại. Dùng Trần Húc tính cách, một vạn 8 đô la một ngày khách sạn đều đính rồi, cái kia bình thường địa khách sạn cũng tự không sao cả rồi. Cho nên hắn tự cử tuyệt tìm một nhà bình thường mắt xích khách sạn nghĩ cách, tìm cái cấp 5 sao khách sạn ở. Nhưng nói thực ra, khách sạn 5 sao ngoại trừ bên ngoài xinh đẹp điểm phục vụ tốt một chút bên ngoài, thật muốn nói ở không so những cái kia hơn 100 khối tiền một ngày bình thường mắt xích khách sạn hiếu thắng đi nơi nào. Trần hút ngủ ở chỗ này hai ngày, buổi tối bị điều hòa đông lạnh địa bọc lấy chăn mền thiếu chút nữa cảm mạo, sau đó lắc đầu cảm thấy thật sự là rất không có lợi nhất. Dịch Thủy Hàn hiện tại với tư cách thượng hải gành danh nhân. Như loại này khách sạn 5 sao chính giữa cơ hồ không có người không biết hắn. Dịch Thủy Hàn xe là Hàng Nội, Hồng Kỳ, nhưng là xe của hắn hướng cửa Tửu điếm dừng lại, lại lập tức đều hấp dẫn ánh mắt chung quanh. Bởi vì ở chỗ này rất nhiều nước ngoài hàng hiệu xe con xe thể thao, những này chủ xe đều là người biết nhìn hàng xịn, loại này hồng kỳ người bình thường muốn mua cũng mua không được. Bởi vì đó là đặc chế chống đạn xe, trải qua lần trước gặp chuyện sự kiện về sau, còn có S công ty hôm nay địa vị cùng thế, quân đội chuyên môn cho dịch thủy hàn phân phối như vậy một chiếc xe. Dĩ nhiên đối với bên ngoài tuyên truyền là chính bản thân hắn dùng tiền mua, nhưng không ai biết rõ, cụ thể xài bao nhiêu tiền cái kia chính là người trong cuộc chính mình rõ ràng cái kia trạng thái dịch áo chống đạn lại để cho quân đội cùng công an hệ thống địa các đại lão kích động địa nước mũi đều nhanh đến rơi xuống rồi, như vậy đồ tốt cơ hồ tựu là không kiếm tiền dán tới đấy, một cỗ đặc chế chống đạn xe lại tính toán cái gì. Dịch Thủy Hàn là tự mình lái xe tới, không có hô lái xe. Bởi vì hắn cảm thấy cái lúc này không phải hắn bưng cái gì cái giá đỡ thời điểm, tại đối mặt SMMS đại đệ tử cùng các bằng hữu của hắn thời gian. Cái này mấy người bằng hữu cũng đều là cùng SMMS từng có cùng xuất hiện người à, cho nên dịch thủy hàn liền đem song phương định vị định nghĩa tại bằng hữu lên, cho nên hắn chỉ có một người rất tự nhiên đã tới. Chẳng qua là khi dịch thủy hàn đến trong đại sảnh thời điểm Trần Húc vẫn còn ôm gối đầu chảy đầy gối đầu nước miếng tại nằm ngáy o, o, lại để cho cái này công ty giá trị con người rất nhanh tự sẽ biến thành đại lục nhà giàu nhất cự đầu tự như vậy chống trơn địa bất đắc dĩ chờ ở khách sạn trong hành lang. Bất quá dịch thủy hàn cũng một chút cũng không nóng nảy, tuy nhiên hiện tại giá trị con người của hắn đã so trước kia không biết cao bao nhiêu ngàn tỷ lần, nhưng hắn biết rõ đây hết thảy đều là SMMS cho hắn đấy. Hơn nữa hắn gọi điện thoại cho Trần Húc thời điểm, Trần Húc cùng hắn đối thoại thái độ tựu là đem làm hắn là một người bạn đồng dạng. Trần Húc thằng này là trời sinh địa từ trước đến nay thuộc quen thuộc. Một điểm nịnh bợ ý của hắn cũng không có. Chủ yếu vấn đề là Trần Húc không cần phải nịnh bợ. Tiền kia đều là hắn đấy. Cho nên dịch thủy hàn đối với Trần Húc địa ấn tượng cũng rất tốt. Tuy nhiên xưng là tiểu sư huynh, nhưng kỳ thật là cái tiểu đệ đệ tiểu đệ đệ ham chơi lại rời giường đã chậm, đây cũng là thường tình. Này đây đem làm Trần Húc Thụy nhãn mông lung theo dưới thang máy lúc đến, dịch thủy hàn chính không vội không chậm ngồi ở trong hành lang uống trà. Mà khách sạn lui tới mọi người phát hiện vị này tương lai đại lục nhà giàu nhất dĩ nhiên là đang đợi một cái quần áo không chỉnh tề, xem tựa như đệ tử người, mỗi một cái đều là mở rộng tầm mắt. N. Trần Húc là mặc một bộ nhiều nếp nhăn tê sớt áo sơ mi cùng một đầu đại quần cộc xuống lầu đấy. Cái này tạo hình thật sự là, không có nói cho tốt rồi. đây là Trần Húc cùng Dịch Thủy Hàn lần thứ nhất tại trong hiện thực gặp mặt. Dịch Thủy Hàn cũng không biết kỳ thật trước mắt người này mới thật sự là giúp hắn SMMS. lúc trước hắn sớm đã bái kiến Trần Húc ảnh chụp, chứng kiến hắn cứ như vậy thụy nhãn mông lung địa ăn mặc một đầu đại quần cộc đi xuống thời gian. nhịn không được nhịn không được cười lên. tiểu sư huynh, người tối hôm qua khi nào ngủ đó a? À. Trần Húc không có ý tứ gãi gãi đầu, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt nhưng hắn một chút cũng không có cảm giác đến lạ lắm cười cười nói đều là mấy cái bản nương nghe bảo hôm nay muốn đi ép công ty đi thăm quá kích động rồi nói chuyện đã chậm làm hại ta khởi muộn như vậy ngươi không có đợi bao lâu a à. dịch thủy hàn ha ha cười cười khá tốt vừa rót ấm trà n bằng hữu của ngươi nhóm đám bọn họ còn không có xuống muốn hay không cùng một chỗ uống trà đợi các nàng a à. trần húc cũng không khách khí ngồi xuống về sau đầu qua chén trà nghe nghe nói cái gì trà à rất hương mà đại hồng bao A, à, Thanh nóng, N, Người có cần phải tới điểm bữa sáng a, tuy nhiên hiện tại đã 9 giờ, nhưng tối thiểu muốn trước kê lót thoáng một phát bụng." Trong lời nói mang thêm vài phần trêu chọc ý tứ hàm xúc, bởi vì Trần Húc ngày hôm qua cùng hắn hẹn rồi địa thời gian là 8 giờ. Bất quá cũng chỉ là chiêu chọc, thật giống như hai cái bằng hữu hẹn rồi gặp mặt, kết quả một phương đến chậm đồng dạng, mượn lý do này tỏ vẻ thoáng một phát chính mình rất nhỏ bất mãn nhưng hay vẫn là vui đùa ý tứ hàm xúc chiếm đa số. Trần Húc không có ý tứ nhếch môi cười cười, kêu lên phục vụ viên chọn một phần tạc tương mặt. Nhìn xem Trần Húc không có có hình tượng ăn địa hấp trượt hấp trượt đấy. Dịch Thủy Hàn ở một bên mỉm cười, lần thứ nhất gặp mặt, hắn cảm thấy tiểu tử này rất không tồi. Tuy nhiên loại này ăn cơm phương thức phi thường không có có hình tượng, nhưng điều này cũng làm cho nói rõ hắn không có đem làm chính mình là người ngoại. Thật muốn nói, hắn tuy nhiên băng giúp SMMS quản lý lấy lớn tài sản, nhưng trên thực tế hắn cũng không có Trần Húc cùng SMMS quan hệ thân mật, mà tên tiểu tử này vừa mới đại vừa kết thúc còn không có bên trên đại nhị, đại học năm 2, nhưng ngôn ngữ cử chỉ tầm đó lại là có thêm thuộc tại tự tin của mình cùng đặc điểm. Tuy nhiên tự hàn huyên vài câu, dịch thủy hàn cũng đã có thể cảm giác được hắn đối xử mọi người không kiêu ngạo không siểm nịnh, không nhìn trọng thân phận của đối phương, điểm này quả thực đáng quý. Một lát sau, quản dịch trạm tinh cùng cao hiểu tiết cũng xuống lầu rồi. Các nàng khởi ngược lại là sau Trần Húc sớm. Nhưng là tại cách ăn mặc bên trên nhưng lại rơi xuống một phen công phu. Dù sao các nàng cùng Dịch thủy Hàn thế nhưng mà chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Giúp nhau giới thiệu thời điểm, nghe được quản dịch tên của Dịch thủy Hàn có chút sửng sốt một chút, sau đó thử thăm dò hỏi, "Ngươi là Ellen tiểu thư?" Ellen là quản dịch địa anh văn tên, cũng là nàng trong gia tộc lúc đối ngoại địa xưng hô. Bởi vì quản dịch gia tộc ở nước ngoài đã có mấy trăm năm địa lịch sử rồi, lấy cái anh văn tên cũng không kỳ quái. Quản dịch không nghĩ tới dịch thủy hàn nhận thức nàng, khẽ cho mày sau đó cười nói, Ellen là của ta anh văn tên, bất quá đã tại Trung Quốc liền trực tiếp bảo ta quản dịch tốt rồi. Theo nàng trong lời nói dịch thủy hàn nghe ra thêm vài phần đặc thù ý tứ hàm xúc, nở nụ cười thoáng một phát sau vạch trần tới. Dùng dịch thủy hàn hôm nay thân phận địa vị, tự nhiên là đối với quản dịch gia tộc có chỗ hiểu rõ, hơn nữa cũng đánh đi một tí quan hệ, Trước khi bởi vì một lần cơ duyên xảo hợp hắn theo quản dịch phụ thân chỗ đó biết được nữ nhi bảo bối của hắn vậy mà cùng chính mình vị tiểu sư huynh là đồng học, mà hắn cũng biết, rất nhiều người cho rằng Ellen đại tiểu thư bây giờ còn đang Cambridge ở bên trong đọc sách, nhưng lại ít có người biết nàng chân thân vậy mà ở trong nước một chỗ cao cao không tới, thấp không xong đại học chính giữa vô ưu vô lực qua thuộc tại cuộc sống của mình. Dịch Thủy Hàn không phải lắm miệng địa người, cho nên cười một cái cũng tự cũng không nói gì phá. Mọi người tùy ý hàn huyên một hồi, ngược lại là cũng chỉ có cao hiểu tiết bất tranh khí có chút khẩn trương bởi vì tuy nhiên tiền tài cùng địa vị không thể ảnh hưởng mỗi người ngang hàng nhưng đối với cao hiểu tiết cái này hoàn toàn áo vải mà nói dịch thủy hàn hiện tại nhưng là không được đại nhân vật lời nói thô tục điểm người ta một cọng lông chân đều có thể so eo của mình thô cái này là tài đại khí thô cho nên tuy nhiên dịch thủy hàn chính là biểu hiện rất bình dị gần gũi nhưng cao hiểu tiết lại không có thể làm cho mình cùng trần húc Quản dịch như vậy, dễ dàng tự bảo chỉ tại một cái cấp những vị trí khác bên trên. Trần Húc là vì hắn mình chính là SMMS, dịch thủy hàn hôm nay địa hết thảy đều là hắn cho. Hắn có một len sợi áp lực mà quản dịch ra thế hiện tại còn xa so dịch thủy hàn hiện tại muốn cường đại hơn rất nhiều. Nàng càng là một chút cũng không sao cả, về phần chạm tinh, cô bé này Nhi vẫn luôn là như vậy lạnh nhạt, mặc kệ ngồi ở trước mặt nàng chính là tương lai đại lục nhà giàu nhất. Hay vẫn là hiện tại thế giới nhà giàu nhất, nàng đều là cái dạng kia. Cho nên nói cao hiểu tiết càng giống là một cái tiểu nữ nhân, bình thường tiểu nữ nhân, đây cũng là nàng có khác với quản dịch cùng Trạm tinh đấy, khác loại đáng yêu chỗ. Mấy người rất là tùy ý Hàn Huyên một hồi, Dịch Thủy Hàn chủ yếu còn rất là hiếu kỳ mấy người bọn hắn đệ tử tại sao biết SMMS, nhưng vấn đề này Trần Húc Tựu là thật thật giả giả, cao hiểu tiết thì là vẻ mặt sùng kính. Cho nên Dịch Thủy Hàn chỉ có thể cảm thán, mấy người bọn hắn đều là người may mắn, có thể tại không công bình ở bên trong lấy được SMMS lọt mắt xanh bất quá dịch thủy hàn cũng tại trong lòng tất tắc, tắc kêu kỳ lạ. Tuổi của hắn dù sao khá lớn, sự tình gì đều trải qua. Hơn nữa hiện tại hắn cái này địa vị, đập hắn mã thí tâm bốc địa người không biết có bao nhiêu. Cho dù hắn lần nữa từ chối, nhưng là dù sao tại Trung Quốc cái này rất giảng nhân tình thổ địa lên, có ít người mời hắn cũng không hay cự tuyệt. Tại những này trên yến hội, hắn không biết bái kiến bao nhiêu mỹ nữ, các loại tính cách đấy. Thanh thuần đấy, lãnh diễm đấy, các loại gái hồng lâu V, I, P hàng công sở tràn ngập tại những cái kia giao tế hội sở chính giữa, tự nhiên là không thiếu mỹ nữ thậm chí là đỉnh cấp mỹ nữ đấy. Sau này trước mắt cái này ba nữ tử mà nói, không kịp nhiều lại để cho thậm chí là còn hơn lúc trước nữ nhân hắn cũng không biết bái kiến bao nhiêu. Nhưng trước mắt cái này ba nữ tử mang cho hắn cái loại cảm giác này thật sự là không giống với. Bởi vì vi trên người các nàng cái loại này thanh thuần khí tức. Muốn nói thanh thuần, tại những cái kia cao cấp hộp đêm, tiệc rượu bên trên không thiếu như vậy nữ tử. Nhưng trà trộn tại loại này nơi nữ nhân, cái gọi là thanh thuần bất quá chỉ là một loại hấp dẫn nam nhân ngụy trang mà thôi. Có thể dưới mắt cái này ba nữ tử trên người đều có loại này đáng quý địa thanh thuần, đó là một loại kinh nghiệm sống chưa nhiều địa thể hiện, nhưng cũng là quý giá nhất tài phú. Mà nhất là cái này ba nữ tử như vậy xinh đẹp, nhưng lại không phải là bình hoa giống như xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ. Mà xem nàng ba người ngẫu nhiên tầm đó sóng mắt lưu truyền, ngược lại là cùng mình cái này tiểu sư huynh có phần có vài phần nói không ra địa mập mờ tình cảm mà chính mình tiểu sư huynh nói thực ra dịch thủy hàn cảm giác mình thật sự có chút ít nhìn không thấu hắn chân hút tùy tiện không câu nệ tiểu tiết nhưng mờ mờ ảo ảo thực sự mang thêm vài phần thượng vị khí chất biểu hiện của hắn không bị trói buộc nhưng không kiêu căng ẩn ẩn ăn nói tầm đó mang theo vài phần chấn định thong dong cùng tự tin cái này lại để cho dịch thủy hàn thật sự có chút nhìn không thấu chính mình cái tiểu sư huynh đến cùng tự tin của hắn nguyên ở phương nào. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, Trần Húc thực sự không phải là vô cớ tự đại. Nhưng ở này loại khiêm tốn cùng tự tin tầm đó, lại để cho dịch thủy hàn cảm giác đã đến bất phàm của hắn. Kế tiếp tự là mấy người cùng một chỗ đón xe tiến về trước S công ty rồi, ngồi khi ở trên xe dịch thủy hàn còn hay nói dẫn nói hy vọng mấy người kia tốt nghiệp về sau đến S công ty đến mọi người cùng nhau hợp tác đâu rồi, nhưng nô nước tấp nập hưởng ứng chỉ có cao hiểu tiết. Bởi vì quản dịch chính mình có sự nghiệp của mình, Trần Húc Nha, hắc hắc, hắn cũng không cần nói, về phần chạm tinh nha, hứng thú của nàng cũng là, bởi vì nàng cũng có sự nghiệp của mình. S công ty văn phòng tại Thượng Hải thành phố Trương Giang công nghệ cao viên khu, chỉ bất quá bây giờ nhà này văn phòng hay vẫn là thuê xuống đấy. Mà dịch thủy Hàn đã bắt đầu chuẩn bị mở chính mình khởi một tòa xa hoa ký túc xá nghĩ cách rồi, bởi vì một nhà quốc tế hóa công ty lớn, nếu như ngay cả chính mình đất trống đều không có cái kia thật sự là quá tốn rồi bất quá dưới mắt ký túc xá hay vẫn là thuê, nhưng thuê suốt một tầng. Nhìn xem dịch thủy hàn tự mình dẫn vài tên đệ tử bộ dáng người trẻ tuổi đi lên, đây chính là lại để cho sở hữu tất cả công nhân đều thất kinh. Rốt cuộc là ai có tư cách này có thể làm cho dịch thủy hàn tự mình dẫn bọn hắn đến. Hơn nữa lẫn nhau còn một bộ phi thường quen thuộc bộ dạng. Ngược lại là có võ đạo gia người chơi nhận ra Trần Húc, đoán được hắn cùng với SMMS quan hệ, nghĩ đến đều là SMMS người, khó trách như vậy thân cận. Ai, muốn trách chỉ có thể trách chính mình số mệnh không tốt, vô duyên nhận thức lớn như vậy thần. Tuy nhiên S công ty thành lập thời gian bất quá chỉ có mấy tháng, cả building cho người cảm giác còn thoáng cũ nát hơn nữa không lắm chú ý. Rất không chịu nổi được rất tốt tương lai Trung Quốc nhà giàu nhất địa thể diện. Quân không thấy trong lúc này dầu mỏ đại sảnh sâu đỉnh đèn treo, nghe nói phải tốt mấy ngàn vạn. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, dọc theo con đường này đến, Dịch Thủy Hàn như một cái làm hết phận sự hướng dẫn du lịch đồng dạng cùng Trần Húc giới thiệu công ty tình huống. Hôm nay S công ty chủ yếu phân thành hai cái ngành, một mặt là bình thường thương nghiệp hóa vận tác, một phương diện cung cấp quân nhu phát ra. Quân nhu phát ra chính là loại trạng thái dịch áo chống đạn chế tạo. Đây chính là tuyệt đối giữ bí mật đồ vật này nọ, cho nên chế tạo nhà xưởng cùng với phòng thí nghiệm còn có quan hệ khóa số liệu đều khó có khả năng tại như vậy một cái không đề phòng trong cao ốc, mà là đang đặc thù địa chế độ quân nhân khu. Hiện ở công ty chủ yếu nghiệp vụ tự là nhằm vào cái này phiên dịch ra đem bán. N thượng diện còn có một mới đồ vật cũng là chúng ta lão sư làm ra đến hiện tại đang tại nghiên cứu chế tạo sinh sản sản xuất chính giữa dự tính qua nửa năm nữa là có thể chính thức đem bán. Vậy cũng thật là lợi quốc lợi dân thứ tốt à? Dịch thủy hàn trên mặt tràn đầy ánh mắt cuồng nhiệt. Lão sư lợi dụng khoa học kỹ thuật cho chúng ta đã mang đến vô số tiện lợi, hắn là hoàn toàn xứng đáng khoa học kỹ thuật chi thần đến cùng là vật gì khoa trương như vậy? Dịch thủy hàn muốn nói lại thôi, nhưng muốn muốn những người này dù sao không là người ngoại, nhưng căn cứ giữ bí mật điều lệ hắn cũng không thể nhiều lời. Vì vậy nói quanh co lấy thấp giọng nói, cái gì đó ta hiện tại vẫn không thể lộ ra. Các người có thể trở về đến hỏi lão sư. đương nhiên lão sư lấy ra đồ vật này nọ rất nhiều, có lẽ chính hắn cũng chưa chắc tin tưởng là cái đó một việc. Nhưng ta tại đây cho cái nhắc nhở, cái này sản phẩm một khi được xuất bản cả nước nhân dân thân thể khỏe mạnh đều có thể có được thật lớn cam đoan. Hắn vừa nói như vậy, quản dịch cao hiểu tiết các nàng ba cái là không hiểu ra sao, nhưng là Trần Húc cũng lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai like là cái kia khoản dân dụng thực phẩm an toàn kiểm tra đo lường nghi. Nhìn xem Trần Húc biểu lộ, tam nữ tự nhiên biết rõ hắn là biết rõ nội tình, vội vàng hỏi thăm tại Trần Húc nói về sau. Cao hiểu tiết lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nói: cái kia nói như vậy chẳng phải là về sau những cái kia thực phẩm nghiệp địa lũ tiểu tử cũng không dám làm giả rồi hả? dịch thủy hàn mỉm cười gật đầu là đương nhiên đối với rất nhiều thực phẩm ngành sản xuất người đến nói cái này không thể nghi ngờ cùng một cái tin dữ nhưng là đối với chúng ta dân chúng mà nói lại là một thanh thượng phương bảo kiếm có thể đem an toàn của chúng ta nắm giữ tại trong tay của mình tất cả mọi người một hồi gật đầu quản dịch nhíu mày nói nếu quả thật như trần hút theo như lời thứ này tự nhiên là tốt rồi chỉ có điều muốn làm ra đến, áp lực sẽ rất đại a." À. Dịch Thủy Hàn cười ngạo nghễ, "Áp lực tự nhiên là không nhỏ." Nói thật lúc ấy lão sư đem thứ này giao cho quân đội thời điểm, quân đội hệ thống là không có ý kiến đấy. Nhưng lấy được thường ủy hội bên trên có thể tất nhiên không thể dễ dàng thông qua được. Một ít người nói cái gì, chúng ta quốc gia vẫn còn cải cách phát triển sơ kỳ, không thể đối với thương gia quá mức nghiêm khắc quá nghiêm khắc. "Phi, đây là cái gì logic?" Chẳng lẽ dân chúng thân thể khỏe mạnh có thể trò đùa sao? Hừ, nhưng cái này sản phẩm cuối cùng nhất còn là thông qua rồi. Tại lão sư tuyệt đối kỹ thuật trên thực lực, những cái kia cường quyền đều là ảo ảnh phù vân. A, à, chỉ là cuối cùng nhất cái này sản phẩm bị ta tiếp nhận lúc ngược lại là cũng phí hết trải qua chắc trở, bởi vì ai cũng biết, đây cũng là một số kiếm tiền mua bán. Hoàn toàn chính xác, lớn như vậy một số tờ đơn. Đoạt người thế nhưng mà không ít, bởi vì những cái kia thái tử đảng các loại buôn bán ánh mắt đều thật là cường địa phương. Vừa nhìn thấy có thể có lợi tự nhiên là chạy theo như vịt. Nguyên một đám đã bắt đầu liều mạng địa tranh đoạt, tranh đoạt mấy tháng, chạy quan hệ tìm phương pháp, nhưng còn lâm vào cục diện bế tắc. Thẳng đến đoạn thời gian trước Trần Húc lấy ra trạng thái dịch áo chống đạn cho dịch thủy hàn, lần này từ lại để cho dịch thủy hàn tại quân đội địa vị đạt được trên phạm vi lớn địa đề cao. Hơn nữa, dịch thủy hàn vốn tự cùng SMMS có thân mật hợp tác, như vậy tại quân đội ủng hộ xuống, cái này dân dụng thực phẩm an toàn kiểm tra đo lường như tự nhiên là về tới dịch thủy hàn trong tay. Chúng ta trải qua nhiều lần họp thảo luận quyết định, công ty trước mắt nhiệm vụ thiết yếu có hai phương diện. Dịch thủy hàn đối với Trần Húc, thật giống như đối với SMMS đồng giặc, rất là kỹ càng giải thích nói, bởi vì những chuyện này dịch thủy hàn muốn cùng SMMS báo cáo, nhưng đối với phương lại luôn không tại tuyến giống như cũng mặc kệ, mà hắn nghĩ đến Trần Húc với tư cách SMMS đồ đệ, chắc hẳn cùng SMMS trao đổi thời gian sẽ thêm rất nhiều, cho nên đem những chuyện này nói cho hắn biết cũng giống như vậy đấy. Để một phương diện, tự là mở rộng thị trường. Mục tiêu của chúng ta là lại để cho toàn bộ thế giới sáu ức mỗi người tay mua sắm một đài ba biệt tháp phiên dịch ra nhuyễn kiện. A, à, ngẫm lại cái này là bao nhiêu tiền rồi hả? Đương nhiên, chúng ta cũng biết đó là một hy vọng xa vời, nhưng phiên dịch ra tiền cảnh phi thường đại, chúng ta bây giờ muốn làm chỉ là muốn biện pháp đem nó bán cho càng nhiều nữa người. Thứ hai phương diện, công ty cũng thành lập chuyên môn phòng thí nghiệp, bắt đầu căn cứ lão sư cung cấp cho chúng ta khoa học kỹ thuật, làm càng tiến một bước nghiên cứu. Audio điện tử võ tấn bền Dịch thủy hàn đối với hiện tại S công ty định vị là phi thường chính xác đấy. Bởi vì chỉ cần thế giới còn có cần, ba biệt tháp phiên dịch ra chính là một cái vô cùng tinh quý tụ bảo bồn, vật này là không lo bán không hết đấy. Cho dù có rất nhiều người cảm giác mình không dùng được, nhưng còn có có thể sử dụng bên trên, hiện tại hàng năm đều có mới ra sinh hải nhi, mới vừa tiến vào tuổi đi học hài tử, bọn hắn đều rất cần cái này phiên dịch ra nhuyễn kiện. Cho nên chỉ cần cái này ba biệt tháp phiên dịch ra sẽ không bị người phá giải, cái kia số tiền kia có thể tiếp tục liên tục không ngừng kiếm được đi. Mà cái này nhuyễn kiện sẽ bị phá giải sao? N, có lẽ chờ cái 3 năm 50 năm về sau khả năng, nhưng lúc kia trên cơ bản cũng đều kiếm được đã đủ rồi. Đương nhiên, làm làm một cái công ty lớn, dịch hủy hàn cảm thấy hay vẫn là cần đồ đạc của mình. Bởi vì đã có nhiều như vậy tiền tài cùng kỹ thuật, căn bản là không lo khai không phát ra được chính mình cần đồ vật. Nếu như gặp được một ít chỗ khó, còn có thể nếm thử tính hỏi thăm thoáng một phát SMMS vị này đại thần. Nhưng việc cấp bách, công ty hàng đầu trọng điểm tựu là khai thác thị trường, vận tác tiêu thụ con đường. Hơn nữa, cái này tiêu thụ con đường một khi mở ra, mang đến chính là vô cùng vô tận tiền lời. Bởi vì này thế nhưng mà trải rộng toàn bộ thế giới tiêu thụ con đường à. Ta có thể bán cho người đánh răng, có thể thuận tiện cho ngươi liền kem đánh răng cùng một chỗ đóng gói trở về. Cho nên ta hôm nay mượn cái này danh tiếng vô lượng phiên dịch ra nhuyễn kiện mở ra các ngươi con đường đại môn, như vậy về sau lại rơi ra cái gì vậy, dù là những vật này không giống là ba biệt tháp phiên dịch ra như vậy nghịch thiên đấy. Chỉ cần đã có được cái này con đường, ta không lo bán không được. Cho nên nói, dịch thủy hàn hay vẫn là rất có thấy xa, Trần Húc nghe xong về sau cũng nhịn không được nữa âm thầm gật đầu, cảm thấy công ty giao cho dịch thủy hàn đến vận tác, thật sự là kiện phi thường chính xác sự tình. Mà Trần Húc đối với phương diện buôn bán là rốt đặc cán mai, nhưng nhìn xem quản dịch cũng đúng dịch thủy hàn con đường vừa nói phi thường nhận đồng, Trần Húc cũng tự yên tâm đến. Hắn hay vẫn là rất tín nhiệm quản dịch phán đoán năng lực đấy. Kế tiếp hai ngày Trần Húc bọn người tự là tại S trong công ty vượt qua, thẳng đến ma tó âm vương tử tự mình giá thuyền tới. Rốt cục leo lên trong truyền thuyết Dubai số xa hoa du thuyền, Trần Húc mới biết được cái gì gọi là chính thức địa khí phái. Du thuyền loại vật này, không phải người bình thường đùa khởi đấy. Hơn nữa một chiếc du thuyền giá trị chế tạo đắt đỏ, giữ gìn phí tổn càng thêm đắt đỏ. Hơn nữa du thuyền không giống phòng ở, không phải nói để ở đó vài năm về sau có thể tăng tỷ giá đồng bạc đấy. Du thuyền thứ này, tuổi thọ cũng tự 20 năm, đến thời gian linh kiện cái gì đều biến chất rồi, liền bảo hành sửa chữa cũng không được thời điểm. Cũng chỉ có thể đưa đi thanh lý rồi. Đương nhiên, tin tưởng những này kẻ có tiền địa du thuyền có thể cũng sẽ không đợi đến lúc lâu như vậy đấy. Khẳng định đã sớm thay mới thuyền, cho nên đầu tư du thuyền, kỳ thật nói là kiện phi thường phá sản địa sự tình. Thật giống như hàng không mẫu hạm đồng dạng, cũng là vì hiển lộ rõ ràng thực lực của mình, hắn biểu tượng ý nghĩa xa xa so thực tế ý nghĩa muốn lớn rất nhiều. Đương nhiên, có quan hệ hàng mẫu ý nghĩa cũng không có đơn giản như vậy. Cái này chúng ta về sau lại nói dóc. Nhưng là vì cái gì còn có nhiều như vậy phú hào chịu đầu tư du thuyền đâu này? Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là vì biểu hiện ra bản thân địa tài lực, còn có địa vị. Phải biết rằng vùng biển quốc tế là một cái rất phi diệu địa phương, chỗ đó có rất nhiều sự tình là không bị xã hội loài người pháp luật bảo hộ đấy. Như Dubai số loại này du thuyền bên trên bát nháo đồ vật không nhiều lắm, nhưng là mặt khác một ít cũng không biết tên, du thuyền tại vùng biển quốc tế bên trên diễn xuất có thể nói là đủ loại rồi. Hắc quyền, đánh bạc những này cũng có thể như vậy quang minh chính đại địa phương. Bất quá Dubai số tự nhiên là không thể nào làm loại vật này, mà tó ẩm vương tử rất khách khí mời dịch thủy hàn một đoàn người lên thuyền hơn nữa đối với du thuyền tiến hành đi thăm. Cái này du thuyền bên trên phương tiện phi thường đầy đủ hết. Trên cơ bản lục địa bên trên có hắn đều có, liền bể bơi loại vật này đều kiến tạo địa vô cùng đường hoàng. Trần Húc rất ác ý địa phỏng đoán, bọn này bộc phát phú có hay không đem bồn cầu toàn bộ nếu đổi lại là ngà voi hay sao? Bởi vì này lần Dubai số điểm mục đích cũng không phải tiếp thu bình thường địa du khách, cho nên trên thuyền gian phòng có rất nhiều. Hơn nữa dịch thủy hàn S công ty chính giữa cũng không có khả năng tất cả mọi người cùng nhau đến đây, này đây trên thuyền phòng căn bản không lo lắng không đủ dùng. Cho nên Trần Húc bọn hắn cũng rất xa xỉ mỗi người một gian xa hoa phòng lớn. Mà cao hiểu tiết tắc thì không nên cùng chạm tinh ngụ cùng chỗ. Cho nên nàng hai người một gian phòng ốc, lúc này đây cùng đi, còn có Thượng Hải gành nổi tiếng Thái tử Đảng Hoàng An Bình nhìn thấy Hoàng An Bình lần đầu tiên Trần Húc hay vẫn là rất có hảo cảm đấy. Bởi vì hắn rất khôi hài ẩn giấu, cử chỉ hào phóng. Hành vi vừa vặn, hơn nữa vẻ mặt ánh mặt trời ấm áp sáng tươi cười, rất dễ dàng lại để cho người sinh ra cảm giác thân thiết. Nhưng là dịch thủy hàn lại nói lý ra nói cho Trần Húc, lại để cho hắn cách Hoàng An Bình xa một chút. Dịch thủy hàn nguyên lời nói là, người này là cái khẩu Phật tâm xa, hiện tại có SMMS lão sư ở phía trên hắn không dám thế nào, hơn nữa cùng ta hợp làm rất tốt nhưng là cái đó một thiên phong hướng nếu thay đổi, cái thứ nhất ra tay người cũng tuyệt đối là hắn. Dịch thủy hàn tổng kết nói, người này có thể cho rằng là sinh ý bên trên đồng bọn, nhưng tuyệt đối không thể làm bằng hữu Nói thực ra Trần Húc đối với lời nói này không cho là đúng, bởi vì hắn cùng Hoàng An Bình Hàn Nguyên vài câu về sau cảm thấy người này rất không tồi, bất quá cũng đích thật là có một loại không thế nào có thể làm cho người có thể cùng thật sâu giao bộ dạng. Vì vậy ra hỏa hội thật sự là nhiều lắm, chỉ cần là có thể đồ chơi, vô luận là bài, chơi mặt trước thì ra là các loại đổ thuật, còn có mặt khác như bơi lội, gôn cầu, bowling, bóng đá chờ các loại, các phương diện vận động cũng không có không tinh thông. Hơn nữa phong độ nhẹ nhàng, thật sự là cái bạch mã vương tử bại hoại. Hơn nữa làm người lại hiền hòa ẩn giấu, rất dễ dàng đạt được người hảo cảm. Nhưng là cũng bởi vì rất dễ dàng đạt được hào cảm rồi, bởi vì hắn cơ hồ đối với ai cũng là như vậy một bộ nhã nhặn nho nhã lễ độ bộ dáng. Điểm này cũng hoàn toàn chính xác lại để cho Trần Húc cảm thấy người này là cái rất tốt bạn chơi, hơn nữa cũng nguyễn cưỡng có thể tính toán là bằng hiếu, nhưng lại rất khó cùng hắn cởi mở. Bất quá để cho nhất Trần Húc cảm thấy vui vẻ chính là, Hoàng An Bình tiểu tử này phi thường phi thường thức thời. Bởi vì này một lần hộ tống mà đến người, ngoại trừ S công ty cao quản bên ngoài còn có một chút tựu là Thượng Hải gành cự đầu rồi. Dù sao Dubai số có thể không phải người bình thường có cơ hội bên trên đi, cho nên lần này đi theo mà đến, cũng có chút chính phủ quan lớn hoặc là cửa phú, đều là cùng ép công ty có sinh ý vãng lai đấy. Đối với những người này yêu cầu dịch thủy hàn tự nhiên là không thể cự tuyệt, cho nên cái này con thuyền hôm nay cũng không không. Mà đám người kia đã đến, tự nhiên là có rất nhiều phú gia công tử, trong đó có mấy cái gia hỏa tại ngày đầu tiên buổi tối tiệc rượu lúc chứng kiến quản dịch, trạm tinh cùng cao hiểu tiết sau kinh vi thiên nhân, sau đó liều mảng dây dưa. Cái này mấy cái gia hỏa hôm nay đã không trên thuyền rồi, tự là hoàng an bình đem bọn họ trực tiếp cho đuổi đi đấy. Dùng phi cơ trực thăng hôm nay Thượng Hải gành thái tử đảng, trên cơ bản đều là dùng Hoàng An Bình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàng An Bình nói lý ra thả lời nói, đối với cái kia ba nữ tử, không muốn cùng Trương Bác đồng dạng tựu đi phao ngâm A. Đây chính là SMMS thủ tịch đại đệ tử địa bản nữ giới, dùng Hoàng An Bình lịch duyệt tự nhiên là rất nhẹ nhàng tựu nhìn ra bốn người tầm đó cái loại này có chút mập mờ quan hệ, mà trên cái thế giới này nữ nhân có rất nhiều, tựu chỉ là cái này con tuyển lên, đi lên gái hồng lâu v y, p hàng công sở mỹ nữ cũng không ít, không đáng nhằm vào mấy nữ sinh mà chọc phải người không nên chọc. Mà hắn địa lệnh cấm phát ra nổi hiệu quả cũng làm cho Trần Húc thỏa mãn cùng lúc trong nội tâm cũng có chút tiếc nuối. Nói như thế nào đây? Hiện tại toàn bộ thuyền người, nhất là người trẻ tuổi. Nhìn thấy bộ dáng của hắn đều cùng nhìn thấy dịch thủy hàn không sai biệt lắm, giữ vững tối thiểu tôn kính. Tại dự đoán chính giữa xuất hiện một ít tràng cảnh, nói thí dụ như có mấy cái đuôi mù địa đến truy cầu quản dịch các nàng à, hoặc là có mấy cái đuôi mù ra hỏa chỉ vào cái mũi của mình mắng nói, tiểu tử này mặc như vậy rách dưới, như thế nào có tư cách lên tuyển hay sao? Vân vân, mọi việc như thế sự tình đều không có phát sinh, mọi người ở chung vô cùng tốt, rất hòa hài. Điểm ấy lại để cho Trần Húc có chút buồn bực, chính mình đến cùng phải hay không nhân vật chính à? Không thấy được trong tiểu thuyết nhân vật chính dưới loại tình huống này thời điểm đều có một đống lớn người đến khiêu khích sao? Cái này chủ yếu cũng là SMMS tên tuổi quá lớn. Trương Bác chuyện này đừng nói rồi, cái này phiên dịch ra trực tiếp tự sáng tạo ra một cái tương lai địa Trung Quốc nhà giàu nhất thậm chí là cấp thế giới phú hào, như vậy người phá núi đại đệ tử người bình thường ai dám đắc tội à? Ai còn không biết SMMS bao che khuyết điểm vô cùng? Lần trước tựu vì băng giúp một người chưa từng gặp mặt dịch thủy hàn tục vì tiện ném ra mấy ngàn vạn, nếu nhà mình đồ đệ bị khi phụ sỉ nhục này hắn không đem thiên trọc cái lổ thùng. Đây là đối với SMMS sợ, nhưng ngoại trừ sợ bên ngoài đám người kia còn có kính. Khác địa đừng nói rồi, bọn hắn hiện tại sở dĩ có thể tại đây chiếc xa hoa du thuyền lên, cũng là bởi vì vị kia mạng lưới chi thần khai phát ra tới địa nguyễn kiện. Cái này chẳng khác nào là gián tiếp dính vị kia thần ánh địa quang nữa à. Tục ngữ nói bắt người tay đoàn ăn người địa nhu nhược, như vậy cũng tốt so người ta đều thỉnh ngươi tới du lịch ăn cái gì, kết quả ngươi còn vô duyên vô cớ đem người ta người nhà cho đánh lên dừng lại, một trầu. Hoặc là bản lấy một chương bài tú lơ khơ mặt loại chuyện này thật đúng là không có nhiều người có thể làm được cho nên tại tiệc rượu bên trên trần húc hay vẫn là rất được hoan nghênh không ít ngày bình thường con mắt đều sinh trưởng ở trên trán thái tử đảng nhóm đám bọn họ rất khách khí đến cùng hắn mời rượu tỏ vẻ cảm tạ ngược lại là cũng có vài phần chân thành ý tứ hàm xúc mặt khác còn có một phương diện tựu là lần trước hacker đại chiến smms dùng sức một mình đánh bại toàn bộ thế giới hacker cái này cũng sâu sắc cho người trong nước trường thể diện hơn nữa những người này có thể cũng không phải dân chúng bình thường, rất nhiều nội tình tin tức bọn hắn đều được đến, biết rõ lần trước một dịch ở bên trong, có vài trăm người gián tiếp chết ở SMMS trên tay, điểm này cũng đủ làm cho bọn hắn kính sợ rồi. Lần trước hacker đại chiến thủ phạm đã tìm được sao, tiệc rượu bên trên nhàm chán thời điểm, dịch thủy hàn đột nhiên nhớ tới vấn đề này tới hỏi Trần Húc. Trần Húc lắc đầu, nhưng rất nhanh phát giác chính mình động tác này không ổn, vì vậy vẻ mặt đau khổ nói, lão sư chưa nói, ta cũng không quá rõ ràng nhưng cảm giác hẳn là không có bắt lấy, bởi vì về sau tiến công ta cũng cùng lão sư cùng một chỗ tham dự, đối phương cái kia hacker rất thần bí hơn nữa ngụy trang vô cùng tốt, coi như là rất nhiều thủ hạ của hắn cũng không biết người kia rốt cuộc là ai. Trên máy vi tính ghi chép cũng hoàn toàn bị trống rỗng rồi. Dịch Thủy Hàn gật gật đầu, đối với tin tức này kỳ thật hắn cũng không biết là kinh ngạc. Bởi vì Dịch Thủy Hàn bản thân cũng là một cái rất có thực lực lập trình viên, lập trình viên cùng hacker cũng chỉ có cách nhau một đường. Cho nên hắn biết rõ, nếu như có tâm tính vô tâm, trên Internet rất nhiều cao cấp hacker cũng có thể làm đến rất che giấu che giấu tung tích. Bọn hắn chỉ cần chính mình không ra mặt, mà đang tìm nhanh vuốt tay chân thời điểm nhớ rõ che giấu thân phận của mình hơn nữa đem sở hữu tất cả ghi chép đều xóa bỏ mất, như vậy coi như là chính thức thần cũng không có khả năng tìm được hắn. Cái lúc này Hoàng An Bình cũng tự ở bên cạnh, hắn bưng một chén rượu nhấp một miếng, nói, rất có thể lần trước hacker đại chiến thời điểm người kia căn bản cũng không có dám thỏ đầu ra, nếu như là như vậy, như vậy đã nói lên hắn tự mình biết chính mình không có đối với trận SMMS tin tưởng. Nhưng ta nghe nói, hắn tuyên bố chính là cái kia chương trình dấu hiệu rất cao cấp, so hiện tại máy vi tính trình độ cao hơn ra một đường. Đây cũng là nói rõ thực lực của hắn cũng hẳn là thế giới đỉnh cấp, nhưng đã hắn không có có lòng tin, vì cái gì lại muốn đi trêu chọc SMMS đâu này. Dịch Thủy Hàn nghĩ nghĩ nói, lão sư tên tuổi quá tiếng nổ, có thể nói là cây to đón gió. Nhưng là người phải biết rằng hacker thế giới cùng sự thật địa thế giới là phân biệt cách. Hacker thực lực cao thấp thường thường chỉ có mình mới biết rõ, trên mạng nói ngoa cái gọi là đỉnh cấp hacker cũng có rất nhiều. Không giống sự thật thế giới một ít chức nghiệp, nói thí dụ như bóng đá. Xem cái uôn cấp tối thiểu có thể nhìn ra đại bộ phận thực lực sai biệt, cho nên người này có thể là đối với lão sư tên tuổi không cam lòng, nhưng là xuất phát từ coi chừng, chỉ là đã tiến hành một chiêu mượn đao giết người, đây cũng là có khả năng địa phương. Hoàng An Yên ổn cười, nói, ta muốn với ngươi không sai biệt lắm, nhưng ta có loại cảm giác. Người này cũng không đơn giản, tựu đơn theo hắn ban bố như vậy cao cấp địa chương trình dấu hiệu, nhưng toàn bộ thế giới lại không người nào biết hắn là ai cái này một phương diện đến xem. Người này cũng rất có tâm kế rồi, hơn nữa ẩn núp cũng rất sâu, ta muốn hắn về sau còn có thể tìm SMS phiền toái đấy. Tin tưởng ta, trực giác của ta gần đây rất chuẩn. Cao hiểu tiết nghe xong lời này chẳng thèm ngó tới, mút lấy một loại nàng trước khi cho tới bây giờ chưa thấy qua nước trái cây. Đỉnh Đạc nói, cái kia có quan hệ gì, tôm tép nhãi nhép mà thôi, SMMS lão đại thần uy há lại hắn có thể ngăn cản hay sao? Hơn nữa cái kia loại chương trình dấu hiệu trước khi cao cấp, về sau tự chưa hẳn rồi. Bởi vì tinh tinh tại học tập SMMS lão đại biên soạn cái kia bản hán nữ nói, ẩn ẩn chính giữa nàng có thể nhìn ra một ít cao cấp chương trình biên soạn phương thức, chưa hẳn tựu so với kia tư tuyên bố phải kém đấy. Uy, vị bạn học này, người với tư cách SMMS lão đại phá núi đại đệ tử, người cũng không sao lời muốn nói sao. Trần Húc bị nàng đẩy, nở nụ cười thoáng một phát nói, đúng vậy, người như vậy tuyệt đối là tôm tép nhãi nhép, không có cách nào cho lão sư ta chế tạo ra cái uy hiếp gì đấy. Nói lời nói này thời điểm, Trần Húc nhưng trong lòng thực sự không phải là nghĩ như vậy. Bởi vì không có lần đó hacker giao thủ có lần trước như vậy lại để cho hắn rung động rồi. Trọng yếu nhất địa vấn đề chính là đối phương sử dụng địa virus. Vậy mà không có bị ghi chép tại tiểu mẫn kho số liệu chính giữa. Đây cơ hồ là không thể nào địa phương, bởi vì tiểu mẫn tư liệu tuy nhiên còn có rất rất không có khôi phục. Nhưng là virus kho lại là phi thường nguyên vẹn đấy, trong đó ghi lại theo máy vi tính vừa mới bắt đầu. Máy vi tính virus còn ở vào hình thức ban đầu nảy sinh trạng thái lúc, mãi cho đến 80 năm sau sở hữu tất cả máy vi tính virus. Tuy nói cái này virus cũng không cao cấp, tùy tùy tiện tiện dĩ nhiên cũng làm bị tiểu mẫn cho phá giải điều này nói rõ đối phương kỹ thuật trình độ cùng mình còn có tranh lệch rất lớn nhưng là cái kia kho số liệu trong không bệnh này độc tư liệu lại cho trần húc quá lớn chấn động cái này vượt ra khỏi tiểu mẫn kho số liệu toàn trí toàn năng may mắn là tình thế bây giờ vẫn còn trần húc trong lòng bàn tay nhưng là cái này ngoài ý muốn đến cùng sẽ là trùng hợp còn có thể là cái gì nguyên nhân khác điểm này lại để cho trần húc rất khó hiểu trong nội tâm giống như tạp một cây gai đồng dạng trần húc cái lúc này mới phát hiện cho tới nay chính mình thật sự là có chút kiêu ngạo rồi. Nhất là tại máy vi tính lĩnh vực lên, hắn quá ỷ lại tiểu mẫn rồi, quá ỷ lại tiểu mẫn toàn trí toàn năng, kết quả không nghĩ tới bây giờ vậy mà ra như vậy một cái ngoại lệ. Cái này là cho hắn gõ vang một cái cảnh báo, bất quá ở chỗ này, Trần Húc cái này SMMS đại đệ tử thân phận tự nhiên là không thể để cho hắn biểu hiện ra một ít ngoài ý muốn, ngược lại muốn làm làm ra một bộ đối với lão sư hoàn toàn có 10 phần tin tưởng bộ dạng. Chiến lược bên trên khinh thị đối thủ, chiến thuật bên trên coi trọng đối thủ, tự là ý tứ này rồi. Xem Trần Húc đem lời nói như vậy đây, những người khác tự nhiên cũng không nên nói cái gì, hơn nữa hiện tại tất cả mọi người đối với SMMS có lòng tin, dù sao mạng lưới chi thần mấy lần ra tay, thật sự là thực đến tên quy. Bởi vì đang ngồi có bốn gã đệ tử, trong đó còn có ba vị mỹ nữ, hơn nữa lại là không thể đắc tội, không thể phao ngâm mỹ nữ. Cho nên một ít thái tử đảng sẽ không có gom góp tới bạch lãng phí biểu lộ bởi vì vì bọn họ bình thường nói chuyện phiếm nội dung cũng tự không ai qua được tiền tài cùng mỹ nữ. Đã nói nghe điểm gọi sự nghiệp cùng tình yêu, bất quá bất đồng chính là sự nghiệp của bọn hắn thường thường đều có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, mà tình yêu nha, xưng là lạm tình có thể so với tốt hơn. Những lời này đang tại quản dịch bọn người mặt khó mà nói, bọn hắn sẽ không gom góp tới, một bàn này bên trên tiểu dịch Thủy Hàn cùng Hoàng An Bình hai cái ngoại nhân. Bất quá Hoàng An Bình ngược lại là rất biết giao tế, thường xuyên diệu ngữ hàng loạt dẫn tới các mỹ nữ trận trận bật cười, mà ngay cả Trần Húc cũng không thấy được ghen ghét, mà là cảm thấy người này thật sự là rất không tệ một cái bạn chơi. Mọi người nói chuyện cao hứng lúc, đột nhiên thì có bồi bàn tiến lên, trong tay bưng một cái chén đĩa, trên mâm thả ba cái cái hộp, không biết bên trong là vật gì. Cái này con thuyền bên trên bồi bàn đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, ngàn chọn vạn tuyển tuyển ra đến đấy. Tuy nhiên đã có phiên dịch ra nhuyễn kiện, nhưng là bọn hắn hay vẫn là áp dụng chính mình phiên dịch phương pháp hơn nữa từng bồi bàn cơ hồ đều tinh thông năm môn đã ngoài ngôn ngữ lúc này đây chuyên môn đến trung quốc trên thuyền bồi bàn bọn thị nữ đều là chuyên môn chọn lựa tiếng trung nhân tài từng chuyện mà nói khởi lời nói đến sau đại sơn còn lưu loát vị này bồi bàn đi đến trước hành lễ sau đó cung kính địa đem chén đĩa đặt lên bàn nói chúng ta vương tử nghe nói cái này con thuyền bên trên có ba vị đặc thù địa khách quý đều là xinh đẹp phu nhân cho nên chuyên môn để cho ta đưa tới lễ vật nho nhỏ dùng biểu đạt chúng ta vương tử đối với SMMSV Dubai mang đến cực lớn tiện lợi lòng biết ơn. Lời này nói cũng rất có trình độ rồi, mà tó ẩm vương tử muốn cho Mỹ nữ tặng lễ, quả quyết tự cũng không lại để cho một cái bồi bàn bưng lên. Mà là mình lấy ra sẽ có vẻ có thành ý, nhưng là nam nhân cho nữ nhân tặng quà cũng phải cần coi chừng, bởi vì làm một cái gây chuyện không tốt sẽ tạo thành hiểu lầm. Về phần cái này hiểu lầm là xinh đẹp địa hay vẫn là hội làm cho cái gì hậu quả. Điểm ấy ai cũng không dám cam đoan rồi. Ma tó ẩm vương tử khẳng định cũng là nghe nói quản dịch ba người cùng Trần Húc, thì ra là SMMS thủ tịch đại đệ tử quan hệ, cho nên vi để tránh cho xấu hổ, tự chọn dùng phương pháp này. Cái kia bồi bàn trong lời nói nói, cảm tạ SMMS. Kỳ thật ngụ ý thì ra là hướng Trần Húc thăm hỏi, nói những lễ vật này hoàn toàn là sư gia nổi danh, người có thể ngàn vạn không nên hiểu lầm. Dù sao Dubai là cái du lịch quốc gia, mà tó ẩm vương tử là tương lai Dubai người nối nghiệp, quả quyết sẽ không bởi vì có mấy nữ nhân mà cùng lớn nhất khách hàng sinh ra cái gì hiểu lầm địa phương. Cái này bồi bàn nói bên trong đích ý tứ người sáng suốt tưởng tượng có thể minh bạch, Trần Húc có chút giờ khóc giờ cười, chính mình thật sự tự nhỏ mọn như vậy sao? Bất quá lại nói trở lại, nam nhân khác cho nữ nhân của mình tặng đồ. Thật đúng là không phải cái gì dễ giải quyết sự tình. Cái hộp mở ra, lập tức trong phòng truyền đến một hồi tiếng than thở. Ba cái cái hộp chính giữa, tất cả chứa một đầu xa hoa vòng cổ, xem xét vòng cổ bên trên lòe lòe sáng lên tinh thể đã biết rõ cái kia tuyệt đối không phải thủy tinh mà là bảo thạch một đầu vòng cổ là màu xanh da trời địa hải toàn chui vào một đầu là hồng bảo thạch còn có một đầu là óng ánh không màu kim cương ba đầu vòng cổ hiển nhiên đều là chân phẩm tuyệt đối là xuất từ ở danh ra thủ bút xem tráng lệ đồng thời cũng không chê tục khí mỹ quan hào phóng cái này cái này lễ vật quá nặng đi chúng ta thụ không dậy nổi Quản dịch xuất trước phục hồi tinh thần lại nói ra, nàng khi còn bé bái kiến châu báu nhiều hơn, sau so cái này tốt rồi cũng chỗ nào cũng có, cho nên không có cảm thấy cái gì, bất quá nàng ngược lại cũng không phải chướng mắt, bởi vì dù sao người ta Dubai vương tử tống xuất đến đồ vật này nó có thể không phải mặt hàng, tối thiểu giá chỉ tốt mấy trăm vạn đấy, nhìn xem cao hiểu tiết, cơ hồ tựu muốn đem đầu áp vào vòng cổ lên. Chạm tinh cũng mỉm cười, không nói chuyện, đem vòng cổ cái hộp đi phía trước đẩy thoáng một phát, ý bảo mình cũng không muốn. Mà cao hiểu tiết, đã gặp các nàng lưỡng đều không có muốn mà mình coi như rất muốn rất muốn cũng ngượng ngùng à đành phải biểu môi nói a à, cái kia ta cũng không cần nhìn xem cao hiểu thiết bộ dạng trần Húc liền không nhịn được vui cười nàng thật sự là thật là đáng yêu lúc này thời điểm tên kia bồi bàn cũng cười nói ba vị tiểu thư thỉnh không muốn từ chối cái này dù sao cũng là chúng ta vương tử địa một phen tâm ý không có gì ý tứ gì khác về phần quý trọng chúng ta tin tưởng ba biệt tháp phiên dịch ra quý trọng trình độ vượt xa quá những này đồ trang sức cho nên thỉnh ba vị không muốn từ chối rồi. nhưng là ba biệt tháp phiên dịch ra cùng mấy người chúng ta giống như không có quan hệ gì. nếu như các người muốn cảm tạ SMMs, vậy hẳn là cho hắn tặng lễ, hắn mới được là mạng lưới chi thần đồ đệ. Trạm Tinh mỉm cười chỉ chỉ Trần Húc, Bồi Ban nhìn Trần Húc liếc, cười nói: đối với cái này vị Trần Húc tiên sinh, chúng ta Vương Tử tự nhiên cũng là có lễ vật đấy. à, Trần Húc tinh thần tỉnh táo, cái gì lễ vật? Bồi Ban mỉm cười thoáng một phát cúi đầu xuống tựa ở Trần Húc bên tai thấp giọng nói, vương tử cho ngài lễ vật tự là đem cái này ba đầu bảo thạch vòng cổ đưa cho ba vị này xinh đẹp phu nhân. Trần Húc ngạc nhiên thoáng một phát, sau đó lắc đầu cười khổ, không thể không nói, vị này Dubai vương tử thật sự chính là một gã rượu người. Nhìn xem bồi bàn mang theo vui vẻ và có chút xin giúp đỡ ý tứ hàm xúc ánh mắt, Trần Húc cười phất phất tay nói, cái kia nếu là ma tó ẩm điện hạ hả có hảo ý, các người ba tổ thu lấy A, à, chính mình một người tuyển một đầu, cũng đừng đoạt à nghe được trần húc đều nói như vậy quản dịch hoành hắn liếc bất quá cũng tự chấp nhận cao hiểu tiết nhìn xem quản dịch nhìn nhìn lại trạm tinh thấp giọng nói cái kia chúng ta thu hay vẫn là không thu à trạm tinh nhìn xem trần húc hướng hắn khe gật đầu cười nhạt một tiếng nói ưa thích tự thu lấy a cho người trước tuyển người ưa thích đầu nào cái này cao hiểu tiết thật có chút khó xử rồi nhìn xem màu xanh ra trời biển toản chui vào rất là ưa thích lại nhìn xem hồng bảo thạch hay vẫn là rất ưa thích nhìn nhìn lại kim cương à à à, hay vẫn là rất ưa thích. Nàng tội nghiệp nhìn xem chạm tinh nói, tinh tinh, nếu không ngươi tuyển A, tùy tiện cho ta đầu nào đều được, ta tuyển không đến. Ta, N, hay vẫn là các ngươi trước tuyển A, cao hiểu tiết vốn vô ý thức tự muốn nói, cái này đầu ta muốn, cái kia ta cũng muốn. Nhưng là lời nói đến bên miệng lại đột nhiên nhớ tới, dùng chạm tinh tính cách, nếu như nàng thực nói những lời này về sau chỉ sợ nàng sẽ nói, cái kia đã như vậy của ta cái kia cũng cho ngươi tốt rồi, cho nên nàng kịp thời ngậm miệng lại. Quản dịch nhìn qua cũng cười nói, các người trước chọn xong rồi, ta cũng là cảm thấy ba đầu đều rất phiêu lượng đấy. Rất khó quyết định chủ ý, bên này động tính đã sớm hấp dẫn toàn bộ yến hội trong đại sảnh tất cả mọi người địa chú ý, không ít nữ nhân đều đỏ mắt lấy nhìn xem cái này ba đầu bảo thạch vòng cổ, nghĩ thầm vì cái gì người ta vương tử không tiến cho nàng. Mà lúc này đây, một gã tròm dâu dài đã đi tới, nhìn thoáng qua sau kinh ngạc mà nói, ơ, ờ, cái này lễ vật có thể không nhẹ à, chứng kiến cái này tròm dâu dài, Hoàng An Bình vỗ tay cười nói, nguyên lai là Lý Đại Lão Bản, vừa vặn vừa vặn. Lý Đại Lão Bản thế nhưng mà chuyên gia, đến đánh giá thoáng một phát, N, cũng tới băng giúp ba vị này phu nhân chọn lựa thoáng một phát tốt rồi. Dịch Thủy Hàn nghiêng đầu, thấp giọng tại Trần Húc bên tai nói, vị này Lý Lão Bản gọi Lý Thế Vừa. Là Thượng Hải gành phi thường nổi tiếng châu báu thương nhân. Lý Thế Vừa cười xông Hoàng An Bình chắp chắp tay, ta ở đâu là cái gì Lão Bản một cái người làm ăn mà thôi. Đón lấy hắn nhìn về phía trên mặt bàn ba đầu vòng cổ, nhìn xem nhìn xem đột nhiên cười. Trần Húc ngạc nhiên nói, Lý Lão Bản, ngươi cười cái gì, không có gì không có gì. Lý Thế vừa mỉm cười lắc đầu, nhưng trong lòng là muốn đến. Cái này mà tó ẩm vương tử ngược lại thật sự hội ăn ở, cái này ba đầu vòng cổ tuy nhiên chế tác, nguyên liệu đều không giống nhau, vốn lấy nhãn lực của hắn đến xem, cái này ba đầu vòng cổ giá trị nhưng lại cơ hồ không sai biệt lắm đấy. Cái này liệp dây xích xem xét đã biết rõ thực sự không phải là cái gì đồ cổ, cho nên tự là đặt ở đồ trang sức trong tiệm ra bán địa phương. Đương nhiên, giá trị cũng xa xỉ, cổ đồng sở dĩ giá cả khó có thể phán định, cũng là bởi vì hắn lịch sử ý nghĩa cùng đối với cá nhân đích ý nghĩa bất đồng, cho nên cho dù cùng một vật, bất đồng địa nhân tâm lý giá vị cũng không giống với. Nhưng cái này ba đầu vòng cổ nhưng lại rất bình thường thành phẩm, nói là bình thường, là vì cái này liệp dây xích cũng không có gì đặc thù ý nghĩa. Mà giá trị của bọn nó tắc thì đều tại 70 vạn đô la phụ cận. Cho dù có chấn động, lẫn nhau ở giữa giá cả so cũng không cao hơn một vạn đô la. Phần này lễ không thể nói rất nặng, đương nhiên cũng không nhẹ rồi. Mà ma tó âm vương tử như vậy cách làm địa ý nghĩa, thì ra là ba đầu đại, ba đầu vòng cổ cùng đồng giá trị, ai cũng không thiên vị, tự nhiên thì ra là ai cũng không thể tội. Cho nên người thường nói, thế hệ này ma tó âm vương tử càng giống là một cái khôn khéo người làm ăn, quả nhiên không giả lý thế vừa nhìn nhìn về sau cũng không nói cụ thể giá tiền, bởi vì này thời điểm nói tiếng thật sự là quá tục. hắn chỉ là giới thiệu nói, theo nhan sắc nhìn lại, cái này đầu màu xanh ra trời biển toàn chui vào vòng cổ, thích hợp nhất vị này có vài tia tóc màu lam tiểu thư. a, à, chúng ta bây giờ tại một mảnh đại trên biển phóng nhãn nhìn lại, biển trời tầm đó một mảnh màu xanh ra trời, hơn nữa vị tiểu thư này tinh xảo dung mạo phối hợp cái này màu xanh ra trời biển toàn chui vào so sánh với càng có một phen động lòng người địa yên lặng lời nói này nói xong tất cả mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi trạm tinh cười nhạt một tiếng nhưng cũng có chút động tâm doài lý thế vừa nhìn về phía cái kia hồng bảo thạch vòng cổ về sau nhìn về phía quản dịch vị tiểu thư này khí chất cao quý nhiệt tình không bị cản trở thích hợp nhất hồng bảo thạch phụ trợ lại để cho ngài xinh đẹp thật giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng còn có ngài nhiệt tình thời khắc người lây ngài bên người địa mọi người lời này nói quản dịch cũng thật cao hứng cười cười nói thường ngài quý nói rồi về phần vị tiểu thư này lý thế vừa nhìn về phía cao hiểu tiết cao hiểu tiết vội vàng nói ta đây cũng chỉ có cái này một đầu á cũng không có tuyển á lý thế vừa cười nói vị tiểu thư này thanh lệ khả nhân đơn thuần đáng yêu đúng là cái này óng ánh kim cương địa ý ví von ngài tâm hình như là thủy tinh đồng dạng tại ngài người bên cạnh không tự giác cũng sẽ bị ngài hấp dẫn nhận thấy động cho nên cái này một chuỗi vòng cổ vừa vặn xứng ngài nói thật tốt quá mọi người cũng nhịn không được vỗ tay cái này thế nhưng mà dễ dàng liền đem ba đầu vòng cổ phân phối đi ra ngoài, hơn nữa nhìn phân phối cũng đều là phi thường hợp lý. Trần Húc một bên vỗ tay một bên thấp giọng cùng dịch thủy hàn nói, ta hoài nghi hắn châu báu bán tốt như vậy tựu là lại gần cái kia há mồm, nhà rất có thể lừa dối rồi. Dịch thủy hàn cười cười, hắn biết rõ Trần Húc miệng đầy ném loạn pháo đức hạch, sẽ không để ý, bất quá trong nội tâm lại muốn, chính mình bạn gái đi theo mình cũng có hứa nhiều năm, nhiều năm như vậy một mực tại sau lưng mình chịu mệt nhọc, lại khổ lại mệt mỏi cũng không có phản nàn qua. Có phải hay không cũng muốn cho nàng mua một đầu như vậy vòng cổ đâu này. Lý Thế vừa chắp chắp tay, cười nói, chủ yếu là ma tó âm vương tử tặng lễ vật tốt, ta chỉ là hỗ trợ vi bảo thạch tìm được thích hợp nhất chủ nhân của nó mà thôi. Hắn vừa nói như vậy, Trần Húc tự nghĩ thầm, đúng vậy à, người ta vương tử đưa mắt như vậy trọng địa lễ vật tới, chính mình cũng không thể một chút cũng không đáp lễ vì vậy hắn tự vòng vo đi ra ngoài trở lại phòng ngủ đem cái kia khỏa lần trước Điền Phương đưa cho hắn bồi tội mắt mèo thạch đem ra đưa cho Bồi bàn nói n cảm tạ các người vương tử lễ vật bất quá ta cũng không thể không công chiếm các ngươi vương tử tiện nghi cái gọi là đến mà không hướng phi lễ vậy cái này khỏa mắt mèo thạch phiền toái người đưa cho các ngươi vương tử tự nói đây là Trung Quốc bằng hữu một điểm tâm ý tuy nhiên Trần Húc không có được cái gì chính quy lễ vật nhưng là đưa cho quản dịch các nàng tự cùng đưa cho Trần Húc chính mình không có gì khác nhau. Cái này khỏa mắt mèo thạch Trần Húc giữ lại cũng là bạch lưu, bởi vì hắn một đại nam nhân muốn vật này quả thực là vô dụng, về phần tặng người A. Người nói cái kia ba nữ hài tử hắn đưa cho ai. Cho nên lúc này thời điểm còn không bằng làm thuận nước song thuyền, cho cái kia ma tó ẩm vương tử. Coi như thay đổi ba đầu bảo thạch vòng cổ trở lại rồi. Cái kia bồi bàn tự nhiên là không dám thu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra cái này mắt mèo thạch tuy nhiên, n, tuy nhiên bị Trần Húc Tựu như vậy chống trơn địa nắm bắt, không có phóng tới cái gì đẹp mắt trong hộp cũng không có làm cái gì bảo hộ. Nhưng tuyệt đối là cái chân phẩm, vội vàng nói, cái này chúng ta không thể thu đấy, vương tử chỉ là hơi bề ngoài thoáng một phát tâm ý mà thôi, không thể nhận khách nhân lễ vật đấy. Ai, Trần Húc ở đâu chịu nghe, chuyện này ngươi không làm chủ được, ngươi sẽ đem cái này mắt mèo thạch cầm lấy đi cho ma tó âm vương tử nhìn xem. Tự nói cái này là chúng ta người châu Á có qua có lại truyền thống có qua có lại biết rõ có ý tứ gì a à? chính là ngươi cho ta tặng lễ ta cũng muốn cho ngươi hồi cái lễ mù chữ nghe được trần húc câu nói sau cùng quản dịch bọn người nhịn không được đồng thời liếc mắt có qua có lại là ý tứ này sao trong lúc này lễ là lễ tiết lễ phép địa ý tứ mà không phải chỉ lễ vật thằng này thật không có văn hóa bất quá hắn ở đâu ra cái kia khối mắt mèo thạch à cái này mắt mèo thạch sự tình quản dịch các nàng cũng không biết biết đến nữ hài tử chỉ có hai nha cái kia tiểu lô ly nhưng là hai nha lúc ấy cho rằng đó là khối bình thường thạch đầu sẽ không muốn, một mực đặt ở Trần Húc ở đâu. Ta đến xem ta đến xem, lúc này thời điểm Lý Thế vừa đứng đi qua, cầm lấy khăn tay bao lấy cái này khối mắt mèo thạch cẩn thận nhiều lần nhìn nhìn, kêu lên, ôi, ngài thứ này cái đó có được. Trần Húc sướng sờ nói làm sao vậy, ta một người bạn đưa cho ta, không phải là ngươi ném địa A. Lý Thế vừa cười cười, nói, thật có lỗi thật có lỗi, hù đến ngài. Ai, tảng đá kia ta thật đúng là bái kiến, tới thất chi giao tí à. Lý Thế vừa nói, cái này khối mắt mèo thạch thế nhưng mà đại có lai lịch, tên là Hắc Ám Chi Tâm, đây chính là lão ót đế quốc Khalifa, vua đạo hồi Selim Tam Thế cho vương Phi Tô Phi à đính ước tín vật à. Trần Húc sững sờ, lập tức đối với lão nhân này nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Bởi vì lúc ấy Điền Phương cho hắn thời điểm, nói tảng đá kia là ơ đổ mồ hôi cho hắn vương phi tín vật, nhưng là tiểu mẫn lại nói cho hắn biết không phải, đó là Halifa, vua đạo hồi, Selim tam thế cho vương phi địa tín vật, mà trùng hợp hơn là hai vị này vương phi cũng gọi Tô Phi Á. Vì vậy Trần Húc đem vấn đề này hỏi lên, có thể bằng hữu của ta lại nói, đây là ót mần đại đế nhi tử ơ đổ mồ hôi đưa cho hắn vương phi Tô Phi Á địa tín vật à. Ơ đổ mồ hôi, lý thế vừa mới xứng sờ, sau đó cười nói, không đúng không đúng, n, ơ đổ mồ hôi ta cũng biết, hắn là có một vương phi gọi Tô Phi Á. Nhưng cái này hai cái Tô Phi Á lại không giống với, ừ người xem phía trên này khắc chữ n ta là chuyên môn nghiên cứu cái này đấy mà tảng đá kia đây này ta cũng chuyên môn nghiên cứu qua halifa vua đạo hồi selim tam thế tuy nhiên tại trong lịch sử không có danh khí gì nhưng lại có một rất tươi sáng rõ nét đặc điểm chính là hắn ưa thích chạm trổ mà hắn cho vương phi cho đám đại thần đưa tặng bảo vật phàm là thự tên khác lên đi đều là chính bản thân hắn tự mình làm đây cũng là một kiện câu chuyện mọi người ca tụng rồi mà một người khác chứ cùng viết chữ là đồng dạng, đều là có thói quen của mình, người xem cái này kiểu chữ, cái này nhất câu, Selim câu tự ưa thích như vậy hỏa, cái kia cùng quy phạm Ả Rập văn tự có chút xuất nhập. Cho nên cái này một so sánh dưới sẽ biết, vật này là Selim chính mình khác, mà thật sự là hắn tự là có một vương phi gọi Tô Phi Á. Vừa nói như vậy, Trần Húc nhịn không được vươn ngón tay cái, chuyên gia à, đây mới thực sự là chuyên gia. Vậy ngài lão tại sao biết tảng đá kia đây này, à? bằng hữu của ta nói đó là phụ thân hắn theo dubai mang tới tự là dubai lý thế vừa vỗ đùi đau nhe răng trợn mắt nói tảng đá kia ta suy nghĩ n ba năm trước đây ta đến dubai du lịch địa thời điểm nhìn thấy qua lúc ấy tảng đá kia tự là đặt ở một cái cũng lớn đến không tính được nhưng tư cách rất già trong tiệm tại trong khắp ngõ ngách bị ta nhìn thấy đấy ta lúc ấy còn không biết tảng đá kia lịch sử ý nghĩa nhưng nói tảng đá kia kỳ thật bất quá cũng chỉ có cái 30 vạn đô la tả hữu rồi. Có thể lão bản kia lúc ấy mở đích giá là 50 vạn, ta liền trực tiếp bị sợ lui. Bất quá vô ảnh chụp, về sau lúc nghiên cứu mới phát hiện tảng đá kia là đừng có ý nghĩa à, ôi ta cái kia thiếu, còn không bằng lúc ấy liền trực tiếp mua tới đây chứ. Cái kia thứ này bây giờ có thể bán bao nhiêu tiễn à? Cao Hiểu Tiết rất ngạc nhiên hỏi, bởi vì hắn chứng kiến lý thế vừa đau lòng mặt đều chen đến một khối đi. Vật này hiện tại muốn bán, tối thiểu được 200 vạn đô la đã ngoài. Bởi vì lịch sử ý nghĩa bất đồng hà. cái này không riêng gì bảo thạch, hay vẫn là cổ đồng à. Nghe xong 200 vạn đô la, không ít người liền không nhịn được hấp khí rồi, một ít ghen ghét địa nữ nhân cũng nhịn không được nhìn về phía Trần Húc, vẻ mặt nhìn có chút hả hê, nghĩ thầm ngươi cái ngu ngốc không biết thứ này giá trị, tùy tiện lấy ra tặng người đi à nha. Nhìn ngươi như thế nào xong việc, nhưng Trần Húc chính mình nhưng thật ra là biết rõ thứ này giá trị, 270 vạn đô la. Trong tương lai, Trần Húc cười cười, đem mắt mèo thạch đưa cho bồi bàn nói, như vậy là tốt rồi, ta thật đúng là sợ bằng hữu của ta tùy tiện cầm cái thứ đồ hư gạt ta là bảo bối, sau đó ta cứ như vậy đần đột, u mê địa đưa cho ma tó âm vương tử rồi, nếu giả ta đây đã có thể ném đại nhân rồi. Hắn như vậy một cái cử động, lập tức khiến cho toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Vừa rồi Lý Thế vừa nói tất cả, tối thiểu 200 vạn đô la à, cái kia chính là 1.500 vạn nhân dân tệ à, Người này tùy tùy tiện tiện sẽ đưa người rồi hả? Hắn là ngu ngốc à? Đây cũng không phải Trần Húc phá sản, mà là vì Trần Húc người này biết rõ bánh ít đi, bánh quy lại. Tuy nhiên hắn đối với có qua có lại cái từ này ý nghĩa lý giải có chút sai lầm, nhưng là cũng không ngại hắn như vậy hành động. Thật muốn nói, cái này ba đầu vòng cổ giá trị sẽ không so cái này khối mắt mèo thạch muốn thấp, người ta đều hào phóng đưa. Cái kia mình còn có cái gì không nỡ đây này, hơn nữa Trần Húc tự mình biết, cho dù hắn hiện tại không có ma tó âm vương tử có tiền, vốn lấy sau nhất định sẽ so với hắn giàu có. Có qua có lại có qua có lại, cũng không thể lấy không người ta thứ đồ vật à. Cái này không thân chẳng quen đấy, nhưng là hắn hành động này lại khiến cho toàn bộ buồng nhỏ trên tàu địa người đối với hắn lập tức tự vài phần kính trọng rồi. Bởi vì tuy nhiên mấy ngày nay những này phú hào à, công tử gia công chúa đảng nhóm, đám bọn họ đối với Trần Húc coi như khách khí, nhưng này khách khí nhưng khi nhìn tại SMMS cùng dịch thủy hàn trên mặt mũi đấy. Bọn hắn cho rằng Trần Húc có thể leo lên cái này chiếc thuyền tựu là lại gần SMMS cùng dịch thủy hàn nguyên nhân, nhưng không có ai biết, Trần Húc đính khách sạn tựu là trên thế giới sang quý nhất địa Ả Rập Tháp, hơn nữa hay vẫn là Ả Rập Tháp chính giữa đắt tiền nhất địa, phòng cho Tổng thống. Tại đây nhiều như vậy kẻ có tiền, cam lòng cho tùy tiện trước hết ném cái 10 vạn đô la đính một tuần lễ khách sạn địa thật đúng là không nhiều lắm lúc này thời điểm ma tó âm vương tử nhận được bọn thủ hạ đưa tin cũng đã tới tại biết được cái này khối mắt mèo thạch giá trị về sau cũng phi thường sợ hãi thán phục bất quá người ngoại quốc không giống người châu á thu cái lễ trên cơ bản nhượng bộ cả buổi ma tó âm vương tử là phi thường không khách khí nhận lấy rồi đương nhiên hắn cũng không thể nói bạch thu tuy nhiên trước khi vừa tiến đưa qua tam nữ ba đầu phi thường đắt đỏ vòng cổ vì vậy ma tó âm tự phân phó thủ hạ lập tức gọi điện thoại đến ả rập tháp Đem phòng cho tổng thống đều lập thành đến, ta muốn hảo hảo khoản đãi mấy vị khách quý. Mấy vị này khách quý, tự nhiên là cũng là kể cả dịch hủy Hàn. Nhưng hạ nhân đã gọi điện thoại về sau cũng rất bất đắc dĩ rồi, bởi vì bây giờ là du lịch mùa thịnh vượng, coi như là đắt đỏ Ả Rập Tháp phòng cũng bị người cho đính rồi, hắn một người trong còn là tới từ ở Trung Quốc đơn đặt hàng. A, Trần Húc sờ lên cái mũi, không có ý tứ cười cười, cái kia, phòng cho tổng thống là ta đính đấy. Cái này có thể lại để cho người giật mình một phen, cuối cùng hay vẫn là ma tó ẩm vương tử phản ứng nhanh, trực tiếp vung tay lên, nâng cốc điếm sở hữu tất cả phí tổn đều cho bao hết, thật ra khiến Trần Húc hiểu thả chút huyết. Tiệc rượu lại một lần nữa tiến hành, tam nữ đeo lên vòng cổ về sau phối hợp các nàng lễ phục dạ hội lập tức liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Đương nhiên còn có một cái khác tiêu điểm, cái kia chính là Trần Húc rồi. Trần Húc hiện tại cùng ma tó ẩm vương tử đang tại dùng phiên dịch ra nói chuyện chết đi được, đây cũng là Trần Húc lần thứ nhất tự mình thật sâu cảm nhận được phiên dịch ra mang đến cực lớn tiện lợi. Mà lúc này Lý Thế vừa cũng đã tới, hắn tại vừa rồi thần thần bí bí trở về một dãy phòng ngủ, không nghĩ tới là lấy mấy tấm hình tới. Lý Thế vừa cười nói, ừ, cái này là năm đó ta tại Dubai cái kia cửa tiệm đập ảnh chụp, về cái này khỏa hắc ám chi tâm, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, thật là thế sự vô thường à. Mọi người một hồi thiện ý ồn ào, Trần Húc đưa qua đầu nhìn xem ảnh chụp, ân, quả nhiên là cái này khỏa mắt mèo thạch. Nhưng là lập tức, Trần Húc sắc mặt nhưng lại đại biến, biến thành một bên trắng bệch. Hắn ầm ầm đứng người lên, không để ý lễ phép một phát bắt được Lý Thế vừa cổ áo, cơ hồ là giống đi ra, người nói nhà này điếm ở địa phương nào. Trần Húc như vậy đột nhiên đứng giống to, đem tất cả mọi người giật nảy mình, Lý Thế vừa cũng sợ hãi, vừa rồi đại gia Minh Minh ở chung vô cùng tốt, như thế nào nói trở mặt liền trở mặt nữa nha lúc này thời điểm một bên dịch thủy hàn cùng hoàng an bình vội vàng đem trần húc giữ chặt dịch thủy hàn nói tiểu sư huynh không nên kích động có chuyện hảo hảo nói hoàng an bình cũng liền vội nói trần húc tiên sinh có phải hay không lý lão bản có chuyện gì đắc tội đến ngài nếu như là như vậy ta tổ tiên hắn nói lời xin lỗi bọn hắn nói như vậy trần húc lúc này mới kịp phản ứng hành vi của mình lỗ mãng rồi gọi ra một hơi cố gắng lại để cho biểu lộ nhu hòa xuống thật có lỗi lý lão bản là ta vội vàng sao động rồi ta hướng ngài bồi tội chỉ là xin ngài cần phải nói cho ta biết nhà này điếm địa phương ta có chuyện rất trọng yếu lý thế vừa bị trần húc bị hù không nhẹ vội vàng nói tốt tốt chờ xuống thuyền về sau ta tự mình mang ngài đi trần húc nhẹ nhàng thở ra thật có lỗi ta vừa rồi thất lễ a à, uống có chút nhiều mọi người đừng nên trách ta đi ra ngoài hóng hóng gió uống nhiều quá xem như một cái còn có thể nói được quá khứ đích lấy cớ mặt khác tập trung tại cái bàn này bên trên ánh mắt rất nhanh thu trở về, nhưng là cái bàn này lên, bất luận là quản dịch, chạm tinh, hay vẫn là dịch thủy hàn cùng Hoàng An Bình, trong mắt đều lộ ra một loại thần sắc nghi hoặc. Cho ta xem xem cái này trên tấm ảnh có cái gì. Hoàng An Bình cầm qua ảnh chụp, rất rõ ràng Trần Húc là chứng kiến cái này ảnh chụp lúc đột nhiên thất thố, cái này đã nói lên cái này trên tấm ảnh khả năng có đồ vật gì đó đưa đến Trần Húc thất thố. Hắn cầm qua ảnh chụp xem xét, thượng diện ngoại trừ cái kia mắt mèo thạch bên ngoài, còn có một tinh xảo cái hộp. Cái này cái hộp xem cũng rất giống có chút lịch sử rồi. Cái hộp bên trên khảm kim sắc địa hoa văn là một thanh xinh đẹp loan đao đồ hình. Trừ lần đó ra, không tiếp tục mặt khác, chẳng lẽ cùng cái này cái hộp có quan hệ, mấy người cũng nhịn không được nghĩ như vậy. Trần Húc đi đến bong thuyền, buổi tối gió biển thổi lấy lại để cho tim đập của hắn dần dần chậm lại một ít. Đúng vậy, là cái kia cái hộp, cái kia cái hộp Trần Húc đã từng nhìn thấy qua, tại giả thuyết ảo cảnh, mộng tưởng thiên đường chính giữa. Cái kia cái hộp hắn đã từng nhìn thấy mễ ngõa đức lấy ra qua. Cái này là Trần Húc vì cái gì kích động nguyên nhân? Bởi vì cái kia nạm vàng cái hộp, tại đọc đến mễ ngõa đức trong trí nhớ. Là theo truyền quốc ngọc tỷ phóng cùng một chỗ đấy. Tại mộng tưởng thiên đường chính giữa chứng kiến mễ ngõa đức trí nhớ thời điểm, Trần Húc tinh tưởng chứng kiến, mễ ngõa đức tại dò xét cái kia người quý tộc ra thời điểm. Tự là tại như vậy một cái hộp chính giữa tìm được cái kia miếng truyền quốc ngọc tỷ đấy. Cái kia cái hộp Trần Húc lật qua lật lại nhìn không biết mất trăm lần, đối với cái này cái cái hộp ngoại hình đặc thù đã sớm thuộc nằm lòng, làm sao có thể hội nhận lầm. Những bảo bối này đều bị mế ngóa đức không biết chôn ở địa phương nào, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Những vật khác cũng là thì thôi, những này châu báu cổ đồng các loại đấy, Trần Húc cũng không có thèm. Hắn cũng không thiếu điểm này tiễn, nhưng là truyền quốc ngọc tỷ, cái này bảo vật lịch sử ý nghĩa đối với mỗi cái người châu Á mà nói đều là vô cùng cực lớn, thậm chí có thể nói, dùng lịch sử giá trị mà nói, ngoại trừ trong truyền thuyết thượng của Hoàng đế Hiên Viên Kiếm. Tự mấy cái này truyền quốc Ngọc Tỷ ý nghĩa lớn nhất rồi. Ngọc Tỷ bởi vì mễ ngóa đức địa chết mà mất tích, điểm ấy lại để cho Trần Húc không biết bóc cổ tay qua bao nhiêu lần. Hôm nay vậy mà lại đã được biết đến Ngọc Tỷ tin tức, cái này lại để cho Trần Húc làm sao có thể đủ không kích động. Nhưng ở kích động thời điểm, Trần Húc trong nội tâm cũng nhịn không được nữa tại bồn chồn cái này cái hộp lúc ấy chỉ dùng để đến trang phục lộng lẫy ngọc tỷ, nhưng về sau mễ ngóa đức đem những này bảo vật chôn ở dưới mặt đất thời điểm không biết còn có hay không cùng ngọc tỷ phóng cùng một chỗ. Nếu như còn phóng lại với nhau, hôm nay cái này cái hộp đã xuất hiện, như vậy ngọc tỷ đâu này? Ngọc tỷ sẽ không bị người khác cầm đi à? Nghĩ tới đây Trần Húc trong nội tâm tựu một hồi run rẩy không phải là thật sao? Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể khẩn cầu khẩn cầu ngế ngóa đức lúc ấy tại vùi bảo tàng thời điểm là đem ngọc tỷ theo trong hộp lấy ra rồi, bằng không thì, đi đâu đi sẽ tìm ngọc tỷ đây. Bởi vì có chút người thu thập thật là cũ kỹ hơn nữa cố chấp đấy, bọn hắn ưa thích đem thứ tốt nhất tại chính mình trong tầng hầm ngầm chính mình nhìn xem ám thoải mái động kinh, nhưng không muốn nói cho người khác biết. Cũng sẽ không biết cầm lấy đi cho người khác khoe khoang. Trần Húc chỉ sợ gặp được loại người này, bởi vì cái hộp kia là 3 năm trước đây ngay tại rồi, nếu như Ngọc Tỷ thật sự xuất hiện, như vậy ba năm này đến trên quốc tế một điểm tin tức đều không nghe thấy trần húc có thể xác nhận chính là chỉ cần truyền quốc ngọc tỷ xuất hiện địa tin tức để lộ đi ra một tia cho dù là lời đồn cũng tuyệt đối đã bay đầy trời rồi chỉ sợ là bị cái nào người thu thập cho nhét vào chính mình địa trong tủ bảo hiểm mỗi ngày nhìn xem đánh máy bay rồi như vậy đi đâu mà tìm đây trần húc cho mình điểm bên trên một điếu thuốc tại nicotine địa dưới sự kích thích dễ chịu đi một tí n Hiện tại manh mối tự là tập trung vào Dubai để cái kia ra tiệm châu báu bên trong, Trần Húc trong nội tâm lại hiện ra một vấn đề. Đem mắt mèo thạch cho mình chính là cái kia Điền Phương, hắn nói cái này mắt mèo thạch là phụ thân hắn cho hắn, bất quá như vậy một cái hơn 200 vạn đô la, thì ra là 1.500 vạn nhân dân tệ thứ tốt cứ như vậy thuận tay cho mình, Trần Húc hôm nay ngẫm lại cũng có chút rất băn khoăn đấy. Hắn như vậy tiện tay ném cho người khác cũng là bởi vì thứ này không phải mình, chẳng phải đau lòng. Vì vậy Trần Húc tự cho Điền Phương gọi điện thoại, hắn hiện tại phân phối chính là Liên minh châu Âu EU về tinh điện thoại, toàn bộ thế giới tín hiệu bao trùm, tuy nhiên dùng rất quý, nhưng là an toàn thuận tiện. Cái lúc này Điền Phương còn đang ngủ, nhưng chứng kiến là Trần Húc điện thoại về sau lập tức tự thanh tỉnh lại. Bởi vì vừa nhắc tới Trần Húc, hắn cũng nhớ tới cái kia khối mắt mèo thạch, hiện tại Điền Phương cũng đã đưa di động điện thoại bổn thượng Trần Húc danh tự đổi thành mắt mèo thạch rồi. Đáng thương đáng tiếc à! Kỳ thật nếu như Điền mới biết đạo tảng đá kia giá trị là 1.500 vạn nhân dân tệ, chỉ sợ đánh chết hắn cũng sẽ không đem tảng đá kia lấy ra. Ở trong đó, kỳ thật tự liên lụy tới một cái rất mỹ lệ đã hiểu lầm. Trần Húc hỏi câu nói đầu tiên là, người đem ngân hàng của người tài khoản cho ta, người cái kia mắt mèo thạch quá đắt đỏ rồi, mắc như vậy trọng lễ vật ta cũng không thể thu, ta phải đem tiến cho người đánh đi qua. Điền vừa mới nghe tiểu sửng sốt, việc này đều đi qua thật lâu rồi à như thế nào hiện tại mới muốn khởi đưa cho hắn thu tiền à? Kỳ thật Trần Húc trước khi cũng không có tính toán tham hắn cái này khối mắt mèo thạch. Bởi vì này đồ chơi cũng không phải là mấy vạn khối tiền đồ vật này nọ, hơn 200 vạn đô la 1.500 vạn nhân dân tệ, phần này lễ thật sự là quá quý trọng rồi, xin lỗi cũng không có loại này đạo pháp. Cho nên Trần Húc liền định học tập thoáng một phát bạch triển đường, chơi vài ngày đem thứ này cho đưa trở về. Kết quả về sau sự tình một mực chậm trễ lấy, cho nên Trần Húc cũng vẫn không có cơ hội, cái kia mắt mèo thạch vẫn ở bên cạnh hắn. Kết quả vừa rồi hắn đem tảng đá kia cho ma tó ẩm vương tử, cho nên chỉ có thể cho điền phương kinh tế đền bù tổn thất rồi. Trần Húc trước sau như một không thích chiếm người tiện nghi, nhất là loại này đại tiện nghi. Cho nên hắn lại ý định đem tiền cho Điền Phương đánh quá khứ đích. Có thể Điền vừa mới nghe tựu nóng này, nói, cái kia cái đó được a à. Đã nói vật kia là tặng cho ngươi đúng là tặng cho ngươi, muốn cái gì tiễn à. Trần Húc nghe xong, nghĩ lại, coi chừng mà hỏi, cái kia, người biết người cái kia mắt mèo thạch giá trị sao? Điền phương bên kia ngữ khí rất là khinh thường, không phải là 20 vạn khối tiền đồ vật nha. Ta nói, lần trước chuyện này là ta làm địa không có phúc hậu, xông tới muội muội của ngươi, cái đồ chơi này coi như xin lỗi rồi. 20 vạn, Trần Húc trong nội tâm hiểu rõ, đây mới là nha. Bằng không thì ai hội bởi vì một hồi ma sát tùy tùy tiện tiện tiến đưa cái 1.500 vạn đồ vật đem làm nhận à. Lúc ấy hắn liền đoán rằng Điền Lại vừa có thể cho rằng cái này mắt mèo thạch không quá đáng giá, nếu không làm sao nhẹ nhàng như vậy cho mình à. 1.500 vạn, wow, hòa hài city có thể tùy tiện nện cái 1.500 vạn đi ra đùa người thật đúng là không nhiều lắm. Dùng biên Phương gia đình điều kiện, 20 vạn khối tiền đồ vật lấy ra với tư cách nhận hay vẫn là đủ, đương nhiên cũng sẽ biết lại để cho hắn tiểu thịt đau thoáng một phát. Thật giống như hiện tại dùng trần hút địa thân ra, xuất ra cái 1.500 vạn đến cũng có chút thịt đau đồng dạng. Kỳ thật 20 vạn khối tiền nhân dân tệ trên cơ bản đích thật là một kiện tỷ lệ không tệ mắt mèo thạch chính thức giá cả, nhưng là hiển nhiên Điền Phương đánh giá sai trong tay mình cái này khối bảo bối. Phải biết rằng lúc ấy tại Dubai người ta ra giá thì có 50 vạn đô la rồi. Tuy nói cái này có chút giao giá trên trời địa ý tứ, nhưng là chân chính đem giá cả chặt đi xuống, cũng có thể bán được 40 vạn đô la, cũng tự tương đương với gần 300 vạn nhân dân tệ rồi. Cho nên Trần Húc cũng rất tốt kỳ, Điền Phương cái giá này vị là như thế nào lấy được hơn nữa cha hắn là như thế nào đạt được tảng đá kia hay sao điền phương tuy nhiên rất kỳ quái trần húc tại sao phải hỏi vấn đề này nhưng hay vẫn là trung thực trả lời tảng đá kia hoàn toàn chính xác không phải cha hắn mua mà là cha hắn đến dubai đi du lịch thời điểm vừa vặn gặp cùng một chỗ tiệm châu báu cướp bóc án mà rất không may điền phương lão cha lúc ấy đang tại cái kia ra bị cướp bóc địa tiệm châu báu bên trong đi dạo sau đó càng không may cha hắn bị cướp phỉ bắt lại đem làm con tin mà may mắn chính là Lúc ấy bọn cướp hướng về phía hỗn loạn đám người nổ súng, tiệm châu báu lão bản tại chỗ chúng đạn bỏ mình, mà điền phương địa phụ thân chỉ bị đánh trúng cánh tay. Chuyện kế giống như là một bộ hồng công cảnh phỉ phim bắn nhau, cuối cùng nhất tại trải qua một số cái giờ đồng hồ về sau, bọn cướp bị anh dũng cảnh sát đánh chết, điền phương lão cha đại nạn không chết, hơn nữa đã có hậu phúc. Tự là đã nhận được cái kia khối mắt mèo thạch, là thừa lúc hỗn loạn địa thời điểm kẻ bắt cóc đem cái này khối mắt mèo thạch rơi trên mặt đất về sau, bị Điền Phương lão cha nhặt được đấy. Cái kia Điền Phương lão cha cũng rất không khách khí địa nuốt riêng, hơn nửa tiệm châu báu lão bản cũng treo rồi, ai cũng không biết đến cùng bị mất cái gì đó. Cái này khỏa mắt mèo thạch Điền Phương lão cha lấy được trong nước về sau, tìm người đến xem xét, người kia cho ra giá cả tựu là 20 vạn nhân dân tệ. Nơi này có cái hiểu lầm tựu là, Điền Phương lão cha tìm chính là một nhà hiệu cầm đồ lão bản, mà cái kia lão bản nhãn lực coi như cũng được, tuy nhiên không thấy ra là đồ cổ, nhưng nhìn ra không sai biệt lắm giá cả, tương đương với hơn 200 vạn nhân dân tệ. Mà hiểu lầm tựu là, cái kia hiệu cầm đồ lão bản cho rằng Điền Phương lão cha tìm hắn đến xem hàng mục đích là vì đem cái này mắt mèo thạch cho bán đi, cho nên trực tiếp tự chém chín thành giá cả. Nhưng là không nghĩ tới Điền Phương lão cha căn bản không có ý định bán. Cái này mắt mèo thạch coi như là hắn đại nạn không chết bùa hộ mệnh rồi, 20 vạn khối tiền đối với Điền Phương ra ở bên trong mà nói chỉ có thể nói là nhiều nó không nhiều lắm, thiểu nó không ít, cho nên Điền Phương lão cha tự chính mình giữ lại rồi. Mà dù sao cái này khỏa mắt mèo thạch coi như là tang vật, cho nên tuy nhiên về tới Trung Quốc, Điền Phương lão cha cũng không có khiến nó gặp phải ánh sáng, vì vậy tự chính mình nghiên cứu, rốt cục được ra kết luận, cái này khỏa mắt mèo thạch là ơ đổ mồ hôi đưa cho hắn vương phi tín vật, vì vậy hắn cũng tự đem suy đoán của mình nói cho con của mình. Trần Húc nghe bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là như vậy nhưng là cái kia tiệm châu báu lão bản chết rồi hả manh mối lại một lần nữa cắt đứt n -ngơ. có lẽ cũng chỉ là đứt rời một nửa bất kể thế nào nói còn có một đường hy vọng cũng muốn tranh thủ có lẽ sẽ liêu ám hoa minh lại một thôn đâu này hiểu rõ cái này khỏa mắt mèo thạch tồn tại trần húc mục đích cũng thì đến được rồi chuẩn bị tắt điện thoại tắt điện thoại trước khi hắn hỏi một câu tiền kia ngươi thật sự không đã muốn điền phương tuy nhiên thịt đau nhưng lại ra vẻ hào phóng món tiền nhỏ mà thôi, đàm tiến tự thương cảm tình nữa à. Trần Húc thở dài, đã như vậy ta đây cũng tự không miễn cưỡng rồi. N, vừa rồi ta tìm chuyên gia dám định thoáng một phát, à, lý thế vừa ngươi nhận thức không? Thượng Hải Châu báo trùm, hắn vừa mới nhìn đến cái này khối mắt mèo thạch cho giá tiền là 200 vạn đô la. Đã ngươi không muốn, quên đi, Điền Phương, Trần Húc câu nói sau cùng tự nhiên là nói đùa, dù sao đây không phải là cái gì món tiền nhỏ. Kỳ thật tiến loại vật này, cũng thật là phân đơn vị đấy. 1.500 vạn nhân dân tệ nghe rất cao, vốn lấy đô la đến tính toán 200 vạn đô la kỳ thật cũng không nhiều. Đổi thành phiên dịch ra muốn mua gần kề cũng chỉ là 400 bộ đồ mà thôi, cái số này cùng phiên dịch ra khổng lồ lượng tiêu thụ so, thật sự có thể là không đáng kể rồi. Bởi vì đô la tuy nhiên đáng giá, nhưng lão Mỹ tiêu phí trình độ rất cao, 200 vạn đô la cùng 1.500 vạn nhân dân tệ sức mua hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Đối với Trần Húc mà nói, chút tiền ấy thật sự tựu không tính là cái gì, hơn nữa, so về đã nhận được truyền quốc ngọc tỷ hạ lạc, hạ xuống điểm này, 200 vạn đô la mua như vậy một tin tức, hái hoa đến rồi. Manh mối đến nơi đây tựu lại đã đoạn, kế tiếp chỉ có thể đợi đến lúc đến Dubai thời điểm sẽ tìm. Trần Húc xem lấy trong tay vệ tinh điện thoại, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Hôm nay không thể nói không có thu hoạch, ngược lại là thu hoạch quá lớn. Tối thiểu nhất, Trần Húc hiện tại biết rõ truyền quốc ngọc tỷ hạ lạc, hạ xuống không, phải nói là mế ngóa đức bảo tàng vùi phóng hạ lạc, hạ xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ ngay tại Dubai. Trần Húc nhớ lại thoáng một phát mế ngóa đức trong trí như hình ảnh, là ở một cái hoang vu bờ biển đào huyệt động, hình như là hải tạc đồng dạng đem bảo tàng tàng dưới mặt đất. Dubai tại Ả Rập bán đảo phía đông, Bắc Lâm Vịnh Ba Tư, đường ven biển dài đến 734 km. Nói không chừng thật sự ngay tại cái nào bờ biển lên. Hơn nữa, mế ngóa đức bọn hắn nếu là bảo tàng tàng, tự nhiên là sẽ không giấu ở nhiều người địa phương, nói không chừng tựu là ở đâu cái hoang vu trên bờ biển. Nghĩ tới đây, Trần Húc lập tức trở về đến phòng ngủ. Hắn muốn xâm lấn một cái vệ tinh, sau đó sử dụng vệ tinh tìm tòi toàn bộ Dubai đường ven biển, sau đó lại để cho tiểu mẫn sàng chọn ra cùng mễ ngõa đức trong trí nhớ tương tự chính là bãi biển. Cái này có lẽ là một cái tìm kiếm truyền quốc ngọc tỷ phương pháp. Hiện tại vây quanh địa cầu vệ tinh nhân tạo thật sự là nhiều lắm, chỉ là nước Mỹ tổng cộng tựu tất cả lớn nhỏ phóng ra hơn 400 quả vệ tinh. Trong đó chỉ là dùng cho quân sự cùng gián điệp vệ tinh thì có hơn 100 quả. Mà ở hôm nay trong vũ trụ gần đây 800 quả vệ tinh, cơ hồ bao trùm toàn bộ địa cầu. Mà những này vệ tinh tác dụng cũng bất đồng, ngoại trừ phương diện quân sự vệ tinh bên ngoài, TV trực tiếp, điện thoại tín hiệu, hướng dẫn hệ thống chờ các loại đều muốn lợi dụng đến vệ tinh. Đương nhiên, vệ tinh hệ thống cũng không phải là tốt như vậy xâm lấn đấy. Muốn muốn xâm lấn nhất định phải phải tìm được một cái phương thức liên lạc, thì ra là một đầu quỹ đạo. Một gian không có phòng ở cùng môn toàn bộ phòng bế phòng ai cũng vào không được, cho nên, muốn muốn xâm lấn một cái vệ tinh, nhất định phải muốn theo cái này vệ tinh tín hiệu tiến vào đến vệ tinh hệ thống trung chuyển chính giữa. Mà bất đồng vệ tinh tác dụng bất đồng, Trần Húc hiện tại muốn chính là khảo sát toàn bộ Dubai hơn 700 km đường ven biển, như vậy cái này khỏa vệ tinh nhất định phải nếu tại Dubai trên không, hơn nữa tác dụng tối thiểu có một điểm là có thể chụp ảnh đấy, như vậy sử dụng GPS hướng dẫn định vị vệ tinh có thể. Trần Húc xâm lấn đúng là Liên minh châu Âu EU một khóa cung cấp GPS phục vụ vệ tinh, bởi vì tại hắn vệ tinh trên điện thoại vừa vặn có GPS định vị hệ thống. Xâm lấn quá trình tựu không cần mệt mỏi thuật rồi, dùng Trần Húc hiện tại chính mình thực lực chân chính muốn xâm lấn vệ tinh khả năng có chút khó khăn, nhưng là tại tiểu mẫn dưới sự trợ giúp tựu thần không biết quỷ không hay rồi. Xâm lấn vệ tinh, điều chỉnh hệ thống, thiết lập kế hoạch nhiệm vụ an bài công tác lại chỉ định IP đem những này ảnh chụp truyền tới, sau đó kết thúc đi trừ xâm lấn dấu vết, hết thảy làm đều là như vậy địa đơn giản. Trần Húc không lo lắng tay chân của mình hội bị người phát hiện. Bởi vì một cái vệ tinh xử lý sự tình thật sự là nhiều lắm, hơn nữa chụp ảnh mà thôi, đây cũng là vệ tinh địa công năng. Làm xong đây hết thảy Trần Húc thở ra một hơi, kế tiếp chính là muốn dài dòng buồn chán chờ đợi thời gian. Dù sao 700 km đường ven biển muốn từng cái chụp được đến so sánh đây tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhóm công tác, cho dù tiểu mẫn tính toán tốc độ nhanh, vệ tinh chụp ảnh tốc độ cũng nhanh. Nhưng là truyền thâu tốc độ đâu này, ảnh chụp được một chương một chương truyền tới lại để cho tiểu mẫn đến phân tích ha. Không biết đến Dubai trước khi có thể hay không ok chuyện này. Đem 1.500 vạn hợp thành vào điền phương địa tài khoản, Trần Húc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chuyện kế tiếp phải là tận nhân sự, nghe thiên mệnh rồi. Bề bộn đã xong đây hết thảy Trần Húc chạy tới tắm rửa một cái. Du thuyền bên trên xa hoa phòng phòng quả nhiên tựu là không giống với, bồn cầu tuy nhiên không phải ngà voi, nhưng bồn cầu tre là khảm hoàng kim địa phương. Trần Húc may mắn chính là may mắn không là cả bồn cầu tre đều là hoàng kim, nếu không ngồi lên rồi chẳng phải là băng bờ mông đau. Nằm ở xa hoa khoang thuyền trên mặt giường lớn, Trần Húc rất không có hình dáng bày ra một chữ to hình. Nhàm chán xem TV tiết mục, N, trên cơ bản đều là ngoại ngữ địa vệ xem, không có phiên dịch ra thật đúng là nghe không hiểu. Mà vừa lúc này, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, đát đát đát, đập đập rất ôn nhu. Cái lúc này sẽ là ai đến gõ cửa à? Trần Húc ăn mặc áo tắm từ trên giường nhảy xuống, chạy tới đem cửa kéo ra. Hắn không có thông qua môn bên trên mắt mèo nhìn, bởi vì bây giờ đang ở cái này con thuyền bên trên là không thể nào xuất hiện nguy hiểm gì đấy. Môn kéo một phát khai, một hồi làn gió thơm đập vào mặt. Một đoàn mềm mại bóng đen phẳng phất phải dựa vào trên cửa, kéo một phát khai tựu dán tại hắn địa trong ngực. Cái này ai à? Trần Húc phản ứng đầu tiên phải, ngẩn người rồi, bởi vì hắn cảm thấy hai luồng phi thường có cảm nhận địa viên thịt thoáng cái dán tại lồng ngực của mình, có chút băng băng lành lạnh địa phương. Bởi vì Trần Húc mặc áo tắm, áo tắm dây lưng không có kéo nhanh cho nên ngực là rộng mở, lúc này thời điểm tựu rất rõ ràng địa cảm thấy đối phương làn da bên trên cái loại này lành lạnh thoải mái cảm giác. Trần Húc thứ hai phản ứng, người này nhất định là cái nữ nhân, bởi vì trên người nàng thật sự là quá thơm rồi, một cổ đều có chút gai mũi mùi nước hoa về phần là cái gì nước hoa trần húc không có nghiên cứu qua nhưng nhất định là mùi vị nước hoa bởi vì quá nặng đi có thể để xác định chính là người này tuyệt đối không phải quản dịch chạm tinh cùng cao hiểu tiết trong bất kỳ một cái nào bởi vì trần húc biết rõ các nàng tuyệt đối sẽ không tại trên thân thể phun nhiều như vậy nước hoa đấy hơn nữa xúc cảm cũng không giống quản dịch tam nữ trên người cũng rất thơm nhưng này loại mùi thơm chính là các nàng trên thân thể tự nhiên phát ra mùi thơm tối đa hơn nữa một ít mỹ phẩm dưỡng da nước hội đầu mùi thơm hỗn hợp cùng một chỗ cảm giác cùng loại này mùi thơm hoàn toàn không giống với cái kia nữ nhân này là ai? Trần Húc liền vội vươn tay đẩy ra nàng. A, à, không nghĩ qua là tay vị trí làm sai rồi. Cảm giác mềm, sau đó chợt nghe đến trong ngực truyền đến một hồi nhõng nhẽo cười. Trần Húc muốn chóng luôn, cái này vấn đề quá con mẹ nó đại đầu rồi, không thể phạm sai lầm à? Vì vậy hắn vội vàng đem trong ngực nữ nhân cho đẩy ra nói, cái kia người đi nhầm cửa đi à nha. Nữ nhân kia ngẩng đầu, đón lấy trong cửa ngọn đèn trần húc thấy được bộ dáng của nàng. Tướng mạo nha, coi như là không tệ, nhưng trên mặt trang thật sự là quá nồng rồi, một thân phong trần khí tức hương vị mười phần. Nhìn không gian niên kỷ, đại khái so với chính mình muốn lớn hơn một chút, trên người là một kiện thấp ngực màu đỏ váy liền áo lễ phục. Ngực mở đích thực thấp a, bạch hoa hoa ngực hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, n, cái này nhỏ có lẽ không thể so với quản dịch muốn nhỏ hơn. Nữ nhân này nhìn xem Trần Húc Khóe miệng nhếch lên một tia đường cong, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Trần Húc nghĩ thầm ngươi ai à ta tại sao phải thỉnh ngươi? Nhưng là loại này không khách khí Trần Húc là nói không nên lời, hắn rất lễ phép nói, tiểu thư, ngài khỏe như đi nhầm cửa rồi hả? Ta nhận thức ngươi sao? Nữ nhân cười trang điểm xinh đẹp, trước kia không biết, nhưng đêm nay bên trên chẳng phải nhận thức sao? Người ta gọi Tâm Tâm, nghe nàng phát òn ẻn khẩu khí Trần Húc nhịn không được thân thể run rẩy. Dun ra rồi cả người nổi ra gà, hiện tại hắn minh bạch nữ nhân này là người nào rồi, ba chữ khai quát. Gái hồng lâu V, Y, P hàng công sở. Về phần cái này con thuyền bên trên tại sao có thể có gái hồng lâu V, Y, P hàng công sở đấy. Cái này còn dùng muốn sao, leo lên cái này con thuyền người phi phú tức quý. Cái này chỉ trên căn bản là nam nhân, có nam nhân địa phương sao có thể thiếu được rồi nữ nhân này. Cho nên cái này một chuyến, ngoại trừ rất nhiều nhà giàu đệ tử bên ngoài còn có rất nhiều tại thượng hải gành hỗn vô cùng thể diện rất không tệ gái hồng lâu vip hàng công sở các mỹ nữ cũng leo lên cái này chiếc thuyền bằng không thì dài đằng đẵng đường đi lại là xa hoa du thuyền hành trình không có mỹ nữ làm bạn chẳng phải là rất tịch mịch trước khi hoàng an bình là đã cảnh cáo những cái kia thái tử đảng nhóm đám bọn họ có thể ngàn vạn không nên chưa chọc trần hút bên người ba nữ sinh nhưng là hắn lại đã quên một việc hắn không có cảnh cáo những cái kia gái hồng lâu vip hàng công sở nhóm đám bọn họ, ngàn vạn đừng tới trêu chọc Trần Húc. Muốn nói trước khi, một cái SMMS đồ đệ thân phận mặc dù sẽ bị rất nhiều người coi trọng, nhưng là những này rất sự thật, chỉ coi trọng túi tiền nữ mọi người nhưng không có đem Trần Húc như vậy một một học sinh nghèo để vào mắt. Nhưng là buổi tối hôm nay lại bất đồng, Trần Húc hất lên tay tựu là một khỏa giá trị 1.500 vạn mắt mèo thạch đưa cho ma tó âm vương tử, cái này làm cho cả thuyền nữ mọi người đối với Trần Húc vài phần kính trọng rồi. Không có nhìn ra ha ha, như vậy một đệ tử, Vậy mà như vậy có tiền. Nói thực ra cái này tâm tâm tướng mạo cũng không kém, tựu là trang hóa dày đặc điểm, chẳng phải phù hợp hiện tại Trần Húc khẩu vị. Vì vậy Trần Húc cười cười, ha ha, như vậy à, ta gọi Trần Húc. Tốt rồi, nhận thức, ta muốn đi ngủ rồi. Nói xong Trần Húc muốn lui về trong phòng đóng cửa, mà lúc này cái kia tâm tâm nhưng lại xông về phía trước đến một bước đứng gần trong cửa, cứ như vậy dán tại Trần Húc trên người, dài nhỏ ngón tay, nhuộm đủ mọi màu sắc móng tay nhẹ nhàng xẹt qua Trần Húc lồng ngực. Nhõng nhẽo cười nói, một người ngủ sẽ không rất tịch mịch sao? Tỷ tỷ cùng ngươi cùng một chỗ à? Đây quả thực là Trần Trụi khiêu khích hà, Trần Húc cơ hồ muốn khóc rồi, hắn đối với nữ nhân gần đây không có biện pháp gì. Hơn nữa nhất là nữ nhân như vậy, ở trường học thời điểm trường học đằng sau cái kia tích suối lộ là đèn đỏ một đầu phố, mỗi lần Trần Húc bọn hắn từ nơi ấy thời điểm ra đi đều có 40 50 tuổi phụ nữ đi tới hỏi, muốn hay không phục vụ à, khi đó Trần Húc còn có thể lời lẽ chính nghĩa nói không? Nhưng hiện tại như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nữ đứng ở trước mặt mình, lại như vậy gợi cảm. Nói thực ra Trần Húc trong nội tâm thật sự thì có một cổ xúc động rồi. Cái này cổ xúc động cũng không thể trách Trần Húc hoa tâm, bởi vì nam nhân mà, nhất là như Trần Húc nhỏ như vậy xử nam, đối với nữ nhân luôn có rất nhiều tưởng tượng đấy. Bình thường thời điểm bất quá nhìn xem phim heo màu vàng tiểu thuyết một loại, lại để cho bọn hắn tiêu tốn 50 khối tiền tùy tiện đến ven đường tìm nữ nhân đem xử nam cho phá cũng không phải về phần. Nhưng đem làm có người đưa tới cửa thời điểm, dù là trong nội tâm có chút kháng cự, vừa vặn thể không tự chủ được cũng có chút phản ứng rồi. Hơn nữa cái này tâm tâm lớn lên thật đúng là rất có hương vị. Nhất là cái kia một đôi miêu tả sinh động sóng cả, trắng như tuyết cùng đại bạch thỏ giống như, tại dưới ánh đèn xem Trần Húc một hồi ý loạn tình mê. Trên người nàng cái chủng loại kia thành thuộc gợi cảm nữ nhân cảm giác, cũng không phải là đệ tử có thể có đấy. Mà nàng cái kia móng vuốt, ách, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở Trần Húc trên lồng ngực xẹt qua cái loại này như có như không kích thích cảm giác giống như dòng điện đồng dạng, lại để cho Trần Húc toàn thân cũng nhịn không được run rẩy. Cái này tâm tâm là người ra sao, cái kia có thể nói là hoan chàng quen tay rồi, nhìn xem Trần Húc bộ dạng đã biết rõ hắn động tâm dài. Hoặc là tối thiểu là đã có phản ứng, vì vậy khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, nhẹ nhàng đem Trần Húc hướng trong cửa đẩy. Nói cũng mất mặt, Trần Húc như vậy một cái 1340 cân nam tử Hán, hơn nữa hay vẫn là người luyện võ, lại bị nàng như vậy đẩy tựu đổ lên trong cửa rồi. Không không không, Trần Húc cảm giác được không ổn, tiếp tục như vậy không phải ra ngoài ý muốn không thể. Muốn lý giải, hắn là cái nam nhân ai, hơn nữa là cái không có chính thức bái kiến nữ nhân nam nhân. Muốn cái kia hư chúc vừa cùng còn gặp mộng cô tự tước vũ khí đầu hàng, Kim Lão Tiên Sinh nói như thế nào. Đây chính là dưới đời này đệ nhất đại hấp dẫn, Trần Húc không phải liễu hạ huệ, sinh lý cùng tâm lý cũng không có vấn đề gì, Vạn nhất không nghĩ qua là hỏa đốt rồi không tiêu diệt, đây chẳng phải là hội phạm sai lầm. Trần Húc hiện tại tư tưởng vẫn tương đối truyền thống, nếu không cái kia sao có tiền, muốn tìm cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy. Chỉ là bên cạnh hắn đã có Tam Mỹ đồng hành rồi, ba vị này mỹ nữ đều là khó được cực phẩm, tại nàng ba người tầm đó Trần Húc đều tả hữu lắc lư bất định, lại nơi nào sẽ suy nghĩ những nữ nhân khác. Nhưng lúc này thời điểm thậm chí có người đưa tới cửa đến, ba đến hai lần xuống sẽ đem Trần Húc hỏa cho chọn. Trần Húc không cảm thấy định lực của mình nhiều bao nhiêu, nhưng là vừa nghĩ tới quản dịch, Trạm tinh cùng cao hiểu tiết, hơn nữa ba người các nàng đều ở đây con thuyền lên, hắn tự hít sâu một hơi nói, tiểu thư, xin ngài tự trọng. Muốn nói Trần Húc hiện tại không có điểm nghĩ cách là không thể nào, nhưng là có nghĩ cách không có nghĩa là tự muốn đi làm. Hơn nữa chủ yếu vấn đề là cao hiểu tiết các nàng ở này con thuyền lên A, à, một màn này có thể ngàn vạn không nên bị các nàng thấy được. Cái kia tâm tâm lông mi nhảy lên, tiểu thư, a à, Người cũng biết ta là tiểu thư, cái kia còn có cái gì dường như trọng hay sao? Yên tâm, tỷ tỷ hôm nay không thu người tiến. Đón lấy nàng lại duỗi thân tay tại Trần Húc trên lồng ngực vừa sờ, nhõng nhẽo cười nói, ngươi thực cường tráng. Lời nói thật nói đây là Trần Húc đời này gặp được nhất không biết xấu hổ nữ nhân. Trần Húc đối với tiểu thư loại này chức nghiệp không có kỳ thị, dù sau đó là người ta chính mình tuyển đường, nhưng là cái lúc này công khai nói ra loại lời này, Trần Húc cảm thấy chỉ có thể dùng không biết xấu hổ để hình dung. Trần Húc nghiêm mặt, thật có lỗi, ta đối với ngươi không có hứng thú, n, nếu như không có sự tình khác ngươi tự đi ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi. Tâm tâm đậm đặc trang trên mặt sửng sốt một chút, sau đó nhõng nhẽo cười nói, tiểu suốt ca không muốn nghiêm túc như vậy nha, đến, uống chén rượu. Nói xong nàng hình như là căn phòng này chủ nhân đồng dạng đi đến phòng đích quầy ba trước, tiện tay kéo ra tủ rượu lấy ra một lọ trần hút căn bản không biết danh tự rượu tây, sau đó bưng hai cái ly. Trần Húc nghĩ thầm nữ nhân này như thế nào như vậy à? Nhưng là kế tiếp nàng nói một câu lại làm cho Trần Húc ngây ngẩn cả người, người có biết hay không có người muốn giết ngươi? Trần Húc vốn là sừng sốt một chút, sau đó cười nói, tiểu thư, cái này chê cười một chút cũng không buồn cười. Tâm tâm mặt giản ra cười tại hai cái trong chén rót rượu, n, nếu như người nguyện ý làm cái chê cười vậy thì trở thành chê cười a, người rất cường tráng, có lẽ người không sợ sát thủ, nhưng là người cái kia ba cái hồng nhan chi kỷ đâu này. Ngươi nói cái gì? Trần Húc hét lớn một tiếng, một cái bước xa sông lên, trực tiếp một phát bắt được tâm tâm cổ. Mắt liếc ngang con người nhìn xem nàng, một chữ dừng lại, một trầu mà nói, người mới vừa nói cái gì? Buông tay, người bắt thương ta rồi. Tâm tâm giấy ruộng lấy, nhưng nhìn xem Trần Húc hai con mắt trong là thô bạo, vội vàng kêu lên, người buông tay ta sẽ nói cho người biết. Ta không có lừa ngươi. Trần Húc nhìn xem nàng bối rối biểu lộ, rốt cục chậm rãi buông tay ra, quay đầu lại một cước đóng cửa phòng lại nói, nói mau, đến cùng là có ý gì. Tâm tâm bất mãn xoa cổ, theo bao trong bọc suốt ra hộp hóa trang, đối với tấm gương soi thoáng một phát, ai nha, người đem của ta trang đều làm bỏ ra. Còn có, người xem ta đĩa cổ, đều đỏ, ta không có thời gian với người nói nhảm. Trần Húc nhìn xem nàng, người hoặc là tự nói, hoặc là tự cút ra ngoài. Xem quan, Trần Húc là cố ý làm ra cái này bức biểu lộ, vì vậy nữ nhân thật sự là quá khó chơi rồi, trần húc đã lớn như vậy sẽ không gặp được qua nữ nhân như vậy hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng phó loại nữ nhân này vạn nhất nàng nói cao hứng ngược lại thật sự rất có thể tại chỗ trực tiếp cởi quần áo đấy cho nên trần húc tự kịp thời suy nghĩ một cái đần phương pháp trang lãnh khóc mà về phần nàng mới vừa nói trần húc nhưng trong lòng thì bán tín bán nghi bất quá hắn ngược lại là muốn nhìn một chút nữ nhân này đến cùng có thể nói ra cái gì đó đến nếu như nàng là nói dối đến lúc đó lại đuổi nàng đi cũng không muộn cái kia tâm lòng tham là làm ra vẻ địa bổ bổ trang, quay đầu lại mắt nhìn Trần Húc. Chứng kiến Trần Húc vẻ mặt không kiên nhẫn, nàng rất là giả vờ giả vịt thở dài, thật không biết cái kia ba cái tiểu nha đầu có cái đó điểm tốt, muốn dáng người không có dáng người. Hảo hảo hảo, người đừng chừng ta, ta không nói là được. Giải thích người một chút vừa rồi câu nói kia, ai muốn đối với chúng ta động thủ. Tâm tâm thở dài, ta cũng không biết rốt cuộc là ai. Ai, ngươi đừng vội à, ta vừa rồi khi đi ngang qua bong tàu thời điểm, nghe được có người nói muốn đối với các ngươi động thủ. Trần Húc lông mi nhảy lên, tại đây con thuyền bên trên. Mới lạ, tươi sốt, tâm tâm cũng nhíu lông mày, bằng không thì có thể là cái đó con thuyền. Hừ, người ta hảo tâm đến thông chi ngươi, ngươi còn đối với người ta như vậy hung. Lời này ỏn ẻn Trần Húc nổi lên một thân nổi da gà. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng không giống như là ăn nói lung tung, Trần Húc cũng không nên cứ như vậy đem nàng cho đuổi đi ra, cười làm lành nói, kỹ càng tình huống là dạng gì, có thể nói một chút không, dù sao cũng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hơn nữa, nghe khẩu khí của nàng không riêng gì chính mình gặp nguy hiểm, mà ngay cả quản dịch khác nàng cũng đều có. Cho nên cái lúc này, Trần Húc cũng không nên lại sụ mặt rồi. Tâm tâm nhìn hắn một cái, bưng chén rượu lên nhõng nhẽo cười nói, ơ, người cầu ta à? Được a à, cùng tỷ tỷ uống chén rượu này, tỷ tỷ sẽ nói cho người biết. Muốn uống dao bôi à? Trần Húc nhíu nhíu mày, cầm lấy rượu trên bàn chén ngẫng đầu trực tiếp uống một hơi cạn sạch, nói, giao bôi coi như xong, người quấn quyết lấy ta, đơn giản là muốn chỗ tốt. Chỉ cần ngươi nói là quả thực, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi, ngươi nói cái giá đi. Sảng khoái, tâm tâm đứng, 1.500 vạn, cùng cái kia mắt mèo thạch một cái giá. Thế nào, đổi các ngươi bốn cái mạng, nữ nhân này thực tham, Trần Húc hôm nay đem mắt mèo thạch tặng người, lại cho Điền Phương đánh cho 1.500 vạn đi qua, cái này chẳng khác nào là trong vòng một đêm không có 3.000 vạn. Hiện tại nữ nhân này vừa muốn 1.500 vạn. Được rồi, Trần Húc cũng không thèm để ý chút tiền ấy, an toàn đệ nhất nha. Vì vậy Trần Húc gật gật đầu, nếu như ngươi nói rất đúng thực, 1.500 vạn bốn cái mạng hoàn toàn chính xác không đắt. Nhưng nếu như ngươi đang gạt ta, yên tâm, tâm tâm cười cười, nói, vừa rồi tiệc rượu lúc ngươi trên đường sau khi rời đi, ta uống rượu hơi nhiều, vì vậy tựu đi ra bên ngoài bong thuyền hóng hóng gió, lúc này thời điểm ta chợt nghe đến ta phía dưới tầng kia nhà khó có thanh âm một thanh âm nói phải tất yếu ở trên bờ trước giải quyết bọn hắn vì vậy ta cũng rất tốt kỳ nằm sấp trên sàn nhà nghe bọn hắn cụ thể nói gì đó nói chuyện chính là hai người dù sao ta chỉ nghe được hai người đang nói chuyện một cái nói trên thuyền ra tay sao người nơi này quá nhiều bất tiện a à. một cái khác nói không có việc gì không phải là bốn một học sinh nha có tâm tính vô tâm nếu như chúng ta động thủ ẩn nấp một điểm tuyệt đối sẽ không có người phát giác đấy." Trước khi người nọ còn nói, lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng cái này dù sao cũng là giết người à, cái kia Trương Bác cùng chúng ta mặc dù có chút giao tình, nhưng là chúng ta cũng không cần phải cứ như vậy cho hắn can thiệp vào a. À. Hắn và hắn lão tử hiện tại cũng đã thất thế rồi. Trương Bác, lại là hắn, Trần Húc trong mắt gần muốn phun ra lửa, lại là người này muốn cùng chính mình đối nghịch. Tâm Tâm nhìn Trần Húc liếc, nói tiếp: ta chợt nghe đến nhiều như vậy, lúc này thời điểm thì có thủy thủ đã tới, bọn hắn cũng đã đi. Ta suy nghĩ, trên thuyền theo như lời bốn một học sinh, chứ ngươi ra cùng ngươi cái kia ba cái hồng nhan chi kỷ bên ngoài sẽ không có những người khác, cho nên ta đoán hẳn là các ngươi. Chiếu nàng nghe được cái kia mấy câu ý tứ trong đó đến xem, bọn hắn nói người cũng hoàn toàn chính xác tự là Trần Húc cùng quản dịch bọn hắn. Bốn một học sinh, lại cùng Trương Bác có quan hệ, còn có thể là ai? Đương nhiên, dịch thủy hàn khả năng cũng có phiền toái, nhưng mặc kệ đến cùng nhằm vào ai đã có người muốn lưu trên thuyền giết người nhưng lại uy hiếp được chính mình cùng bên cạnh mình địa người chuyện này trần húc không thể bỏ mặc bỏ qua ta hiểu được nhưng hiện tại ta vẫn không thể bởi vì ngươi hai câu này lời nói tự cho ngươi tiến người minh bạch ý của ta trần húc nhìn xem nữ nhân này người có lẽ nhớ rõ hai người kia địa khẩu âm a có thể hay không nghe được rốt cuộc là ai đang nói chuyện ta đây nào biết đâu rằng tâm trong lòng tự nhủ người trên thuyền nhiều như vậy ta cũng không phải từng đều biết hơn nữa biển góp thổi lớn, có thể nghe được thanh âm xem như không tệ rồi, cái đó có thể biết suốt cuộc là ai đang nói chuyện. Vậy ngươi lại nghe được thanh âm này về sau có thể hay không nghe được? Tâm tâm do dự một chút, cái kia, ta cũng không rõ ràng lắm, mới có thể nghe được a à. Cái này có lẽ tựu so sánh mơ hồ, tuy nhiên Trần Húc bây giờ nhìn nét mặt của nàng có thể xác nhận, nữ nhân này hoặc là cái diễn kịch thiên tài hoặc là nói đúng là nói thật, nhưng hắn cũng sẽ không biết vì tùy tiện tiện tựu nện cái 1.500 vạn đi ra ngoài, vì vậy trần húc nhẹ nhàng gõ cái bàn tâm tâm tiểu n phu nhân ngài loại này kiếm tiền thủ đoạn thật đúng là rất dễ dàng hà lần sau ta cũng chạy bong thuyền lắc lắc sau đó đi nói cho một kẻ có tiền người có người muốn giết ngươi tâm lòng có chút ít không có ý tứ cười cười cẩn thận nghĩ nghĩ về sau nói hai người kia nói đều là tiếng trung một thanh âm so sánh mảnh có chút người nhát gan bộ dáng còn có cái thanh âm so sánh thô ngươi nếu hỏi ta những vật khác ta thật sự trả lời không được rồi nhưng là ta có thể cam đoan ta nói mỗi câu lời nói đều thật sự. Dừng thoáng một phát, tâm trong lòng tự nhủ, nếu không ngày mai tìm một cơ hội cùng người trên thuyền đều trò chuyện. Bọn hắn nói rất đúng tiếng chung, cho nên ta muốn hẳn không phải là trên thuyền nhân viên công tác, mà là cái này một đám đi theo đến người, người không nhiều lắm, ta muốn rất dễ dàng tập trung một cái đại khái mục tiêu. Như vậy ngược lại là một cái phương pháp, nhưng là Trần Húc trong mắt lại đi lòng vòng cười nói, như vậy quá phức tạp đi, ta ngược lại là có một đơn giản phương pháp. Cái gì, Trần Húc vừa muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên chầm chầm vào tâm tâm sau lưng, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tâm tâm lại càng hoảng sợ, vô ý thức quay đầu lại nhìn lại, lại đột nhiên cảm giác được trên cổ đau xót, sau đó cả người co quắp ngã xuống trên ghế salon. Trần Húc đứng ở sau lưng nàng thu tay về, phương pháp của ta là, trực tiếp lại để cho tiểu mẫn đọc đến người trong đầu tin tức, sau đó lại để cho tiểu mẫn phân tích thanh âm hàng mẫu. Cái này sau người tin cậy, Trần Húc đem tiểu mẫn biến thành tai nghe đeo tại tâm tâm trên đầu. a à, còn có, tuy nhiên ngươi giúp ta, nhưng câu nói đầu tiên muốn 1.500 vạn cũng quá đen tối. Ngươi thực đem làm ta là hai à. Hào hào ngủ một giấc, ngày mai đã tỉnh ngươi sẽ cảm thấy buổi tối hôm nay chuyện đã xảy ra gần kề chỉ là một giấc mộng. Tuy nhiên loại làm này so sánh không có chức nghiệp đạo đức, nhưng là cũng không thể thật sự tự tùy tiện cho nàng 1.500 vạn à, đem làm Trần Húc là coi tiền như rác. Tiểu mẫn năng lực có thể đọc đến người đại não chính giữa bộ phận tư duy tin tức, nhưng là không thể đem hắn xóa bỏ. Tuy nhiên lại có thể đem loại tin tức này cho gia công cải biến, thì ra là tục xưng thôi miên. Lợi dụng thôi miên phương thức, làm cho nàng cho rằng vừa rồi phát sinh hết thảy đều là đang nằm mơ. Tại nàng cái này đoạn trong trí nhớ gia nhập một ít loạn thất bát tao đồ vật. Ví dụ như tại đây đoạn trí nhớ cuối cùng tăng thêm, Trần Húc tự mở khóa an toàn tủ, sau đó rầm dầm lấy ra một đống lớn tiền mặt, tổng cộng 1.500 vạn tiền mặt, nhưng lại tại nàng chuẩn bị bổ nhào vào tiền mặt bên trên thời gian. Tỉnh mộng, mà vừa lúc này, cửa phía sau sát một tiếng bị đẩy ra, sau đó tự truyền đến cao hiểu tiết tiếng thét chói tai, sắc lang. Người đang làm gì thế? Theo cao hiểu tiết góc độ đến xem cái lúc này Trần Húc động tác hoàn toàn chính xác chẳng phải quân tử. Cái kia tươi đẹp nữ tâm tâm tự nằm trên ghế salon, hai mắt đóng chặt, mà Trần Húc cứ như vậy nửa thân thể ghé vào trên người nàng, cái này bước bộ dáng cho dù là lại thuần khiết người chứng kiến đều sẽ nghĩ lệch đấy. Trần Húc một nghe thanh âm đã biết rõ nguy rồi, như thế nào nhà đầu kia sẽ không gõ cửa à? Hắn quay đầu lại, vẻ mặt khổ tương, liên tiếp, nghe ta giải thích. Phi, Cao Hiểu tiết hứ hắn một ngụm, quay người tự vãng ngoại bào, lưu lại một câu nói, đừng kêu như vậy thân, với người không quen. Trần Húc đang muốn đuổi theo mau, nhưng là đột nhiên nhớ tới tiểu mẫn còn biến thành tai nghe động ở nữ nhân này trên đầu đâu rồi, hắn có thể lo lắng đem tiểu mẫn cho ở lại người khác chỗ đó. Đó là mệnh căn của hắn à, vì vậy Trần Húc cũng tự mặc kệ tiểu mẫn đến cùng có hay không đem sự tình cho ok, một bà giật xuống tai nghe chạy vội đi ra ngoài, mà chạy trốn thời điểm lờ mờ nghe được tiểu mẫn nói gì đó, nhưng là không có nghe rõ, mà đợi đến lúc hắn chân trước rời phòng, chân sau tâm tâm con mắt đột nhiên mở ra, vẻ mặt hoảng sợ. Trần Húc chạy đến ngoài cửa, chứng kiến cao hiểu tiết thân hình vừa vừa biến mất tại phía trước góc rẽ, hắn vội vàng đuổi theo mau, lại không có phát hiện cao hiểu tiết bóng dáng rồi. Cái này nhưng làm Trần Húc cho sẽ lo lắng, nghĩ thầm buổi tối hôm nay nếu không cùng nàng giải thích rõ ràng, ai biết nàng hội nghĩ như thế nào. Vạn nhất nàng sau này trở về cùng quản dịch trạm tinh như vậy một học. Xin nhờ, nhà đầu kia vốn sinh ra hiểu lầm, sao có thể lại làm cho nàng đem cái này hiểu lầm cho mở rộng. Trần Húc đành phải lấy điện thoại cầm tay ra muốn gọi điện thoại, điện thoại vừa tiếng nổ một tiếng bên kia tự chuyển được rồi, sau đó chuyển đến cao hiểu tiết tức giận thanh âm, này, làm gì vậy? Liên tiếp người đã hiểu lầm, người nghe ta với người giải thích. Trần Húc nói xong câu đó về sau phát hiện những lời này bề ngoài giống như có chút quen tai. Vội vàng nói, người đừng chạy rồi, trước trở lại, ta phải muốn nói cho ngươi, chúng ta trên thuyền gặp nguy hiểm. Có nguy hiểm gì? À, đầu bên kia điện thoại truyền đến cao hiểu tiết một tiếng thét lên, Trần Húc cả kinh. Nghĩ thầm chẳng lẽ là nàng đã xảy ra chuyện, vì vậy Trần Húc lập tức xông về phía trước đi, vừa chạy vừa đối với điện thoại hô, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Mau mau trả lời à, lại xông qua kế tiếp góc thời điểm, Trần Húc lập tức dừng bước. Bởi vì tiểu tại phía trước cách đó không xa, Cao Hiểu Tiết đứng ở nơi đó bưng lấy miệng, nàng phía trước giống như có người, nhưng là bị thân hình của nàng cho chặn. Trần Húc vội vàng xông đi lên, từng thanh Cao Hiểu Tiết kéo đến phía sau mình ôm nàng, cái này mới nhìn đến nàng phía trước bộ dạng, nhịn không được cũng ngà một tiếng. Tại trước mặt bọn họ, một người cả người là huyết ngã vào bong thuyền, mặt hướng bầu trời. Con mắt chừng được sâu sắc, hiển nhiên đã chết đi. Hắn ngực trái trái tim bộ vị máu tươi sâu nhất tối đa, nhưng nhìn không đến hung khí, Trần Húc suy đoán hẳn là trúng đạn. Nhưng người này như thế nào hội chết ở chỗ này? Đúng vào lúc này, đột nhiên xa xa một hồi tiếng ẩm ý, Trần Húc vội vàng lôi kéo cao hiểu tiết chạy tới. Tự chứng kiến một gã ăn mặc thủy thủ trang phục đích đại hán người da đen đem một người theo như dưới thân thể, người kia bất trụ địa dẫy ruộng là ai trần húc vội vàng đem cao hiểu tiết cho ngăn ở phía sau trong nội tâm âm thầm kêu khổ bởi vì hắn chứng kiến cái này hát đại hán trên tay thương rồi hối hận chính mình không có mang áo chống đạn đến nhưng là đem làm hắc nhân kia ngẫng đầu thời điểm trần húc chứng kiến hắn bộ mặt nhịn không được kêu lên douglas cái này người da đen dĩ nhiên cũng làm là quản dịch chính là cái kia người da đen bảo tiêu douglas giúp ta đè lại người này muốn sống khẩu douglas dùng cái kia coi như thuần thuộc tiếng trung nói ra chú ý trong tay hắn chính là cái kia radio, ngàn vạn đừng cho hắn mở ra. Chuyện gì xảy ra, đừng hỏi nhiều như vậy, nghe theo, Trần Húc vội vàng đem cái này người cho đè lại, bởi vì hắn cùng Douglas nhận thức một thời gian ngắn, biết rõ Douglas thân thủ, nhìn trước mắt người này không hề giống là cái loại này đặc năng đánh, nhưng là Douglas lại lại muốn chính mình giúp đỡ mới có thể đè lại hắn. Điểm ấy tự phi thường kỳ quái, đã có Trần Húc hỗ trợ, Douglas rất nhanh sẽ đem thằng này cho trói nhìn xem thằng này giống như cá chết đồng dạng trên mặt đất dãy ruộng douglas hung hăng đạp hắn một cước mẹ nếu không phải vì cha người chủ sử là ai lão tử hiện tại tự đập chết ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra cái này radio ở bên trong là cái gì ác ma douglas quay đầu lại nhìn về phía trần húc điểm ấy ngươi có lẽ so với ta tinh tường lúc tác thảm án địa cái kia thủ ác người này ý định thông qua trên thuyền quảng bá đem bài hát này truyền bá thả ra thốt ra lời này Trần Húc sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, Cao Hiểu Tiết sắc mặt vốn cũng rất trắng rồi, cái lúc này càng là không có chút huyết sắc nào. Cái kia thủ ác ma chi ca bọn hắn còn có thể không biết sao. Cái kia thủ tiềm thức ca khúc uy lực quá lớn, lúc ấy quản dịch cùng Cao Hiểu Tiết đều bị mê chặt rồi, đối với Trần Húc triển khai sát thủ. Cái lúc này bên này động tính đã kinh động đến trên thuyền nhân viên công tác, đang nhìn đến chết thi về sau lập tức còi báo động vang lên, rất nhanh đã có người lao đến, từng thanh thương chỉ vào bên này hét lớn, đều không được động, các ngươi là người nào? Dubai số bên trên tự nhiên là có chuyên nghiệp lính bảo an địa phương an, hơn nữa phần lớn là đặc chủng quân nhân, trên thuyền súng ống tự nhiên cũng không phải bình thường súng ngắn, Trần Húc ánh mắt thoáng nhìn, tự thấy được tối thiểu ba cái mini đột kích. Không cần nổ súng, không cần nổ súng, ta là ma tó âm vương tử bằng hiểu. Trần Húc cao dơ lên hai tay kêu lên, gọi ma tó âm vương tử nhanh lên tới, có người muốn giết cả con thuyền người. Cả con thuyền người rất nhanh đã có người mang theo ma tó ẩm vương tử đã tới chứng kiến thi thể ma tó ẩm vương tử cao mày nhưng nhìn đến trần húc vương tử lộ ra dáng tươi cười mở ra hai tay đi tới nói bằng hữu của ta người không sao chớ đây là có chuyện gì kỳ thật ta cũng không biết cụ thể đây là có chuyện gì trần húc buông buông tay cười khổ nói vị này douglas là bằng hữu của ta n lại để cho hắn mà nói a ma tó ẩm nhìn xem ăn mặc thủy thủ phục địa douglas cao mày nói vị tiên sinh này ngươi là ai? Ta không nhớ rõ thuyền của ta bên trên có ngài vị này thủy thủ. Douglas từ trong lòng ngực móc ra một quả giống như huân chương đồng dạng đồ vật, kim sắc, thượng diện hình vẽ là một cái bốn phiến lá cây địa thực vật, đưa cho ma tó ẩm vương tử. Bốn lá thảo gia tộc địa người, ma tó ẩm sắc mặt biến hóa, khua tay nói, tất cả mọi người món vũ khí buông, vị tiên sinh này, tại đây gió biển quá lớn, chúng ta đến trong phòng trò chuyện. Douglas đem huân chương thu, sông Trần Húc gật gật đầu nói, lại để cho vị tiểu thư này đi về trước đi. Không, Cao Hiểu Tiết lúc này thời điểm sắc mặt trắng bệch, cầm lấy Trần Húc tay không phóng nói, ta, ta sợ hãi. Trần Húc thở dài, dù sao làm cho nàng một nữ hài tử nhìn thấy người chết đích xác là kiện rất lại để cho người sợ hãi sự tình, cho nên Trần Húc tự vỗ vỗ tay của nàng nói, cái kia ngươi theo ta cùng một chỗ tốt rồi, một hồi ta tiến đưa ngươi trở về tìm chạm tinh. Lúc này thời điểm bong thuyền đã đã bị kinh động không ít người tới, mà tó âm để cho thủ hạ đi trấn an du khách, lúc này thời điểm trần húc thấy được quản dịch cùng chạm tinh hai người quản dịch chứng kiến douglas phi thường ngạc nhiên nói douglas sao ngươi lại tới đây xảy ra chuyện gì hiểu tiết mặt như thế nào như vậy bạch tiểu thư douglas cung kính hành lễ tại đây không phải chỗ nói chuyện đến trong phòng nói sau ma tó ầm sướng sờ nhìn về phía quản dịch ngạc nhiên hỏi nàng là tiểu thư của ngươi bốn lá thảo gia tộc thiên kim dùng ma tó ầm vương tử thân phận tự nhiên là nghe nói qua cái kia phú khả địch quốc bốn lá thảo gia tộc, hơn nữa gia tộc này cùng bọn họ Dubai vương thất cũng có nhất định được sinh ý vãng lai. Nhưng mà tó ẩm tuyệt đối thật không ngờ, bốn lá thảo gia tộc thiên kim vậy mà hội tại thuyền của mình lên, hơn nữa còn là một học sinh bình thường thân phận. Ngược lại là Trần Húc rất kỳ quái, hỏi quản dịch, các ngươi gia tộc gọi bốn lá thảo. Rất tên dễ nghe ha, quản dịch cười cười không đáp, lúc này thời điểm chạm tinh nói, ta hay vẫn là trước mang hiểu tiết đi trở về, nàng làm sao vậy? giống như nhận lấy kinh hãi trần húc thấp giọng nói bởi vì chết người đi được người hảo hảo an ủi nàng thoáng một phát ta một sẽ đi qua xem các ngươi trạm tinh đôi mi thanh tú hơi nhíu nhưng nhẹ gật đầu không nói gì lôi kéo cao hiểu tiết đi nha trần húc một đoàn người đi tới mà tó ẩm vương tử gian phòng Tỏa hạ ngồi xuống về sau quản dịch tự hỏi douglas người như thế nào sẽ ở cái này trên chiếc thuyền ngươi không phải hồi nước mỹ sao đến cùng xảy ra chuyện gì douglas không kiêu ngạo không xiểm nịnh tiểu thư, là như thế này đấy. Ngay tại mấy ngày hôm trước, nổi tiếng sát thủ trang web chu sát bên trên xuất hiện một số treo giải thưởng, 3.000 vạn đô la, mục tiêu là ngươi, Trần Húc Đồng Học, Trạm Tinh Đồng Học cùng Cao Hiểu Tiết Đồng Học bốn người tính danh. Hơn nữa vạch, các người bốn nhân lập tức muốn leo lên Dubai số tiến về trước Dubai du lịch. Người của chúng ta phát hiện cái tin tức này về sau rất là kinh sợ, đối với chu sát trang web gây áp lực, khiến cho trang web triệt bỏ khoản này đuổi giết tin tức, nhưng là lão gia lo lắng, phái chúng ta đến Thượng Hải đối với ngài tiến hành âm thầm bảo hộ. Cho nên cuối cùng ta tự hỗn đến nơi này trên chiếc thuyền. Douglas nhìn xem ma tó ẩm vương tử, sự tình ra đột nhiên, có đắc tội địa phương thỉnh vương tử đừng nên trách. Ma tó ẩm vương tử phất phất tay, cười nói, đây là tự nhiên sẽ không, ngược lại ta muốn cảm tạ ngài, nếu như mấy vị này tại thuyền của ta bên trên xảy ra chuyện gì, cái kia trách nhiệm này ta cũng thừa đảm đương không nổi. Ma tó ẩm vương tử lời này cũng không phải lấy lòng, một cái là SMMS phá núi đại đệ tử, một cái là bốn lá thảo gia tộc tiểu thư, hai người kia nếu là thật chết ở thuyền của hắn bên trên cái kia chuyện này cũng rất lớn hơn. Kỳ thật như chu sát trang web như vậy sát thủ trang web cũng đều là có điều cố kỵ, không phải nói người cho tiến, người ta tự dám tiếp cái này sống. Muốn là như thế này lời nói, cái kia thế giới các quốc gia người lãnh đạo, chỉ cần có cái yết giá, đều được cảm thấy bất an. Có ít người bọn hắn đắc tội không nổi, ta trên thuyền âm thầm giám thị, liền phát hiện hai người lén lén lút lút, Douglas nói tiếp, vì vậy ta nhìn chầm chầm vào bọn hắn, sau đó nghe được bọn hắn nói muốn dùng một loại ca khúc đến mê mê hoặc lòng người, mà cái kia bài hát đúng là chế tạo ra năm trước lúc tác thảm án ác ma chi ca. Cái này nói cho hết lời, mà tó ẩm vương tử trên mặt cũng trắng bệch một mảnh. Năm trước lúc tác thảm án khiếp sợ thế giới, mà tó ẩm vương tử tự nhiên không có khả năng không biết chuyện này, mà cùng dân chúng bình thường bất đồng, mà tó ẩm vương tử thân phận như vậy địa vị Biết đến tự nhiên là cả chuyện này trải qua. Trong đó tự kể cả này thủ đáng sợ ác ma Ác giá trị lợi dụng đối với thế giới quân đội mà nói tuy nhiên không tính là cái gì, nhưng cái này là một loại cực độ nguy hiểm vũ khí, ngàn vạn không thể rơi vào một ít người có ý chí trong tay. Coi như là người bình thường cũng tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội lại để cho bọn hắn nắm giữ loại này ca khúc. Bởi vì các quốc gia quân đội chính giữa đều tại nghiên cứu sóng âm lực sát thương vũ khí lần sóng âm vũ khí kỳ thật đã sớm nghiên cứu ra đã đến, tùy tiện tìm một chỗ vừa để xuống, cái kia lực sát thương có thể so sánh ác ma chi ca muốn lớn. Cho nên cái này thủ ác ma chi ca đối với quân đội mà nói hoàn toàn gân gà, không có quá sâu nghiên cứu giá trị, nhưng là loại vật này ngàn vạn không thể truyền lưu đến dân gian, nếu không sẽ thiên hạ đại loạn. Vừa nghĩ tới có người muốn tại chính mình trên thuyền phóng cái này thủ ác ma chi ca, mà tó ẩm vương tử tự một thân mồ hôi lạnh. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, một khi bài hát này vang lên về sau, như vậy cái này chiếc người trên thuyền sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Tại đây rời xa lục địa, tứ phía đều là biển cả, chẳng khác nào là một cái hoàn toàn phong bế địa phương, thực xảy ra sự tình toàn bộ người trên thuyền ai cũng chạy không được. Nghĩ vậy loại nghiêm trọng tình huống, mà tó ẩm vương tử sắc mặt đều trắng rồi, một vỗ bàn kêu lên, là ai ác như vậy độc. Douglas tiên sinh, lần này thật sự muốn hảo hảo cảm ơn ngài. Người tới, đem người kia cho ta dẫn tới cái kia không may hài tử bị đẩy đi lên, mà ở thời điểm này trên thuyền nhân viên công tác cũng điều tra ra thân phận của hắn. Tên của hắn gọi là Vương Kế Năm, chết mất người kia tên gọi là Từ Húc Sáng. Hai người bọn họ đều là lần này đuổi kịp thuyền thượng hải thái tử đảng nhất tộc, nhưng chính thức nói là thái tử đảng bọn hắn cũng không tính là, bởi vì hai người trong nhà đều là việc buôn bán đấy, có chút tiến, bọn hắn cũng cùng Hoàng An Bình đi tương đối gần một điểm. Mới có cơ hội này, nhưng ở thái tử đảng trong hội, thật sự là thuộc về người ngoài biên chế thành viên. Nghe hỏi chạy đến Hoàng An Bình chứng kiến vương kế năm còn có tử húc sáng thi thể, nghe mà tó âm vương tử đem sự tình nói về sau, trước sau như một bình tĩnh trên mặt cũng thay đổi sắc. Vương kế năm à vương kế năm, Hoàng An Bình thật sâu thở ra một hơi, nói đi, tại sao phải làm loại chuyện này? Xem ra Hoàng An Bình xây dựng ảnh hưởng rất sâu, từ khi xa lưới về sau vẫn không nói chuyện. Mà là đang chỗ đó toàn thân run rẩy địa vương kế cuối năm tại há to miệng, thanh âm giống như khóc đồng dạng, bình ca, bình ca ta sai rồi, người tha cho ta đi. Hoàng An bình thở dài, ngồi trồm hổm trên mặt đất, nhìn xem chói gô quỷ ở nơi đó vương kế năm, nói, chuyện này. Ta cứu không được ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi hôm nay phạm phải cái này sai lầm có bao nhiêu sao? Nói cho ta biết, cái này thủ ác ma chi ca ngươi từ nơi này có được. Nếu như ngươi nói thực ra rồi, ta nói không chừng sẽ xem xét, cho ngươi thống khoái. Trần Húc vốn cho là hắn muốn nói sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng, nhưng không nghĩ tới nói ra những lời này, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nghe khẩu khí của hắn, giống như không là lần đầu tiên giết người. Bình ca, không nên gọi ta là Bình ca, ngươi không xứng bảo ta ca. Hoàng An Bình một cái tát phiến tại vương kế năm trên mặt, một tát này trực tiếp đem hắn phiến điểm miệng đầy máu tươi. Thậm chí còn hộp ra mấy khỏa răng, cái kia mấy khỏa răng hòa với bọt máu dính tại đắt đỏ trên mặt thảm, thật là kinh hãi. Hoàng An Bình quay đầu nhìn về phía ma tó ẩm vương tử, nói khẽ, điện hạ xin lỗi, làm ô uế ngài thảm. Ma tó ẩm phất phất tay, vừa rồi Hoàng An Bình nói hắn đều dùng phiên dịch ra nghe hiểu rồi, một chương thảm mà thôi. Người tiếp tục hỏi, nhất định phải tra ra chuyện này chủ mưu. Hoàng An Bình gật đầu, yên tâm, ta nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng. Hắn cúi người, nhìn xem miệng đầy đổ máu vương kế năm. Thở dài nói, người không nhớ rõ ta từng từng nói qua sao ta có thể tha thứ sai lầm, nhưng là không thể tha thứ ngu xuẩn. Người biết không biết mình đang làm cái gì, Hoàng An Bình ngữ khí rồi đột nhiên tăng cao, người có biết hay không ngươi làm như vậy hậu quả tựu là hội hại suốt một thuyền địa người. Người có biết hay không ngươi làm như vậy rồi, cho dù ngươi trốn ở một bên tránh được một kiếp, nhưng là cái này con thuyền tại biển rộng minh mông lên. Chúng ta đều chết hết, ngươi có thể đem thuyền chạy đến bên cạnh bờ sao. Vương kế năm biến sắc, nhưng còn cắn răng không nói chuyện. Hoàng An Bình đột nhiên nở nụ cười thoáng một phát, nói: "Vương Kế Năm, ngươi theo ta lâu như vậy, ngươi không phải không biết đạo ta là người như thế nào a? À? Ngươi cho rằng ta thật không dám động tới ngươi, ngươi đã quên Diệp Bân năm đó là chết như thế nào sao?" Nghe được Diệp Bân cái tên này, Vương Kế Năm nhìn không được toàn thân kịch liệt rung động run, hình như là nghĩ tới điều gì phi thường chuyện đáng sợ. Trần Húc nghĩ thầm cái này có thể là trước kia phát sinh chuyện gì. Đối với giết người, hắn hiện tại cũng chẳng phải mâu thuẫn bài xích rồi vì vậy ra hỏa là muốn giết mình địa. Nếu như hắn bất tử, cái kia tử địa tựu là mình. Cái gì Phật tổ cắt thịt tự ưng, đều con mẹ nó vô nghĩa, gặp được loại chuyện này, không phải hắn chết, chính là ta vong. Bất quá Trần Húc không nghĩ tới hơn là Hoàng An Bình như vậy nhã nhận một người, vậy mà khi ra tay cũng như thế địa hung ác, quả nhiên là như dịch thủy hàn theo như lời, người này có thể để làm sinh ý bên trên đồng bọn, nhưng không thể làm bằng hữu Hắn giống như là một đầu rắn hổ mang, Hoàng An Bình thanh âm phóng nhu, người bây giờ đem ngươi cũng biết sự tình đều nói ra, ta sẽ xem xét cho ngươi thống khoái một ít. Nếu không ngươi cho rằng đâu này, ngươi cơ hồ hại chết SMMS phá núi đại đệ tử, hại chết ma tó ẩm vương tử. Ngươi như vậy tội, hừ, mà ngay cả hai người các ngươi người nhà đều được thụ liên quan đến. Nếu như ngươi hảo hảo bàn giao, nhắn nhủ, ta cố gắng hội tha cha mẹ của các ngươi. Quản dịch lông mi nhíu một cái, muốn nói chuyện nhưng lại nhịn được. Trần Húc nhìn về phía nàng, thấp giọng nói, người hay vẫn là về trước đi nhìn xem cao hiểu tiết ha, nữ hài tử ở tại chỗ này không quá thuận tiện. Quản dịch gật gật đầu, nàng biết rõ kế tiếp có thể sẽ xuất hiện một ít huyết tinh sự tình, loại chuyện này không thích hợp nàng cô gái như vậy từ còn ở tại chỗ này, vì vậy sông ma tó âm vương tử gật gật đầu, đi ra ngoài. Xem nàng đứng dậy, vương kế năm sắc mặt tựu lại thay đổi một phần. Bởi vì vừa rồi có nữ hài tử tại tại đây, Hoàng An Bình khả năng ra tay còn có chút cố kỵ. Hiện tại nơi này trong phòng đều là đại nam nhân, cái kia kế tiếp Hoàng An đất bằng thủ đoạn khả năng sẽ so sánh huyết tinh rồi. Hoàng An bình nhìn mặt mà nói chuyện, cười lạnh một tiếng, được rồi, nữ hài tử đi rồi, kế tiếp tự là chuyện của nam nhân tình rồi. Ngươi hay vẫn là không chịu nói sao, chật chật, xem ra là không phải để cho ta động thủ vậy sao. Cái kia từ nơi này bắt đầu, móng tay của ngươi, hắn vỗ vỗ vương kế năm khuôn mặt, nói thực ra, ta thật sự rất muốn cho ngươi lưu một cỗ toàn thây đấy, nhưng chính ngươi không quý trọng. Ta nói, ta nói đem làm hoàng an bình với lên tay của hắn lúc vương kế cuối năm tại nhịn không được đại gọi đừng động thủ ta nói ta nói hoàng an bình trên mặt lộ ra một tia nụ cười chiến thắng ngồi xuống nói đi vương kế năm toàn thân run rẩy khẽ cắn môi có thể có thể hay không cho ta một điếu thuốc không đợi hoàng an bình nói chuyện trần húc liền từ bên cạnh sờ soạng một điếu thuốc đưa tới cầm hỏa cho hắn đánh lên sau đó ngồi ở một bên cũng cho mình chọn một căn thủy trung không nói chuyện không phải Trần Húc không muốn nói, mà là hắn căn bản không biết nói cái gì. Đang ngồi, Hoàng An Bình rõ ràng cho thấy một đời kiêu hùng, thay đổi như trong chóng chờ tay làm mưa, mà to âm là vương tử, loại này chàng diện tự nhiên bái kiến rất nhiều. Về phần Douglas, lại càng không cần phải nói. Chỉ có hắn Trần Húc là lần đầu tiên kinh nghiệm trường hợp như vậy, loại này áp lực, mang thêm vài phần tàn nhẫn huyết tinh địa chàng diện. Dù sao, Trần Húc tuy nhiên giết qua người, nhưng hắn chỉ là một đệ tử, Vương kế nằm run rẩy hút một hơi, hắn miệng đầy máu tươi dính tại tàn thuốc lên, xem lại để cho người cảm giác có chút khác thường buồn nôn phản cảm. Một điếu thuốc rất nhanh rút xong, tại nicotine dưới sự kích thích. Vương kế nằm thân thể rốt cục chẳng phải run lên, lúc này thời điểm, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nói, ta nói về sau. Người có thể bảo chứng không làm nhục ta sao? Hoàng An Bình gật gật đầu, nếu như ngươi nói đều là quả thực lời nói, ta có thể cho ngươi không có thống khổ đi. Nghe được câu này, Vương kế năm lại là run lên, đó là một loại đối với sinh quyến luyến, kỳ thật người ở chỗ này cũng biết hắn vừa rồi làm bộ làm tịch lâu như vậy mục đích đúng là muốn nhìn một chút mình còn có không có một đường có thể sống sót hy vọng, nhưng là Hoàng An Bình rất trực tiếp nói cho hắn biết. Người nhất định phải chết, hiện tại người duy nhất có thể lựa chọn hơn là thống khoái chết đi, hay vẫn là sống không bằng chết. Theo điểm này nhìn lại, Hoàng An Bình so Trần Húc muốn mạnh hơn nhiều. Đối với ở hiện tại Trần Húc mà nói nếu để cho bị hắn giết một cái cùng hắn có cửu oán, chỗ hiểm người của hắn, Trần Húc thật đúng là có thể hạ thủ được, nhưng là muốn hắn đem một người như vậy cho cha tấn địa muốn sống không được muốn chết không xong, cái này tuyệt đối không phải Trần Húc có thể làm được được rồi. Đương nhiên, đó cũng không phải một kiện cái gì thói quen tốt, không đáng để sướng. Hoàng An Bình không có sợ hãi địa nguyên nhân đã ở tại, nơi này là vùng biển quốc tế, dựa theo quốc tế lệ cũ, vùng biển quốc tế bên trên địa sự tình, quyết định bởi tại du thuyền đăng ký quốc gia. Đã mà tó ẩm vương tử không nói lời nào, cái kia Hoàng An Bình thật sự nói động thủ tự động thủ, bất luận cái gì pháp luật cũng không cần biết hắn. Ta là ở thứ nhất trên website chứng kiến tin tức, phương kế năm lúc này thời điểm nói, lúc ấy Dubai số muốn tới, ta tự lên mạng tra có quan hệ Dubai số tư liệu, muốn suy nghĩ nhiều giải điểm, cùng bằng hữu tốt nói khoác thoáng một phát. Không nghĩ tới tự chứng kiến một đầu treo giải thưởng tin tức, treo giải thưởng 3.000 vạn đô la, giết Trần hút bốn người bọn họ đệ tử. Mấy người liếc nhau, cái kia cái trang web có lẽ tự là chu sát cái kia quốc tế sát thủ trang web, nhưng loại này trang web vậy mà đều có thể bị hắn cho tìm được, không biết đây là thiên ý hay vẫn là cái gì. Chứng kiến 3.000 vạn đô la ta tự động tâm, kỳ thật lúc ấy cũng gần kề chỉ là động tâm, vì vậy ta sẽ đem tin tức chia từ húc sáng, ta hỏi hắn muốn hay không cùng một chỗ làm, chúng ta rất do dự. Mà đúng lúc này hậu, đột nhiên đã có người xâm lấn chúng ta máy tính, cùng chúng ta nói, hắn tự là cái này treo giải thưởng người phát khởi, hỏi chúng ta có làm hay không. Hacker xâm lấn người máy tính, Trần Húc nhíu mày hỏi, hắn nói hắn là treo giải thưởng người. Đúng vậy, Vương Kế Năm có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Hoàng An Bình, rốt cục hay vẫn là nổi lên dũng khí nói, hắn uy hiếp chúng ta, nếu như chúng ta không đáp ứng tựu đem chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép chia ngươi. Chúng ta, chúng ta vừa rồi nói chuyện thời điểm, coi như là phát tiết đồng dạng, tự nói, nếu quả thật có hoàn toàn phương pháp có thể giết chết bốn người bọn họ người mà không bị người phát hiện, vậy dứt khoát giết nhiều một cái, liền ngươi cùng một chỗ giết. Giết ta, Hoàng An yên ổn xứng sờ, lắc đầu thở dài nói, vương kế năm à, ngươi có phải hay không quá không có lương tâm rồi hả? Bằng tâm mà nói, ta đối đãi ngươi, đãi các ngươi như thế nào? Tuy nhiên ngươi trong hội này chỉ sắp xếp ở ngoại vi, nhưng ta khi nào bạc đãi qua các ngươi? Có cơ hội kiếm tiền, ta đem các ngươi bài xích tại bên ngoài sao? Các người mấy năm này thiểu kiếm tiền sao, mà ngay cả lần này Dubai số, khó như vậy địa du lịch, ta đều đem các người kêu lên, các người lại vẫn muốn giết ta. Ta đương nhiên muốn giết, vương kế năm tốt muốn biết chính mình như thế nào đều là chết, rốt cuộc quyết định kêu lên, vâng, ngươi là lại để cho chúng ta đã kiếm được tiến. Nhưng là chúng ta lợi nhuận với người lợi nhuận có so sao. Chúng ta lợi nhuận 100 vạn, người tối thiểu lợi nhuận 500 vạn. Chúng ta ăn đều là người còn lại đấy, người bố thì đấy. Làm chuyện gì đều là chúng ta đi, chúng ta động thủ, ngươi chỉ cần muốn nói một câu lời nói là được rồi, nhưng là đầu to lại bị ngươi cho cầm. Cái này cũng gọi là không bạc đãi chúng ta. Hoàng An Bình sắc mặt cứng lại, rốt cục cười khổ lắc đầu, thì ra là thế. Ta tự nhận nhìn thấu xã hội này, lại không nghĩ rằng vậy mà đã quên người cơ bản nhất bản chất. Tham Lam, được rồi, nếu như không có ta bày mưu nghĩ kế, không có có ta ở đây phía sau tỏa chấn, các ngươi làm sao có thể có thể lợi nhuận đến tiễn, chỉ bằng các ngươi những này không có đầu óc ra hỏa. Bất bại xấu trong nhà các ngươi tiến đều rất tốt, được rồi, tự vì vậy, các ngươi nói muốn giết ta. Sau đó nói chuyện phiếm ghi chép bị cái kia hacker đã được biết đến, sau đó hắn tự dùng cái này đến áp chế các ngươi. Là, vương kế nam chán nản tọa hạ, ngồi xuống, có thể, một lần nữa cho ta một điếu thuốc sao. Hoàng An Bình trực tiếp bắt một gói thuốc lá cho hắn, liền bật lửa cùng một chỗ, rút ra, xem tại ngươi như vậy thành thật địa phân thượng, nói tiếp. Ngươi biết cái kia hacker là như thế nào tìm tới ngươi đấy sao? Vương Kế năm lại cho mình run rẩy điểm lên một điếu thuốc, không biết, ta đối với máy tính chỉ biết lên mạng chơi trò chơi nói chuyện phiếm, nào biết được hắn là làm sao tìm được bên trên ta sao? Hắn nói hắn có hoàn mỹ phương pháp có thể giết chết Trần Húc bọn hắn, nhưng là hắn lên không được thuyền. Hắn tốt muốn biết chúng ta có thể lên thuyền, cho nên tự tìm tới chúng ta. Nói tới hacker vấn đề đang ngồi nhất có quyền lên tiếng dĩ nhiên là là Trần Húc gặp mấy bó ánh mắt nhìn sang, Trần Húc suy nghĩ một chút nói, không có khả năng có toàn trí toàn năng địa hacker, dựa theo suy đoán của ta. Rất có thể là cái này hacker trước khi đã lấy được lên thuyền nhân viên danh sách. Sau đó đối với những người này tiến hành toàn bộ giám sát và điều khiển. Như vậy cũng có thể giải thích, vì cái gì Vương Kế Năm có thể tìm Dubai số thời điểm có thể tìm được cái kia treo giải thưởng trang web. Ta muốn cái này trang web không phải bọn hắn tìm được đấy. Mà là cái kia hacker cố ý bắn ra đưa cho bọn hắn xem đấy hoặc là nói hắn tại giám sát và điều khiển những người này thời điểm phát hiện vương kế năm cùng từ húc chỗ sáng nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm ghi chép trong khả năng có biểu đạt ra bọn hắn đối với bất mãn ta của ngươi cho nên tuyển lên bọn hắn hoàng an bình gật gật đầu nhìn về phía vương kế năm cái kia về sau đâu này về sau hắn tự cho chúng ta một cái âm nhạc văn bản tài liệu lại để cho chúng ta ngàn vạn không muốn mở ra chỉ có trở lên thuyền về sau thông qua trên thuyền quảng bá đến mở ra mà mở ra thời điểm nhất định phải đeo lên máy trợ thính đem lỗ tai chắn thực. Sau đó hắn tự cho chúng ta tài khoản bên trên mỗi người đánh cho 10 vạn đô la, nói được chuyện về sau đem còn lại địa tiễn đều cho chúng ta. Cho nên các ngươi tự động tâm, muốn mượn cơ hội giết chết chúng ta là sao? Nhưng người có nghĩ tới hay không, người một khi động thủ, cả chiếc thuyền địa mọi người muốn mất mạng. Khi đó coi như là chính các ngươi chỉ sợ cũng được chết ở chỗ này. Người khác chết sống mới mặc kệ chúng ta địa sự tình. Vương kế năm đột nhiên kêu lên, chúng ta nghĩ tới rồi, cái này con thuyền bên trên rất nhiều người đều xứng thương. Ta biết rõ cái kia âm nhạc là cái gì, tự là ác ma chi ca, chuyện này ta biết rõ. Ta cũng không phải ngươi muốn cái chủng loại kia ngu ngốc. Chúng ta là ý định cho các ngươi gian phòng gọi điện thoại, sau đó phóng cái này âm nhạc đấy, đến lúc đó lại tìm cơ hội giết các ngươi. Dù sao là chính các ngươi nổi điên, cùng chúng ta không quan hệ, cha cũng sẽ không biết cha được là chúng ta làm đấy. Trần Húc cùng Hoàng An Bình liếc nhau, đồng đều cảm giác buổi tối hôm nay quả thực là vận khí đã đến cực hạn, nếu như không phải có Đắc hỗ trợ, cái kia chỉ sợ phiền toái tựu thật sự lớn hơn, trên cơ bản cho dù đại nạn không chết, cũng phải cưới một lớp ra. Trần Húc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cao mày nói, ta nghe nói, có người nói Trương Bác. Các người cùng Trương Bác quan hệ rất thuộc, Vương Kế Năm ngạc nhiên, người nghe được chúng ta nói chuyện. Trần Húc gật gật đầu, có người nói cho ta biết, không biết là người hay là hắn nói, cái kia trương bác cùng chúng ta mặc dù có chút giao tình nhưng là chúng ta cũng không cần phải cứ như vậy cho hắn can thiệp vào a hắn và hắn lão tử hiện tại cũng đã thất thế rồi đây là các ngươi nói a vương kế năm sắc mặt lộ vẻ sầu thảm đúng vậy là từ húc sáng nói bởi vì trương bác cũng đi tìm chúng ta muốn chúng ta tìm cơ hội đối với các ngươi ra tay các ngươi vừa rồi đoán hacker tại sao phải tìm tới chúng ta kỳ thật không có phức tạp như vậy tựu là trương bác nói cho hắn biết đấy hắn biết rõ chúng ta đối với Hoàng An bình tâm trong bất mãn, hơn nữa trước khi hắn cùng chúng ta cũng có chút giao tình. Thì ra là thế, Trần Húc sắc mặt lạnh lẽo, Trương Bác à Trương Bác, người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta. Thực đem làm ta Trần Húc là dễ khi dễ người sao. Quả nhiên hay vẫn là câu nói kia, giã hỏa thiêu bất tấn, chảm thảo muốn trừ tận gốc à. Trần Húc sốt cuộc nhịn không được động sát tâm, chứng kiến Trần Húc biểu tình, Hoàng An Bình thở dài nói, ta hiểu được, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi đấy sao? Không có, ta sẽ đưa ngươi lên đường. Yên tâm, từ húc sáng ở phía trước chờ ngươi, ngươi xuống dưới về sau chờ một lát, trương bác sẽ đến với ngươi làm bạn đấy. Ngụ ý, tự là trương bác cũng sống không được rồi. Vương kế năm mặt xám như cho, bờ môi run rẩy muốn nói gì. Nhưng Hoàng An Bình lại nói, cầu xin tha thứ hay vẫn là đừng nói nữa, lãng phí nước miếng, người biết ta địa chủ ý quyết định về sau là sẽ không sửa đổi đấy kỳ thật ta rất coi trọng ngươi, nhưng ngươi người này quá mức táo bạo, ta muốn cho ngươi rèn luyện một hai năm về sau tiếp thu ngươi tiến vào hạch tâm vòng tròn luẩn quẩn đấy. Ai, đáng tiếc, nhưng thời khắc cuối cùng rồi, hy vọng ngươi như một nam nhân một ít. Không thể không nói Hoàng An Bình còn đích thật là rất có nhất định được mị lực. Lời nói này vốn phi thường kỳ quái, ngươi muốn giết người ta, còn nói như vậy, không có ý nghĩa à. Nhưng là từ trong miệng hắn nói ra, lại thật sự tựu không cảm giác được như thế nào kỳ quái trên người của hắn, tự là có như vậy một loại bỏ qua sinh tử khí chất. Hắn tuyệt đối không phải một cái có thể đem tánh mạng của người khác đem làm chuyện quan trọng người, thậm chí, hắn liền mạng của mình, cũng đều chưa hẳn hội đem làm chuyện quan trọng. Hoàng An Bình gọi điện thoại, rất nhanh đã có người gõ cửa. Đem vương kế năm dẫn theo đi ra ngoài, tại hắn trước khi đi địa thời điểm Hoàng An Bình nói, dùng tình hóa giáp ca A, lại để cho hắn thiểu thụ chút đau khổ, vương kế năm ngươi yên tâm, cha mẹ của ngươi không có việc gì nhìn xem vương kế tuổi tròn mặt cho tàn bị mang ra ngoài, Trần Húc Tâm một người trong lộp bộp. Có mấy lần hắn đều muốn mở miệng nói lại để cho Hoàng An bình tha hắn. Dù sao cho dù theo pháp luật trên ý nghĩa mà nói hắn cũng là giết người chưa toại. Nhưng là rốt cuộc Trần Húc hay vẫn là nhịn được, bởi vì hắn biết rõ lòng của mình quá mềm yếu, người này muốn giết mình. Cái kia giết người chưa toại tính toán cái sự tình gì. Thật muốn hắn thực hiện được rồi, cái kia chính mình làm sao bây giờ. Cho nên, nguy hiểm nhất định phải ngăn chặn trong trứng nước. Đối với địch nhân, tuyệt đối không thể nuông chiều. Hoàng An bình trịnh trọng cho ma tó ẩm vương tử xin lỗi, thứ hai khoát khoát tay nói, người xử lý vô cùng tốt, ta biết rõ việc này không trách ngươi. Nhưng là ta không hy vọng về sau còn xuất hiện loại tình huống này, tối thiểu tại thuyền của ta bên trên cùng ta quốc gia, các vị khách quý an toàn nhất định phải bảo đảm. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Húc, thật có lỗi, bằng hữu của ta, ta thật không ngờ sẽ phát sinh loại chuyện này nhưng xin ngài yên tâm, lên bờ về sau ta sẽ cho các người an bài chuyên gia tiến hành bảo hộ. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xuất hiện, các người tại của ta quốc gia lên, chính là tuyệt đối an toàn đấy. Trần Húc cười lớn thoáng một phát, gật gật đầu, hắn vốn muốn cự tuyệt, bởi vì hắn là đi Dubai du lịch, không phải đi tị nạn địa phương. Nhưng là vấn đề là hắn nghĩ đến vạn nhất đối phương lại an bài người tại Dubai mai phục, hắn ngược lại là không sao cả, cái kia quản dịch các nàng đâu. Trần Húc thà rằng chính mình bị thương cũng không muốn làm cho các nàng lọt vào bất luận cái gì một điểm địa tổn thương. Cho nên Trần Húc sẽ không có cực tuyệt, gặp được chuyện này, vốn rất tốt đẹp tâm tình cứ như vậy cho phá hủy. Hơn nữa, hiện tại Trần Húc còn đang suy nghĩ hơn là, cái kia hacker rốt cuộc là ai? Vương bắt đản, chết tiệt, hiện trên thế giới này thậm chí có cá nhân tại khắp nơi nhằm vào lấy SMMS cùng chính hắn, thì ra là nhằm vào SMMS sự thật cùng trên Internet địa song trọng thân phận. Tại trên Internet, Trần Húc có thể cam đoan chính mình vô địch, cho dù thực lực của đối phương so hiện ở thời đại này kỹ thuật cao hơn, Trần Húc cũng không sợ chút nào. Nhưng là tại trong hiện thực, hắn chính là một cái bình thường người. Địch nhân ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, cái này vốn cũng không phải là một cái rất tốt điểm báo. Ác ma chẳng lẽ đối thủ lần này là Satan dương nghiệt? Có lẽ chính là bọn họ rồi, mẹ, nhưng đến cùng sẽ là ai? Mà lúc này đây, đột nhiên Douglas nhẹ nhàng đi tới cửa, đối với trần húc bọn hắn là một cái hư đích thủ thế nhẹ nhàng móc ra súng ngắn trần húc bọn hắn lập tức an tĩnh lại bởi vì nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là ngoài cửa có địch nhân douglas mãnh liệt kéo một phát môn sau đó rất nhanh lòe ra thân thể giơ súng lên đối với bên ngoài kêu to ai à là ta một cái kiều mị giọng nữ tiếng nổ trần húc bọn người nhìn lại bên ngoài một cái gợi cảm yêu mị nữ nhân ăn mặc màu đỏ thấp ngực lễ phục dạ hội giơ tay vẻ mặt sợ hãi bộ dạng không phải cái kia tâm tâm hay vẫn là ai. Chỉ là, không biết có phải hay không là Trần Húc ảo giác rồi, hắn vừa rồi lờ mờ cảm giác được, tâm tâm xem trong ánh mắt của hắn, có thêm vài phần oán độc. Nhưng lại nhìn kỹ hướng ánh mắt của nàng lúc, lại chứng kiến ánh mắt của nàng rất là mờ mịt không liệu. Là ảo giác sao, hay vẫn là nàng phát giác chính mình bị Trần Húc đánh ngất xỉu quyệt nợ sự tình. Nếu như bị nàng nói mình quyệt nợ, cái kia Trần Húc thật là mọi người ném đến sông Hoàng Phổ đi. Vì vậy Trần Húc gái gái đầu nói, Tâm Tâm tiểu thư, cái kia bút tiến sự tình, chúng ta có thể hảo hảo đàm thoáng một phát. Tiến, Tâm Tâm vẻ mặt mờ mịt, cái gì tiến? Nhìn xem Tâm Tâm bộ dạng không giống như là giả bộ, Trần Húc trong nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ nói là tiểu Mẫn đã đem nàng trong đầu cái kia đoạn trí nhớ cho sửa đổi? Chỉ là hắn vừa rồi đứng dậy truy cao hiểu tiết thời điểm, ngược lại là không nghe thấy tiểu Mẫn đột nhiên nói mấy câu, hôm nay lại đã trải qua trận này sự kiện, nhìn tận mắt, hoặc là nói là chính miệng đồng ý tiến đưa một tên hồi quê quán. Trần Húc đối với trước khi sự tình cũng đều không để ý như vậy rồi. Tâm tâm nói là nàng chỉ là đi ngang qua, nghe được trong phòng có thanh âm hiếu kỳ tự nhích lại gần. Đối với tại chuyện tối hôm nay tình, Trần Húc thử hỏi vài câu nàng đều là vẻ mặt mờ mịt, cái dạng kia không giống như là giả bộ, cho nên Trần Húc tự phất phất tay lại để cho cái này đẹp đẽ nữ nhân xéo đi, hắc, giảm đi 1.500 vạn à, chuyện tốt, thật là chuyện tốt. Nhưng là coi trừng tâm đi tới cửa thời điểm, không biết có phải hay không là ảo giác. Trần Húc phảng phất lại cảm thấy nàng quăng đã đến một nhúm phi thường ánh mắt oán độc. Nhưng lại nhìn sang, cái này sợi ánh mắt tự lại biến mất không thấy. Trần Húc lắc đầu, có lẽ là buổi tối hôm nay kinh nghiệm sự tình quá nhiều, mình cũng có chút tố chất thần kinh rồi. Kế tiếp cái này con thuyền bên trên hào khí rõ ràng trở nên quạnh quẽ rất nhiều. Vốn chính là một lần hảo hảo du lịch, cưỡi lấy trên cái thế giới này xa hoa nhất du thuyền, hưởng thụ lấy tôn quý nhất phục vụ, nhưng là không nghĩ tới lại ra người chết sự kiện. Chuyện này tuy nhiên giấu giếm rất tốt, nhưng dù sao có rất nhiều người thấy được giấu giếm cũng giấu giếm bất trụ. Hết cách rồi, mà tó ẩm vương tử đành phải tổ chức long trọng cuồng hoan pa a như tựa để y, một đám người vượt qua ngợp trong vàng son, hàng đêm sinh ca sinh hoạt, ngược lại là dùng rượu ngon hóa giải khí này phân xấu hổ. Cái này đầu Dubai số bên trên không có sòng bạc, bởi vì kinh cơ trong minh sắc viết, cấm đánh bạc. Cho nên cả chiếc thuyền, tính cả Dubai trong nước, đều là không có sòng bạc đấy. Tại yến hội thời điểm, Trần Húc ngược lại là có mấy lần gặp được cái kia tâm tâm. Bởi vì lúc ấy Cao Hiểu Tiết xông vào phòng địa thời điểm không thấy được tâm tâm bộ dạng, về sau hay bởi vì ra nhân mạng, Trần Húc cùng nàng giải thích thoáng một phát. Lúc ấy nữ nhân kia là tới tìm hắn báo tin hơn nữa muốn từ cái kia kiếm một số chỗ tốt, cũng không có nói cho nàng biết nữ nhân kia là ai, cho nên Cao Hiểu Tiết đối với việc này cũng tự không truy cứu rồi, tự nhiên cũng tự không biết tâm tâm mỗi lần chứng kiến tâm tâm thời điểm trần húc đều có một loại cảm giác không thoải mái nhất là thường thường đem làm hắn đưa lưng về phía nữ nhân này thời điểm tổng có thể cảm giác được một cổ độc xà đồng dạng ánh mắt tại nhìn mình chăm chăm loại cảm giác này lại để cho trần húc rất không thoải mái cho nên những địa phương kia hắn cũng tự không đi thật muốn muốn có thể là lúc ấy một ít trí nhớ không có bị xóa bỏ sạch sẽ a à, cho nên nữ nhân này khả năng còn nhớ rõ một sự tình đi thêm hai ngày dubai số rốt cục lên bờ rồi lên bờ về sau Vô cùng xa hoa một loạt dài hơn Rolls-Royce ô tô tại bến tàu ngừng lại, dùng để nghinh đón khách quý. Ma Tó Ẩm Vương Tử cười nói, vốn là ta ý định gọi phi cơ trực thăng trực tiếp tiến đưa các vị tiến về trước Ả Rập Tháp đấy, nhưng là ngẫm lại phi cơ trực thăng không ngồi được nhiều người như vậy, cho nên coi như xong. Dubai thành phố đích thật là một cái phi thường có Islam khí thức thành thị, cũng là một cái phi thường xinh đẹp thành thị. Bởi vì Dubai khách du lịch phi thường phát đạt, cho nên vì hấp dẫn các quốc gia địa du khách Dubai chính phủ phi thường coi trọng hoàn cảnh bảo hộ. Dubai là cái mục tư Murs lâm thành thành phố tín đồ đạo hồi là cấm uống rượu cùng ăn thịt heo, nhưng là vì Dubai quốc tế hóa trình độ đặc biệt cao, những ngày cấm kỵ cũng so về hắn mục tư Murs lâm quốc gia cùng khu muốn rộng thùng thình nhiều hơn nữa nói lên ăn mặc tại đây cũng cũng không có gì hạn chế nhất là đối với du khách không có hạn chế. Phải biết rằng tại xa già nữ tính ăn mặc phải che khuất bả vai phía dưới, phải không thể tại đầu gối đã ngoài nhưng dù là như thế dubai bản địa nhóm đàn bà con gái hay là muốn cầu áo đen khỏa thân toàn thân cao thấp ngoại trừ hai con mắt bên ngoài cái gì đều không được lộ ra loại này tín đồ đạo hồi địa truyền thống quần áo và trang sức trên thuyền quản dịch thử qua một lần sau đó đánh chết cũng không chịu mặc nữ nhân này có một bộ ngạo nhân thân thể ngày bình thường ăn mặc đều rất mát lạnh lại để cho người chảy máu mũi đấy hơn nữa bây giờ còn có cái vấn đề chính là Dubai thì khí trời, mặc loại này bao lấy cực kỳ chặt chẽ quần áo, thật sự là quá nóng. Bất quá thực sự không phải là không có tin tức tốt. Phải biết rằng nơi này là Islam à, Islam lớn nhất chỗ tốt, ừ, hoặc là nói đúng nam nhân chỗ tốt là được. Có thể đồng thời lấy bốn cái lão bà, à đấy, Trần Húc thậm chí cũng nhịn không được suy nghĩ rồi, bốn cái ai, như vậy chính mình cũng không cần buồn rồi. Quản dịch cao hiểu tiết chạm tinh, chật chật, còn có thể tái giá một cái đương nhiên vấn đề này hắn chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại. Cái đó dám nói ra, thực nói ra, chỉ sợ chính mình tự không thấy được ngày mai mặt trời rồi. Bất quá trên thuyền, Trần Húc ngược lại là cùng ma tó âm vương tử cho tới qua vấn đề này. Cho tới vấn đề này thời điểm ma tó âm vương tử cười lắc đầu nói, cũng chỉ có các ngươi những này không biết tình huống cụ thể người mới sẽ hâm mộ rồi. Trên thực tế, mục tư, Mers, lâm quốc gia lấy bốn cái nữ nhân nam nhân cũng không có như trong tưởng tượng địa nhiều như vậy địa phương. Nguyên nhân ngay tại ở, tuy nhiên Ả Rập Quốc gia cho phép lấy bốn cái lão bà, nhưng lại yêu cầu ngươi, muốn kết hôn bốn cái, nhất định phải sẽ đối bốn cái đối xử như nhau. Nói cách khác không thể chuyên sủng một cái trong đó. Được rồi, vấn đề này kỳ thật cũng không khó giải quyết, có ít người rất tà ác mà nghĩ, ta đây tính toán 5 ngày, 4 ngày thay phiên đi bốn cái lão bà chỗ đó qua, ngày thứ năm nghỉ ngơi là được. Kỳ thật riêng này dạng còn không được, bởi vì này bốn cái lão bà không thể ở cùng một chỗ. Nói cách khác, người mua phòng ốc tối thiểu muốn mua 4 bộ đồ. Hoặc là nói, tối thiểu phải có cũng đủ lớn phòng ở, 4 phòng ngủ địa cái loại này. Hơn nữa không thể chuyên sủng nói đúng là tiểu lão bà có đồ vật, vợ cả cũng phải có. Người muốn thiên vị cái đó một cái cho nàng mua đồ, kết quả bị mặt khác mấy cái đã biết, hừ hừ, người nếu không cho các nàng đối xử như nhau, vậy thì chờ lấy các nàng đi pháp viện cáo ngươi rồi. Bẩm báo người táng ra bại sản mới thôi, cho nên nói, nam nhân, ở địa phương nào đều không dễ dàng hà. Bất quá ma tó ẩm vương tử ngược lại là nháy mắt ra hiệu ám chỉ, nếu như Trần Húc tương lai cần đồng thời lấy nhiều vị thê tử, hắn có thể hỗ trợ an bài chuyển quốc tịch vấn đề. Cuối cùng đã tới nổi danh thế giới Ả Rập tháp khách sạn. Khách sạn là ở ven biển qua tay một người ở trên đảo, khoảng cách thật xa, có thể chứng kiến cái kia to lớn thuyền buồm thức Ả Rập tháp khách sạn. Mà tiến vào khách sạn về sau, giờ mới hiểu được cái gì mới thật sự là vàng son lộng lẫy. Đại sảnh, phòng giữa, phòng, phòng tắm, toàn bộ đều là ánh vàng rực rỡ, xa hoa chung rồi lại không rơi tục khí. Trần Húc ghé vào môn cầm trên tay nhìn hồi lâu, Cao Hiểu Tiết hỏi hắn làm gì vậy, cái này đã có mấy tỷ gia sản ra hỏa vậy mà toát ra một câu, người nói chúng ta muốn đem những này hoàng kim này ra xuống mang về như thế nào đây? Cao Hiểu Tiết, đương nhiên, Trần Húc tại sợ hãi thán phục Dubai khách sạn địa xa hoa lúc cũng không có đã quên chính sự, vừa mới đem hành lý cất kỹ giản xếp xuống về sau hắn tự đi tìm Lý Thế Vừa, lại để cho hắn mang theo chính mình đi kia nhà cổ đồng tiệm châu báu. Lý Thế Vừa dở khóc dở cười, nhưng biết rõ Trần Húc khả năng có cái đại sự gì muốn làm, vì vậy hay vẫn là mang theo hắn đi. Dubai khách sạn phục vụ là phi thường tốt, khách nhân đi ra ngoài đều có miễn phí cỗ xe đưa đón. Ngồi ở xa hoa xe thể thao chính giữa, Trần Húc tâm tình nhưng lại dị thường vội vàng sao động, hắn không có có tâm tư đi thưởng thức hai bên đường cảnh sắc, cũng không có hứng thú nhìn ven đường các loại cỗ xe đều là cái gì nhãn hiệu đấy. Kỳ thật hắn vừa tới địa lúc sau đã xem qua rồi. Tự chứng kiến Mercedes-Benz như vậy thế giới hàng hiệu xe con đầy đất đều là, có mấy chiếc ném tại đâu đó cũng không biết đã bao lâu, thượng diện toàn bộ đều là cho. Kỳ thật cái này cũng có thể lý giải, Mercedes-Benz ở trong nước giá vị rất cao, nhưng là đó là bởi vì nhập khẩu thuế quan rất cao, thật muốn nói, lại xa hoa xe thể thao kỳ thật đều không tính là nhiều quý, hôm nay trên thế giới nhất đắt đỏ Aston Martin ONI 77 xe thể thao. Toàn bộ thế giới số lượng có hạn 77 khung, tại Trung Quốc trong nước giá bán có thể đạt tới 3.500 vạn đến 4.000 vạn nhân dân tệ. Có thể nói là trong xe thể thao địa chiến đấu xe rồi. Nhưng trên thực tế Aston Martin ONI 77 giá vị bất quá tựu là 100 vạn bảng Anh mà thôi. 100 vạn bảng Anh hoàn toàn chính xác không rẻ, nhưng so với cái kia 3 đến 4% trăm thuế quan. Hoàn toàn tựu là cái bài trí. Cho nên ở nước ngoài chứng kiến tốt xe không kỳ lạ quý hiếm, chứng kiến sản phẩm trong nước hồng kỳ xe con đó mới gọi kỳ lạ quý hiếm đây này. Trần Húc lựa chọn cái này chiếc Lamborghini không cầu đừng, chính là vì nhanh. Vốn ngồi phi cơ trực thăng sẽ nhanh hơn đấy, nhưng ngẫm lại không có cái kia tất yếu. Hơn nữa vấn đề trọng yếu nhất là phi cơ trực thăng phi ngược lại là dễ dàng. Có thể Dubai cái thành phố này kiến trúc mật độ cao như vậy. Một hồi hướng cái đó ngừng, bởi vì là lần đầu tiên xuất ngoại, Trần Húc cũng căn bản cũng không biết đường, tùy ý lái xe lái xe một đường chạy lung tung, ước chừng 20 phút bộ dạng, rốt cuộc tại một nhà điếm cửa ra vào ngừng lại. Trần Húc xuống xe, chứng kiến đây là một nhà rất bên trên quy mô tiệm châu báu, tại Dubai nổi tiếng Hoàng Kim thị trường chính giữa. Dubai Hoàng Kim thị trường thiên hạ nổi tiếng, có thể nói là nữ nhân thánh địa. Bởi vì nơi này có vô số lại để cho lòng của nữ nhân động vật phẩm trang sức, thủ trạc, vòng cổ, chiếc nhẫn chờ chờ. Hơn nữa là luận cân sưng địa phương, những thứ kia toàn bộ là dựa theo hoàng kim sức nặng đến kế giá. Thành công phẩm, cũng có chuyên nghiệp nhà thiết kế băng giúp đám nữ hài tử đánh tạo tâm nghi vật phẩm trang sức, hơn nữa không thu lấy xếp đặt thiết kế phí cùng công nghệ phí. Bất quá Trần Húc đối với hoàng kim không có hứng thú, hắn đã đến tiệm châu báu về sau. Đây là ra tên là gì địa tiệm châu báu Trần Húc cũng không biết, bởi vì này tựu là phiên dịch ra địa chưa đủ chỗ rồi phiên dịch ra có thể phiên dịch điện tử tư liệu tin tức thậm chí là âm thanh khẩu cùng dịch. Nhưng lại không thể phiên dịch khác vào trên ván gỗ văn tự. Bất quá, ngoại trừ những cái kia uốn éo địa rối tinh rối mù Ả Rập văn tự bên ngoài. Ngược lại là cũng có anh Văn, nhà này điếm địa anh Văn tên là làm Dream. Thì ra là mộng tưởng, lúc này thời điểm Ả Rập tháp khách sạn đưa cho Trần Húc hướng dẫn du lịch ngược lại là nổi lên đại tác dụng, bởi vì có thể ở lại tại Ả Rập tháp du khách, trên cơ bản phi phú tức quý thì ra là khách hàng lớn cho nên những này hướng dẫn du lịch đều cùng những này tiệm châu báu chờ chờ tiêu phí nơi lão bản, hoặc là nói là quản lý rất thuộc, nếu không Trần Húc muốn gặp lão bản của nơi này, sợ rằng cũng phải phí bên trên một phen chắc trở. Nhà này điếm lão bản hôm nay là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, một bộ tín đồ đạo hồi cách ăn mặc, dẫn theo cái màu đen che đầu cùng ma tó âm vương tử đồng dạng. Tại đã được biết đến Trần Húc ý đồ đến về sau, người này rất bất đắc dĩ cười khổ nói, thực xin lỗi mấy vị tiên sinh, tại ba năm trước đây một lần cướp bóc án ở bên trong, phụ thân của ta, thì ra là nhà này điếm thượng một nhiệm lão bản trong bất hạnh đạn bỏ mình, cho nên hắn từ nơi này lấy được cái này cái hộp, ta cũng không được biết. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 20